hợp lại cùng nhau. Cùng với những cái khác phổ thông pha lê so với cương hóa kẹp dao chất dính, pha lê có nhịn chấn động, chống trộm, chống đạn phòng ngừa bạo lực tính năng. Kiến trúc công nhân đang làm việc thời điểm Tô Chiết cũng không có nhàn rỗi. Tô Chiết đính đã làm nhiều lần gieo trồng dùng kiêu căng. Trong hậu viện có thể gieo trồng diện tích trong đó một nửa, Tô Chiết đều thu xếp lên giá tử. Cứ như vậy lời nói, hậu viện gieo trồng diện tích liền lớn hơn đến tận một nửa tương lai sân thượng cải tạo tốt sau cũng tương tự sẽ bố trí kiêu căng, không lãng phí mặt đất, tận lực mở rộng gieo trồng không gian. sau tôi chiết lại mua gieo trồng đất, tại trên giá đặt lên giày đặc gieo trồng đất. cứ như vậy, những ngày kiêu căng là có thể gieo trồng một ít dược liệu rồi. thế là tại trong mấy ngày này, tôi chiết liền bắt đầu chủ còn bận việc hơn những chuyện này, những chuyện khác hắn cũng không có đi chú ý. lầu ba sân thượng trang trí còn khá một chút, bởi vì tôi chiết cơ bản đều là giao cho thợ sửa chữa người đến làm chỉ bất quá hắn thỉnh thoảng sẽ đi tới sân thượng giám sát một cái công trình, đồng thời nói nói ý kiến của mình, để thợ sửa chữa người biết rõ làm sao đi làm. Thế nhưng hậu viện cũng chỉ có Tô Triết một người, chuyện gì đều phải Tô Triết chính mình tự thân làm rồi. Bởi vì trong hậu viện trồng nhiều như vậy giá trị bất phàm dược liệu, Tô Triết có thể không yên lòng, để thợ sửa chữa người tới gần. Nếu như bị thợ sửa chữa người phát giác dược liệu giá trị, nói không chắc sẽ gây ra một số phiền phức. Cho dù thợ sửa chữa người sẽ không lên lưu luyến thế nhưng vạn nhất không cẩn thận đem tin tức toát ra đi, gây nên một ít có ít người mơ ước sẽ không tốt. Cho nên tự nhiên Tô Chiết liền không yên lòng do thợ sửa chữa người đến hậu viện thi công rồi, lầu ba sân thượng liền do thợ sửa chữa người đến, mà hậu viện chỉ có Tô Chiết chính mình đến phụ trách. Không qua đi viện không cần sân thượng phức tạp như thế, cần muốn tốn công tốn sức. Chỉ là cần một chút nho nhỏ biến động, chủ yếu vẫn là cố định gieo trồng dùng kiêu căng, cùng với thêm vào gieo trồng đất, lượng công việc khá lớn bên ngoài, cái khác đúng là không có cái gì. Cho nên tô chiết một người vẫn là có thể bận biểu được lại đây, chỉ bất quá sẽ khá mệt mỏi một điểm. Trong thời gian này, tô chiết vì để cho thợ sửa chữa người có thể tận tâm điểm vì hắn trang trí sân thượng, hắn mua không ít khói đưa cho thợ sửa chữa người, hơn nữa đang sửa chữa công nhân nghỉ ngơi trong lúc, tô chiết cũng mua không ít điểm tâm cho thợ sửa chữa người ăn. Lại tăng thêm tô chiết người này tuy rằng lời nói tương đối ít một điểm, sẽ không tăng cùng người giao lưu thế nhưng tô chiết chờ người vẫn tương đối thân hòa, không có gì kiêu căng. Cho nên thợ sửa chữa người đương nhiên sẽ không gây sự với tô chiết, làm việc cố ý lề mà lề mề, tiêu cực lãn công rồi. Tô chiết cùng thợ sửa chữa người đánh quan hệ, cho nên thợ sửa chữa người đang cải tạo sân thượng thời điểm, so sánh dụng tâm. Hơn nữa sân thượng công trình cũng không phải đặc biệt phức tạp, lại tăng thêm trang trí nhân thủ sung túc. Tại đấu giá hội đến một ngày kia, liền vừa vặn đem sân thượng cho sửa xong rồi. Tô chiết nghiệm thu sau, liền đem còn dư lại dư khoản đưa cho vật liệu xây dựng thị trường. Vốn là tô chiết còn dự định trước tiên loại chút thuốc tài, nhưng là huy đằng phòng đấu giá vì hắn cử hành buổi đấu giá cũng sắp muốn bắt đầu, cho nên tô chiết cũng đành phải thôi, đợi được buổi đấu giá sau khi kết thúc mới mặt khác tính toán. Ngày hôm qua Lưu Hùng liền mời tô chiết cùng hắn đồng thời đi tham gia buổi đấu giá, dù sao tô chiết cũng muốn đi phòng đấu giá, cho nên cũng là cùng Lưu Hùng cùng đi tham gia. Bất quá Lưu Hùng mặc dù biết lần này vật đấu giá chính là người có tuổi phần nhân sâm núi, thế nhưng cũng không biết gốc cây này nhân sâm núi là thuộc về Tô Chiết, là vì Tô Chiết mang đến nhân sâm núi, huy đằng phòng đấu giá mới sẽ cử hành một cái cuộc bán đấu giá. Lần này Tô Chiết cũng không hề lái xe đi, mà là Lưu Hùng tới nhà tải hắn cùng đi. Ở trên đường, Lưu Hùng là Tô Chiết giới thiệu lần này đấu giá hội trọng điểm, cùng với hắn bức thiết nghĩ có được ý nghĩ. Huy đằng phòng đấu giá đối ngoại tuyên truyền là, lần này vật đấu giá là một gốc niên đại đạt đến 500 năm nhân sâm núi. Chỉ một điểm này, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mà đàm quân chân vốn cho là chỉ là 7 ngày, căn bản không đủ là gốc cây này nhân sâm núi tuyên truyền được, cũng không đủ thời gian là gốc cây này nhân sâm núi để cao nhân khí, hấp dẫn sự chú ý. Thế nhưng sau đó đàm quân chân phát hiện, một cái cuộc bán đấu giá thậm chí còn chưa có bắt đầu chính thức tuyên truyền, huy đằng phòng đấu giá chỉ là hơi chút thả ra, đã nhận được một gốc niên đại đạt đến 500 năm nhân sâm núi tin tức sau. liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt rồi, thậm chí có rất nhiều người đã trực tiếp tìm tới huy đằng phòng đấu giá tổng bộ, hỏi dò bán ra một cái giá lớn. Thế là đàm quân chân nhanh chóng thừa dịp thời điểm này, tuyên truyền lần này buổi đấu giá. Làm ngoại giới người biết gốc cây này nhân sâm núi sẽ ở huy đằng phòng đấu giá bán đấu giá sau, liền hướng huy đằng phòng đấu giá dự định tham gia buổi đấu giá danh ngạch. Vốn là đàm quân chân còn dự định để nhân sâm núi cùng cái khác vật đấu giá đồng thời bán đấu giá, như vậy cũng tốt hấp dẫn càng nhiều người tới tham gia buổi đấu giá, có thể tăng cao sức cạnh tranh. Thế nhưng hiện tại đàm quân chân phát hiện đã không cần bán đấu giá cái khác vật đấu giá. Riêng là tô chiết nhân sâm núi nhân khí liền đầy đủ chống đỡ lấy một hồi cỡ lớn buổi đấu giá rồi. Đây là huy đằng phòng đấu giá tất cả mọi người không có dự liệu được sự tình. Lúc đó bốn hai mươi năm nhân sâm núi tuy rằng cũng hấp dẫn không ít người tới tham gia buổi đấu giá, thế nhưng tới tham gia buổi đấu giá phần lớn là bổn tình người. Thế nhưng lần này năm trăm năm nhân sâm núi, hấp dẫn toàn quốc các nơi người, thậm chí ngay cả những quốc gia khác người giàu có cũng cửa ải cực kỳ lớn rót năm trăm năm nhân sâm núi, chính mình tự mình đến đây, hoặc là ủy thác người đến cạnh tranh. Lần đấu giá này năm trăm năm nhân sâm núi, Lưu Hùng là rất nghĩ có được. Lần trước bán đấu giá bốn hai mươi năm nhân sâm núi. Lưu Hùng có thể từ bỏ. Thế nhưng lần này 500 năm nhân xâm núi, Lưu Hùng lại sẽ không dễ dàng buông tha cho. Thế nhưng Lưu Hùng lần này tự tin nhưng có chút không đủ. Bởi vì cái này một lần buổi đấu giá, có thực lực và Lưu Hùng cạnh tranh người không phải số ít. Không hề giống lần trước 4-20 năm nhân xâm núi, Lưu Hùng duy nhất đối thủ cạnh tranh, chỉ có tập đoàn Vương Thị Vương An Quốc một người. Nếu như lúc đó Lưu Hùng có lòng muốn tranh giành đi xuống, 420 năm nhân sâm núi khả năng cũng không phải là Vương An quốc đập xuống. Bởi vì Lưu Thị hôm nay đã có một gốc 300 năm nhân sâm núi, cho nên Lưu Hùng đối 420 năm nhân sâm núi cũng không phải như tập đoàn Vương Thị như vậy cấp thiết muốn đạt được. Cho nên lúc đó gốc cây này 420 năm nhân sâm núi, tại Vương An quốc ra giá đến 18 triệu thời điểm, Lưu Hùng liền từ bỏ rồi, cuối cùng nhân sâm núi do Vương An quốc đập xuống. Thế nhưng lần này không giống gốc cây này niên đại có 500 năm nhân sâm núi, đại biểu ý nghĩa có sự bất đồng rất lớn. Cho nên Lưu Hùng lần này là tình thế bắt buộc, hắn sẽ không lại dễ dàng liền bỏ quyền. Tô Chiết nhìn ra Lưu Hùng hôm nay thật giống có một ít căng thẳng, hắn cũng không minh bạch 500 năm nhân sâm núi đại biểu là cái gì. Làm Tô Chiết cùng Lưu Hùng đi tới huy đằng phòng đấu giá thời điểm, không nghĩ tới lần này tham gia buổi đấu giá người, nếu so với lần trước tham gia buổi đấu giá người còn nhiều hơn, phải biết ngay lúc đó buổi đấu giá, tuy rằng chủ đánh vật đấu giá là 420 năm nhân sâm núi, thế nhưng cái khác vật đấu giá cũng là hội tụ không ít người. Thế nhưng lần này buổi đấu giá vẻn vẹn chỉ biết bán đấu giá tô chiết nhân sâm núi, nhân khí nếu trái lại càng cao hơn. Vậy thì để tô chiết có chút giật mình, ngược lại là Lưu Hùng có vẻ rất bình tĩnh. Hiển nhiên Lưu Hùng đã sớm trước đó liền dự liệu được, bởi vì Lưu Hùng biết 500 năm nhân sâm núi đại biểu hàm nghĩa, cho nên hắn mới sẽ tập mãi thành quen. Tô Chiết cùng Lưu Hùng tìm tới chính mình chỗ ngồi, sau Lưu Hùng sau khi ngồi xuống, liền không mở miệng nói chuyện nữa rồi, mà là nhắm mắt lại. Chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu Lưu Hùng muốn nhắm mắt dưỡng thần, đến lúc đó lấy trạng thái tốt nhất nghênh tiếp chờ một chút buổi đấu giá. Trái lại lần này đấu giá hội người chủ đạo, 500 năm nhân sâm núi người nắm giữ, Tô Chiết nhưng bây giờ có vẻ rất bình tĩnh. Rất không có việc gì dáng vẻ. Kỳ thực trước đó Tô Chiết chưa có tới buổi đấu giá, trong lòng hắn cũng hơi sốt sắng. Tô Chiết Nguyên vốn cũng là rất lo lắng lần này buổi đấu giá đã thất bại, hắn nhân sâm núi không người nào nguyện ý đập xuống. Lần này Tô Chiết trang trí sân thượng, cho nên công trình không là rất lớn, thế nhưng Tô Chiết lựa chọn các loại tài liệu đều là tốt hơn, hắn giá cả cũng là thuộc về tương đối cao. Tô Chiết đã đem tiền còn lại toàn bộ đều dùng đang sửa chữa trên sân thượng, Tô Chiết đã xài hết tất cả tiền rồi, hắn hiện tại đã không có tiền. Hơn nữa qua hai ngày thời điểm, Tô Chiết còn mặt khác cần muốn lấy ra 2 triệu, đến hoàn thành cùng hạ hàm nạc giao dịch, triệt để thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Bởi vì Tô Triết người trong cuộc này hiện tại phi thường thiếu tiền quan hệ, cho nên hắn đối lần này buổi đấu giá vẫn là rất để ý, thậm chí Tô Triết cũng đã làm dự tính xấu nhất. Một khi lần này Nhân Sâm núi Lưu Phách lời nói, Tô Triết quyết định đem gốc cây này Nhân Sâm núi cầm bán cho Lưu Hùng, dù cho giá cả thấp một chút cũng không sao cả, nói chung không thể làm lỡ thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện sự tình. Nhưng khi Tô Chiết cùng Lưu Hùng đi tới phòng đấu giá thời điểm, tâm tình của hắn lại thanh tĩnh lại rồi. Bởi vì tham gia buổi đấu giá người nhiều như vậy, hơn nữa Lưu Hùng cũng biểu thị ra thập phần cấp thiết muốn đạt được nhân sâm núi lòng của, lần này nhân sâm núi Trung Quy sẽ không lưu phách đi nha. Nhiều người như vậy đối lần đấu giá này nhân sâm núi tình thế bắt buộc, kém nhất cũng chỉ là giá sau cùng sẽ thấp một chút, thế nhưng chỉ ít Tô Chiết không cần lo lắng lưu phách rồi. Chính là bởi vì là như thế này, Tô Chiết hiện tại mới sẽ không sốt sắng như vậy cho nên Tô Chiết liền có vẻ có chút nhàn nhã. Lần này buổi đấu giá tham gia người tuy rằng rất nhiều, thế nhưng hiện trường lại không có vẻ huyên náo, trái lại còn yên tĩnh. Cho dù trong lúc đó có trò chuyện người, cũng cố ý nhỏ giọng, tất cả mọi người đang yên lặng chờ mong buổi đấu giá bắt đầu. Lần này Huy đằng phòng đấu giá cử hành buổi đấu giá chỉ biết bán đấu giá như thế vật đấu giá, chính là 500 năm nhân sâm núi. Lần này tới tham gia buổi đấu giá người, trừ một chút làm bạn người ở ngoài, những người khác mục tiêu đều là chạy, gốc cây này niên đại có 500 năm nhân sâm núi mà đến. Mà này hấp dẫn mọi người chú ý nhân sâm núi, bây giờ đang bị phòng đấu giá công nhân viên đem thả tại trên đài đấu giá. Gốc cây này 500 năm nhân sâm núi trang ở một cái trong suốt trong hộp, mà cái này khổng lồ trong suốt hộp, không có cái khác trang sức. Đang đấu giá phía dưới đài khách, chỉ cần nhãn lực tốt hơn người đều có thể thấy rất rõ nhân sâm núi, nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ trở ngại nhân sâm núi vừa bị mang lên trên đài đấu giá, trước tiên liền hấp dẫn hết thảy khách lực chú ý, bao quát ngồi ở tô chiết bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần lưu hùng. Không biết có phải hay không là tô chiết ảo giác, hắn cảm giác nhân sâm núi vừa xuất hiện tại trên đài đấu giá. Nguyên bản còn rất an tĩnh sàn đấu giá, bây giờ tựa hồ có thể nghe được không ít tiếng thở hồn hền. Nhân sâm núi xuất hiện không đến bao lâu sau, đàm quân chân liền đi lên bàn đấu giá, đối với người phía dưới nói ra, mọi người khỏe, ta gọi đàm quân chân. Ở nơi này đầu tiên rất hoan nghênh các vị có thể tới tham gia huy đằng phòng đấu giá cử hành buổi đấu giá, đến của các ngươi, để lần này đấu giá hội nhà tranh rực rỡ. Đàm quân chân nói tiếp, hôm nay đem để ta làm đảm đương lần này bán đấu giá người bán đấu giá, chắc hẳn các vị đều biết lần này vật đấu giá rồi, nhưng ở nơi này vẫn là do ta lại cho các ngươi cặn kẽ giới thiệu một chút đi. Hôm nay buổi đấu giá chỉ có một vật đấu giá, chính là cái này một gốc nhân sâm núi, nghĩ đến lần này các ngươi cũng là vì gốc cây này nhân sâm núi mà đến. Đàm quân chân chỉ vào bên cạnh hắn nhân sâm núi nói ra, gốc cây này nhân sâm núi, trải qua phòng đấu giá chúng ta giám định, cùng với quyền uy cơ cấu nhiều lần nhiều lần giám định, hiện tại đã xác định gốc cây này nhân sâm núi niên đại tại 500 năm, đồng thời nhân sâm núi trọng lượng là 698 khắc, là trước mắt mới thôi phát hiện nhân sâm núi trong, trọng lượng nặng nhất nhân sâm núi. Tô làm sao cũng không nghĩ tới, đàm quân chân làm huy đằng phòng đấu giá tại Yến Vân Thị Phân Bộ Tổng Giám Đốc, hôm nay sẽ nếu lên đài, trong lúc lần buổi đấu giá người bán đấu giá, này ngược lại là để Tô Chiết cảm thấy phi thường bất ngờ. Mọi người đều biết, bây giờ nhân sâm núi càng ngày càng ít, người có tuổi phần nhân sâm núi càng là khó được. Chớ nói chi là niên đại tại 500 năm nhân sâm núi, hơn nữa trọng lượng còn tại 698 khắc. Cho nên không cần ta nhiều lời, mọi người đều hẳn là rất rõ ràng gốc cây này nhân sâm núi giá trị. Như thế hoàn mỹ nhân sâm núi, có lẽ ngoại trừ gốc cây này bên ngoài, khả năng liền cũng tìm không được nữa cây thứ hai rồi. Cuối cùng đang đấu giá chính thức bắt đầu trước, ta đến nói một chút lần này bán đấu giá quy tắc, gốc cây này nhân sâm núi giá rẻ vẻn vẹn là một nguyên. Mỗi một lần ra giá không thua kém 100 ngàn nguyên. Đàm quân chân nói ra, ta tuyên bố bán đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu. Nhân sâm núi giá rẻ là một nguyên quyết định, đàm quân chân trước đó đã thông báo qua tô chiết, trải qua tô chiết sau khi đồng ý mới chọn lựa. Trước đó đàm quân chân cũng không hề dự liệu được, tổ chức nhân sâm núi sẽ khiến cho cao như vậy quan tâm. Cho nên đàm quân chân mới sẽ tính toán lấy cái này giá rẻ là mánh lưới đến hấp dẫn người, thế nhưng hiện tại lấy hiện trường số người tham gia đến xem, cái này mánh lưới hiện tại ngược lại là có vẻ có một ít dư thừa. Làm đàm quân chân tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu sau, tổ chức vốn cho là sẽ có rất nhiều người tranh nhau chen lấn ra giá. Thế nhưng kết quả lại ra ngoài tổ chức ý liệu, hiện trường bên trong không có một người ra giá, liền ngay cả Lưu Hùng cũng không có ra giá, Buổi đấu giá lập tức liền lâm vào tẻ ngắt. Tô Chiết có chút không nén được tức giận, chính hắn đều muốn mở miệng ra giá, để tránh khỏi lần này nhân sâm núi cứ như vậy không công lưu phách rồi. Liền ở Tô Chiết suýt chút nữa không nhịn được ra giá thời điểm, rốt cuộc có người trước tiên ra giá. Ta suốt 500 vạn, một cái ngồi ở chính giữa người dơ lên tấm bảng nói ra, để giá cả lập tức liền lật ra 500 vạn lần. Nguyên lai like, Tô Chiết nhân sâm núi không phải là không có người muốn, chỉ bất quá tất cả mọi người biết lần này nhân sâm núi giá cả không thể nào biết thấp như vậy cho nên đều lựa chọn trước tiên quan sát dự định trước tiên để cho người khác ra giá thử trước một chút nước nếu không ra giá cả suất thấp cũng chỉ biết gây người chê cười mà nếu như tại vừa bắt đầu liền đem giá cả báo cao lời nói đoán chừng sẽ khiến cho ở đây rất nhiều người bất mãn bởi vì vừa bắt đầu liền báo giá cao lời nói sẽ đem cuối cùng giá sau cùng cho tăng cao như vậy ăn lực không có kết quả tốt sự tình đương nhiên sẽ không có người muốn làm rồi. Cũng là bởi vì tất cả mọi người là nghĩ như vậy, buổi đấu giá mới sẽ lập tức liền lâm vào tẻ ngắt, để tô chiết sợ bóng sợ gió một hồi. Mà một khi có người ra giá, không đợi đàm quân chân tuyên bố. Đều không ngừng có người tiếp lấy ra giá. Ta xuất 550 vạn. 620 vạn. Ta xuất 6.800 ngàn. Một tên tiếp theo một tên, liên tục có người ra giá. Giá cả cũng là liên tục tăng lên, một lần tốc độ tăng đều là vài trăm ngàn lên. Như vậy cảnh tượng mới là bình thường nhất, như vừa nãy không ai ra giá liền có vẻ hơi quỷ dị. Vừa nãy không đơn thuần là tô chiết bị sợ hết hồn, liền ngay cả đàm quân chân cũng là phi thường nhanh chóng. Nếu như giá rẻ là một nguyên nhân xâm núi, niên đại đạt đến 500 năm, trọng lượng là 698 khắc nhân xâm núi, đều không có người ra giá, mà xuất hiện lưu phách tình huống nếu như lần này đấu giá hội xuất hiện tình huống như vậy lời nói, đàm quân chân liền không cách nào cùng tổng bộ khai báo. Đến lúc đó đàm quân chân đừng nói lợi dụng lần này đấu giá hội, đến vững chắc tại huy đằng phòng đấu giá địa vị, có thể ngay cả tổng giám đốc chức vị cũng sẽ khó giữ được, muốn do những người khác tới đón hắn chức vị tổng kinh lý rồi. May mà hiện tại cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế, cho nên tôi chức cùng đàm quân chân hai người đều là đồng thời thở phào nhẹ nhõm nhân sâm núi giá cả càng ngày càng cao thế nhưng ngồi ở tô chiết bên cạnh lưu hùng lại một lần đều chưa từng sinh ra giá lưu hùng chỉ lại yên lặng quan sát bán đấu giá quá trình cũng không hề vội vã ra giá hơn nữa buổi đấu giá còn có không ít người giống như lưu hùng vẫn không có ra giá đoán chừng trừ một chút thực lực không đủ nhân chi bên ngoài những người khác mới là lần này bán đấu giá nhân sâm núi chủ lực những người này đại đa số đều ngồi ở hàng trước tô chiết biết như lần này đấu giá hội bình thường trước chỗ ngồi sau cũng là gián tiếp biểu đạt tham gia thân phận của người địa vị, càng đến gần bàn đấu giá chỗ ngồi, có lẽ quyền thế lại càng lớn. Mà Lưu Hùng cùng Tô Chiết đều ngồi ở hàng thứ nhất, bởi vì Yến Vân Thị là Lưu Hùng đại bản doanh, hắn là đầy đủ có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất lên, cho nên cũng không phải kỳ quái. Mà trên danh nghĩa Tô Chiết là cùng Lưu Hùng cùng đi, cho nên ngồi ở hàng thứ nhất cũng là rất bình thường. Kỳ thực dù cho Tô Chiết chính mình đến, hắn cũng là có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất. Bởi vì lần này bán đấu giá nhân sâm núi chính là Tô Chiết, nếu như Tô Chiết cái này người nắm giữ đều không có tư cách ngồi ở hàng thứ nhất, vậy còn có người nào có tư cách? Khả năng xuất hiện tại đấu giá hội vẫn là trò đùa trẻ con, bây giờ giá cả còn rất thấp, vẫn chưa tới bọn hắn cơ hội xuất thủ. Bọn hắn còn đang chờ đợi, rồi cùng Lưu Hùng dự định như thế, tại cuối cùng thời điểm mới ra tay. Nhiệt môn liền ở có người ra đến 10 triệu thời điểm, Lưu Hùng rốt cuộc ra giá 15 triệu. Lưu Hùng một lần liền đem giá cả cho đề cao 500 vạn, hắn lập tức liền đào thải rất nhiều thực lực chưa đủ người. Mà ở Lưu Hùng ra giá sau, ngồi ở hàng thứ nhất người cũng cũng bắt đầu lục tục ra giá. 16 triệu có người dơ bảng 18 triệu rất nhanh sẽ có người ra giá tiền cao hơn. 20 triệu tiếp lấy lại có người dơ lên tấm bảng, báo ra giá tiền cao hơn. Tô Chiết cảm giác báo ra 20 triệu người, tiếng nói của hắn thật giống có chút quen thuộc, thế là Tô Chiết men theo âm thanh nhìn lại. Tô Chiết phát hiện suốt 20 triệu người, càng là cùng hắn có quan hệ trịnh viêm, Tô Chiết không nghĩ tới trịnh viêm hôm nay cũng tới tham gia buổi đấu giá rồi. Một cái vị tiên sinh hiện tại đã ra đến 20 triệu rồi, còn có ai hay không cao hơn hắn. Đàm quân chân thật giống đối người bán đấu giá nhân vật này càng ngày càng quen thuộc rồi, càng ngày càng đầu nhập vào. 22 triệu, trong đó số 15 lại lần nữa dơ lên tấm bảng, số 15 nhìn lên không tới 30 tuổi, số 15 liền là trước kia người thứ nhất ra giá người giải trừ tô chiết cùng đàm quân chân khẩn cấp. Trước đó người này trực tiếp ra 500 vạn sau, sẽ không có tái xuất giá, cho tới bây giờ mới lần thứ hai ra giá. Vị tiên sinh này xuất 22 triệu, 22 triệu lần thứ nhất. Đàm quân chân gõ ở trong tay tiểu mộc trùy nói ra. Ta xuất 23 triệu, trịnh viêm lại đề cao 100 vạn. 24 triệu, số 15 nhìn trịnh viêm một mắt, không chịu yếu thế tiếp tục báo giá. 25 triệu, Lưu Hùng cũng ra giá, 26 triệu, số 19 giờ lên trong tay tấm bảng hô. 26 triệu, có hay không cao hơn 2060 vạn, cơ hội lần này bỏ lỡ tựu không có, 26 triệu lần thứ nhất. Đàm quân chân bắt đầu kêu lên. Giá cả ra đến 26 triệu, tất cả mọi người bao quát lưu hùng, đều yên tĩnh lại, bọn hắn ở trong lòng so sánh còn có cần thiết hay không tiếp tục ra giá tiền cao hơn. Cuối cùng Lưu Hùng dơ lên tấm bảng, lần nữa ra giá, 28 triệu. 28 triệu đã là lưu hùng lần danh, đây là hắn có thể xuất cao nhất giá tiền. Ta xuất 3.000 vạn, trịnh viêm cuống lên, trực tiếp đem giá cả lần nữa để cao 2 triệu. Gốc cây này nhân sâm núi, trịnh viêm là bất kể như thế nào đều muốn chiếm được, dù cho muốn tốn nhiều hơn nữa tiền. Hắn cũng sẽ không tiếc, bởi vì cái này một gốc nhân sâm núi, hắn có rất lớn tác dụng. Lưu Hùng không thể làm gì khác hơn là buông tha cho, 28 triệu đã là danh giới cuối cùng của hắn rồi. Hiện tại trịnh viêm trực tiếp suốt 3.000 vạn, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho. Số 12 suốt 3.000 vạn, xin hỏi còn có ai hay không ra giá tiền cao hơn? Đàm quân chân nhìn hiện trường một vòng, xác định đã không có người nghĩ ra giá sau, mới lên tiếng 3.000 vạn lần thứ nhất, 3.000 vạn lần thứ hai, 3.000 vạn lần thứ ba, thành giao. Số 12 lấy 3.000 vạn giá cả vỗ tới gốc cây này nhân sâm núi, để cho chúng ta đến vỗ tay chúc mừng hắn. Dưới đài vang lên không ít tiếng vỗ tay vốn là tại dưới đài trịnh viêm trên khán đài đàm quân chân nói chuyện chậm như vậy thôn thôn trịnh viêm biết đàm quân chân là cố ý kéo dài thời gian làm cho càng nhiều người có thể tiếp tục ra giá lúc đó trịnh viêm trong lòng là rất muốn xông tới đoạt lấy đàm quân chân trong tay tiểu ngục trùy chính mình trực tiếp tới đạt thành giao dịch mà bây giờ bán đấu giá cuối cùng kết thúc trịnh viêm được thoại nguyện đã nhận được nhân sâm núi hắn mới bắt đầu buông lỏng Gốc cây này 500 năm nhân sâm núi bị Trịnh Viêm chụp được, nói cách khác lần này buổi đấu giá đã kết thúc mỹ mãn. Lưu Hùng hiện tại đã không có tâm tình tiếp tục lưu lại trong phòng đấu giá, huy đằng phòng đấu giá hai lần bán đấu giá nhân sâm núi, Lưu Hùng đều là tay không mà về. Lưu Hùng phải đi thời điểm, Tô Chiết Vì Tiện nói một cái cớ tiếp tục lưu lại huy đằng trong phòng đấu giá để Lưu Hùng đi trước. Mà Trịnh Viêm đạt được 500 năm nhân sâm núi sau, lập tức đi ngay tìm đàm quân chân tiền trả ngay đầu tiên bên trong trước tiên đem nhân sâm núi cho lấy đến trong tay, sau đó trịnh viêm liền vội vã đi rồi. Không nói trịnh viêm trước đó không có chú ý tới tô chiết, hắn cũng không biết tô chiết cũng tới tham gia buổi đấu giá rồi. Lúc đó trịnh viêm toàn bộ tâm tư đều đặt ở nhân sâm núi lên. Nơi nào còn chú ý tới tô chiết, mà bây giờ được nhân sâm núi sau, trịnh viêm chỉ muốn trước tiên giữ gìn kỹ nhân sâm núi. Cho nên cho dù trịnh viêm chú ý tới tô chiết, biết tô chiết hôm nay cũng tới tham gia buổi đấu giá rồi, hắn hiện tại cũng không có tâm tư tìm đến Tô Chiết tính sổ. Kỳ thực Tô Chiết rất hoài nghi ngay lúc đó mặt nạ bóng đen, cùng trịnh viêm có liên quan rất lớn. Thế nhưng Tô Chiết hiện tại không có chứng cứ, cũng chỉ có thể để trịnh viêm rời đi, cho dù đúng là cùng trịnh viêm có quan hệ, Tô Chiết xuất hiện tại không có chứng cứ. Nếu như Tô Chiết hiện tại đi tìm trịnh viêm lời nói, không có chứng cứ Tô Chiết cũng không làm được cái gì, chỉ là đánh rắn động cỏ mà thôi kỳ thực tô chiết trong lòng là rất không muốn nhân sâm núi bị trịnh viêm đập xuống tô chiết tình nguyện bị những người khác lấy so với so sánh giá tiền thấp đập xuống cũng không muốn để trịnh viêm đạt được nhân sâm núi bất quá bây giờ đã thành sự thực tô chiết cũng không có cách nào đi thay đổi đợi được phòng đấu giá người đều đã tản đi sau tô chiết liền trực tiếp đi tìm đàm quân chơ mà đàm quân chân cũng biết hôm nay bán đấu giá sau khi kết thúc tô chiết liền sẽ tìm đến hắn cho nên đàm quân chân đang xử lý tốt buổi đấu giá sự tình sau liền ở trong phòng làm việc đợi Tô Chiết rồi. Bởi vì Tô Chiết trước đó đã cùng đàm quân chân ước định cẩn thận rồi, lần này bán đấu giá không thể tiết lộ thân phận của Tô Chiết đi ra. Cho nên cho dù rất nhiều người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ đàm quân chân trong miệng biết chủ bán thân phận, đều là tay trắng trở về. Mà toàn bộ huy đằng phòng đấu giá biết thân phận của Tô Chiết người, chỉ có ba người, trong đó là đàm quân chân tính một cái. Hai người khác, một cái là trước tiên tiếp đón tô chiết sơ cấp chuyên gia giám định trương vân phong mà một cái khác chính là huy đằng phòng đấu giá đặc cấp chuyên gia giám định ngoại trừ ba người này ở ngoài sẽ không có những người khác biết lần đấu giá này nhân sâm núi chủ bán là ai đàm quân chân bảo mật công tác vẫn là làm rất tốt lần đấu giá này hoàn mỹ kết thúc kết quả đã thật to vượt qua đàm quân chân dự đoán khiến hắn phi thường hài lòng đàm quân chân cũng định hôm nay xử lý tốt sự tình sau liền khen thưởng trong đó công lao người trương vân phong nếu không phải Trương Vân Phong tuệ nhãn nhận thức châu, trước tiên liền dám định ra nhân sâm núi giá trị, mới lưu lại tô chiếc cái này quý khách. Cho nên bán đấu giá sau khi kết thúc, đàm quân chân dưới cái thứ nhất quyết định, chính là thăng Trương Vân Phong là phòng đấu giá cao cấp chuyên gia giám định, đãi ngộ tăng lên không ít. Đàm quân chân lúc này thăng Trương Vân Phong là cao cấp chuyên gia giám định, hắn đã không lo lắng những người khác sẽ có ý kiến rồi. Bởi vì lần này buổi đấu giá, Trương Vân Phong là không thể không kể công, lại tăng thêm Trương Vân Phong bản thân giám định năng lực cũng là rõ như ban ngày. Cho nên Trương Vân Phong thăng là cao cấp chuyên gia giám định là thực đến danh quy, không cần lo lắng người khác sẽ ở sau lưng nói lời rèm pha cắn lưỡi. Mà tổng bộ đối buổi đấu giá hôm nay tình huống là phi thường chú ý, dù sao này bán đấu giá 500 năm nhân sâm núi, đưa tới không nhỏ náo động cùng quan tâm. Buổi đấu giá mới vừa vừa kết thúc, tổng bộ tại nhận được tin tức sau, trước tiên đã đưa điện cho đàm quân chân, hiểu rõ tình huống cụ thể cuối cùng đối đàm quân chân trắng trợn biểu dương một phen, hơn nữa còn phần thưởng không ít thực chất khen thưởng, để đàm quân chân cười đến miệng đều không khép lại được. Lần này vừa đến, đàm quân chân lòng của tổng xem là khá buông ra rồi. Đàm quân chân tại tổng bộ địa vị là càng ngày càng an ủi, có lẽ lại cố gắng một chút, đàm quân chân trước vị còn có tiếp tục đi lên trên hy vọng. Huy đằng phòng đấu giá cũng bởi vì cái này một lần bán đấu giá 500 năm nhân xâm núi, đã nhận được không ít quan tâm. Cứ việc hôm nay một cái cuộc bán đấu giá lợi nhuận, đối huy đằng phòng đấu giá tới nói, chỉ là không quá quan trọng thu nhập. Thế nhưng huy đằng phòng đấu giá vẫn là rất coi trọng cuộc bán đấu giá này, bởi vì phổ thông vật đấu giá đối huy đằng phòng đấu giá đã không coi vào đâu. Thế nhưng như tô chiết mang tới 500 năm nhân sâm núi liền không giống nhau, bởi vì cuộc bán đấu giá này có thể vì huy đằng phòng đấu giá tăng cao độ nổi tiếng. Mà làm đàm quân chân mang đến tất cả những thứ này người là tô chiết. Cho nên hiện tại đàm quân chân trong lòng là phi thường cảm kích Tô Chiết, cứ việc Tô Chiết chủ yếu là vì lợi ích của mình. Tô Chiết do công nhân viên dẫn dắt đi, đi tới đàm quân chân tổng giám đốc văn phòng lúc. Đàm quân chân lập tức liền từ chỗ ngồi đứng lên, đến nhiệt tình nghênh tiếp Tô Chiết. Tô Tiên sinh yên tâm, hiện tại công nhân đã đang tại là Tô Tiên sinh công việc thủ tục, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đem đấu giá sở được tiền chuyển cho Tô Tiên sinh rồi. Đàm quân chân biết Tô Chiết hiện tại quan tâm nhất là cái gì, không cần Tô Chiết lối ra hỏi, Đàm Quân Chân liền trước là nói ra đáp án. "Tốt, cảm tạ Đàm quản lý rồi." Tô Chiết gật gật đầu nói ra. Kỳ thực nếu như dựa theo bình thường quá trình tới, hôm nay là không thể nhanh như vậy là có thể cùng Tô Chiết kết khoản. Còn cần chờ một khoảng thời gian, trải qua một vài thủ tục sau. Phòng đấu giá mới sẽ chính thức kết khoản. Thế nhưng Đàm Quân Chân vì cho Tô Chiết một cái ấn tượng không tồi, hắn tại hướng về tổng bộ xin sau, liền cho Tô Chiết phá lệ bởi vì đàm quân chân biết Tô Chiết hiện tại hẳn là phi thường cần tiền, không phải vậy lúc đó Tô Chiết cũng sẽ không vội vã như vậy bán đấu giá nhân sâm núi rồi. Chỉ là cho đàm quân chân 7 ngày, liền vội vội vàng vàng đấu giá, cho nên đàm quân chân liền quyết định tại Tô Chiết lúc cần tiền, tận lực đem bán đấu giá khoản cùng Tô Chiết kết toán. Giải trừ Tô Chiết khẩn cấp. Cứ như vậy, chắc hẳn Tô Chiết sẽ đối với huy đằng phòng đấu giá cùng đàm quân chân phi thường cảm kích, về sau có đồ vật bán đấu giá, nhất định sẽ ưu trước tiên nghĩ huy đằng phòng đấu giá tại đem tiền chuyển tới tô chiết tài khoản trước, đàm quân chân để tô chiết trước tiên ký tên. Chủ yếu là chứng minh tô chiết đã nhận được lần này bán đấu giá nhân sâm núi bán đấu giá khoản, cùng với chứng minh tô chiết đồng ý do huy đằng phòng đấu giá đời khấu trừ, đấu giá sở được cá nhân thuế thu nhập, cùng với trước đó đã đã nói bán đấu giá thủ tục phí. Tô chiết nhìn không có vấn đề gì, lời ghi chép lên tên của mình đi tới. Huy đằng phòng đấu giá hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng không sai, tôi chiết ký rồi tên không đến bao lâu, bán đấu giá khoản cũng đã đánh tới Tô Chiết trong tài khoản. Trận này nhân sâm núi bán đấu giá, Tô Chiết tổng cộng là nhận được 2.760 vạn bán đấu giá khoản, trong này Huy Đằng Phòng đấu giá đã trước đó giảm đi đóng phim bán thủ tục phí, lấy và cá nhân thuế thu nhập rồi. Cho nên Tô Chiết đã không cần lại ngoại lệ giao thủ tục phí cho phòng đấu giá, cũng không cần lại đi giao cá nhân thuế thu nhập rồi. Này 2.760 vạn hoàn toàn là thuộc về Tô Chiết được rồi. Tô Tiên Sinh, Ngươi đối với lần này đấu giá hội, có hay không cái gì không hài lòng địa phương sao? Hoặc là ngươi có đề nghị gì sao? Đàm quân chân nói ra. Ta phi thường hài lòng, các ngươi làm phi thường hoàn mỹ, cao hứng vô cùng có thể hợp tác với các ngươi. Tô Chiết cười nói, một gốc nhân sâm bán 3.000 vạn, hắn còn có cái gì không hài lòng? Vậy thì tốt, Tô Tiên Sinh, rất kỳ vọng lần sau có thể cùng ngươi có cơ hội hợp tác. Đàm quân chân chân thành nói. Sẽ có, có cơ hội nhất định sẽ cùng quý hãng hợp tác, đàm quản lý, ta hôm nay còn có một ít chuyện, phải đi trước rồi. Lần sau có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp, Tô Chiết đứng lên, nói ra. Tô Chiết cùng đàm quân chân hàn huyên một hồi liền rời đi phòng đấu giá rồi, thế nhưng Tô Chiết đi ra phòng đấu giá thời điểm, mới nhớ tới hôm nay hắn là ngồi lưu hùng xe tới tham gia buổi đấu giá, chính hắn cũng không hề lái xe lại đây, mà xe của hắn còn ngừng ở nhà hắn trong tiểu khu chỗ đỗ xe bên trong. Bởi vì Tô Chiết đến bây giờ còn không dám tăng tốc độ, lại tăng thêm ngay lúc đó thời gian tương đối có chút nhanh. Tô Chiết liền lo lắng cho mình lái xe qua tới tham gia buổi đấu giá lời nói, sẽ làm lỡ thời gian không kịp tham gia buổi đấu giá, cho nên Tô Chiết hôm nay mới sẽ ngồi lưu hùng xe cùng đi tham gia buổi đấu giá, mà Tô Chiết chính mình không có lái xe. Chỉ bất quá lưu hùng trước đó đã rời đi trước phòng đấu giá rồi, hiện tại Tô Chiết đã không có đi nhờ xe ngồi, bất đắc dĩ Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là đi tới giao lộ bên trong đi đón xe rồi. Chờ xe thời điểm, có người gọi điện thoại cho Tô Chiết, đã nói hay chưa bao lâu Tô Chiết liền mẻo rồi. Tô Chiết xoa xoa đầu, mới vừa điện thoại là tìm đến hài tử, là thông qua đài truyền hình thông báo tìm người tìm tới Tô Chiết. Đáng tiếc Tô Chiết nghe xong đối phương miêu tả sau, lại phán định đối phương tìm người không phải bảo bảo. Bởi vì đối phương hài tử tuy rằng đồng dạng là 4 tuổi, nhưng lại là cái bé trai, vậy làm sao có khả năng sẽ là bảo bảo cha mẹ của. Từ khi đài truyền hình bắt đầu phát hình Tô Chiết thông báo tìm người sau, mấy ngày nay lục tục có người tìm tới Tô Chiết. Đặc biệt là thông báo tìm người tại tỉnh đài truyền hình bắt đầu phát ra sau, mỗi ngày tìm đến Tô Chiết để tiểu hài nhiều hết mức rồi. Tuy rằng có rất nhiều người đến nhận lãnh, nhưng rất là tiếc nuối, không có một cái là bảo bảo cha mẹ của, nói tư liệu đều cùng bảo bảo không phù hợp. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Tô Chiết thông báo tìm người cung cấp tư liệu quá ít cho nên mới phải có nhiều như vậy người đã hiểu lầm, mới sẽ gọi điện thoại tìm đến Tô Chiết. Bởi vì Tô Chiết cũng không hề tại thông báo tìm người bên trong lưu liên hệ địa chỉ, chỉ là để lại số điện thoại di động của hắn. Cho nên chỉ có thể thông qua điện thoại đến liên hệ Tô Chiết, nếu không, khả năng đã có rất nhiều người tìm tới Tô Chiết trong nhà, đến nhận lãnh hài tử. Bởi vì trong nhà tiểu hài không gặp lời nói, nếu có một chút hy vọng, tin tưởng người trong nhà đều sẽ không bỏ qua. Cho nên cho dù là Tô Chiết hủy bỏ, nhưng mà nếu như có cơ hội, khẳng định cũng tới tô chiết nhà tìm, người trong nhà tuyệt đối sẽ không bỏ qua một khả năng nhỏ nhoi tính. Đáng tiếc tô chiết cũng không hề tại thông báo tìm người bên trong lưu lại liên hệ địa chỉ, cho nên bọn hắn mới không cách nào tìm tới cửa. Dù cho tô chiết chỉ là lưu lại số điện thoại di động, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người tái diễn gọi điện thoại cho tô chiết, luôn mãi xác nhận. Có một ít người nhà, càng là thỉnh cầu tô chiết mang bảo bảo đi ra, để cho bọn họ gặp mặt một lần, như vậy bọn hắn mới sẽ hết hy vọng. Thế nhưng Tô Chiết làm sao có thể sẽ đồng ý, cho nên bất luận đối phương cầu khẩn thế nào, Tô Chiết vẫn là nhẫn tâm cự tuyệt bọn hắn. Trải qua sau chuyện này, Tô Chiết mới phát hiện nguyên lai like có nhiều như vậy tiểu hài tử làm mất. Đối với cái này lần nhân sâm núi có thể đấu giá 3.000 vạn là vượt xa khỏi Tô Chiết kỳ vọng. Nguyên bản Tô Chiết chỉ hy vọng là có thể bán ra cùng 4-20 năm nhân sâm núi vậy giá cả, đạt đến 18 triệu liền đủ rồi. Tô Chiết liền rất hài lòng dù cho nhân sâm núi giá cả thấp một chút, Tô Chiết cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao không phải mỗi một lần bán đấu giá cũng có thể bán ra cao như vậy giá cả. Lần trước 4-20 năm nhân sâm núi có thể đấu giá 18 triệu giá trên trời, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Lưu Hùng cùng Vương An Quốc hai người cạnh tranh mới sẽ đem cuối cùng giá sau cùng cho đề cao nhiều như vậy. Mà lần này Tô Chiết nhân sâm núi liền nói không chừng, hắn tuyên truyền không có 4-20 năm nhân sâm núi chuẩn bị sung túc đến lúc đó tô chiết nhân sâm núi bán đấu giá thời điểm xuất hiện không có ai đoạt tình huống cũng là nói không chắc chắn phát sinh tô chiết cũng đã làm dự tính xấu nhất rồi nhưng là không có nghĩ tới là lần này tô chiết nhân sâm núi giá sau cùng không chỉ có không thể so với bốn hai năm thấp hơn nữa còn cao hơn nhiều như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tô chiết rồi cho nên liền để tô chiết phi thường hài lòng rồi kỳ thực nghiêm ngặt đến coi là tô chiết nhân sâm núi giá cả cũng không hề 4-20 năm nhân sâm núi cao bởi vì 420 năm nhân sâm núi, làm tham gia nặng 82. 6 khắc bán ra 18 triệu giá cả, nói cách khác làm tham gia giá cả một khắc là ước 21. 8 vạn, mà lúc đó tư liệu là chỉ này 420 năm nhân sâm núi, tiên nặng là 330 khắc, tiên tham gia giá cả một khắc ước chừng 5. 450 ngàn, mà tô chiết nhân sâm núi, niên đại 500 năm, làm tham gia bây giờ còn không biết, tiên tham gia trọng lượng là 698 khắc. Tính được, tiên tham gia giá cả một khắc ước chừng 4, 30 ngàn. Dạng này tính lời nói, tô chiết nhân sâm núi tiên tham gia giá cả, so với 4 năm nhân sâm núi, mỗi một khắc giá cả trọn vẹn thấp 1. 150 ngàn. Sở dĩ tô chiết nhân sâm núi đơn giá sẽ thấp hơn 4 năm nhân sâm núi, tô chiết nhân sâm núi trọng lượng quá nặng là một cái nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tô chiết bán đấu giá quá cấp, hắn chỉ cấp huy đẳng phòng đấu giá 7 ngày mà bốn hai mươi năm nhân sâm núi lúc đó huy đằng phòng đấu giá đang đấu giá trước đó nhưng là chọn vẹn chuẩn bị một tháng đi tiến hành tuyên truyền công tác chuẩn bị làm được rất sung túc thế nhưng tôi chiết nhân sâm núi chỉ dùng bảy ngày đi chuẩn bị đi tuyên truyền chỉ có bảy ngày huy đằng phòng đấu giá căn bản không kịp là tôi chiết nhân sâm núi tuyên truyền cùng với tạo thế nếu không hôm nay tô chiết nhân sâm núi cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối không thể chỉ có ba nghìn vạn Bất quá tuy rằng tô chiết nhân sâm núi đơn giá so với 4 mươi năm nhân sâm núi thấp, thế nhưng có thể bán ra 3.000 vạn giá cả, tô chiết đã rất hài lòng. Bởi vì tô chiết cầm tới tay tiền có tới 2.760 vạn, đã vượt ra khỏi hắn ban đầu trong lòng dự tính rồi, tô chiết cũng không phải một cái lòng tham không đáy người. Hắn rất dễ dàng thấy đủ. Trước đó tô chiết bán cho Lưu Hùng 5 khối nhân sâm, tổng trọng số lượng là 1.355 khắc. Thế nhưng cũng chỉ là bán 2.168 vạn. Lần này Tô Chiết chỉ là bán một gốc nhân sâm, trọng lượng cũng chỉ có 698 khắc, thế nhưng đã nhận được 2.760 vạn, hai lần giá sau cùng so ra cách biệt rất nhiều. Nhìn như vậy đến, Tô Chiết còn có cái gì không hài lòng? Đang chờ xe thời điểm, Tô Chiết trước tiên gọi điện thoại cho Hạ Hàm Nặc, cùng nàng ước định cụ thể ký kết thời gian. Hiện tại Tô Chiết đã có tiền, cho nên Tô Chiết vẫn là muốn mau sớm, đem khang Mỹ sủng vật bệnh viện thu mua xuống, miễn cho đêm dài lắm mộng, xảy ra biến cố gì. Tôi chít tại trạm xe buýt đợi không ít thời gian, cũng không có đợi đến xe taxi, chỉ là chờ đến một chiếc xe công cộng. Xem ra tôi chít vào lúc này đã rất khó ngồi xuống xe taxi rồi. Hơn nữa chiếc này trên xe buýt cũng không có cái gì hành khách, tôi chít không cần lo lắng sẽ cùng người khác nhét chung một chỗ. Cho nên tôi chít an vị lên xe công cộng, nếu không cũng không biết tôi chít muốn đợi bao lâu mới có thể gọi được xe taxi. Tôi chít lên xe đầu tệ tìm một cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống rồi ở trên xe nhàm chán tô chiết nhắm mắt lại thật giống đang nghỉ ngơi như thế kỳ thực hắn đã mở ra sủng vật hối đoái thương thành xem lướt qua sủng vật rồi hoặc là mệt mỏi liền nhìn một chút thực vật hối đoái thương thành trong thương thành dạng gì động vật cùng thực vật đều có thiên hình vạn trạng nhìn đến tô chiết hoa cả mắt mãi cho đến trên xe hành khách từ từ nhiều lên bên trong xe thanh âm của càng lúc càng lớn sau tô chiết mới đóng cửa trí tôn hệ thống lúc này trên xe đã ngồi đầy người hơn nữa cũng có không ít hành khách không có chỗ ngồi, mà đứng. Lúc này một cái nhìn lên đã hơn 80 tuổi lão nhân lên xe, hành động có một ít bất tiện, hành động tương đối chậm. Bất quá bất kể là hành khách vẫn là tài xế đều không có đi dục lão nhân, hơn nữa còn có người đi qua nâng lão nhân ra lên xe. Lúc này không ít có chỗ ngồi hành khách xem lão nhân lên xe, đều không hẹn mà cùng đứng lên, đem chỗ ngồi nhường lại. Vừa nãy những người này nguyên bản vì một cái chỗ ngồi, là liều mạng mới cướp được. Tô Chiết cũng là trong đó một cái, bởi vì chỗ ngồi của hắn cách cửa xe gần nhất, cho nên lão nhân liền nói với Tô Chiết một tiếng cảm tạ sau, an vị tại Tô Chiết chỗ ngồi. Mãi mãi cho đến già người ngồi an ổn sau, xe công cộng tài xế mới chậm rãi đã phát động ra xe. Lái xe động sau, Tô Chiết phát hiện đứng ở trước mặt hắn một cái nam tử mặc áo vàng, hành vi có chút quái dị. Nam tử mặc áo vàng này phía trước là một cái rất trẻ trung nữ sinh, tướng mạo rất thanh tú. Mà Tô Chiết phát hiện nam tử mặc áo vàng này hai tay của thật giống đối với nữ sinh làm cái gì, nhưng là vì xuất hiện tại người bên trong xe nhiều lắm, hoạt động không gian quá nhỏ, cho nên Tô Chiết cũng không nhìn thấy nam tử mặc áo vàng đang làm gì động tác. Bất quá nam tử mặc áo vàng còn thường xuyên lộ ra một bộ liền nhanh đến mức xính vẻ mặt, đều là đang cười trộm như thế, hơn nữa nam tử mặc áo vàng còn thường thường nhìn một chút chu vi, thật giống lo lắng bị người phát hiện cái gì. Hơn nữa nam tử mặc áo vàng nhìn lên rất hèn mọn, vậy thì để tôi chiết liên tưởng đến nam tử mặc áo vàng tại đối nữ sinh làm cái gì tôi chiết cho rằng nam tử mặc áo vàng là ở hèn tỏa phía trước nữ sinh hơn nữa tôi chiết còn rất xác định nữ sinh cũng không quen biết nam tử mặc áo vàng bởi vì bọn họ hai cái phải không cùng đứng lên xe mà là cũng không nói gì qua bất quá nữ sinh phản ứng thật ra khiến tôi chiết có chút không dám xác định bởi vì nữ sinh thật giống đối nam tử mặc áo vàng việc làm không có phản ứng như thế không biết là không có phát hiện hay là không dám đi vạch Trần Mặc Nam tử mặc áo vàng. Đây đều là có khả năng. Hơn nữa nữ sinh dáng dấp nhìn lên cũng là thuộc về lá gan khá là nhỏ người, không có dũng khí đi vạch Trần Mặc Nam tử mặc áo vàng cũng là có khả năng. Cuối cùng Tô Chiết thật sự là không nhìn nổi nam tử mặc áo vàng làm rồi, hắn không nhịn được vỗ vỗ nam tử mặc áo vàng vai, ám chỉ hắn muốn kiểm điểm một chút, không nên quá phận rồi. Mà nam tử mặc áo vàng này lá gan không nhỏ, bị Tô Chiết nhắc nhở sau nam tử mặc áo vàng còn xoay người lại mạnh mẽ chừng tô chiết một mắt ý tứ gọi tô chiết không nên quản nhiều chuyện vô bổ xem ra nam tử mặc áo vàng rất hung hăng dáng vẻ không có sợ hãi bất quá nam tử mặc áo vàng nhìn thấy bị tô chiết phát hiện sau cũng không có tiếp tục hèn tỏa nữ sinh mà là đẩy ra phía sau cửa xe đi tô chiết còn tưởng rằng nam tử mặc áo vàng là lo lắng bị người vạch trần cho nên mới chột giả chạy đến mặt sau đi cho nên tô chiết cũng là tự nhiên nhịn xuống không có nổi giận Tuy rằng Tô Chiết cũng là phi thường muốn dạy dỗ một cái nam tử mặc áo vàng, khiến hắn về sau không còn dám hèn. Tỏa nữ sinh cũng không dám lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà nếu như Tô Chiết xuất hiện đang ra tay giáo huấn nam tử mặc áo vàng lời nói, cố nhiên nam tử mặc áo vàng sẽ bởi vậy chịu đến trừng phạt, thế nhưng tối đa cũng là chịu một trận đánh mà thôi, đối nam tử mặc áo vàng tới nói, không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng đối phía trước nữ sinh liền không giống nhau, chuyện này ít nhiều gì sẽ đối với nữ sinh danh tiếng có chút ảnh hưởng. Nếu như nữ sinh nghĩ không ra, trong lòng lưu lại ám ảnh cũng là nói không chừng sự tình. Cho nên Tô Chiết cũng chỉ đành để chuyện này cứ như vậy đi qua, thả nam tử mặc áo vàng một con ngựa rồi, không phải vậy đối nữ sinh ảnh hưởng không thật là tốt. Mà nam tử mặc áo vàng đi rồi, liền thành Tô Chiết đứng ở thanh tú nữ sinh mặt sau rồi. Nam tử mặc áo vàng đi tới mặt sau không đến bao lâu, thanh tú nữ sinh mở ra túi sách, giống như là muốn đem cầm trong tay của nàng thủ cơ, đem thả tiến túi sách trong. Lúc này thanh tú nữ sinh giống như là không thấy đồ vật gì như thế, khắp nơi tìm kiếm, thanh tú nữ sinh lúc này phát hiện túi sách của nàng nứt ra rồi một cái khe. Tô Chiết cũng nhìn thấy túi sách vết nứt, vết nứt nhìn lên rất chỉnh tề, hẳn là bị sắc bén tiểu đao cho cắt ra. Thanh tú nữ sinh không gặp đồ vật thật giống rất trọng yếu như thế, không đứng ở túi sách bên trong tìm kiếm. Thân sắc của nàng cũng càng ngày càng sốt ruột, thật giống đều nhanh muốn khóc lên rồi. Lúc này, ngồi ở bên cạnh lão nhân, thấy rõ thanh tú nữ sinh một bộ nóng nảy đều nhanh muốn khóc vẻ mặt, tự ra âm thanh an ủi, tiểu cô nương, người phải không phải không thấy đồ vật, trước tiên không nên gấp, chậm rãi tìm, khả năng có phải hay không là ngươi quên để ở nơi đâu. Ví tiền của ta không thấy, ta nhớ được là đặt ở ta trong bao. Thanh tú nữ sinh bị lão nhân vừa hỏi, nước mắt càng là muốn rớt xuống. Thanh tú nữ sinh mới tốt nghiệp đại học không bao lâu, mới ra làm việc. Hôm nay Thanh Tú nữ sinh nhận được phần thứ nhất tiền lương. Mà Thanh Tú nữ sinh đem tiền lương toàn bộ đều đã lấy ra, nàng định dùng đến giao tháng này tiền thuê nhà cùng với sinh hoạt phí, mà tiền liền toàn bộ đặt ở nàng không gặp trong bao tiền. Hiện tại bóp tiền không thấy, không chỉ có tháng này sinh hoạt phí không có, liền tiền thuê nhà cũng không có tiền nộp, cho nên Thanh Tú nữ sinh mới sẽ như vậy cấp. Mà trên xe hành khách nghe được Thanh Tú nữ sinh bóp tiền không gặp sau, Bọn hắn đầu tiên là kiểm tra rồi chính mình có hay không không thấy đồ vật. Sau bọn hắn cũng không hề phát hiện mình không hề thấy đồ vật sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với thanh tú nữ sinh tao ngộ, bọn hắn cũng chỉ có thể biểu thị đồng tình. Cũng bắt đầu suy đoán trên xe hay không có người là tên trộm, trộm thanh tú nữ sinh bóp tiền. Đột nhiên lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở Tô Chiết trên người của, dù sao Tô Chiết hiện tại đứng ở thanh tú nữ sinh mặt sau, cách thanh tú nữ sinh gần nhất cho nên tô chiết hiểm nghi cũng là lớn nhất. Liền ngay cả thanh tú nữ sinh cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn tô chiết. Cũng hoài nghi là tô chiết trộm. Người trẻ tuổi, nếu như là người cầm vị này nữ sinh bóp tiền, người bây giờ liền giao ra đây đi, đừng làm cho nữ sinh sốt ruột rồi, nàng sinh hoạt cũng không dễ dàng. Một người phụ nữ nói ra, nàng cũng không hề nói thẳng tô chiết trộm bóp tiền, miễn cho kích thích đến tô chiết. Nhìn lên ngoan ngoãn biết điều, không nghĩ tới sẽ làm chuyện như vậy, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tuổi còn trẻ, hảo thủ tốt chân, công việc gì không làm được, nếu làm thiếp trộm. Có người sau khi mở miệng, người chung quanh liền bắt đầu đối tô chiết chỉ chỉ trỏ trỏ rồi. Hơn nữa càng nói thật giống càng xác định là tô chiết làm như thế, nói tới càng ngày càng quá đáng. Ta không có nắm bóp tiền của nàng, không phải ta lấy, ta không có nắm. Tô chiết lúc này giải thích lại có vẻ hơi vô lực rồi. Đặc biệt thanh tú nữ sinh nhìn hắn vô tội ánh mắt, mà nước mắt kia đã tại trong hốc mắt, sắp chảy ra. Tô Chiết chỉ cảm giác là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể hướng về trong bụng nuốt. Nếu có thể lời nói, Tô Chiết tình nguyện tự mình rót bỏ tiền ra, trợ giúp cho thanh tú nữ sinh. Cũng không muốn có người như vậy oan uổng hắn. Lúc đó nếu như Tô Chiết thời điểm này, lấy ra tiền đến cho thanh tú nữ sinh lời nói, sẽ chỉ làm người càng thêm hoài nghi Tô Chiết, không phải vậy Tô Chiết vô duyên vô cớ sẽ như vậy tốt. Lấy tiền cho thanh tú nữ sinh, khẳng định là bởi vì là có tật giật mình rồi. Bị người vô duyên vô cớ oan uổng, mà chính mình lại giải thích không rõ, lại không người nào nguyện ý tin tưởng chính mình thời điểm, là khó khăn nhất được sự tình. Ta nói không có là không có, toàn bộ các người cầm miệng cho ta, tôi chiết ghét nhất sự tình chính là có người oan uổng chính mình, này làm cho hắn tâm tình bây giờ phi thường táo bạo, khi còn bé trải qua để tôi chiết sâu trong nội tâm, một mực có một cái không qua được sâu khảm. Cái khảm này lại thâm sâu vừa rộng, tại mọi thời khắc hành hạ tô chiết một mực khiến hắn quên không được đi qua không vui trải qua hiện tại tựa hồ lại trở về thời điểm trước kia tô chiết khi đó cũng là đồng dạng bị người vây quanh bị mọi người chỉ trích không người nào nguyện ý giúp tô chiết nói chuyện tất cả mọi người hoài nghi là tô chiết làm chỉ bất quá khi đó tô chiết còn rất nhỏ yếu chỉ có thể không giúp yên lặng thừa nhận ta tin tưởng người trẻ tuổi này sẽ không nắm tiểu cô nương bóp tiền lúc này lão nhân là tô chiết nói chuyện lão nhân tin tưởng một cái nguyện ý vì lão nhân ra thoái vị thanh niên, lại xấu cũng xấu không đi nơi nào, không thể nào biết làm một ít vi phạm pháp lệnh sự tình. Mà lão nhân đứng ra, là Tô Chiết nói chuyện, để Tô Chiết trong lòng rất cảm động. Lão nhân có thể đứng ra đến là Tô Chiết nói chuyện, để Tô Chiết bạo ngược tâm tình, bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Tô Chiết đột nhiên nghĩ đến lúc trước thời điểm, cũng không phải hắn đứng ở thanh tú nữ sinh phía sau. Thời điểm vừa mới bắt đầu, là nam tử mặc áo vàng đứng ở thanh tú nữ sinh mặt sau. Lúc đó Tô Chiết cho rằng nam tử mặc áo vàng hèn. Tỏa thanh tú nữ sinh, liền cảnh cáo nam tử mặc áo vàng, khiến hắn thu tay lại. Nếu như nói thanh tú nữ sinh là ở trong xe không thấy bóp tiền lời nói, hiểm nghi lớn nhất chính là nam tử mặc áo vàng rồi. Lúc này Tô Chiết đột nhiên nghĩ thông suốt, không trách mới vừa thời điểm, Tô Chiết xem nam tử mặc áo vàng hành vi có một ít quái dị, nguyên lai like không phải tại hèn. Tỏa thanh tú nữ sinh, mà là tại trộm thanh tú nữ sinh bóp tiền, không trách thanh tú nữ sinh không có bất kỳ phản ứng. Vừa lúc đó, xe công cộng đột nhiên đến đứng dừng lại. Mà có tật giật mình nam tử mặc áo vàng, đã nghĩ thừa dịp thời điểm này mọi người không có phát hiện thời điểm trốn, nhưng là tô chiết làm sao có thể sẽ khiến hắn thực hiện được. Tô chiết xoay người lại, bắt đầu tìm kiếm nam tử mặc áo vàng mục tiêu, tô chiết phát hiện nam tử mặc áo vàng muốn sau khi xuống xe, vội vàng chạy tới đi bắt nam tử mặc áo vàng. Bất kể như thế nào, Tô Chiết hiện tại cũng sẽ không bỏ qua nam tử mặc áo vàng, khiến hắn cứ như vậy chạy đi. Nếu như Tô Chiết để nam tử mặc áo vàng hiện tại trốn thoát đi lời nói, hắn tự ngồi vững tiểu thâu này tội danh, đừng nghĩ có cơ hội rửa cởi bỏ, hắn chỉ có thể gánh vác cái này bêu danh rồi, sẽ không có người tin tưởng Tô Chiết, bởi vì Tô Chiết không có chứng cứ đi chứng minh, hắn không có trộm nữ sinh bóp tiền. Trên xe hành khách còn tưởng rằng Tô Chiết muốn chạy đi, dồn dập bắt đầu quấy nhiễu Tô Chiết, không cho Tô Chiết có cơ hội chạy mất. Truy tiểu nói chỗ nào nhanh đi mắt nhanh mà trong đó hai người nam hành khách là rõ ràng nhất, bọn hắn đứng ở tô chiết trước mặt, kiên quyết không cho tô chiết đi qua. Hiện tại tô chiết một lòng chỉ là muốn chứng minh mình thuần khiết, nơi nào còn có thể quản được nhiều như vậy. Nói chung hiện tại có can đảm ngăn cản tô chiết hành khách, đều bị tô chiết cho va chạm mở, đặc biệt là cái kia hai cái hành khách càng bị tô chiết miễn cưỡng đụng vào hai bên đi. Rốt cuộc tô chiết ngàn đuổi vạn đuổi, tại nam tử mặc áo vàng sắp chạy lúc xuống xe bắt được nam tử mặc áo vàng cổ áo tại thời khắc cuối cùng tôi chiết mạnh mẽ đem nam tử mặc áo vàng cho một lần nữa kéo về trong xe nam tử mặc áo vàng nguyên bản vốn đã sắp thành công chạy trốn lúc đó nam tử mặc áo vàng hơn nửa thân thể cũng đã tại bên ngoài xe rồi chỉ cần nam tử mặc áo vàng lại bước ra một bước hắn là có thể thuận lợi rời đi xe buýt nếu như chậm chế nữa một chút thời gian lời nói có lẽ liền thật sự cho nam tử mặc áo vàng chạy mất mà trên xe hành khách là tuyệt đối sẽ không cho Tô Chiết cơ hội, để Tô Chiết xuống xe đuổi theo nam tử mặc áo vàng. Đến lúc đó liền cũng không có cơ hội nữa bắt được nam tử mặc áo vàng rồi, một khi cho nam tử mặc áo vàng chạy mất lời nói, Tô Chiết liền không có cách nào chứng minh mình không phải là tiểu thâu, không có trộm bóp tiền rồi. Tô Chiết cũng chỉ có thể gánh vác tội danh, có lý không nói được rồi. May là tại thời khắc cuối cùng, Tô Chiết vẫn là bắt được nam tử mặc áo vàng, không để cho hắn trốn người này tên trộm nhanh lên một chút đem ta tách ra cứu mạng a -Hát. nam tử mặc áo vàng bị tô chiết bắt được liền kẻ ác cáo trạng trước phản nói xấu tô chiết là tên trộm một mực gọi hô liên tục cổ động hành khách chung quanh bỏ ra thủ công dừng tô chiết bị nam tử mặc áo vàng như thế vừa gọi hành khách chung quanh còn tưởng rằng tô chiết muốn hành hung đem nam tử mặc áo vàng đem làm con tin dồn dập lối ra để tô chiết buông ra nam tử mặc áo vàng đặc biệt là vừa mới bắt đầu liền liều mạng quấy nhiễu tô chiết suýt nữa liền để tô chiết không bắt được nam tử mặc áo vàng hai người nam hành khách hiện tại càng là để cho dầm dĩ lợi hại muốn tô chiết thả lập tức mở nam tử mặc áo vàng không phải vậy liền muốn động thủ tâm tình vốn là đã rất táo bạo tô chiết bị hành khách chung quanh cùng nam tử mặc áo vàng không ngừng ở bên cạnh hắn ồn ào lúc đó tô chiết liền không khống chế nổi hắn một cái tay nắm lấy nam tử mặc áo vàng không cho nam tử mặc áo vàng có cơ hội chạy mất Tô Chiết một cái tay khác giơ lên, mạnh mẽ đánh vào nam tử mặc áo vàng trên mặt. Chỉ nghe được một tiếng đùng, Tô Chiết thủ rất chính xác đánh vào nam tử mặc áo vàng trên mặt. Lần này Tô Chiết nén giận ra tay, dùng lực khí không nhỏ. Mà đã chúng Tô Chiết một cái tát nam tử mặc áo vàng, mặt trái tại chỗ liền đỏ sưng lên đi. Cùng má phải tạo thành tươi đẹp đối lập. Lúc đó nam tử mặc áo vàng đã bị Tô Chiết đánh cho hồ đồ, khiến hắn cảm giác trời đất quay cuồng, đều nhanh muốn đứng không yên, nếu không phải Tô Chiết còn nắm lấy nam tử mặc áo vàng, có lẽ hắn liền ngã xuống rồi. Tô Chiết đánh chính là vừa nhanh vừa độc, lập tức liền chấn trụ hết thảy hành khách cùng nam tử mặc áo vàng. Bao quát cái kia hai cái kêu gào được lợi hại nhất nam hành khách, để cho bọn họ tạm thời không còn dám ồn ào. Thừa dịp mọi người đều còn chưa kịp phản ứng, Tô Chiết cũng quản không được nhiều như vậy, hắn trực tiếp bắt đầu siêu nam tử mặc áo vàng thân. Chỉ cần Tô Chiết hiện tại có thể tại nam tử mặc áo vàng trên người, tìm ra thanh tú nữ sinh bóp tiền. Tô Chiết là có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Mà nam tử mặc áo vàng bị Tô Chiết đánh một cái tát sau, đầu vẫn không có khôi phục thanh minh, chính dễ dàng để Tô Chiết thuận lợi soát người. Không có cách nào phản kháng. Rất nhanh Tô Chiết liền ở nam tử mặc áo vàng trong túi tìm thấy một cái ví tiền, hắn đem bóp tiền lấy ra. Cái ví tiền này nhìn lên khá là xinh xắn hợp, màu sắc cũng là màu phấn hồng, như vậy bóp tiền vừa nhìn thì biết rõ là nữ sĩ bóp tiền, Bình thường chỉ có nữ tính mới sẽ dùng, trừ phi nam tử mặc áo vàng có cổ quái, mới sẽ dùng như vậy bóp tiền. Cái ví tiền này là của ta, không phải ta trộm. Nam tử mặc áo vàng vừa nhìn thấy Tô Chiết tìm ra bóp tiền sau, liền biết mình phải gặp rồi, lập tức liền tỉnh táo lại, hắn vội vàng giải thích. Đây là của ta bóp tiền, nguyên lai ngươi là tên trộm. Thanh tú nữ sinh vừa nhìn thấy Tô Chiết tiền trong tay bao, liền lập tức nhận ra, nàng nộ nhìn nam tử mặc áo vàng Bị thanh tú nữ sinh vừa nói như thế, hành khách chung quanh đều hiểu rồi. Bọn hắn đều do nhầm người, nguyên lai tiểu thâu không phải tô chiết, mà là nam tử mặc áo vàng này. Tô chiết chính đang suy tư nên xử lý như thế nào nam tử mặc áo vàng thời điểm, trước đó một mực gọi dầm dĩ muốn đem tô chiết bắt lại hai người nam hành khách, lúc này không biết là hữu ý vô ý tới gần tô chiết. Hơn nữa bọn hắn còn len lén cho nam tử mặc áo vàng nháy mắt ra dấu. Bị vạch trần sau nam tử mặc áo vàng, vốn là bị sợ đến đầu đầy mồ hôi hiện tại có chỉ thị sau hắn từ từ bình tĩnh xuống bắt đầu chờ đợi thời cơ tìm kiếm cơ hội thích hợp liền ở tô chiết dự định để tài xế đem xe công cộng mở ra đồn công an thời điểm hai người nam hành khách vào lúc này đột nhiên động hai người bọn họ làm bộ vô tình hướng về tô chiết đánh tới giống như là bị vấp ngược lại như thế mà tô chiết nhất thời không có phòng bị bọn hắn bị hai người đụng vào tránh ngã về trên ghế, mà Tô Chiết nguyên bản nắm lấy nam tử mặc áo vàng thủ, cũng tại lúc này không tự chủ được buông lỏng ra một ít. Lúc này, một mực chờ đợi cơ hội nam tử mặc áo vàng, lập tức tránh thoát đi Tô Chiết thủ, đồng thời đang chạy trước khi đi, còn đối Tô Chiết tiền trong tay bao nhớ mãi không quên, trước khi đi, còn từ Tô Chiết trong tay cướp đi bóp tiền. Biến hóa này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, biến hóa thật sự là quá nhanh rồi, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền để nam tử mặc áo vàng thuận lợi chạy xuống xe. Mà thanh tú nữ sinh trong lòng phập phồng là lớn nhất, nguyên bản cho là mình bóp tiền bị người đánh cắp, cho rằng không thể tìm tới. Tại nàng lúc tuyệt vọng, tất cả mọi người hoài nghi là tô chiết làm, mà mất đi phương hướng, tay chân luống cuống thanh tú nữ sinh, cũng theo những người khác đồng thời hoài nghi tô chiết, cho rằng là tô chiết trộm bóp tiền của nàng. Hơn nữa thanh tú nữ sinh trong lòng cũng hy vọng bóp tiền của nàng là tô chiết trộm, lời nói như vậy, nàng có lẽ có cơ hội có thể đem bóp tiền cầm về sau đó tô chiết đem nam tử mặc áo vàng bắt lại đồng thời còn tại nam tử mặc áo vàng trên người của tìm ra bóp tiền đến dùng hành động thực tế chứng minh rồi sự trong sạch của mình làm cho tất cả mọi người đều biết chân chính tiểu thâu là nam tử mặc áo vàng mà chính lúc thanh tú nữ sinh may mắn mình có thể tìm về bóp tiền sự tình lại xuất hiện biến cố nam tử mặc áo vàng không chỉ thành công đào thoát hơn nữa còn cướp đi bóp tiền mà tô chiết đứng vững sau nam tử mặc áo vàng đã chạy rơi mất lúc đó tô chiết làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản liền bỏ qua nam tử mặc áo vàng rồi. Lúc đó tô chiết bỏ chạy xuống xe, đuổi theo nam tử mặc áo vàng rồi. Tô chiết đuổi tới, cũng không phải là vì đoạt về thanh tú nữ sinh bóp tiền. Tô chiết vẫn không có đại công vô tư như vậy, bị người không công oan uổng, hắn còn có thể lấy đức báo oán, đi bán lực truy tiểu thâu. Tô chiết lúc này sẽ đi truy nam tử mặc áo vàng, chỉ là đem nam tử mặc áo vàng bắt được, sau đó dạy dỗ một trận nam tử mặc áo vàng, vì chính mình chút cơn giận. Audio điện tử võ tấn bền Tô Chiết đuổi theo sau, hai người nam hành khách cũng đi theo mà đến, tiếp lấy thanh tú nữ sinh cũng theo tới. Không biết hành khách còn tưởng rằng hai cái này nam hành khách là thấy việc nghĩa hăng hái làm, muốn cùng Tô Chiết cùng đi chảo tiểu thâu. Nam tử mặc áo vàng chạy trốn rất nhanh, vừa nãy Tô Chiết chỉ là tại trên xe làm trễ nãi một ít thời gian, suýt chút nữa bị nam tử mặc áo vàng trốn thoát làm mất đi. Bất quá nếu Tô Chiết hiện tại đuổi theo tới, tự không khả năng để nam tử mặc áo vàng chạy mất. Nam tử mặc áo vàng tốc độ nhanh, thế nhưng chỉ là đối với đối với người bình thường mà nói, căn bản vô pháp cùng Tô Chiết so với, nam tử mặc áo vàng cùng Tô Chiết khoảng cách càng ngày càng kéo gần. Rốt cuộc nam tử mặc áo vàng hoảng hốt chạy bừa, chạy vào một cái trong ngõ cụt, Tô Chiết đuổi kịp nam tử mặc áo vàng, để hắn không có cơ hội chạy nữa đi. Vừa nãy khi ở trên xe, Tô Chiết một cái tay liền để nam tử mặc áo vàng không tránh thoát, lại tăng thêm Tô Chiết một cái tát, đã cho nam tử mặc áo vàng để lại ấn tượng sâu sắc, cho tới bây giờ nam tử mặc áo vàng còn cảm giác mặt của hắn đau rát, hắn hơi chút động một ít liền đau đến nước mắt đều nhanh muốn lưu lại. Hiện tại nam tử mặc áo vàng một người đối mặt Tô Chiết, hắn nhất thời liền mất đi hết thảy dũng khí, căn bản không dám cùng Tô Chiết đánh. Đối mặt Tô Chiết từng bước tiếp cận, nam tử mặc áo vàng tự nhiên không ngừng lùi về sau mà nam tử mặc áo vàng cài ở trên eo dao găm hắn lúc này cũng không có dũng khí cây đao lấy ra rốt cuộc nam tử mặc áo vàng dựa lưng vào tường hắn cũng không còn đường thối lui là ta sai rồi ta biết sai rồi ta đem tiền bao cấp ngươi người đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ta đi nam tử mặc áo vàng vẻ mặt đưa đám bắt đầu hướng về tô chiết khổ sở khẩn cầu hy vọng tô chiết có thể thả hắn một con đường sống hiện tại bất kể như thế nào tôi chiết đều sẽ không bỏ qua nam tử mặc áo vàng hiện tại tối thiểu tôi chiết muốn giáo huấn nam tử mặc áo vàng dừng lại ra ngụm ác khí trước tiên Tô chiết muốn đem ở trên xe bị người oan uổng bị uất ức toàn bộ phát thiết tại nam tử mặc áo vàng trên người dù sao chuyện này là nam tử mặc áo vàng làm là vì nam tử mặc áo vàng tôi chiết mới sẽ vô duyên vô cớ bị người oan uổng oan có đầu nợ có chủ tuy rằng vừa nãy hành khách cũng không tin tôi chiết nhưng là bọn hắn cũng chỉ là bởi vì trách lầm tôi chiết cho nên Tô Chiết cũng không tiện bắt bọn họ phát hỏa. Tự nhiên tính tại nam tử mặc áo vàng trên đầu. Đúng lúc này, vốn đang đang khổ cực cầu khẩn nam tử mặc áo vàng, trong chớp mắt thật giống thở phào nhẹ nhõm như thế. Nam tử mặc áo vàng thật giống đã nắm chắc khí, eo lập tức rất đi lên, không lại sợ Tô Chiết, hơn nữa trong ánh mắt còn tồn có một ít đắc ý. Mà Tô Chiết vào lúc này cũng nghe đến sau lưng truyền đến một ít động tĩnh, thật giống có người đi tới như thế. Thế là hắn xoay người vừa nhìn, nguyên lai like là xe công cộng trên xe hai người nam hành khách. Lúc này Tô Chiết rốt cuộc hiểu rõ, tại sao tại hết thảy hành khách bên trong, là thuộc hai người bọn họ kêu gào lợi hại nhất. Còn thường thường cổ động cái khác hành khách đối Tô Chiết động thủ, đem Tô Chiết bắt lại. Tại Tô Chiết lần thứ nhất đi bắt nam tử mặc áo vàng thời điểm. Bọn hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế quấy nhiễu Tô Chiết, không cho Tô Chiết bắt được nam tử mặc áo vàng. Sau đó cổ động cái khác hành khách, yêu cầu Tô Chiết thả ra nam tử mặc áo vàng. Cuối cùng tô chiết tại nam tử mặc áo vàng trên người lục soát bóp tiền sau lại làm bộ lơ đáng đụng vào tô chiết để nam tử mặc áo vàng tránh thoát đi đồng thời còn cướp đi bóp tiền chạy vốn đang một mực lo lắng sợ hãi nam tử mặc áo vàng hiện tại thấy hai người bọn họ sau lại lập tức đã nắm chắc khí có can đảm khiêu khích tô chiết rồi tô chiết kết hợp tất cả liền nghĩ đến nguyên lai like bọn hắn không phải phổ thông hành khách cũng không phải thấy việc nghĩa hang hái làm chính nghĩa khí đầy tràn hành khách bọn hắn mà là nam tử mặc áo vàng đồng bọn. Mới đầu Tô Chiết một lòng muốn tóm lấy nam tử mặc áo vàng, chứng minh chính mình thuần khiết, cho nên hắn cũng không có muốn quá nhiều. Mà đối hai người bọn họ hành động, Tô Chiết cũng chỉ là coi như heo đồng đội giúp qua loa, lại không nghĩ tới bọn hắn sẽ là nam tử mặc áo vàng đồng bọn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, không biết sống chết, các anh em, để cho chúng ta hảo hảo giáo huấn cái này tên thô lỗ, nam tử mặc áo vàng tại đồng bọn sau khi xuất hiện đã nắm chắc khí sau hắn đối với tô chiết quái gở tô chiết không có trả lời hắn không nhịn được nam tử mặc áo vàng ồn ào tô chiết tại nam tử mặc áo vàng không có ra tay trước liền xuất thủ trước tại nam tử mặc áo vàng chưa kịp phản ứng trước tô chiết một quyền đánh vào nam tử mặc áo vàng ánh mắt lên khiến hắn thống khổ che mắt tiếp lấy tô chiết lại thừa thắng truy kích bước lên trước nắm lấy nam tử mặc áo vàng đầu gối của hắn trồng chất đẻ ở nam tử mặc áo vàng trên bụng chịu đến đòn đánh này nhất thời nam tử mặc áo vàng liền ngay cả mật đắng đều phun ra rồi cả người như nhũn ra toàn thân mất đi tất cả khí lực tô chiết buông lỏng tay ra hai chân vô lực nam tử mặc áo vàng co quắp ngã xuống đất hơn nữa thừa dịp nam tử mặc áo vàng đồng bọn cũng không đến trước đó tô chiết rồi hướng nam tử mặc áo vàng bù đắp mấy đá mà co quắp trên mặt đất nam tử mặc áo vàng căn bản không có khí lực tránh đi liền hô gọi đều làm không đến rồi. Nam tử mặc áo vàng đồng bọn không nghĩ tới tô chiết lớn gan như vậy bao thiên, bây giờ bị bọn hắn vây lại, không nghĩ hướng về bọn hắn cầu xin tha thứ, hoặc là nghĩ biện pháp chạy trốn. Trái lại còn dám trước tiên đối nam tử mặc áo vàng động thủ. Làm nam tử mặc áo vàng hai cái đồng bọn chạy đến đây thời điểm, nam tử mặc áo vàng đã ngã trên mặt đất, không bỏ dậy nổi. Vừa nãy khi ở trên xe, tô chiết tự đối hai người kia ý kiến rất lớn, là thuộc bọn hắn kêu gào lớn nhất, hơn nữa còn thường thường quấy nhiễu hắn. Bất quá Tô Chiết ghi nhớ bọn họ là vì giúp thanh tú nữ sinh chào tiểu thâu, một mảnh hào tâm phân thượng, Tô Chiết sẽ không có muốn báo thù bọn hắn, chỉ có thể chính mình ngậm bồ hòn. Hiện tại Tô Chiết nếu biết bọn hắn là nam tử mặc áo vàng đồng bọn, đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn rồi, Tô Chiết muốn đem bị khí trả lại cho bọn hắn. Thế là Tô Chiết lo lắng bọn hắn chạy trốn, cho nên liền không chờ bọn họ lại đây, chính mình trước tiên xông tới. Hai người kia thực lực và nam tử mặc áo vàng gần như, đều là người rất bình thường, chỉ bất quá so với những người khác đánh nhau kinh nghiệm tương đối phong phú một ít. Nhưng là căn bản vô pháp đối Tô Chiết tạo thành uy hát ta, cho dù là hai người cùng nhau đối mặt Tô Chiết. Tô Chiết xông tới sau, không đến bao lâu, liền để hai người bọn họ đi vào nam tử mặc áo vàng giống nhau vận mệnh rồi, nằm lăn lộn trên mặt đất rồi. Lấy Tô Chiết bây giờ thể chất, bọn hắn căn bản không có sức đánh trả, bọn hắn đối mặt Tô Chiết công kích, liền lấy ra dao găm thời gian đều không có, cũng đã bị Tô Chiết đánh ngã dạy dỗ bọn hắn dừng lại sau, Tô Chiết tâm tình mới hơi chút được rồi một điểm, không có lúc trước như vậy biệt khuất. Tô Chiết vỗ tay một cái liền muốn rời đi, hắn căn bản cũng không không có tính toán báo động. Hắn đem ba người đánh thành bộ dáng này, chắc hẳn đã đến cục cảnh sát, Tô Chiết cũng không tiện giải thích. Vì để tránh cho phiền phức, Tô Chiết liền quyết định không báo cảnh sát cho dù báo động, Tô Chiết đoán chừng bọn hắn ở bên trong cũng quan không được bao lâu, liền sẽ được thả ra dù sao Tô Chiết hiện tại đã để ba người bọn họ chịu đến dạy dỗ, bọn hắn hiện tại không đi bệnh viện nằm một đoạn thời gian, là không thể nào rồi cũng sẽ tốt thôi. Mà làm tiểu thâu ba người, Tô Chiết lượng hắn nhóm cũng không dám báo động. Mà tại đây lúc, thanh tú nữ sinh mới chạy tới. Làm thanh tú nữ sinh nhìn thấy ba người nằm trên đất kêu rên thời điểm, nàng không khỏi bị sợ hết hồn. Tô Chiết nhìn thấy thanh tú nữ sinh sau, đem vứt trên mặt đất bóp tiền nhặt lên, ném cho nàng. Thanh tú nữ sinh luống cuốn tay chân tiếp được bóp tiền, khi thấy Tô Chiết hướng về nàng đi đến đây thời điểm, theo bản năng liền liền lùi lại vài bước. Bởi vì vì cái khác ba người đều ngã trên mặt đất không đứng dậy được, chỉ có Tô Chiết một người bình yên vô sự, đó phải là Tô Chiết đánh chính là nha. Nam tử mặc áo vàng bị Tô Chiết đánh còn có thể thông cảm được, thanh tú nữ sinh còn có thể lý giải, dù sao nam tử mặc áo vàng là tên trộm. Thế nhưng cái khác hai người... Thanh tú nữ sinh liền không hiểu tô chiết tại sao phải xuống tay với bọn họ rồi. Thanh tú nữ sinh nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì tô chiết vì trả thù bọn hắn mới xuống tay? Dù sao vừa nãy bọn hắn hoan uổng tô chiết là tên trộm, cho nên thanh tú nữ sinh xem tô chiết đi tới, mới sẽ như vậy sợ sệt. Bởi vì nàng vừa nãy khi ở trên xe cũng hoài nghi tô chiết là tên trộm. Hiện tại tô chiết sẽ không hung tính quá độ, liền nàng đồng thời đánh đi. Làm tô chiết nhìn thấy thanh tú nữ sinh sau hắn vừa nãy mới biến khá một chút tâm tình, lập tức lại ác liệt đi lên. Tô Chiết buồn cười giúp thanh tú nữ sinh, cuối cùng lại bị nàng hoài nghi là hắn trộm bóp tiền, đổi lại những người khác cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Cho nên Tô Chiết liền trực tiếp bỏ qua cho thanh tú nữ sinh, đi ra ngoài, không thèm để ý nàng. Làm thanh tú nữ sinh phát hiện Tô Chiết cũng không hề muốn xuống tay với nàng, trong lòng nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem Tô Chiết nhanh muốn rời đi, nàng có lòng muốn nói với Tô Chiết tiếng cảm ơn, cùng với cùng tô chiết xin lỗi dù sao trước đó thanh tú nữ sinh oan uổng tô chiết hiện tại tô chiết lại giúp nàng đoạt lại bóp tiền thế nhưng thanh tú nữ sinh lại vừa không có dũng khí tới gần tô chiết bởi vì nàng lo lắng cho mình cũng sẽ cùng bọn hắn như thế bị tô chiết cho đánh tới dừng lại liền ở tô chiết muốn rời khỏi cái này hẻm nhỏ thời điểm vốn là thanh tú nữ sinh nghĩ tới đi đem hai người nam hành khách đỡ dậy dù sao vừa nãy ở trên xe bọn hắn giúp thanh tú nữ sinh chào tiểu thâu tuy rằng lúc đó là hiểu lầm Tô Chiết, mà bây giờ hai người kia lại cùng Tô Chiết đồng thời truy tiểu thâu. Hiện tại bọn hắn bị Tô Chiết đánh ngã, thanh tú nữ sinh tự nhiên không thể bỏ mặc rồi, hoặc là lương tâm của nàng cũng băn khoăn. Nhưng khi thanh tú nữ sinh tới gần bọn hắn thời điểm, nhất thời phát hiện bọn hắn nếu trói lại một cây đao tại trên eo, thanh tú nữ sinh bị sợ hết hồn. Trong nháy mắt thanh tú nữ sinh đã minh bạch, hai người kia đều là nam tử mặc áo vàng đồng bọn, không phải vậy người bình thường không thể nào biết bên người mang thanh đao ở trên người không trách tô chiết sẽ đánh bọn họ dù sao tô chiết nhìn lên cũng không giống ngang ngược không biết lý lẽ người không thể vô duyên vô cớ xuống tay với bọn họ mà nếu như bọn họ là nam tử mặc áo vàng đồng bọn lời nói tất cả những thứ này liền thuận lý thành trương thanh tú nữ sinh nghĩ tới vừa nãy khi ở trên xe liền là hai người bọn họ vô duyên vô cớ đi va tô chiết mới sẽ để nam tử mặc áo vàng chạy mất nếu như bọn hắn không phải nam tử mặc áo vàng đồng bọn, sự tình không sẽ trùng hợp như vậy. Bọn hắn chính là vì trợ giúp nam tử mặc áo vàng chạy trốn, mới sẽ cố ý đi va tô chiết. Thanh tú nữ sinh sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng nàng lại ảo não rồi. Bởi vì vừa nãy nàng lại trách lầm tô chiết, tô chiết khổ cực như vậy trợ giúp nàng, cuối cùng còn bị nàng oan uổng trách oan, hơn nữa buồn cười là nàng nếu còn lo lắng tô chiết biết đánh nàng. Như vậy đối tô chiết, thanh tú nữ sinh hối hận rồi thanh tú nữ sinh lập tức chạy đuổi theo tô chiết rồi. Về phần nam tử mặc áo vàng bọn hắn, thanh tú nữ sinh bây giờ là không để ý tới, chỉ có thể để cho bọn họ tự sanh tự diệt. May mà tô chiết còn không có đi bao xa, cho nên thanh tú nữ sinh rất nhanh sẽ đuổi theo tô chiết rồi. Thanh tú nữ sinh chạy đến tô chiết trước mặt, ngăn cản tô chiết, nói ra, vừa nãy cảm ơn người giúp ta tìm về bóp tiền, còn có, xin lỗi. Thanh tú nữ sinh cũng hướng về tô chiết sâu sắc bái một cái. Nói ra, xin người tha thứ cho ta, ta trách oan người rồi, xin lỗi. Tô Chiết nghe nàng sau khi nói xong, tránh khỏi nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Thanh tú nữ sinh thấy Tô Chiết không để ý tới nàng, lại đuổi theo, xin lỗi rồi, ta thật không phải cố ý, xin người tha thứ cho ta có được hay không. Tô Chiết thấy thanh tú nữ sinh một mực theo ở phía sau. Ghé vào lỗ tai hắn nói không ngừng, thế là hắn ngừng lại. Thanh tú nữ sinh không nghĩ tới Tô Chiết lại đột nhiên dừng lại, lập tức không có phanh lại chân, liền trực tiếp va vào Tô Chiết rồi. Ngươi đừng lại đi theo ta, ngươi rất phiền, Tô Chiết cao mày nhìn thanh tú nữ sinh, nói ra. Bị Tô Chiết như thế vừa nhìn, thanh tú nữ sinh bị sợ hết hồn, vội vàng lui về sau một bước, tiếp lấy lại lập tức đi tới, lần nữa hướng về Tô Chiết sâu sắc bái một cái, nói ra, vừa nãy là lỗi của ta, xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta, được không? Chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta chuyện gì đều nguyện ý làm. Nếu như Tô Chiết không muốn tha thứ lời của nàng, thanh tú nữ sinh lòng của sẽ cả đời qua ý bất an. Tô Chiết không biết thanh tú nữ sinh đến cùng có cỡ nào yêu thích cúc cung, động một chút là hướng về hắn cúc cung. Hơn nữa thanh tú nữ sinh hành vi đã gây nên người qua đường chú ý, không biết tình huống người, còn tưởng rằng Tô Chiết đối thanh tú nữ sinh làm cái gì. Bất đắc dĩ, vì không bị người làm con khỉ xem, Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi rồi. Thế nhưng thanh tú nữ sinh lại không buông tha, một mực đi theo Tô Chiết bên người, liên tục hướng về Tô Chiết xin lỗi, cùng với để Tô Chiết tha thứ hắn. Cuối cùng, Tô Chiết thật sự là phiền phức vô cùng, vì bước đi thanh tú nữ sinh, hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra, vì để cho ta tha thứ ngươi, ngươi thật sự chuyện gì đều nguyện ý làm. Thanh tú nữ sinh lập tức nói lại, đúng, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta chuyện gì đều có thể làm. Nói xong thanh tú nữ sinh trong lòng nhảy không ngừng, bởi vì thanh tú nữ sinh lo lắng Tô Chiết sẽ nói ra, muốn nàng làm hắn bạn gái đến nếu như tôi chiết thật sự yêu cầu nàng làm bạn gái nàng là phải đáp ứng hay là muốn từ chối đây này thời điểm này thanh tú nữ sinh trong lòng đang miên man suy nghĩ trên thực tế chứng minh rồi thanh tú nữ sinh thật sự nghĩ nhiều tôi chiết căn bản cũng không có ý nghĩ này hắn đối nữ sinh nói ra người để cho ta đánh một cái tát ta liền tha thứ ngươi thế nào nói xong tôi chiết cười nhìn thanh tú nữ sinh hắn cũng không tin nữ sinh sẽ đáp ứng cái điều kiện này làm Tô Chiết nói ra cái điều kiện này sau, thanh tú nữ sinh không khỏi lại nghĩ đến trên xe tình cảnh. Lúc đó Tô Chiết liền đánh nam tử mặc áo vàng một cái tát, hắn dùng lực to lớn, lập tức liền để nam tử mặc áo vàng một bên mặt đỏ xương phồng lên, thành nửa cái đầu heo. Liền nam tử mặc áo vàng một đại nam nhân, đều bị Tô Chiết đánh cho đầu óc choáng váng, thanh tú nữ sinh nơi nào chịu được Tô Chiết một cái tát. Thanh tú nữ sinh trong lòng vừa nghĩ tới chính mình, nếu như lần lượt Tô Chiết một cái tát lời nói sẽ có dạng gì hậu quả, đoán chừng sẽ bị đánh bay ra ngoài đi. Vừa nghĩ tới chính mình đều sẽ có như vậy vận mệnh, thanh tú nữ sinh tiếng nói cũng bắt đầu run rẩy. được, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta cho ngươi đánh, bất quá ngươi có thể hay không không đánh mặt của ta. Không thể, tô chiết giơ tay lên, hắn làm bộ làm bộ tiếp tục đánh. Kết quả thanh tú nữ sinh bị dọa đến nhắm mắt lại, mắt của nàng lông mi không đứng ở run rẩy, chứng minh rồi nàng hiện tại trong lòng rõ ràng rất sợ sệt bất quá thanh tú nữ sinh đúng là không có né tránh xem ra nàng là chăm chú nói được là làm được tô chiết thật sự cũng bị cô nữ sinh này cho khí nở nụ cười nàng rốt cuộc là đơn thuần hay là bởi vì thông minh không đủ dùng bất quá tô chiết không có tâm tình không muốn cùng cô nữ sinh này tiếp tục hao tổn nữa rồi thế là hắn thu tay về đến xoay người rời đi mà nhắm mắt lại thanh tú nữ sinh trong lòng nàng sợ sệt không không ngớt thế nhưng là chậm chạp không có cảm giác đến tô chiết thủ đánh xuống Nàng còn tưởng rằng Tô chiết là ở tìm thích hợp phương hướng mới đánh xuống, như vậy mới đánh cho hết sức, Thanh Tú nữ sinh là càng nghĩ trong lòng càng sợ sệt. Hơn nữa Thanh Tú nữ sinh lại nghĩ tới nam tử mặc áo vàng vận mệnh, lúc đó nam tử mặc áo vàng đã chúng Tô chiết một cái tát, mặt của hắn nhưng là sưng lên trời, thành nửa cái đầu heo, tình cảnh lúc ấy, Thanh Tú nữ sinh ký ức nhưng là rất sâu sắc. "A người ngươi thật sự muốn đánh mặt à? Ta không muốn biến đầu heo a hát, Thanh Tú nữ sinh đột nhiên quát to một tiếng nàng sợ sẽ chính mình cũng sẽ cùng nam tử mặc áo vàng như thế cũng được đầu heo. nhưng là thanh tú nữ sinh mở mắt ra sau lại không nhìn thấy tô chiết. nguyên lai nàng vừa nãy là đối với không khí giống lớn. người chung quanh cũng kỳ quái nhìn thanh tú nữ sinh, không biết nàng đột nhiên nổi điên làm gì. cuối cùng thanh tú nữ sinh mới phát hiện tô chiết đã đi rồi thật xa. nàng che đỏ lên mặt đuổi theo. thanh tú nữ sinh vội vàng theo sau, nói ra, không phải đã nói rồi sao? người đánh ta một cái tát liền tha thứ cho ta sao? Ngươi tại sao lại đổi ý rồi? Ta đột nhiên lại không muốn đánh rồi, chỉ cần ngươi bây giờ không muốn đi theo ta, ta liền tha thứ ngươi rồi. Tô chiết cao mày nói ra. Ngươi lừa người, nếu như ngươi thật sự sẽ tha thứ cho ta lời nói, ngươi làm sao không cho ta đi theo ngươi? Thanh thú nữ sinh theo sát tô chiết. Bị một cái như thế chấp nhất nữ sinh cuốn lấy, tô chiết cảm giác mình đầu đều đau rồi, đánh cũng không được. Mắng cũng không nghe, đuổi lại không đánh đuổi thế là tô chiết dự định không để ý nữa cô nữ sinh này tiếp tục đi con đường của chính mình áp dụng xử lý lạnh phương pháp xử lý để thanh tú nữ sinh chính mình biết khó mà lui mà thanh tú nữ sinh tính cách thật sự có chút chấp nhất tuy rằng tô chiết không nói một lời thế nhưng thanh tú nữ sinh như trước theo thật sát tô chiết mặt sau thỉnh thoảng hướng về tô chiết xin lỗi khẩn cầu tô chiết tha thứ bởi vì tô chiết bước đi bước tiến có chút nhanh cho nên thanh tú nữ sinh muốn đuổi tới tô chiết vẫn có chút độ khó thanh tú nữ sinh nhất định phải chạy chậm lấy, nàng năng lực miễn cưỡng theo kịp tô chiết, sẽ không cùng ném tô chiết. Không đến bao lâu, thanh tú nữ sinh cũng cảm giác cố hết sức. Nàng thở hồng hộc, chân cũng bắt đầu chua, xuất hiện tại nói xin lỗi, thanh tú nữ sinh cũng không có khí lực nói rồi, nàng hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng, miễn cưỡng đi theo tô chiết. Đi ở phía trước tô chiết, đột nhiên ngừng lại, tô chiết nhanh nhíu chặt mày, nhìn bốn phía. Người tha thứ ta sao? Thanh Tú nữ sinh thấy Tô Chiết dừng lại, còn tưởng rằng Tô Chiết thay đổi chú ý, của nàng ủy oải biến mất rồi, tinh thần lập tức khôi phục lại. Vừa nãy chúng ta ngồi xe là số mấy xe? Tô Chiết đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn vừa nãy bởi vì đi xuống xe truy nam tử mặc áo vàng, cho nên liền sớm dưới đứng một điểm. Bất quá khi đó xe công cộng đã nở mấy cái đứng, Tô Chiết còn cho là mình đã gần như đến nhà. Số 08, Thanh Tú nữ sinh không chút nghĩ ngợi hồi đáp: 308 là nàng mỗi ngày đi làm nhất định phải ngồi xe công cộng, cho nên nàng nhớ rõ rất rõ ràng. Tô Chiết nắm tóc, hắn phát hiện mình không chỉ có sớm xuống xe, hơn nữa vừa bắt đầu Tô Chiết liền lên sai xe buýt, có thể là bởi vì xe công cộng bảng số xe 8 chữ có chút tổn hại, cho nên Tô Chiết xem thành 303 số xe, mà sau khi lên xe, Tô Chiết vừa không có chú ý chung quanh cảnh tượng. Nguyên bản, Tô Chiết còn cho là mình liền gần như đến nhà cho nên hắn cũng không có tính toán đi đón xe, mà là dự định cứ như vậy đi về nhà. Mà bây giờ Tô Chiết càng tiếp tục đi, càng cảm giác Chu Vi rất xa lạ, Tô Chiết mới nghĩ đến khả năng hắn ngồi xe nhường đường rồi. Tô Chiết nhất thời hồ đồ chủ quan, nháo cái đại ô long đi ra. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thanh tú nữ xinh hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Tô Chiết làm bộ tùy ý nói ra, hắn làm sao có thể sẽ nói ra bản thân ngồi xe nhường đường cái kia quá mất mặt. Nha, ta mời ngươi ăn cơm, cảm ơn ngươi đem ta đoạt lại bóp tiền, cũng thuận tiện cùng ngươi nói lời xin lỗi, có được hay không? Thanh tú nữ sinh sờ sờ đầu nói ra, nếu tô chiết không muốn đánh nàng đến chút giận, nữ sinh liền quyết định mời tô chiết ăn cơm đến nguôi giận. Thanh tú nữ sinh bắt đầu tính chính mình ngoại trừ tiền thuê nhà, còn có cái này nguyệt nhất định muốn sinh hoạt phí bên ngoài, mình còn có bao nhiêu tiền đến mời tô chiết ăn cơm. Cuối cùng thanh tú nữ sinh quyết định chính mình trong một tháng này, chính mình tự ít đi ăn kiệm dùng, cũng phải mời Tô Chiết ăn bữa ngon. Người không cần cảm tạ ta, ta không phải chuyên môn giúp người đoạt lại bóp tiền, ta chỉ là vì chứng minh chính mình mà thôi. Cho nên người không cần để ý như vậy, hơn nữa ta cũng không hề tức giận, người có thể không cần đi theo ta, chúng ta ngay ở chỗ này tản đi đi. Tô Chiết nói ra, mới đầu thời điểm, chính mình hào tâm giúp nữ sinh, lại cuối cùng ngược lại bị người oan uổng, Tô Chiết ngay lúc đó thật là rất tức giận. Bất quá bây giờ qua lâu như vậy, tô chiết khí cũng dần dần tiêu tán. Lúc đó thật sự của mình rất dễ dàng bị người hoài nghi, ai gọi mình cách nữ sinh gần nhất, đổi lại chính mình cũng có thể sẽ hoài nghi, cho nên tô chiết tự nhiên tự nhận xui xẻo rồi. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì chuyện này khơi gợi lên tô chiết hồi ức, chạm nỗi đau đã đến tô chiết sâu trong nội tâm điểm mẫn cảm, cho nên tô chiết phản ứng mới sẽ kịch liệt như vậy. Hiện tại tô chiết tỉnh táo lại, cũng cho là mình không có cần thiết đi khó xử một người nữ sinh rồi. Có thể là bất kể như thế nào, người vẫn là giúp ta chiếu cố rất lớn, nếu như không phải ngươi, khả năng ta liền muốn lưu lạc đầu đường. Cho nên vẫn là để ta mời ngươi ăn bữa cơm, được không? Hiện tại đã rất chậm, Tô Chiết cũng không biết hôm nay có thể hay không chạy trở về ăn cơm, cho nên lúc ra cửa, liền để An Hân không cần lưu cơm của hắn. Tô Chiết bây giờ đi về lời nói, khả năng còn muốn phiền phức An Hân vì hắn một lần nữa làm cơm, cho nên Tô Chiết liền định thẳng thắn mình ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút đồ vật là được rồi. Đã như vậy, Tôi chiết liền quyết định tiếp thu nữ sinh mời, cùng nàng đồng thời ăn một bữa cơm. Nếu không, đoán chừng nữ sinh là sẽ không hết hy vọng. Được rồi, liền để ngươi mời, đi, ngươi tuyển cái địa phương, ta muốn ăn chết ngươi. Được, ta mang ngươi đi một nơi, gói khi ăn. Thanh tú nữ sinh cười đến rất vui vẻ. Tôi chiết hiện tại có thể tiếp thu của nàng mời, đồng ý cùng nàng ăn cơm. Nói cách khác, tôi chiết đã không để ý chuyện lúc trước. Thanh tú nữ sinh hưng phấn đi ở phía trước dẫn đường nàng thỉnh thoảng hướng về tô chiết giới thiệu, chờ một chút địa phương muốn đi, cùng với món gì thức ăn ngon nhất. Nhiệt môn thanh tú nữ sinh hẳn là sẽ ngủ ở phụ cận, bởi vì nàng đối chung quanh đường rất quen thuộc. Đi rồi một đoạn không xa đường, thanh tú nữ sinh mang theo tô chiết đi tới một gian quán cơm nhỏ. Gian phòng này quán cơm nhỏ mặc dù nhỏ, bất quá vẫn là rất chú ý hoàn cảnh vệ sinh, chỉ ít nhìn từ bề ngoài rất sạch sẽ, khiến người ta nhìn cũng thư thái không ít, không giống có chút tiệm cơm, trước tiên không nói làm thực vật có ăn ngon hay không, thế nhưng hoàn cảnh cũng đã để không có người khẩu vị. Thời điểm này tuy nhiên đã đã qua giờ cơm, thế nhưng ở quán cơm bên trong ăn cơm người vẫn là không ít, đã gần như nằm mơ. Gian phòng này quán cơm nhỏ xào rau địa phương liền ở cửa tiệm bên trong, xuất hiện ăn hiện làm, có thể để cho khách hàng nhìn thấy chế tác quá trình, ăn được cũng so sánh yên tâm một ít. Hương vị không sai, lại tăng thêm giá cả cũng rất hợp lý, cho nên liền phụ cận mọi người yêu thích tới nơi này ăn. Tiệm cơm là một đôi phu thê tại kinh doanh, trưởng phu phụ trách xào rau, mà thê tử liền phụ trách làm trợ thủ, nhớ món ăn, mang món ăn cùng với thu thập bát đũa, phân công hợp tác. Hai vợ chồng nhìn lên cũng không quá 30 ra mặt mà thôi, mặc dù coi như rất bận, bất quá làm được vẫn rất cao hứng. Này hai vợ chồng thật giống nhận thức thanh tú nữ sinh như thế, bọn hắn vừa tiến đến, bà chủ hãy cùng thanh tú nữ sinh chào hỏi, "Hân nhiên, hôm nay tới ăn cơm." "Đúng vậy a, à, Vân tỷ" ta hôm nay mang bằng hữu tới dùng cơm. thanh tú nữ sinh nói ra là bạn trai của ngươi sao? hân nhiên đang tại xào rau ông chủ nghe được lý hân nhiên lời nói ngắt lời cười nói mới không phải đây chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường tăng ca người có thể không nên nói lung tung người hôm nay làm món ăn ăn không ngon lời nói ta nhưng không cho tiền lý hân nhiên bị chủ quán cơm lời nói cho nháo cái mặt đỏ ửng yên tâm khẳng định ăn ngon các người muốn ăn cái gì chủ quán cơm cầm lấy đeo trên cổ khăn mặt, lau vệt mồ hôi sau, cười nói. Lý Hân Nhiên nếu nói muốn mời Tô Chiết ăn cơm, tự nhiên là nhường cho Tô Chiết điểm. Mà Tô Chiết cũng không khách khí, liền với điểm không ít món ăn, còn muốn hai chai nước uống. Tô Chiết điểm món ăn đều là quán cơm bảng hiệu món ăn, giá cả cũng là tương đối khá cao hơn một chút. Tô Chiết mỗi điểm một cái món ăn, Lý Hân Nhiên liền ở trong lòng tính toán phải bao nhiêu tiền hôm nay qua đi, chính mình cần bớt ăn bớt mặc bao nhiêu thiên tài có thể bù đắp được đến. Làm tô chiết chọn xong món ăn sau, bà chủ liền dẫn bọn hắn ở bên trong tìm một cái trống không chỗ ngồi xuống. Quán cơm bàn đều nhanh muốn ngồi đầy, chỉ là còn lại một cái bàn vẫn là trống không. Hiện tại vừa vặn tô chiết cùng Lý Hân Nhiên đến rồi, cho nên liền toàn bộ ngồi đầy. Nếu như tô chiết cùng Lý Hân Nhiên lại chậm điểm tới, có lẽ liền không có chỗ ngồi trống rồi, cần phải ở bên ngoài xếp hàng. Chủ quán cơm xào rau tốc độ vẫn là thật mau, Tô Chiết bọn hắn ngồi xuống không đến bao lâu, liền bắt đầu lục tục dọn thức ăn lên. Tô Chiết gắp một đũa, bỏ vào trong miệng thử một chút, phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm, xem ra đây mới là gian phòng này quán cơm nhân khí vượng nguyên nhân chủ yếu nhất. Thế nào, ăn ngon không, ta không có giới thiệu sai chứ, Lý Hân Nhiên chờ mong nhìn Tô Chiết, nói ra. Tô Chiết gật gật đầu, đồng ý Lý Hân Nhiên lời nói. Tô Chiết cùng Lý Hân Nhiên hai người đều đói, cũng không nói gì thêm. Ăn được một nửa thời điểm, trong tiệm cơm đột nhiên đến rồi mấy người, nhìn lên không hề giống tới ăn cơm như thế. Thiên ca, các ngươi là tới ăn cơm sao? Chủ quán cơm vừa thấy được mấy người này, liền thả xuống trong tay sống, hạ thấp thái độ nói ra. Hơn nữa chủ quán cơm còn đem bà chủ mơ hồ hộ ở phía sau, thật giống tại phòng bị cái gì. Ăn cơm liền miễn, không có thời gian, ta là tới thu quản lý phí. Cầm đầu người bị chủ quán cơm gọi là thiên ca, hắn mạn bất kinh tâm nói ra nhưng là thiên ca hai ngày trước ta không phải đã nộp quản lý phí sao làm sao nhanh như vậy lại muốn nộp chủ quán cơm vừa nghe đến thiên ca mặt lập tức khổ xuống tuy rằng quán cơm làm ăn khá khẩm nhưng là vì quán cơm hai vợ chồng người đều so sánh thành thật dùng nguyên liệu nấu ăn đều là tốt hơn cho nên thành phẩm liền so với cái khác quán cơm quý không ít mà giá tiền của bọn hắn lại thu được không cao cho nên quán cơm lợi nhuận là rất nhỏ xem như là ít lãi tiêu thụ mạnh mỗi ngày tiền kiếm được trừ đi điếm thuê cùng chi tiêu hàng ngày. Cũng đã còn thừa không có mấy, hơn nữa mỗi tháng đều phải hướng về bọn hắn nộp lên một bút không ít quản lý phí. Đồng thời tiệm cơm này hai vợ chồng còn có người nhà phải nuôi, hai người áp lực là rất lớn. Cho nên cứ việc quán cơm mỗi ngày sự tình rất nhiều, thế nhưng bận rộn nữa mệt mỏi nữa, bọn hắn cũng không có suy nghĩ qua mời người hỗ trợ. Hai người khổ cực điểm cho tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng quản lý phí mới vừa vặn nộp hai ngày, Hôm nay Thiên Ca lại chạy tới thu quản lý phí, để tiệm cơm này phu thê hai người làm sao gánh vác được. Nơi nào còn có tiền giao cho Thiên Ca, nếu như hôm nay bọn hắn đem thu tiền giao cho Thiên Ca, ngày mai bọn hắn liền vào không được nguyên liệu nấu ăn, quán cơm cũng không mở nổi. Nhưng là hôm nay quán cơm phu thê nếu như không giao lời nói, Thiên Ca bọn hắn cũng sẽ không khiến bọn hắn có thể thuận lợi tiếp tục kinh doanh quán cơm. Hai ngày trước là hai ngày trước, hôm nay là hôm nay, ta thích gì thời điểm thu liền lúc nào thu ta cho người biết, bắt đầu từ ngày mai, các người quán cơm liền bắt đầu giao hai phần quản lý phí. Xem ra thiên ca là đỏ mắt quán cơm chuyện làm ăn được, muốn tới mỏ nhiều một khoản. Cái gọi là quản lý phí, chẳng qua là nói thật hay điểm một ít, xét đến cùng chính là biến tướng bảo hộ phí mà thôi. Hầu như mỗi một địa phương đều sẽ có xảy ra chuyện như vậy, đây là không thể tránh khỏi, đây cũng là vốn nhỏ buôn bán bất đắc dĩ. Thương hộ nộp bảo hộ phí sau, mở ra cửa hàng chính là tiếp thu những này thu bảo hộ phí người bảo vệ, về sau có người đến cửa hàng đảo loạn, bọn hắn liền sẽ ra mặt giải quyết. Mà gian phòng này quán cơm chỗ ở đường phố chính là trời ca bọn hắn quản lý, do trời ca phụ trách thu quản lý phí. Nếu như thu bảo hộ phí người phúc hậu điểm, lấy tiền làm việc, có lưu manh đến cửa hàng quấy rối, những này thu bảo hộ phí người sẽ ra mặt giải quyết, cái kia thương hộ còn có thể khẽ cắn răng tiếp thu, coi như rủi ro chặn tai. Thế nhưng có một số người lại là lấy tiền không làm việc, thu bảo hộ phí thời điểm, thập phần đúng giờ, chưa từng có thiếu thu qua. Thế nhưng một khi cửa hàng xảy ra vấn đề gì lời nói, thương hộ là tuyệt đối không tìm được bọn hắn, càng đừng hy vọng bọn hắn sẽ đứng đi ra giải quyết, chỉ có thể chính mình ngậm bồ hòn. Mà thiên ca bọn hắn chính là cái này những người này, tiền chiếu thu, thế nhưng là chưa từng có từng làm việc. Hơn nữa thiên ca vẫn là một cái lòng tham không đáy người, người nào mở điếm chuyện làm ăn hơi tốt một chút, cũng sẽ bị thiên ca lo lắng lên, nhiều lần lại đây thu quản lý phí, để thương hộ khổ không thể tả. Thiên ca này một đám người đối phó cái khác lưu manh không có tác dụng, nhưng mà nếu như có thương hộ không muốn giao quản lý phí lời nói, đối với thế đơn lực bạc thương hộ, thiên ca quả đấm của bọn hắn vẫn là rất có uy hát yêu ta. Một điều này phố đã có rất nhiều thương hộ, bị thiên ca hành hạ đến chịu không được, đóng cửa tốt nghiệp rồi, dồn dập rời khỏi. Hiện tại cái này quán cơm chuyện làm ăn mới vừa vặn tốt lên, đã bị thiên ca bọn hắn lo lắng lên, cho tìm tới cửa, này về sau hai vợ chồng sợ là không sống yên lành được rồi. Thiên ca, có thể hay không khoan dung mấy ngày, chúng ta bây giờ không có tiền, qua mấy ngày ta nhất định một phần không thiếu giao cho ngươi. Chủ quán cơm là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem khổ hướng về trong bụng nuốt, ở nơi này đã làm nhiều lần thời gian, hắn đã là hiểu rất rõ thiên ca làm người, hắn là không dễ chọc. Nếu muốn ở chỗ này tiếp tục lái quán cơm, hay là muốn theo thiên ca ý nếu không chỉ là không công chịu tội khoan dung cái rắm hôm nay nhất định phải đem quản lý phí giao cho ta không phải vậy ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục lái rồi thiên ca mắng nói xong thiên ca chính mình liền đi chờ mình quán cơm thả tiền ngăn kéo kết quả sau khi mở ra hắn phát hiện bên trong còn có không ít tiền đối với chủ quán cơm kêu lên đây không phải tiền ngươi dám gạt ta a à hát thiên ca ta không có lừa gạt đây là ngày mai nhập hàng tiền ngươi cầm đi ta quán cơm liền không mở được. Chủ quán cơm vội vàng đi ngăn cản Thiên ca, tiền này nếu như bị Thiên ca nắm đi, ngày mai sẽ không có tiền tiến hóa, ngày mai quán cơm cũng đừng nghĩ mở ra. Chủ quán cơm bọn hắn toàn ra nhưng là toàn bộ hy vọng gian phòng này quán cơm mà sống, không phải vậy toàn ra chỉ có thể thắt lưng buộc bụng mang sống qua ngày, đi ngủ ngoài đường. Con mẹ nó ngươi cho ta buông tay ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí, quán cơm của ngươi mở hay không mở, không liên quan đến việc của ta ta chỉ quản thu quản lý phí, cái khác là các ngươi việc. Thiên ca mắng. Lý Hân Nhiên nhìn lên trời ca một cái giúp lưu manh như vậy trắng trợn đoạt tiền, đều nhanh muốn giận điên lên, đối quán cơm hai vợ chồng tao mộ rất không đành lòng. Lý Hân Nhiên theo bản năng nhìn Tô Chiết, trong lòng hy vọng Tô Chiết có thể đứng ra trợ giúp tăng ca hai vợ chồng. Lý Hân Nhiên đối Tô Chiết rất tin tưởng, bởi vì Tô Chiết có thể đem nam tử mặc áo vàng ba người đều cho đánh ngã xuống đất, tuy rằng Lý Hân Nhiên không có tận mắt thấy, thế nhưng Lý Hân Nhiên tin tưởng Tô Chiết là có thể làm được. Lấy Tô Chiết thực lực, Lý Hân Nhiên tin tưởng Tô Chiết là có thể giải quyết chuyện này, cho nên nàng mới hy vọng Tô Chiết hiện tại có thể đứng ra. Nhưng là để Lý Hân Nhiên thất vọng rồi, Tô Chiết ngồi thờ ơ không động lòng, ăn cơm của mình, thật giống như không có chuyện gì xảy ra như thế. Cùng quán cơm cái khác khách hàng không có gì không giống nhau. Tô Chiết tự nhiên không thể không biết chuyện gì xảy ra, cũng biết Lý Hân Nhiên trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng là chuyện này muốn Tô Chiết làm sao đi xử lý, để Tô Chiết đem thiên ca bọn hắn đều đánh ngã, đuổi ra quán cơm sao. Nếu như Tô Chiết muốn làm lời nói, hắn thật sự có thể làm được. Nhưng mà nếu như Tô Chiết thật sự làm như vậy, kế tiếp cần phải thế nào đi xử lý? Tô Chiết không thể cả đời ở chỗ này quán cơm, không rời đi. Hắn hôm nay chỉ là tình cờ đến ăn một lần cơm mà thôi. Có lẽ về sau khả năng đều không có cơ hội đến rồi. Hôm nay Tô Chiết đem thiên ca bọn hắn đánh một trận, đuổi ra quán cơm sau đó tô chiết phủi mông một cái rời đi thế nhưng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì thiên ca bọn hắn tuyệt đối không tìm được tô chiết cho dù tìm tới tô chiết bọn hắn cũng không dám trả thù tô chiết tô chiết cũng không sợ bọn họ trả thù nắm tô chiết không có biện pháp thiên ca chắc chắn sẽ không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ thiên ca bọn hắn tuyệt đối sẽ đem khí toàn bộ rơi tại tăng ca hai vợ chồng trên người để tăng ca hai vợ chồng vận mệnh càng thêm bi thảm cho nên nếu như tô chiết hôm nay thật làm như vậy tuyệt đối không giúp được tăng ca hai vợ chồng, ngược lại sẽ hại cho bọn họ. Vốn chỉ là cần tăng ca suất quản lý phí sự tình, bị Tô Chiết vừa nhúng tay sau. Sự tình liền biến được phức tạp rất nhiều trừ phi Tô Chiết một mực ở lại trong tiệm cơm, thế nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, cho nên đối với Lý Hân Nhiên kỳ vọng, Tô Chiết cũng rất bất đắc dĩ, không phải Tô Chiết không dám ra tay, mà là không thể ra tay. Trừ phi tăng ca hai vợ chồng hai người đều không đồng ý hướng lên trời ca giao quản lý phí, muốn chống lại đến cùng lời nói, Tô Chiết còn có thể giúp bọn họ. Nếu không, tăng ca hai vợ chồng thì nguyện ý giao quản lý phí lời nói, Tô Chiết ra tay chính là hại bọn hắn, đến lúc đó khả năng bọn hắn đối Tô Chiết còn sẽ có lời oán hận. Xem Tô Chiết một mực không có tính toán ra tay, Lý Hân Nhiên tức giận ngồi ở bên cạnh, nàng đối Tô Chiết cảm quan lập tức thấp xuống rất nhiều, nguyên bản Lý Hân Nhiên cho rằng Tô Chiết là một cái rất có tránh nghĩa người, bằng không thì cũng sẽ không giúp nàng đoạt lại bóp tiền. Hiện tại Lý Hân Nhiên phát hiện mình nhìn lầm Tô Chiết rồi đối Tô Chiết rất thất vọng, rõ ràng Tô Chiết là có năng lực đi giải quyết, tại sao chính là không muốn đứng ra giúp tăng ca hai vợ chồng. Lão bản nương quán cơm nhìn bầu trời ca bọn hắn muốn cứng rắn tranh đoạt chính mình quán cơm tiền, vội vàng quá khứ cùng tăng ca đồng thời quấy nhiễu. Thiên ca thấy bà chủ lại đây sau, hắn đột nhiên buông lỏng tay ra, để tăng ca đem tiền lấy về, cười nói, ta có thể qua mấy ngày trở lại thu quản lý phí, nhưng là lão bà của ngươi tối hôm nay phải bồi ta hài lòng một cái đối khuôn mặt đẹp lão bản nương quán cơm thiên ca nhưng là di nhớ không ít tháng này hôm nay hắn hôm nay liền muốn xuất thủ rồi không thể ta sẽ không để cho lão bà ta theo ngươi ngươi vẫn là đem tiền lấy đi tăng ca cả giận nói hắn đem bà chủ kéo đến mặt sau bảo vệ nàng hôm nay liền do không được ngươi rồi các ngươi lên đi đem nàng cho ta kéo qua thiên ca để đi theo hắn cùng đi tiểu đệ đi qua kéo bà chủ quyết định mạnh mẽ mang bà chủ rời đi Ta liều mạng với các ngươi, tăng ca giống to, cầm lấy tay cầm muôi mò lên ở trong nồi dầu sôi, hướng lên trời ca bọn hắn rội tới. Này dầu sôi vừa nãy một mực tại trong nồi nổ, nóng bỏng, nếu như bị rội đến, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Thế nhưng thiên ca bọn hắn một mực phòng bị chủ quán cơm chó cùng rứt rậu, cho nên đều tránh né ra rồi, không có bị rội đến, thế nhưng cũng bị giật mình. Chủ quán cơm còn muốn tiếp tục đổ dầu, thế nhưng thiên ca bọn hắn đã sẽ không cho hắn cơ hội rồi, bất đắc dĩ. Chủ quán cơm không thể làm gì khác hơn là cầm tay cầm muôi, cùng bọn hắn liều mạng. Cho dù là chết, chủ quán cơm cũng sẽ không đem lão bà giao cho thiên ca bọn hắn. Một người đàn ông nếu như cần dựa vào lão bà đến tham sống sợ chết, cái kia sống sót cũng là không có ý tứ. Chủ quán cơm mặc dù là có liều mạng quyết tâm, cũng có không nhỏ khí lực, thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay, huống hồ chủ quán cơm đối mặt nhưng là năm, sáu người, nơi nào địch nổi rất nhanh sẽ bị mấy tên côn đồ vây quanh quyền đấm cước đá, rất khó hoàn thủ. Thời điểm này, quán cơm khách hàng không người nào dám đứng ra ngăn cản Thiên ca bọn hắn, còn có không ít người thừa dịp thời điểm này rời đi, có chút khách hàng có lương tâm, còn có thể đem tiền cơm lưu ở trên bàn, mà một ít tham tiện nghi người liền trực tiếp đi. Mà Thiên ca bọn hắn cũng không có đi ngăn cản những này khách hàng rời đi, bọn hắn ước gì hết thảy khách hàng đều rời đi, bằng không gây nên nhiều người tức giận lời nói, không phải là dễ chịu. Nếu như những ngày khách hàng nhìn không được, đoàn kết lại, đồng thời nhìn trời ca bọn hắn làm khó dễ lời nói, thiên ca bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trôi chết. Mà lúc này đây, Lý Hân Nhiên nhìn không được, cứ việc trong lòng nàng cũng rất sợ sệt, thế nhưng nàng đã nhịn không nổi nữa, nàng từ chỗ ngồi đứng lên, liền nghĩ tới đi ngăn cản thiên ca bọn hắn, muốn bọn hắn dừng lại. Thế nhưng tôi chết đem Lý Hân Nhiên cho kéo trở về, một lần nữa ấn tới trong chỗ ngồi, không để cho nàng đi. Nhiệt môn ngươi làm gì thế, ta muốn ngăn cản bọn hắn, không nên kéo ta. Lý Hân Nhiên bất mãn nói, nàng nóng lòng đi giúp tặng kiến quốc hai vợ chồng, không cho thiên ca đám người này tiếp tục làm sằng làm bậy. Tô Chiết không quan tâm Lý Hân Nhiên phản kháng, đem Lý Hân Nhiên cưỡng chế ấn về chỗ ngồi, hắn không nói gì. Sau Tô Chiết mặc kệ Lý Hân Nhiên phản ứng, nhanh chóng hướng về hướng lên trời ca bọn hắn. Trước đó thiên ca bọn hắn hướng quán cơm thu quản lý phí thời điểm, Tô Chiết không có ra tay, là vì bận tâm chính mình sẽ hảo tâm làm chuyện xấu, trái lại làm phiền Hà Tăng ca hai vợ chồng. Bởi vì nếu như Tăng Kiến Quốc vì tiếp tục có thể kinh doanh quán cơm lời nói, nhất định phải hướng lên trời ca giao quản lý phí, bởi vì thiên ca là con đường này địa đầu xa, không giao lời nói, Tăng Kiến Quốc bọn hắn cũng đừng nghĩ tiếp tục ở đây con đường mở tiệm. Cho nên nếu như Tăng Kiến Quốc vì bảo toàn gian phòng này quán cơm, mà lựa chọn hướng lên trời ca khuất phục, nguyện ý giao quản lý phí lời nói, tôi chết là sẽ không xuất thủ. Bởi vì Tô Chiết có thể đánh đuổi thiên ca bọn hắn một lần, lại không thể bảo vệ tăng kiến quốc hai vợ chồng cả đời. Một khi Tô Chiết cách mở tiệm cơm sau, thiên ca bọn hắn nhất định sẽ trả thù tăng kiến quốc hai vợ chồng. Lời nói như vậy, trái lại là hại tăng kiến quốc hai vợ chồng. Trừ phi tăng kiến quốc chống lại đến cùng, không muốn hướng lên trời ca bọn hắn khuất phục, không muốn lại giao quản lý phí, tăng kiến quốc muốn cùng thiên ca bọn hắn không nể mặt mũi lời nói. Tô Chiết hôm nay tuyệt đối sẽ đứng ra, hộ tăng kiến quốc hai vợ chồng chu toàn, thế nhưng mới đầu Tằng Kiến Quốc cũng không hề phản kháng ý tứ, chỉ là hướng lên trời ca cầu xin, hy vọng có thể thư thả mấy ngày sẽ đem quản lý phí lên giao cho bọn họ. cho nên Tô Chiết cũng không có ra tay giúp Tằng Kiến Quốc hai vợ chồng ý nghĩ. cho dù là Thiên Ca chủ động đi cướp Tằng Kiến Quốc tiền, Tằng Kiến Quốc cũng không có muốn phản kháng ý tứ, chỉ là không ngừng cầu tình. cho nên Tô Chiết dù cho nhìn trời ca bọn hắn không vừa mắt, trong lòng rất đồng tình Tằng Kiến Quốc hai vợ chồng, thế nhưng hắn vẫn không có đứng ra thế nhưng thiên ca làm càng ngày càng quá đáng nếu dự định ép buộc phụ nữ đàng hoàng quả thực gan to bằng trời hoàn toàn không thấy pháp luật cho nên tôi chiết tựu rốt cuộc nhìn không được quyết định ra tay giải quyết thiên ca bọn họ bất quá để tôi chiết rất hài lòng chính là tăng kiến quốc cái này bị sinh hoạt mệt mỏi khom lưng hán tử sâu trong nội tâm còn có huyết tính vào thời khắc này vì bảo vệ lão bà có can đảm hướng về người đông thế mạnh thiên ca liều mạng không để cho tôi chiết coi thường nếu như tăng kiến quốc thời điểm này lựa chọn là cầu tình lời nói, sẽ chỉ làm tô chiết từ trong lòng xem thường hắn. Vì người nhà, dù cho đánh không lại, cũng phải dũng cảm đứng ra, có thể bị đánh bại, nhưng là tuyệt đối không thể lùi bước, đây mới thật sự là nam tử hán. Mà tăng kiến quốc chính là như vậy tràn ngập huyết tính nam tử hán, vì bảo vệ lão bà, không tiếc làm ác thế lực liều tính mạng. Tuy rằng tăng kiến quốc đồng thời ứng phó 6 người, thế nhưng dựa vào hắn bình thường làm lao động rèn luyện ra được khí lực, cùng với không sợ chết, vĩnh viễn không thối lui tinh thần, ngược lại là một lúc cũng không có bị thua. Dù cho tăng kiến quốc lại ngoan cường, thế nhưng hắn cũng chỉ là một người bình thường. Bị sáu cái cầm gậy lưu manh vây quanh đánh, tăng kiến quốc đã từ từ hiện ra bại thế rồi. Bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng hiện tại Tô Chiết quyết định nhúng tay, kết quả là không giống nhau. Tô Chiết không có nắm bất kỳ vũ khí, trực tiếp tay không xông tới. Tô Chiết vừa mới tham dự vào, chỉ là một quyền một cước, trong nháy mắt liền giải quyết xong hai tên côn đồ. Thẳng đến có hai tên côn đồ ngã xuống, mới có người bắt đầu chú ý tới Tô Chiết, thế là có ba tên côn đồ cầm đoạn côn hướng về Tô Chiết xông lại. Lúc này tăng kiến quốc áp lực lập tức hiếu rất nhiều, hắn hiện tại chỉ là đối mặt một người, ngược lại cũng sẽ không như trước đó bị đè xuống đánh. Lúc này có người dơ lên đoạn côn, hướng về Tô Chiết đầu gõ xuống đến. Tô Chiết không tránh không né, dựa vào tốc độ của mình, trực tiếp dùng tay nắm lấy đoạn côn đồng thời dơ lên chân đến đem tên côn đồ này cho đá đi ra sau đó một tên lưu manh thừa dịp thời điểm này ở phía sau dùng đoàn côn đánh vào tô chiết phần lưng tô chiết nhất thời sơ sẩy bị đánh vững vàng tô chiết chỉ cảm thấy phần lưng đau rát may là không phải đánh vào tô chiết phần đầu nếu không tô chiết khả năng liền muốn bởi vậy bị thương phản ứng lại sau tô chiết cấp tóc xoay người để tên côn đồ này nếm trải vị đắng một quyền đánh tới đánh tại tên côn đồ này trên mặt Tại chỗ liền đem tên côn đồ này đánh ngất đi thôi. Sau cũng chỉ có một lưu manh đối mặt Tô Chiết rồi, tên côn đồ này thấy Tô Chiết như thế hùng hổ, đâu còn có động thủ dũng khí, hắn đem cầm trong tay đoạn côn hướng về Tô Chiết ném tới sau, sau không chậm chế chút nào chuyển âm thanh bỏ chạy. Tô Chiết tránh qua lưu manh ném tới đoạn côn, xem lưu manh muốn chạy, cũng không có đuổi theo, mà là cầm lấy ghế gỗ bên cạnh hướng về lưu manh đập tới. Ghế gỗ rất chính xác nện đang chạy trốn lưu manh trên người ghế gỗ lúc này tán thành vài mảnh, mà đã trúng ghế gỗ lưu manh, cũng bị nện nằm sấp trên mặt đất, không có khí lực tiếp tục chạy. Tô Chiết nhìn một chút tầng kiến quốc tình huống, phát hiện hắn còn ứng phó chiếm được, liền không để ý tới hắn, mà là hướng lên trời ca đuổi tới. Vốn là ở bên cạnh thập phần nhàn nhã thiên ca, vốn là hắn thấy Tô Chiết nhúng tay, cũng không có nhiều quá để ý, Tô Chiết chỉ là một người mà thôi, lên không là cái gì sóng gió, cho nên hắn mới đầu không lo lắng. Thế nhưng thiên ca còn chưa kịp phản ứng, Tô Chiết liền lập tức liền giải quyết xong năm tên côn đồ, hơn nữa Tô Chiết phía sau lưng đã trúng một ám côn, cũng giống người không liên quan như thế, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Tô Chiết biểu hiện, lập tức liền dọa phá thiên ca lá gan rồi. Muốn thiên ca bắt nạt bắt nạt nhỏ yếu còn có thể, nhưng mà nếu như muốn thiên ca đi đối phó giống như Tô Chiết người, vậy dứt khoát để hắn chết quên đi tương đối trực tiếp. Thế là thiên ca vừa nhìn tình huống không đúng, liền không để ý tới thủ hạ của hắn. Thiên ca trực tiếp bỏ xuống thủ hạ, đã nghĩ chính mình một người lén lút chạy trốn, suy nghĩ về sau có cơ hội lại đến lấy lại danh dự. Lưu được thanh sơn không lo không củi đốt, đánh không lại bỏ chạy, đây là thiên ca nguyên tắc. thế nhưng tô chiết một mực chú ý thiên ca, làm sao có thể sẽ khiến hắn có cơ hội trốn? cho nên tô chiết đang giải quyết lưu manh sau, xác nhận tầng kiến quốc không gặp nguy hiểm, liền đi truy thiên ca. vốn đang dự định không chút biến sắc, lén lút chạy đi thiên ca, vừa thấy tô chiết đuổi theo ra đến lập tức không quan tâm mà chạy lên rồi sau hí kịch tính một màn xảy ra hoảng hốt chạy bừa thiên ca khả năng chạy trốn quá gấp nhất thời không có chú ý với là hắn chân trái của chính mình đạp phải chân phải liền ngã sắp xuống rồi tô chiết vẫn không có đuổi theo thiên ca liền chính mình trước tiên rơi ngã gục rồi hơn nữa còn rơi không nhẹ thiên ca mặt cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật miệng trực tiếp cổ họng đã đến mặt đất lưu không ít huyết liền hàm răng cũng rơi mất hai viên Thế là Tô Chiết vẫn không có nhìn trời ca động thủ, chính hắn liền bắt đầu kêu trời trách đất, một mực khóc quỷ. Chỉ là bởi vì thiên ca miệng lưu không ít huyết, lại tăng thêm ít đi hai cái răng, nói chuyện cũng bắt đầu lọt gió rồi, Tô Chiết cũng không biết hắn tại hô cái gì, chỉ nghe hiểu trong đó vài chữ, đau chết ta rồi. Tô Chiết nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời ngạc nhiên. Thiên ca tốt xấu cũng là phụ trách quản lý một lối đi địa đầu xa, thế nhưng giờ khác này so với một đứa bé khóc đến còn muốn khoa trương, Nước mắt cùng nước mũi tất cả đi ra rồi. Bình thường thời điểm, Thiên Ca biểu hiện còn không đến mức khó như vậy có thể, thế nhưng hiện tại Thiên Ca gặp Tô Chiết, sợ sệt bị Tô Chiết đánh, kết quả tại thời điểm chạy trốn, còn chính mình té lộn mèo một cái, mà mặt sau Tô Chiết cũng đuổi theo. Bị sợ xấu Thiên Ca mới sẽ như vậy khóc không ngừng. Sắp bị phiền chết Tô Chiết, đạp Thiên Ca một cước, mới khiến cho hắn ngừng lại âm thanh. Sau đó Tô Chiết như vồ con gà con, trực tiếp đem Thiên Ca ném vào trong quán ăn mà tàng kiến quốc cũng giải quyết xong cái cuối cùng lưu manh. Bất quá tàng kiến quốc chính mình cũng đã thụ thương không ít, dù sao tàng kiến quốc một cái người đàng hoàng, bình thường sinh hoạt đều sẽ rất ít cùng người nổ ra cái vã, càng đừng nói đánh nhau. Hôm nay khóe miệng cũng là dựa vào liều mạng đấu pháp, lại tăng thêm hắn còn có một chút man lực, mới có thể miễn cưỡng đánh thắng, được chút thương là chuyện khó tránh khỏi rồi. Đem thiên ca bọn hắn đều giải quyết xong, tôi chết bắt đầu suy nghĩ chuyện về sau xử lý như thế nào. Nếu như không có xử lý tốt, tăng kiến quốc hai vợ chồng sợ là ở nơi này không cách nào tiếp tục kinh doanh quán cơm rồi, mà gian phòng này quán cơm lại là tăng kiến quốc hai vợ chồng lập nhà gốc rễ, là tăng kiến quốc một nhà duy nhất thu nhập khởi nguồn. Ít đi quán cơm lời nói, người của bọn hắn tháng ngày liền không dễ chịu lắm. Đang tại tô chiết nhức đầu thời điểm, vẫn không có nghĩ ra biện pháp đến, cảnh sát đã tới rồi. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, ai báo cảnh sát. Một cái hơn 30 tuổi cảnh sát tựa hồ là dẫn đầu, hắn thấy trong tiệm cơm khắp nơi bừa bộn sau, cau mày nói ra. Tôn đội trưởng, ta ở nơi này, người nhanh đem bọn họ bắt lại, ta cùng huynh đệ mấy cái tới nơi này ăn cơm. Lại vô duyên vô cứ bị bọn hắn đánh cho một trận. Vốn đang nằm trên đất giả chết thiên ca, tại nhìn thấy cảnh sát sau khi đến, thật giống nhìn thấy cứu tinh như thế, lập tức sinh long hoạt hổ lên. Hướng về trong miệng hắn tôn đội trưởng trước tiên kẻ ác cáo trạng trước mà nằm dưới đất lưu manh, cũng lập tức lên tiếng biểu thị đồng ý thiên ca nói. Tô Chiết nhìn thấy thiên ca biểu hiện, liền lúc ẩn lúc hiện đoán được một ít. Rất rõ ràng thiên ca là nhận thức tôn đội trưởng, không phải vậy không thể cao hứng như vậy, hơn nữa biểu hiện cũng rất quen thuộc như thế. Xem ra kế tiếp đối tô chiết bọn hắn bất lợi. Mà tôn đội trưởng nghe được Lý Thiên lời nói sau, trong lòng hắn đối Lý Thiên càng là căm ghét. Tại loại này công cộng trường hợp, Lý Thiên còn dám với đối tôn đội trưởng biểu hiện như vậy quen thuộc lạc, chỉ lo đừng người không người biết tôn đội trưởng muốn hồ làm việc thiên tư trái pháp luật. Nếu như có thể nói, tôn đội trưởng thật sự muốn bóp chết Lý Thiên, nếu không, tiền đồ của hắn sớm muộn sẽ hủy ở Lý Thiên trên tay. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào cơ hội, tôn đội thở dài một hơi. Nói ra, toàn bộ theo ta về trong sở. Lý Thiên đi theo tôn đội trưởng mặt sau, dương dương tự đắc nhìn tô chiết. Mà Lý Thiên bộ dáng này vừa lúc bị chuyển qua âm thanh tôn đội trưởng nhìn thấy, càng là muốn một cái tát đập chết Lý Thiên quên đi. Tô Chiết cùng Tằng Kiến Quốc hai người đều bị mang lên xe cảnh sát rồi, mà phụ trách hai người bọn họ cảnh sát. Trong đó một cái so sánh cảnh sát trẻ tuổi khả năng thấy Tô Chiết cùng Tằng Kiến Quốc đều là người đàng hoàng, cũng đúng Lý Thiên có chút hiểu rõ, ít nhiều biết Lý Thiên bình thường làm chuyện gì. Này cái cảnh sát trẻ tuổi không đành lòng, liền tại Tô Chiết bên tai nhẹ nhàng nói ra, chờ một chút các ngươi tốt nhất cùng Lý Thiên hòa giải, chịu thiệt một chút, không phải vậy có các người phiền toái có nghe hay không liền từ đám bọn ngươi rồi cảm tạ tô chiết cùng lý thiên xuất hiện đang sợ là đã không thể nào cùng giải trừ tô chiết cũng không khả năng sẽ thấp giọng đi hướng lý thiên cầu tình bất quá này cái cảnh sát trẻ tuổi cuối cùng là xuất phát từ hảo tâm mới sẽ khuyên bảo tô chiết ta có thể gọi điện thoại sao tô chiết hỏi trên xe cảnh sát cảnh sát làm bộ không nghe thấy tô chiết lời nói lại không có đồng ý cũng không có từ chối bất quá Tô Chiết thấy bọn họ không nói gì, phải là ngầm cho phép. Thế là Tô Chiết cầm điện thoại di động lên cho An Hân, nói rồi hắn hôm nay có thể sẽ chế một chút thời điểm trở lại, làm cho các nàng không cần lo lắng, đi nghỉ trước. Tô Chiết cũng không hề cùng An Hân giảng hắn bị mang đến cục cảnh sát sự tình. Để An Hân biết, đối với chuyện này cũng không có trợ giúp, cho nên cần gì để An Hân các nàng làm bận tâm. Sau Tô Chiết lại gọi một cú điện thoại, hướng về đối phương nói một lần tình huống, sau liền cúp điện thoại. Cảnh sát trẻ tuổi thấy Tô Chiết nói chuyện điện thoại xong, liền nhắm mắt lại chợp mắt, cũng không giống như lo lắng như thế. Cảnh sát trẻ tuổi chỉ có thể hy vọng Tô Chiết tìm người có năng lực, nếu không, Tô Chiết cùng tầng kiến quốc liền muốn bị thua thiệt. Đã đến cục cảnh sát lời nói, Tô Chiết khả năng thì sẽ không có cơ hội gọi điện thoại. Mà lần này cảnh sát trẻ tuổi ngầm đồng ý Tô Chiết gọi điện thoại, cũng là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nếu như bị Lý Thiên biết, cảnh sát trẻ tuổi sẽ bị Lý Thiên cho hận lên rồi mà ngồi ở khác một xe cảnh sát Lý Thiên, ở trên xe cảnh sát sau, liền lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, không đợi đối phương nói chuyện, Lý Thiên liền bắt đầu hướng về gào khóc thảm thiết, thúc thúc, cháu của ngươi bị người đánh, liền hàm răng đều bị đánh không còn, thúc thúc, ngươi phải làm chủ cho ta. Cảnh sát bên cạnh suýt chút nữa không nhịn được bật cười, nhịn rất khổ cực, mới miễn cưỡng đình chỉ ý cười. Mà điện thoại một đầu khác, là một cái tiếp cận 50 tuổi người trung niên hắn vừa nghe đến Lý Thiên lời nói, liền biết Lý Thiên lại đi gây chuyện thị phi, cho hắn rước lấy phiền phức. Bất quá Lý Thiên cuối cùng là cháu của hắn, là hắn từ nhỏ xem đến lớn, hiện tại Lý Thiên xảy ra vấn đề rồi, làm Lý Thiên thúc thúc không thể mặc kệ Lý Thiên, thế là hắn nói ra, được rồi, trước tiên đừng khóc, trước tiên nói một chút về người xảy ra chuyện gì. Thế là Lý Thiên đem trước đó hướng về tôn đội trưởng nói mượn cớ lần nữa nói một lần, đơn giản là Lý Thiên cùng bằng hữu đi quán cơm ăn cơm đi, kết quả tàng kiến quốc cùng tô chiết điên rồi, đem bọn họ đánh cho một trận. Về phần Lý Thiên đi quán cơm thu bảo hộ phí sự tình, hắn là không thể nào đàng hoàng cùng thúc thúc hắn giao phó, nhất định sẽ ẩn giấu lên. Ta hiện tại trở về đi trong sở, người an phận một chút cho ta, đừng tiếp tục cho ta gây chuyện thị phi rồi. Nói xong Lý Thiên thúc thúc liền thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi đồn công an một chuyến. Mặc dù biết sự tình khẳng định không phải Lý Thiên nói như thế, Thế nhưng hắn vẫn là muốn đi là Lý Thiên giải quyết phiền toái. Không đến bao lâu, Lý Thiên bọn hắn đã đến đồn công an. Lý Thiên quả thực đem trong đồn công an coi như là nhà của hắn, cùng trong đồn công an công nhân viên chào hỏi, xưng huynh gọi đệ. Mà ở phía sau Tôn đội trưởng, quả là nhanh cũng bị Lý Thiên cho giận điên lên, Lý Thiên quá vô pháp vô thiên. Dù cho Lý Thiên có quan hệ, cũng có thể điệu thấp một điểm, tại trong đồn công an không coi ai ra gì lý thiên giống như là tại hướng về tô chiết cố ý khoe khoang hắn tại trong đồn công an có hậu trường chỗ dựa như thế tôn đội trưởng chưa từng thấy như vậy ngu xuẩn người lý thiên làm như vậy một khi bị người tìm tới cơ hội hướng ra phía ngoài vạch trần lời nói mọi người liền ôm đồng thời xong đời tô chiết đối lý thiên hành vi làm như không thấy hắn không tin lý thiên có thể ở nơi này một tay che trời nhiệt môn phụ trách hướng về tô chiết lấy khẩu cung cảnh sát chính là tại trong xe cảnh sát khuyên tô chiết cảnh sát trẻ tuổi Tô Chiết đem chuyện đã xảy ra như thực nói rồi một lần, không có một tia ẩn giấu. Tô Chiết, hiện tại Lý Thiên khống cáo ngươi, vô duyên vô cớ ra tay đánh đập Lý Thiên cùng với bạn hắn, ngươi có thừa nhận hay không? Cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Ta không thừa nhận, rõ ràng là Lý Thiên bọn hắn hướng về ra tay mua cơm điếm ông chủ, ta mới sẽ xuất thủ. Đúng lúc này, có người ở bên ngoài hết sức gõ cửa, cảnh sát trẻ tuổi chỉ có thể để cây viết trong tay xuống, đi đi mở cửa gõ cửa người lại là một cái 40 tuổi cảnh sát, cùng với Lý Thiên. Người trung niên này cảnh sát, nói ra, Tiểu Dương, vụ án này ta đến phụ trách, người đi làm chuyện khác. Cảnh sát trẻ tuổi biết trung niên cảnh sát muốn làm cái gì, đặc biệt là Lý Thiên cùng theo một lúc lại đây, xem ra Tô Chiết phải xui xẻo. Bất quá cảnh sát trẻ tuổi trong lòng mặc dù có chút đồng tình Tô Chiết, thế nhưng hắn chỉ là một cái không có bối cảnh cảnh sát quen mà thôi, cái nào có quyền đi hộ Tô Chiết, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tô Chiết tự cầu phúc rồi. Cảnh sát trẻ tuổi sau khi rời đi, trung niên cảnh sát trước tiên cho Tô Chiết khóa lên còng tay, đồng thời còn giam ở trong ghế, để ngừa Tô Chiết phản kháng, sau đó mới khiến cho Lý Thiên tiến đến. Lý Thiếu, người còn có phần phó khác đấy sao? Trung niên cảnh sát đối Lý Thiên nịnh nọt nói. Trương ca, đem người gậy cảnh sát cho ta mượn một cái, chuyện khác liền giao cho ta đến là được rồi. Mở lớn xuân không do dự chút nào, liền đem trong tay gậy cảnh sát giao cho Lý Thiên, sau đó đứng ở một bên chuẩn bị xem kịch vui. Lý Thiên bắt được gậy cảnh sát sau, tại tô chiết trước mặt quơ múa, thập phần hung hăng nói ra: người không phải là rất khó đánh sao? hiện tại người tới đánh ta a à hát, ta muốn cho người thử một chút đắc tội ta hậu quả. tô chiết không có đi để ý tới lý thiên, hắn thử một chút, còng tay rất vững chắc, hơn nữa còn bị cùng cái ghế khóa cùng nhau, hành động rất không tiện, muốn mở ra lời nói không phải rất chuyện dễ dàng. Lý Thiên xem Tô Chiết coi hắn là làm trong suốt, đối với hắn lời nói không có phản ứng chút nào, thẹn quá hóa giận Lý Thiên. giơ lên côn cảnh sát trong tay đối với Tô Chiết đập xuống. Tô Chiết một mực phòng bị Lý Thiên làm khó dễ, tại Lý Thiên động thủ sau, thân thể trốn một chút, miễn cưỡng tránh đi Lý Thiên gậy cảnh sát, Lý Thiên trồng chất đập vào trên ghế. Sau Tô Chiết thừa dịp Lý Thiên đến gần cơ hội, hắn một cước đá vào Lý Thiên bàn chân nhỏ lên, tại chỗ liền để Lý Thiên mất đi cân bằng, ngã xuống. Lý Thiếu, ngươi không sao chứ? Mau hơn, mở lớn Xuân kinh hãi đến biến sắc, vội vàng đi qua đem Lý Thiên đỡ dậy. Lý Thiên đem mở lớn Xuân đẩy ra, mắng, ngươi còn dám hoàn thủ, thật không biết sống chết. Tiếp lấy Lý Thiên lại giơ lên gậy cảnh sát đánh về phía Tô Chiết, bất quá lần này hắn học thông minh, chạy đến Tô Chiết sau lưng đánh. Tô Chiết vai bị Lý Thiên dùng gậy cảnh sát chồng chất đánh một cái, vốn là Lý Thiên cảm giác không có hả giận, còn muốn tiếp tục đánh Tô Chiết. Kết quả thời điểm này phòng thẩm vấn cửa phòng được mở ra, tôn đội trưởng cao mày nhìn bên trong, nói ra, Lý Thiên, sở trưởng đến rồi. Mau ra đây. Lý Thiên nhất nghe được sở trưởng sau khi đến, càng có tinh thần, cũng không gấp với đối phó Tô Chiết rồi, đi theo tôn đội trưởng cùng đi tìm sở trưởng. Tô Chiết cảm giác bả vai của mình thập phần đau nhức, nhưng là hai tay của hắn bị còng tay khóa lại, lại không thể đi vò. Chỉ có thể cố nén. Lý Thiên đến đi ra bên ngoài sau, nhìn thấy sở trưởng sau, lập tức liền kêu lên, thúc thúc, người cuối cùng cũng coi như đến rồi, người cần phải là cháu trai làm chủ. Nguyên lai like sở trưởng chính là Lý Thiên Thúc Thúc, không trách Lý Thiên dám ở trong đồn công an không có sợ hãi, đem đồn công an coi như nhà của chính mình như thế, còn dám đi trong phòng thẩm vấn đối tô chiết dùng hình phạt riêng, chỗ ỷ lại chính là có cái làm đồn công an sở trưởng Thúc Thúc. Làm Lý Trạch Thụy nghe được Lý Thiên tại trong đồn công an, công nhiên tại trong đồn công an gọi hắn làm thúc thúc thời điểm, còn muốn quát lớn hắn đôi câu. Lý Trạch Thụy đã nhiều lần dặn dò Lý Thiên, không nên ở nơi công cộng bên trong, đặc biệt là trong đồn công an địa phương, gọi thúc thúc hắn, thế nhưng Lý Thiên Tổng đến sẽ không có nhớ kỹ, một mực réo lên không ngừng, thật giống chỉ lo người khác không biết hắn có cái làm đồn công an sở trưởng thúc thúc như thế. Bất quá khi Lý Trạch Thụy nhìn thấy Lý Thiên hình dạng lúc, liền không đành lòng, cũng lại không nói ra được quát lớn Lý Thiên lời nói, nói ra, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao bộ dáng này. Đây đều là bị người kia đánh chính là, đau chết ta rồi. Lý Thiên xuất hiện ở trên mặt là xanh một khối tím một khối, hơn nữa còn quăng ngã hai cái răng, nhìn lên thập phần chật vật, bất quá thương thế kia đều là Lý Thiên chính mình té, bất quá bây giờ Lý Thiên toàn bộ quái tại tô chiết trên người, ai kêu tô chiết quản việc không đâu. Tôn đội trưởng, chuyện này liền giao cấp cho người rồi, nhất định phải điều tra rõ chân tướng, nghiêm trị hung thủ, không thể dễ dàng buông tha hung thủ. Lúc này Lý Trạch Thụy liền đem chuyện này giao cho tôn đội trưởng xử lý. Ta hiểu được, Lý Sở trưởng, Tuy rằng Lý Trạch Thụy bảo là muốn tôn đội trưởng điều tra rõ chân tướng, bất quá tôn đội trưởng biết Lý Trạch Thụy ý tứ, Lý Trạch Thụy là muốn để tôn đội trưởng đối phó tô chết bọn hắn. Tại bình thường thời điểm, Lý Trạch Thụy đối đồn công an cái khác vụ án, phần lớn thời gian vẫn tương đối công đạo, nhưng mà nếu như cháu của hắn Lý Thiên liên lụy ở bên trong, Lý Trạch Thụy liền tuyệt đối không thể nào làm được công chính rồi, tất nhiên sẽ thiên vị Lý Thiên. Cho nên chuyện này nguyên nhân bất luận ai đúng ai sai, hiện tại cũng đã không trọng yếu, ai kêu tô chiết cùng tàng kiến quốc đắc tội người là đồn công an sở trưởng cháu trai lý thiên chỉ có thể coi là tô chiết cùng tàng kiến quốc hai người xui xẻo rồi lý thiên là lý trạch thụy đại ca nhi tử mà từ nhỏ lý thiên liền không có cha mẹ rồi vẫn là lý trạch thụy nuôi lớn một mực lý trạch thụy chính mình lại một mực không có sinh dục cho nên một mực coi lý thiên vì bản thân xuất lại bởi vì lý thiên tòng tiểu không có cha mẹ quan hệ đối lý thiên phi thường cưng chiều lý thiên muốn cái gì liền cho hắn cái gì cho nên cũng liền tạo thành Lý Thiên bây giờ ngang ngược ngông cuồng, chuyện gì cũng dám làm. Hơn nữa Lý Thiên còn không biết cái gì đáp thượng đạo người trên, người khác nhìn hắn là Lý Trạch Thụy cháu trai, xem ở Lý Trạch Thụy trên mặt mũi, liền để hắn quản lý một lối đi, do hắn dẫn mấy cái chó săn đi thu quản lý phí. Những chuyện này, Lý Trạch Thụy đều biết, thế nhưng hắn nhưng vẫn không hiểu hảo tốt ràng buộc Lý Thiên, cho nên liền để Lý Thiên càng ngày càng không coi ai ra gì, kiêu ngạo hung hăng. Tại Lý Trạch Thụy trong lòng, Lý Thiên chỉ là điều bì một ít, thế nhưng trên bản chất vẫn là tốt. Cho nên bất luận Lý Thiên ở bên ngoài phạm cái gì sai, Lý Trạch Thụy cũng sẽ ở mặt sau giúp hắn chùi đít, mà sau đó nhiều nhất chỉ là vài câu không quá quan trọng quát lớn. Chính là bởi vì có Lý Trạch Thụy chỗ dựa, giúp hắn giải quyết phiền phức, cho nên Lý Thiên hôm nay mới dám gan to bằng trời, đánh lão bản nương quán cơm chú ý. Hôm nay nếu không phải Tô chết tại chỗ, có lẽ Lý Thiên liền muốn đắc thủ. Hơn nữa sau đó Lý Thiên cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Dù sao Tầng Kiến Quốc hai vợ chồng không quyền không thế, lại không người nào nguyện ý làm chứng cho hắn. Đến lúc đó khẳng định không cách nào chỉ chứng Lý Thiên, Lý Thiên lại có thể tiếp tục tại bên ngoài nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật làm sang làm bậy rồi. Lý Trạch Thụy không đi hiểu rõ chân tướng sự tình, cũng bất kể có phải hay không là Lý Thiên lỗi, vừa nhìn thấy Lý Thiên bị thương, đã nghĩ thay Lý Thiên ra mặt. Cũng là bởi vì Lý Thiên có như thế một cái không phân tốt xấu thúc thúc bây giờ Lý Thiên mới dám muốn làm gì thì làm, bất chấp phương pháp. Có thể nói là Lý Thiên bây giờ hành động, Lý Trạch Thụy ít nhất phải gánh lên hơn phân nửa trách nhiệm. Lý Trạch Thụy làm Lý Thiên thúc thúc, tại Lý Thiên mỗi một lần gây sự phạm sai lầm, không đi sửa lại chỉ đạo hắn tìm sẽ đường ngay, để Lý Thiên ý thức được sai lầm, trái lại nhất quán nuông chiều Lý Thiên, mặc cho Lý Thiên muốn làm gì thì làm. Lý Trạch Thụy ỷ vào chính mình nắm giữ đồn công an sở trưởng chức vị, không vì bình dân bách tính mưu phúc lợi, giải quyết phiền phức, lại lợi dụng quyền lợi của mình là Lý Thiên chùi đít. Dù sao xảy ra chuyện, có Lý Trạch Thụy đẩy, mới sẽ Lý Thiên càng ngày càng trắng trợn không kiêng rè, khiến hắn càng ngày càng cả gan làm loạn. Liền giống với hôm nay, Lý Trạch Thụy liền tìm hiểu một chút tình huống đều không có, liền ám chỉ để tôn đội trưởng đi xử lý tô chiết đám người, rõ ràng cho thấy muốn vì Lý Thiên cái này người bị hại chủ trì công đạo, muốn vì bảo bối của hắn cháu trai chỗ dựa. Đối với Lý Trạch Thụy chỉ lệnh, tôn đội trưởng đương nhiên sẽ không cãi lời rồi, dù sao tôn đội trưởng vẫn là ở Lý Trạch Thụy thủ hạ làm việc, đương nhiên phải nghe Lý Trạch Thụy chỉ thị. Nếu không, tôn đội trưởng chỉ là chịu không nổi mà thôi. Tuy rằng Tô Chiết cùng Tăng Kiến Quốc không có đắc tội qua tôn đội trưởng, thế nhưng nếu Lý Trạch Thụy đã mở miệng, cho nên tôn đội trưởng đã quyết định hảo hảo chiếu cố chiếu cố Tô Chiết cùng Tăng Kiến Quốc rồi, tại Lý Trạch Thụy trước mặt biểu hiện tốt một chút rồi. Về phần Tô Chiết cùng Tăng Kiến Quốc hai người là vô tội, hiện tại tôn đội trưởng mới sẽ không đi lý nhiều như vậy, chỉ có thể coi là tô chiết cùng tàng kiến quốc xui xẻo rồi, ai bảo bọn hắn không có mắt, ngàn vạn lần không nên đi đắc tội sở trưởng cháu trai. Lý Trạch Thụy để tôn đội trưởng đi thăm dò rõ ràng chân tướng, tiềm thức chính là tôn đội trưởng nghĩ biện pháp, để tô chiết cùng tàng kiến quốc hai người nhận tội, thừa nhận vô duyên vô cớ ra tay đánh đập lý thiên đám người, lời nói như vậy cũng là sư xuất hữu danh. Đương nhiên tại tô chiết bọn hắn nhận tội trước đó, không thể thiếu cần đi qua thẩm vấn. Về phần làm sao thẩm vấn, cái kia chính là tôn đội trưởng bọn hắn nói tới tính, dù sao cũng sẽ không truyền đi. Lý Thiên Nhất nghe được tôn đội trưởng muốn đi thẩm vấn tô chết bọn hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này có thể chút cơn giận cơ hội. Lý Thiên lập tức muốn cướp cùng tôn đội trưởng bọn hắn cùng đi, Mỹ kỳ danh vị yếu làm người bị hại đi chỉ chứng tô chết. Lý Trạch Thụy cũng không có quản quá nhiều, đồng ý Lý Thiên cùng theo một lúc đi. Lý Trạch Thụy biết nếu như không cho Lý Thiên cùng đi lời nói, Lý Thiên trong lòng khẳng định không hài lòng, dù sao cũng không phải ghê gớm sự tình, cho nên Lý Trạch Thụy liền làm để Lý Thiên cùng tôn đội trưởng cùng đi, để Lý Thiên đi xả giận. Tô Chiết cùng tăng kiến quốc hai người, muốn Lý Thiên chọn một hận nhất người, không nghi ngờ chút nào là Tô Chiết rồi. Bởi vì không phải Tô Chiết lời nói, cái nào có nhiều chuyện như vậy phát sinh, hoặc là Lý Trời đã thực hiện được rồi. Không có Tô Chiết quản việc không đâu lời nói, Lý Thiên cái nào sẽ xui xẻo như vậy. Làm chật vật như vậy, còn rơi mất hai cái răng cửa, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Cho nên Lý Thiên bây giờ là tối người ghi hận chính là Tô Chiết rồi, so sánh dưới, tăng kiến quốc ngược lại là không coi vào đâu. Dựa theo Lý Thiên yêu cầu, cái thứ nhất thẩm vấn người chính là Tô Chiết rồi, bởi vậy tăng kiến quốc cũng may mắn tránh được tai nạn này, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Tôn đội trưởng đầu tiên là để Lý Thiên chờ ở bên ngoài một hồi, chính hắn đi vào trước trong phòng thẩm vấn, chờ một chút thông báo tiếp Lý Thiên tiến đi lý trời mới biết tôn đội trưởng phải làm việc gì tự nhiên không thể không đồng ý chỉ là để tôn đội trưởng nhanh một chút đừng chậm trễ quá nhiều thời gian vừa vào đến trong phòng thẩm vấn tôn đội trưởng nhìn thấy tô chiết sau không hề nói gì trực tiếp lấy ra một phần công văn muốn tô chiết ký tên đồng ý tô chiết vừa nhìn này nội dung rõ ràng là muốn hãm hại hắn muốn tô chiết thừa nhận tội danh muốn tô chiết thừa nhận hắn tại lý thiên bọn người ở tại quán cơm lúc ăn cơm liên hợp tăng kiến quốc đồng loạt ra tay đánh đập Lý Thiên đám người. Hiện tại tôn đội trưởng trực tiếp liền cơ bản thẩm vấn cũng không làm, trực tiếp để Tô Chiết ký tên rồi. Tô Chiết biết mình hiện tại một khi ký tên đồng ý lời nói, mình và tăng kiến quốc liền phạm vào cố ý thương tổn tội, mà Lý Thiên chẳng những có thể lấy nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, còn có thể nhờ vào đó đến gõ lừa bọn họ. Rõ ràng là Lý Thiên đi trước thu quản lý phí, sau đó rồi hướng lão bản nương quán cơm nổi lên sắc tâm, còn khiến người ta đánh chủ quán cơm, ta mới sẽ ra tay giúp đỡ. Như người vậy không phân tốt xấu, rốt cuộc là ý gì? Nghĩ thông suốt tô chiết, đương nhiên sẽ không đần đột nghe tôn đội trưởng lời nói, trực tiếp ký tên đồng ý rồi. Ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi ký tên lời nói, chuyện này còn có thể giải quyết riêng, ngươi đi cùng Lý Thiên xin lỗi, chuyện này cứ tính như thế. Một khi làm lớn lời nói, đối với ngươi có thể không có lợi. Tôn đội trưởng tự nhiên đoán được tô chiết không sẽ như vậy phối hợp, Thế là bắt đầu đối tô chiết làm tư tưởng công tác. Tô chiết đương nhiên sẽ không đi tin tưởng Tôn đội trưởng lời nói, hắn đã biết Tôn đội trưởng là Lý Thiên người, nhất định là sẽ giúp Lý Thiên, nếu không, làm một vị nhân viên cảnh vụ cũng sẽ không không trải qua thẩm vấn, liền muốn để tô chiết nhận tội rồi. Hơn nữa chuyện này vẫn không có định đoạt, vừa nãy Lý Thiên là có thể đi theo những cảnh sát khác đến trong phòng thẩm vấn, đối tô chiết vận dụng hình phạt riêng rồi. Điều này nói rõ Lý Thiên khả năng của không nhỏ chỉ ít tại đây trong đồn công an, hắn có thể một tay che trời. Cho nên Tô Chiết đương nhiên sẽ không tin tưởng tôn đội trưởng chuyện ma quỷ rồi, này tôn đội trưởng rõ ràng cho thấy dự định âm Tô Chiết một cái. Chỉ cần Tô Chiết tại công văn ký tên lời nói, cũng không cần lo lắng Tô Chiết náo lên sóng gió gì. Về phần tôn đội trưởng để Tô Chiết nhận tội sau, đi hướng Lý Thiên xin lỗi, chuyện này là có thể trực tiếp giải quyết, Tô Chiết càng thêm không thể nào biết tin tưởng, lấy Lý Thiên tính cách, sẽ như vậy mà đơn giản vòng qua Tô Chiết tin tưởng Lý Thiên bây giờ là ước gì với Tô Chiết ra. Hơn nữa cho dù lui vạn bước giảng, Tô Chiết đi cùng Lý Thiên nói lời xin lỗi, chuyện này là có thể coi như không có phát sinh, Tô Chiết cũng tuyệt đối sẽ không ký tên nhận tội, càng thêm không thể nào biết đi hướng Lý Thiên xin lỗi. Bởi vì chuyện này Tô Chiết cho là mình không có sai, là Lý Thiên bất chấp phương pháp, Tô Chiết không cần gánh lên bất kỳ trách nhiệm. Cho nên Tô Chiết là tuyệt đối không thể nào biết đồng ý tôn đội trưởng lời nói, hắn là sẽ không tại công văn bên trong ký tên đồng ý. Một khi Tô Chiết tại công văn bên trong ký tên đồng ý lời nói, chuyện kế tiếp, tôn đội trưởng là có thể danh chính ngôn thuận rồi, hơn nữa Tô Chiết cùng tàng kiến quốc làm không tốt ngoại trừ cũng bị dạy dỗ một trận, khả năng còn sẽ bởi vậy đi trong lao ngục ngốc tới mấy năm. Bởi vậy Tô Chiết đối tôn đội trưởng lời nói là trực tiếp coi như gió bên tai, không thèm để ý hắn. Làm một cái cảnh sát, nếu khắp nơi che chở một cái không bằng cầm thú lưu manh, mà đến khó xử một cái thấy việc nghĩa hang hái làm người. Nếu không phải nơi này là đồn công an, tôn đội trưởng lại là cảnh sát lời nói, hơn nữa tô chiết hai tay của lại bị còng tay khóa lại, hắn không nhúc nhích được lời nói, tô chiết tuyệt đối là có thể cho tôn đội trưởng trực tiếp tới lên một cái tát. Người đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đồng bọn của người tăng kiến quốc đã nhận tội rồi, người bây giờ nhận thức tội, còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng. Nếu không, khả năng ngươi liền muốn bị điểm tội, tôn đội trưởng cũng không tức giận, hắn trực tiếp bắt đầu uy hát yêu ta Tô Chiết rồi. Tô Chiết nghe được tôn đội trưởng ý tứ trong lời nói, nếu như Tô Chiết không ký tên nhận thức tội, tôn đội trưởng tựu sẽ khiến Tô Chiết thân thể chịu tội. Tôn đội trưởng điểm này uy hát yêu ta, Tô Chiết cũng không phải lo lắng. Bởi vì Tô Chiết biết, bất luận hắn có nhận biết hay không tội, Lý Thiên đều không sẽ bỏ qua cơ hội này. Mới vừa thời điểm, Lý Thiên cũng đã chứng minh rồi điểm này. Đã như vậy, Tô Chiết làm sao có khả năng còn có thể làm điều thừa, thành toàn tôn đội trưởng cùng Lý Thiên bọn hắn. Không nhận tội lời nói, Tô Chiết còn có thể dựa vào điểm này vươn mình. Tô Chiết lo lắng nhất chính là Tăng Kiến Quốc, lo lắng Tăng Kiến Quốc thật sự nói với tôn đội trưởng như thế, không chống cự nổi tôn đội trưởng bọn hắn uy bức lợi dụng, hiện tại đã nhận tội rồi. Kỳ thực Tăng Kiến Quốc người tuy rằng thành thật, thế nhưng là không ngốc. Này sai người không phải Tăng Kiến Quốc, hắn không thể nào biết nhận tội. Hơn nữa Tăng Kiến Quốc biết mình một khi nhận thức tội, sẽ đưa đi ngồi tù lời nói, tiền đồ của hắn sẽ phá hủy, hơn nữa không có tẳng kiến quốc cái này trụ cột chống đỡ, gia đình của hắn cũng không tiếp tục kiên trì được. Bởi vậy dù cho tẳng kiến quốc được nhiều thêm khổ, tẳng kiến quốc vì mình, vì nhà của hắn, tẳng kiến quốc cũng không khả năng sẽ nhận tội. Hơn nữa tôn đội trưởng cùng Lý Thiên đầu tiên người đối phó là Tô Chiết, mà tẳng kiến quốc bây giờ còn bình yên vô sự, ở tại mặt khác một gian trong phòng thẩm vấn. Tôn đội trưởng cũng chỉ là hù dọa Tô Chiết một cái, khiến hắn ngoan ngoãn ký tên nhận tội. Tôn đội trưởng thấy mình nói nhiều lời như vậy, Tô Chiết vẫn là thờ ơ không động lòng, không có phản ứng chút nào. Thẹn quá hóa giận hắn, đi tới đối Tô Chiết đá một cước. Tô Chiết hai tay của bị còng tay khóa tại trong ghế, căn bản vô pháp né tránh. Cho nên chỉ có thể cứng rắn tiến hành tôn đội trưởng một cước này. Tô Chiết ngực chặt chẽ vững vàng đã trúng tôn đội trưởng cú đá này, hắn rên lên một tiếng. Quanh năm rèn luyện tôn đội trưởng, sức mạnh có thể so với người bình thường lớn hơn nhiều, hơn nữa lại là nén giận xuất cước. Lực bộc phát có thể không thấp, cho dù là tô chiết bây giờ thể chất, cũng không dễ chịu. Đá tô chiết một cước sau, tôn đội trưởng mới cảm giác mình hết giận một chút, cũng không có tiếp tục ra tay giáo huấn tô chiết. Giáo huấn tô chiết sự tình, hay là muốn lý thiên cái này chính chủ tự mình đến. Cho nên tôn đội trưởng liền đi qua mở ra cửa phòng thẩm vấn, để lý thiên tiến đến. Lý Thiên nhất thấy tôn đội trưởng vẻ mặt, liền biết tôn đội trưởng đã thất bại, không để cho Tô Chiết nguyện ý ký tên. Bất quá không có quan hệ, Lý Thiên cũng không có hy vọng Tô Chiết sẽ như vậy mà đơn giản liền ký tên, hơn nữa Tô Chiết dễ dàng như vậy liền ký tên lời nói, cũng sẽ để cho Lý Thiên cảm giác không còn rất lớn lạc thú. Lý Thiên phải từ từ dần vặt Tô Chiết, để Tô Chiết chính mình ngoan ngoãn ký tên, như vậy Lý Thiên tài hội có thành tựu lớn nhất cảm giác. Hảo hảo ăn cơm của ngươi đi là được rồi, nhất định phải quản việc không đâu lý thiên cầm lấy gậy cảnh sát chậm rãi tới gần tô chiết trong lòng hắn đối tô chiết vẫn có chút e ngại dù cho tô chiết bây giờ bị còng tay cùng chặt nhìn rất an toàn căn bản không gây thương tổn lý thiên thế nhưng lúc trước tô chiết bạo lực vẫn là sâu sắc bị lý thiên ghi ở trong lòng nếu không phải này trong phòng thẩm vấn có tôn đội trưởng bọn hắn ở đây lý thiên còn thật không có dũng khí một người đối mặt tô chiết càng đừng nói là tay giáo huấn tô chiết rồi dù cho hiện tại tô chiết cùng chặt không động thủ được Tô Chiết đối Lý Thiên lời nói, không phản ứng chút nào. Tô Chiết đã quyết định không lại ngồi chờ chết rồi, hắn bắt đầu tránh thoát trong tay còng tay, hắn muốn dựa vào sức mạnh của mình tránh thoát. Này một phó thủ còng tay do hai cái vòng sắt cũng liền, hai còng tay hoàn khoảng thời gian là tương đương ngắn, bởi vậy Tô Chiết không cách nào tự do đưa tay cổ tay làm trước sau xoay tròn, lại tăng thêm này một phó thủ còng tay cùng cái ghế còng tay cùng nhau, mà Tô Chiết hai tay cũng bị đừng ở phía sau, bởi vậy Tô Chiết hai tay càng là rất khó hoạt động ra đến, phạm vi bị hạn chế đến mức rất nhỏ, bởi vậy tránh ra còng tay độ khó cũng là gia tăng rồi rất nhiều. Thế nhưng cứ việc tô chiết rất khó dùng tới toàn bộ khí lực, thế nhưng này một phó thủ còng ở tô chiết cự lực dưới, cũng bắt đầu chậm rãi biến hình, tin tưởng tô chiết tránh ra còng tay, cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Lý Thiên cầm gậy cảnh sát chậm rãi tới gần tô chiết, cách tô chiết còn có một đoạn khoảng cách lúc, Lý Thiên liền dừng lại, không còn dám tới gần tô chiết. Lời nói như vậy, lý thiên có thể cầm gậy cảnh sát đánh tới tô chiết mà tô chiết nhưng không cách nào phản kháng khẽ dựa gần tô chiết lý thiên cũng không nói nhảm nữa cầm lấy gậy cảnh sát hướng về tô chiết tiếp tục đánh tô chiết một lòng chỉ nghĩ tránh ra còng tay cũng không có tâm tư đi tránh né lý thiên chỉ có thể mặc cho lý thiên gậy cảnh sát đánh vào trên người hắn lý thiên đánh một cái sau thấy tô chiết chỉ là căm tức nhìn không có cái khác phản ứng cứ như vậy lý thiên trong lòng vô cùng quyết tâm mà đang ở Lý Thiên gậy cảnh sát lần nữa dơ lên, dự định thừa thắng truy kích thời điểm, cửa phòng thẩm vấn vào lúc này trực tiếp bị bạo lực phá tan rồi. Cái kia phá tan môn đưa tới nổ vang, suýt chút nữa sợ đến Lý Thiên mất đi hồn. Đây là một đại bang cầm cướp cảnh sát vũ trang, toàn bộ tràn vào trong phòng thẩm vấn, sau những này cảnh sát vũ trang toàn bộ đem đoạt chỉ vào Lý Thiên cùng tôn đội trưởng bọn hắn. Lý Thiên nơi nào thấy qua tình hình như vậy, hắn khi nào thử qua bị người dùng súng thật đạn thật chỉ vào, hơn nữa là một lần nhiều như vậy chi đoạt. Tại chỗ Lý Thiên liền ngay cả gậy cảnh sát đều cầm không vững, hai chân một phát mềm, liền té xuống đất. Mà Tô Chiết cũng là đầu óc mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Vốn là Tô Chiết thủ còng tay cũng sắp muốn kéo đứt, hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát vũ trang, hắn nơi nào còn dám tiếp tục đem còng tay kéo đứt. Vạn nhất Tô Chiết thoáng giấy rụa đứt tay còng tay, cảnh sát vũ trang coi hắn là làm có uy hát yêu ta, trực tiếp cho hắn đến mấy viên đạn lời nói, Tô Chiết cũng không muốn hiện tại liền anh nhiên tạo thệ. Cho nên Tô Chiết ngoan ngoãn ngồi trên ghế dựa, trước tiên thấy rõ chuyện gì xảy ra. Mà cảnh sát phố trang sau khi đi vào, lập tức liền tới chế trụ lý thiên đám người, sau trong đó một cái cảnh sát phố trang tìm đến còng tay chìa khóa, định cho Tô Chiết cởi trói. Thế nhưng cái này cảnh sát phố trang nhìn thấy cùng chặt Tô Chiết thủ còng tay lúc, cũng bị kinh sợ, hồi lâu mới phản ứng được. Bởi vì cái này một phó thủ còng tay đã biến hình, trên căn bản đã báo hỏng hơn nữa liền ngay cả lỗ chìa khóa cũng bị di hình rồi, chìa khóa cũng không chen vào lọt. Vậy thì làm khó cái này cảnh sát vũ trang rồi, cuối cùng cảnh sát vũ trang thử có thể hay không trực tiếp bị này một phó thủ còng tay cho kéo ra. Mà cái này cảnh sát vũ trang chỉ là hơi chút dùng thêm chút sức, liền đem này một phó thủ còng tay cho kéo ra. Cầm này chia thành hai nửa còng tay, cái này cảnh sát vũ trang thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Một phen tình cảnh, vừa lúc bị đồng nghiệp của hắn nhìn thấy, đồng nghiệp của hắn cũng bị chấn trụ. Làm nhiều năm như vậy đồng sự kiêm huynh đệ, hôm nay hắn mới biết cái này cảnh sát vũ trang nếu như thế hùng hồ. Hơn nữa quan trọng nhất là mỗi lần thi đấu, cái này cảnh sát vũ trang đều là đếm ngược. Thế nhưng hiện tại hắn nếu có thể tay không kéo đứt còng tay, bình thường vẫn đúng là một điểm cũng không thấy, hôm nay hắn mới biết đồng nghiệp của hắn là thâm tàng bất lộ cao thủ. Xem đến cái này cảnh sát vũ trang đã bị đồng nghiệp của hắn đã hiểu lầm, Audio điện tử võ tấn bền. Tô Chiết mở ra còng tay sau, hướng vũ cảnh nói một tiếng cảm ơn, sau đó xoa xoa tay, vừa nãy hắn tránh ra còng tay thời điểm, không phải là nhẹ nhõm như vậy. Cho tới bây giờ, Tô Chiết bắt đầu thanh tĩnh lại rồi. Những này cảnh sát phố trang rõ ràng không phải nhầm vào Tô Chiết, mà là nhầm vào Lý Thiên bọn hắn. Từ Tô Chiết cùng Lý Thiên bọn hắn đãi ngộ cũng có thể thấy được đến rồi, Tô Chiết có thể khôi phục tự do. Mà Lý Thiên cùng Tôn đội trưởng bọn hắn trái lại bị còng lên tay, bị tạm giữ đi ra. Tô Chiết đi theo cảnh sát phố Trang ra phòng thẩm vấn sau, mới biết những này cảnh sát phố Trang nguyên lai like không chỉ có bắt được Lý Thiên cùng Tôn đội trưởng, liền sở trưởng đều bị khống chế lại rồi. Mà ngoại trừ cảnh sát phố Trang ở ngoài, còn có hai cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Lý Thiên còn không biết mình phạm cái gì tội, còn đầu óc mơ hồ. Bị cảnh sát phố Trang áp lúc đi ra, vốn là âm u đầy tử khí. Thế nhưng vừa ra phòng thẩm vấn, nhìn thấy Lý Trạch Thụy sau, lập tức liền bắt đầu kêu lên, thúc thúc, nhanh tới cứu ta, những này không biết tại sao tới bắt ta. Xem ra Lý Thiên đến bây giờ còn không có nhận rõ tình thế, thúc thúc của hắn Lý Trạch Thụy đều bị cảnh sát vũ trang khống chế lại, chính hắn cũng đã tự thân khó bảo toàn, còn sao có biện pháp gì đi cứu Lý Thiên. Giờ khắc này Lý Trạch Thụy nhìn thấy Lý Thiên biểu hiện, giận không chỗ phát tiết, sở dĩ sẽ như vậy, cũng là Lý Thiên gây chuyện thị phi tạo thành, bất quá Lý Trạch Thủy cũng bắt đầu hối hận, chính mình không có giáo dục tốt Lý Thiên, khiến hắn đi tới đường ngay, trái lại là nhất quán nuông chiều hắn. Khiến Lý Thiên nhất thẳng ỉ vào danh nghĩa của hắn, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, táng tận thiên lương. Trên đời là không có thuốc hối hận, Lý Trạch Thủy giờ khác này lại hối hận, cũng là là chuyện vô bổ, người tổng là muốn là sai lầm của mình trả giá thật lớn, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Lý Trạch Thủy cũng biết Lý Thiên lần này là chọc tới không thể chiêu người, nếu không, Bí thư thị ủy cùng trưởng cục công an cũng không sẽ ở thời điểm này tự mình đứng ra đến giải quyết vấn đề. Cũng lạ Lý Trạch Thụy không có điều tra chân tướng sự tình. liền thiên vị Lý Thiên để tôn đội trưởng đi xử lý Tô Chiết cùng Tăng Kiến Quốc. Nếu không, chỉ cần Lý Trạch Thụy chính mình làm được đang ngồi được thẳng, cũng không sợ Bí thư thị ủy cùng trưởng cục công an đến điều tra hắn. Tô Chiết cũng lúc ẩn lúc hiện nghe được Lý Trạch Thụy không ngừng giải thích. Mà Lý Trạch Thụy trong giọng nói Tô Chiết biết hai cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, một cái so sánh béo phì là công an cục lưu cục trưởng. Mặt khác nhìn lên so sánh nho nhã nam tử chính là Yến Vân Thị Lăng thư ký rồi. Yến Vân Thị bí thư thị ủy tại quần chúng bên trong danh tiếng vẫn là rất không tệ, đều biết Lăng thư ký là làm hiện thực người, cho nên Lý Trạch Thụy lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Sau đã có người đặc biệt tới hướng về Tô Chiết hiểu rõ chân tướng, Tô Chiết không có một tia ẩn giấu. Cũng không có khuya đại sự thực, chỉ là đem đầu đuôi câu chuyện như thật nói ra, bao quát tại trong phòng thẩm vấn, Lý Thiên cùng trong đồn công an cảnh sát, hai lần đối tô chiết vận dụng hình phạt riêng sự tình, cũng nói ra. Làm cảnh sát vũ trang đem chuyện này hướng về lăng thư ký cùng lưu cục trưởng báo cáo, cũng có cảnh sát vũ trang chứng minh. Lúc đó bọn hắn vọt vào phòng thẩm vấn thời điểm, nhìn thấy Lý Thiên cầm gậy cảnh sát, đối với tô chiết, thật giống như là muốn đối tô chiết dụng hình như thế. Nghe được cảnh sát vũ trang báo cáo sau, lý thiên cùng tôn đội trưởng vội vàng lên tiếng phủ nhận chuyện này một khi bị xác nhận xuống lời nói lý thiên cùng tôn đội trưởng cùng với lý trạch thụy chỗ có dính dáng vào người đều không có kết quả tốt làm lăng thư ký nghe được sau chuyện này cả khuôn mặt sắc đều biến thành đen hắn không nghĩ tới nếu còn có người dám ở trong đồn công an một tay che trời tùy ý làm bậy như vậy còn có vương pháp sao thế là lăng thư ký nhìn lưu cục trưởng một mắt nhìn đến lưu cục trưởng trong lòng run sợ Lưu cục trưởng biết lăng thư ký bây giờ đối với hắn phi thường bất mãn, bởi vì đây là hắn phụ trách khu trực thuộc, xuất hiện vấn đề như vậy, lưu cục trưởng là khó từ tội lỗi. Cho nên thời khắc này lưu cục trưởng là phi thường hận lên Lý Trạch Thụy, hắn không biết Lý Trạch Thụy là như thế nào lên làm đồn công an sở trưởng chức vị này. Chỉ cần chuyện này là thật, lưu cục trưởng tuyệt đối là nghiêm trị hết thảy nhân viên tương quan, tuyệt đối sẽ không nuông chiều bất cứ người nào, hắn muốn hướng về lăng thư ký tỏ thái độ quyết tâm. Tại chỗ lưu cục trưởng liền phái người đem phòng thẩm vấn video điều ra đến, bởi vì nhân viên cảnh vụ đang tra hỏi thất thẩm vấn thời điểm, đều phải đem trong phòng thẩm vấn quản chế thiết bị mở ra, toàn bộ hành trình quản chế quá trình, chủ yếu chính là phòng người nhân viên cảnh vụ bức cung, cùng với vu cáo. Lý Trạch Thụy cùng tôn đội trưởng nghe được lưu cục trưởng muốn đi kiểm tra quản chế thời điểm, nhưng là không có lo lắng như vậy. Bởi vì nếu như là bình thường thẩm vấn lời nói, bọn hắn sẽ mở ra phòng thẩm vấn quản chế thiết bị, thế nhưng tại một ít tình huống đặc biệt thời điểm, tôn đội trưởng bọn hắn liền sẽ đem quản chế thiết bị đóng lại, lấy thuận tiện làm việc, đồng thời phòng ngừa lưu lại nhược điểm. Mà hôm nay tôn đội trưởng muốn dùng biện pháp gì đi thẩm vấn tin tức tô chiết, tất cả mọi người là lòng biết rõ, mà tôn đội trưởng đương nhiên sẽ không đi mở ra quản chế thiết bị. Cho nên Lý Trạch Thủy cùng tôn đội trưởng mới không lo lắng, để lưu cục trưởng tra được cái gì. Nhưng khi cảnh sát phố trang đem phòng thẩm vấn quản chế video cho mở ra, chọn được tô chiết chỗ nói đoạn thời gian bên trong lúc, lưu cục trưởng sắc mặt đen, mà Lý Trạch Thụy bọn hắn sắc mặt toàn bộ mặt không có chút máu rồi. Bởi vì quản chế video rất rõ ràng hoàn nguyên thời đó chân tướng, Lý Thiên hai lần đi vào phòng thẩm vấn, ra tay đánh đập tô chiết, mà tôn đội trưởng bức tô chiết ký tên đồng ý, mà tô chiết không đồng ý sau, liền đá tô chiết một cước. Tất cả mọi chuyện đều nói với tô chiết giống nhau như đúc, tô chiết chỗ nói hoàn toàn là thật, không có một câu lời nói dối. Lúc này, Lý Trạch Thụy biết mình triệt để xong đời, đã không có cứu vãn cơ hội. Mà tôn đội trưởng cho đến giờ phút này cũng không biết, phòng thẩm vấn quản chế thiết bị là lúc nào cho mở ra, là ai mở ra. Bất quá tôn đội trưởng biết mình tiền đồ đã không còn, hơn nữa kế tiếp khả năng còn có lao ngục tai ương. Kỳ thực tôn đội trưởng bọn hắn đều không để mắt đến một chuyện, kỳ thực tại tô chiết bị mang tới đồn công an lúc, vừa bắt đầu cũng không phải tôn đội trưởng phụ trách thẩm vấn tô chiết mà là một người tuổi còn trẻ cảnh sát đầu tiên là thẩm vấn Tô Chiết, lúc đó này cảnh sát vì tuân thủ quy định, đang tra hỏi trước, liền đem phòng thẩm vấn quản chế thiết bị mở ra. Mà cái này cảnh sát mới vừa vặn thẩm vấn, đã bị một cái khác cảnh sát, cùng với Lý Thiên cho gọi ra, khiến hắn đi xử lý đem sự tình, đem Tô Chiết giao bọn hắn. Này cảnh sát biết Lý Thiên bọn họ là sẽ đối Tô Chiết làm cái gì, thế nhưng hắn lại không có năng lực đi ngăn cản, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem Tô Chiết giao cho bọn họ, sau đó chính mình rời đi. Bất quá hắn trước sau không qua lương tâm khiển trách, cho nên sẽ không có đem hắn mở ra quản chế thiết bị sự tình nói ra. Hy vọng có thể đem lý thiên tội của bọn hắn chứng nhận cho đập xuống đến. Hắn là biết Tô Chiết tại đến cục cảnh sát trước đó gọi điện thoại, cho nên này cảnh sát chỉ hy vọng quản chế video đến lúc đó có thể giúp được Tô Chiết, để Tô Chiết tẩy thoát tội danh. Cũng chính là bởi vì này cảnh sát cố ý trợ giúp Tô Chiết mà tôn đội trưởng bọn hắn lại vừa vặn lơ là sơ suất mới sẽ thúc đẩy bây giờ tình cảnh. Lưu Cục trưởng Lưu Tòng Trạch tại nhìn qua phòng thẩm vấn quản chế video sau, tại chỗ liền hướng lăng thư ký tỏ thái độ, hắn tuyệt đối sẽ nghiêm trị việc này nhân viên tương quan, chắc chắn sẽ không nuông chiều bất luận người nào, bảo đảm công bằng xử lý. Xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn là bị bí thư thị ủy lăng nhất chấn cho tại chỗ bắt được. Lưu Tòng Trạch biết lăng nhất chấn bây giờ đối với hắn khẳng định rất bất mãn, nếu như chuyện này Lưu Tòng Trạch nếu không xử lý tốt lời nói, sợ là tại Lăng Nhất Trấn không có ấn tượng tốt rồi. Tối hôm nay Lưu Tòng Trạch ở nhà nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được Lăng Nhất Trấn điện thoại, đồng thời Lăng Nhất Trấn còn muốn cầu Lưu Tòng Trạch, khẩn cấp điều động cảnh sát vũ trang, cùng hắn đồng thời đến đồn công an lúc. Lưu Tòng Trạch liền thầm nghĩ không tốt, nhất định là chuyện gì xảy ra, mới sẽ để Lăng Nhất Trấn vội vã như thế. Mà Lưu Tòng Trạch làm Yến Vân thì cục trưởng thị công an cục, một khi hắn quản lý khu trực thuộc chuyện gì xảy ra. Lưu Tòng Trạch là khó từ tội lỗi, hắn ít nhiều gì đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Thế là Lưu Tòng Trạch không dám chế nải từng giây từng phút thời gian, khẩn cấp điều động cảnh sát vũ trang cùng lăng nhất chấn đồng thời tới rồi trong đồn công an, hy vọng có thể ngăn cản sự tình tiếp tục ác liệt hóa. Làm lăng nhất chấn cùng Lưu Tòng Trạch chạy tới trong đồn công an, Lý Trạch Thụy vừa thấy được bọn hắn, sắc mặt liền bắt đầu thay đổi. Lưu Tòng Trạch liền biết Lý Trạch Thụy trong lòng có quỷ, mà Lưu Tòng trạch chất vấn Lý Trạch Thụy thời điểm, Lý Trạch Thụy lại ấp úng không nói được. Hơn nữa còn để Lăng Nhất Trấn phát hiện, Lý Trạch Thụy đối trong đó một cái cảnh sát nháy mắt, sau này cảnh sát hiểu ý Lý Trạch Thụy ý tứ sau, liền lén lén lút lút hướng về trong phòng thẩm vấn đi đến. Lăng Nhất chấn liền biết rồi trong phòng thẩm vấn khẳng định có cái gì không thể gặp phải ánh sáng tấm màn đen, tại chỗ hắn liền để cảnh sát vũ trang khống chế hiện trường cảnh sát cùng Lý Trạch Thụy đám người tiếp lấy liền sai người phá tan phòng thẩm vấn cửa lớn mà hậu sự tình liền rõ ràng, Lý Thiên không phải nhân viên cảnh vụ, nhưng có thể xuất hiện tại đồn công an trong phòng thẩm vấn, hơn nữa còn đối tô chiết sử dụng bạo lực, đồng thời Lý Trời vẫn là Lý Trạch Thụy cháu trai. Hơn nữa Lý Thiên còn lấy thu quản lý phí làm tên, trên thực tế là hướng về thương hộ thu lấy bảo hộ phí. Đồng thời còn tại trong tiệm cơm công nhân đoạt phụ nữ đàng hoàng. Đồng thời còn sai khiến đồng bọn đối tăng kiến quốc đã tạo thành thân thể thương tổn. Sau tô tổ chiết dũng cảm đứng ra, thay tăng kiến quốc bênh vực kẻ yếu, ngăn cản Lý Thiên đám người ác liệt hành vi. Sau đó đồn công an nhận được điện thoại báo cảnh sát sau, đem chuyện này nhân viên tương quan cùng nhau dẫn tới trong đồn công an đến. Sau Lý Thiên nếu có thể nhiều lần tự do ra vào đồn công an trong phòng thẩm vấn, trực tiếp nhúng tay can thiệp thẩm vấn quá trình, đồng thời còn đối tô chiết người bị hại này lạm dụng tử hình, hơn nữa tôn đội trưởng còn bức bách tô chiết ký tên đồng ý, thừa nhận phạm tội. Người tinh tường này vừa nhìn liền biết rồi, là có lý trạch thủy ám chỉ, không phải vậy lý thiên cùng tôn đội trưởng cũng không thể có can đảm như thế cản dỡ. Tô chiết cùng tầng kiến quốc hai người, đem sự tình nói rõ ràng, lục khẩu cung sau, lăng nhất chấn cũng làm người ta lái xe đưa bọn hắn đi trở về. Mà tô chiết thẳng đến ngồi lên xe sau, vẫn là mơ mơ hồ hồ. Không hiểu bọn hắn làm sao sẽ liền khinh địch như vậy thoát thân, cũng không biết bí thư thị ủy lăng nhất chấn, cùng cục trưởng thị công an cục lưu Tòng trạch vì sao lại vào lúc này, mang theo một nhóm súng thật đạn thật vũ khí, đột kích đồn công an. Mà bọn hắn liền may mắn như vậy giải cứu. Mà tăng kiến quốc trong lòng một mực kiên trì là vì tô chiết quan hệ, là vì tô chiết, lăng nhất chấn cùng lưu tổng trạch mới sẽ đi tới đồn công an. Ngồi ở xe cảnh sát tô chiết, vốn là muốn gọi điện thoại cho Lý Hân Nhiên, nói cho Lý Hân Nhiên sự tình đã giải quyết. Dù sao lúc buổi tối, tô chiết cùng Lý Hân Nhiên còn tại cùng nhau ăn cơm, về tình về Lý cùng Lý Hân Nhiên báo cái bình an cũng là việc nên làm nhưng là tô chiết mới nhớ tới hắn cũng không hề lý hân nhiên điện thoại liên lạc liền ngay cả tên lý hân nhiên cũng không biết chỉ là nghe qua lão bản nương quán cơm gọi là hân nhiên về phần nàng họ gì tô chiết cũng không biết bất quá tô chiết xem lý hân nhiên là uống tặng kiến quốc hai vợ chồng biết cái kia tặng kiến quốc sau khi trở về nên nói với lý hân nhiên một tiếng cho nên tô chiết thật cũng không dùng lo lắng quá mức rồi tô chiết ngược lại là có chút bội phục lý hân nhiên dù sao tại quán cơm thời điểm ăn cơm không ít người thế nhưng lại không người nào dám giống như Lý Hân Nhiên đứng ra. Nếu như lúc đó không phải Tô Chiết ngăn trở Lý Hân Nhiên, đoán chừng Lý Hân Nhiên đã xông lên cùng Lý Thiên bọn hắn liều mạng. Hơn nữa Tô Chiết còn biết Lý Hân Nhiên lúc đó là sợ muốn chết, của nàng cả người đều đang phát run. Vậy thì để Tô Chiết có chút không rõ, nếu Lý Hân Nhiên trong lòng như vậy sợ sệt, tại sao còn có dũng khí đứng ra, đây không phải rất mâu thuẫn sao? Hơn nữa Tô Chiết cũng rất không đồng ý Lý Hân Nhiên cách làm, nàng ngay cả mình đều bảo vệ không tốt, xông lên cũng chỉ là thêm phiền mà thôi. Bất quá Lý Hân Nhiên dũng khí đúng là có thể ra, ít nhất so với đại đa số nam tử thực sự tốt hơn nhiều rồi. Lúc đó tại trong tiệm cơm ăn cơm nam tử không ít, thế nhưng dám giống như Lý Hân Nhiên đứng ra người, ngoại trừ tô chiết bên ngoài, lại không có một cái nam tử dám đứng ra. Hay là những người này cũng có lo lắng đi, dù sao Lý Thiên bọn hắn người đông thế mạnh, lại là một đám lưu manh, cho nên dám đứng ra cũng là cần lớn lao dũng khí. Tô Chiết về đến nhà, vừa nghe đến động tính tiểu tuyết long lập tức liền chạy tới, mà mặt sau còn đi theo hai con tiểu tàng sư. Làm phát hiện là Tô Chiết sau, tiểu tuyết long mới chạy đến Tô Chiết bên người, thân mật chậm chậm Tô Chiết chân. Hai con tiểu tàng sư cũng đi theo tiểu tuyết long, hữu mô hữu dạng học rồi. Cứ như vậy, Tô Chiết liền nửa bước khó đi, Tô Chiết vỗ vỗ tiểu tuyết long đầu. Hiểu ý tiểu tuyết long lập tức chạy đi, mà hai con tiểu tàng sư cũng đi theo tiểu tuyết long cùng đi sau đó tiểu tuyết long chui vào ổ chó của nó bên trong, hai con tiểu tàng sư cũng cùng một chỗ bỏ vào đi, mà đối ổ chó của chính mình làm như không thấy. Để tô chiết vì chúng nó chuẩn bị ổ chó, thành trang sức phẩm, không dùng được. Hai con tiểu tàng sư lại như theo đuôi như thế, từ sáng đến tối đi theo tiểu tuyết long. Tiểu tuyết long làm cái gì, chúng nó thì làm cái đó, hơn nữa tinh lực 10 phần, thật giống vĩnh viễn không biết uể oải như thế. Hiện tại hai con tiểu tàng sư trên căn bản đều tiểu tuyết long tại nhìn quản, hơn nữa tiểu tuyết long cũng rất có trách nhiệm, đối hai con tiểu tàng sư rất chiếu cố, cho nên tô chiết rất yên tâm đi hai con tiểu tàng sư giao cho tiểu tuyết long, hắn cũng không có đi nhúng tay. Tô chiết khi về đến nhà, đã muộn rồi, an hân các nàng đều trở về trong phòng nghỉ ngơi. Làm mở đèn sau, tô chiết phát hiện trên bàn cơm còn có lưu lại một chén canh, đoán chừng là an hân là vì tô chiết chuyên môn mà lưu. Hơn nữa còn có một ít hơi ấm, hẳn là an hân mới nóng không đến bao lâu. Cho nên Tô Chiết cũng không có trực tiếp đi đun nóng, hắn bưng chén lên, một hơi đem chén canh này cho uống xong. Sau, Tô Chiết liền trở về trong phòng nắm quần áo, đi phòng tắm rửa mặt rồi. Trong một ngày xảy ra công việc bề bộn như vậy, Tô Chiết trong lòng cũng mệt một chút cùng buồn bực, cũng không có cái gì tâm tư tu luyện luyện thể thuật rồi. Cho nên Tô Chiết tắm xong, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Về phần những chuyện khác, lưu đến ngày mai tỉnh ngủ rồi hãy nói. Trong giấc mộng Tô Chiết, bị chuông điện thoại di động đánh thức là dư hiên hạo đánh tới còn chưa có tỉnh ngủ a hát ngày hôm qua không có chuyện gì chứ dư hiên hạo hỏi bất quá không đợi tô chiết trở về hắn lại nói bất quá chú tự mình đứng ra ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không có chuyện gì không phải vậy ngươi cũng sẽ không như thế an ổn ngủ đến bây giờ chú sượng của ngươi là ai tô chiết nghi vấn hỏi bất quá trong lòng hắn ít nhiều gì có chút đã minh bạch tối ngày hôm qua hắn và tàng kiến quốc có thể thoát thân hẳn là cùng Dư Hiên Hảo có quan hệ. Hích, ta lại quên ngươi không quen biết của ta chú, cái kia lăng thư ký lăng nhất chấn, ngươi tối ngày hôm qua hẳn là đã gặp, hắn chính là ta chú, cũng là nhược tuyết phụ thân. Dư Hiên hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới nhớ tới tuy rằng tô chiết cứu lăng nhược tuyết một mạng, thế nhưng tô chiết cùng lăng nhất chấn còn chưa từng gặp mặt. Nha, vậy ngươi thay ta cùng lăng thư ký, nói tiếng cảm ơn, về sau có cơ hội, ta lại đến nhà bái phỏng, tự mình cảm tạ lăng thư ký không trách tôi chiết cảm giác lăng nhất chân biết tên của hắn sau thật giống đặc biệt quan tâm hắn nguyên lai like còn có này một mối liên hệ nếu như hôm nay không phải dư hiên hạo nói ra tôi chiết còn không nghĩ ra chú cũng một mực rất muốn cùng ngươi gặp mặt chỉ là hắn một mực rất bận hơn nữa ngươi cũng không có thời gian tối ngày hôm qua chú nói với ta sự tình đã giải quyết được rồi ta chỉ muốn gọi điện thoại hỏi một chút ngươi bất quá ta xem đã muộn rồi cũng không có gọi điện thoại qua tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi cảm tạ ta không sao rồi. dư hiên hạo hỏi tôi chiết vài câu, quá mức chuyện xảy ra tối hôm qua sau, liền cúp điện thoại. tối ngày hôm qua tôi chiết bị mang lên xe cảnh sát thời điểm, gọi điện thoại cho an hân, kế tiếp chính là gọi cho dư hiên hạo. lúc đó tôi chiết đoán chừng lý thiên tại trong đồn công an có quan hệ, cho nên liền định để dư hiên hạo đi giúp hắn tìm luật sư. tôi chiết là muốn nếu có luật sư tại chỗ, hắn cũng không sợ ăn thiệt thòi. nếu như lý thiên dám làm việc thiên tư trái pháp luật lời nói chẳng qua Tô Chiết liền để luật sư đem Lý Thiên toàn bộ cho cáo ra tòa án. Nhưng là Tô Chiết không nghĩ tới Dư Hiên Hạo sẽ trực tiếp tìm tới bí thư thị ủy Lăng Nhất chấn. Bí thư thị ủy cùng cục trưởng thị công an cục đồng thời hành động, Tô Chiết đoán chừng có thể đem Lý Thiên đám người một lưới bắt hết rồi, để cho bọn họ lại không thể lấy lại táng tận thiên lương sự tình rồi. Kỳ thực Tô Chiết vẫn là nghĩ quá đơn giản rồi, lần này không chỉ có Lý Thiên cùng hắn đồng bọn xong đời, liền Lý Trạch Thủy cùng tôn đội trưởng bọn hắn đều đồng thời bị xử lý. Hơn nữa Lăng Nhất Trấn còn tìm hiểu nguồn gốc, nhân cơ hội thu dọn Yến Vân Thị xã hội tật xấu, mà xui xẻo nhất người chớ là Lý Thiên Lão Đại, cũng cùng một chỗ bị nắm đi ra, thực sự là nằm cũng chúng đạn, chuyện này ảnh hưởng phạm vi rất lớn. Mà chuyện tối ngày hôm qua, chỉ là một cái lời dẫn mà thôi. Dư Hiên Hạo sau khi gọi điện thoại, Tô Chít cũng không buồn ngủ rồi, cho nên liền làm đi lên. Ăn sáng xong sau, Tô Chít mang theo tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư suốt đi tản bộ một vòng sau, liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi rồi. Tô Chiết mang theo công cụ đi tới lầu ba sân thượng bên trong, bắt đầu chuẩn bị gieo trồng công tác. Về phần muốn loại cái gì, Tô Chiết trong lòng đã có dự định. Bây giờ đối với Tô Chiết tới nói trọng yếu nhất, vẫn là thuộc về tam thất, nhân sâm, cùng với tuyết liên hoa này ba loại dược liệu. Tam thất có thể dùng để khôi phục Tô Chiết thương thế, mà nhân sâm lại có thể phụ trợ Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật, mà tuyết liên hoa còn có thể thay thế thần lực đến tu luyện luyện thể thuật, này ba loại dược liệu hiện nay đều đối tô chiết rất trọng yếu bởi vì tam thất chỉ là tại tô chiết bị thương thời điểm có tác dụng còn lại thời điểm tô chiết ngược lại cũng chưa dùng tới cho nên chỉ cần loại một ít để ngừa chưa sẵn sàng chi cần là được rồi không cần loại nhiều như vậy hơn nữa tô chiết tại lầu một hậu viện đã loại không ít tam thất rồi cho nên sân thượng bên trong tô chiết đã không có dự định tiếp tục loại tam thất mà nhân sâm cùng tuyết liên hoa chính là đối tô chiết hiện tại trọng yếu nhất hai loại dược liệu đối tô chiết thực lực đều rất có ích lợi. Nhân sâm có thể tăng nhanh tô chiết tăng cao thực lực tốc độ, mà tuyết liên hoa có thể kéo dài tô chiết thời gian tu luyện, để tô chiết không cần như trước đó như thế, đem thần lực tiêu hao hết, liền không thể được tu luyện luyện thể thuật rồi. Cho nên tô chiết đã hoạch định xong, ngày này giữa đài ít nhất muốn dùng một phần ba địa phương, chuyên môn gieo trồng nhân sâm cùng tuyết liên hoa. Mặc dù bây giờ trong hậu viện đã loại không ít nhân sâm, nhân sâm số lượng tiếp cận bách khỏa khoảng chừng còn mặt khác có bốn khỏa 300 năm trở lên nhân sâm. Nhưng mà nếu như tôi chiết chuyên môn dùng người tham gia tu luyện, mức tiêu hao là rất lớn, như vậy hậu viện nhân sâm sớm muộn có tiêu hao hết một ngày. Hơn nữa nhân sâm sinh trưởng tốc độ quá chậm, so với cái khác dược liệu chậm quá nhiều rồi, cho nên tôi chiết muốn phòng ngừa chu đáo, tại hậu viện nhân sâm không có tiêu hao hết trước đó, lại loại nhiều một nhóm nhân sâm đem số lượng bổ sung đến. Không phải vậy đợi được hậu viện nhân sâm tiêu hao hết, lại loại lời nói cũng quá làm lỡ thời gian, hơn nữa nhân sâm nhất thời nửa khắc cũng trường không được bao lớn. Niên đại càng cao nhân sâm, đối Tô Chiết tu luyện trợ giúp lại càng lớn. Cho nên Tô Chiết phải tận lực bồi dưỡng ra một nhóm người có tuổi phần nhân sâm đi ra. Mỗi ngày đều dùng một ít gia tốc thần lực đào tạo nhân sâm, so với một lần dùng gia tốc thần lực đào tạo người đi ra tham gia, sử dụng gia tốc thần lực muốn giảm rất nhiều. Dùng như thế nhiều gia tốc thần lực, một lần đào tạo người đi ra tham gia niên đại sẽ thấp rất nhiều bởi vì nhân sâm đang hấp thu gia tốc thần lực thời điểm không thể tránh được gia tốc thần lực sẽ có một ít tiêu tán dù sao nhân sâm hấp thu tốc độ có hạn không thể một lần liền đem thần lực nước thuốc hấp thu sạch sẽ cho nên một ngày dùng một điểm gia tốc thần lực lời nói liền sẽ tận lực đem tiêu hao rơi xuống thấp nhất rồi mà tuyết liên hoa thì càng thêm không cần nói tô chiết tu luyện luyện thể thuật dùng tuyết liên hoa tiêu hao càng là đại nhân sâm cùng tuyết liên hoa đều là tô chiết nhất định phải gieo trồng cho nên tô chiết đem sân thượng 1 phần 3 địa phương, chuyên môn dùng để gieo trồng nhân sâm cùng tuyết liên hoa. Sau, tô chiết mới sẽ suy xét gieo trồng những thứ khác. Bận rộn một cái sáng sớm sau, tô chiết mới đem có thể gieo trồng địa phương dùng đi một nửa. Những này hạt giống đều là tô chiết trước đó mua, mà không phải tô chiết tại thực vật hối đoái trong thương thành dùng tích phân hối đoái. Có thể mua được hạt giống, tô chiết cũng sẽ không lãng phí tích phân đi thực vật hối đoái thương thành hối đoái dù sao tôi chiết tích phân có hạt không có thể tùy ý tiêu xài về phần một ít rất hít ỏi tại hiện thực rất khó tìm đến hạt giống hoặc là một ít địa cầu đã biến mất hoặc là không có thực vật tôi chiết mới sẽ suy xét tại thực vật hối đoái trong thương thành hối đoái trừ phi tương lai tôi chiết tích phân nhiều đến có thể tùy ý tiêu xài mức độ tôi chiết mới có thể tại hối đoái trong thương thành vì tâm sử dụng hối đoái thực vật cùng động vật bất quá hiện nay xem ra tôi chiết còn đạt không tới mức này Tô Chiết hiện tại liền cung cấp trường hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc, đều cung cấp không tới. Cho nên Tô Chiết tích phân có thể tùy ý tiêu xài ý nghĩ, hiện nay cũng chỉ là ở trong đầu ngẫm lại mà thôi, cách biến thành hành động còn rất sớm. Hôm nay Tô Chiết một ngày đều đang bận rộn, mà hắn chủ yếu công tác chính là gieo hạt, cùng với thu dọn lầu ba sân thượng, cùng lầu một hậu viện. Tô Chiết đem trong hậu viện hồ cá đều cho chỉnh lý ra đến rồi, dùng nước trong qua lại rửa sạch mấy lần, Sở dĩ hôm nay Tô Chiết lại đột nhiên thu dọn hậu viện hồ cá, là vì Tô Chiết muốn hối đoái một ít thủy loại động vật đi ra. Hắn tại sủng vật hối đoái trong thương thành dị thú khu vực, tìm tới không ít tâm tư động động vật, hắn rất muốn hối đoái đi ra. Mà dị thú bên trong có một loại quy loại động vật, để Tô Chiết rất là tâm động, này động vật bị Tô Chiết xưng là Long Quy, bởi vì cái này động vật cùng tông nước trong thần thoại, truyền thuyết một loại thủy thú rất là tương tự. Cố sức, tương truyền là cổ đại thần Long sinh ra con trai, lại tên bá hạ. Cố sức đầu là Long, thân là Quy, là thuần dương chi thần thú, có thể trừ tà, chế sát, hóa sông, giải ách, chấn trạch, chiêu tài, tụ tài, là quyền lực cùng trường thọ tượng trưng. Tốt phụ trọng, quanh năm suốt tháng mà vừa vặn bia đá. Tại Long từ các loại thuyết pháp bên trong cố sức bình thường đều là Long chi cử tử một trong. Truyền thuyết cố sức thời đại thượng cổ thường trở đi tam sơn ngũ nhạc, tại Giang Hà Hồ Hải bên trong gây sóng gió sau đó đại vũ trị thủy lúc đã thu phục được nó, nó phục tùng đại vũ chỉ huy, đẩy núi đảo rãnh, sơ lần đường sông, là trị thủy làm ra cống hiến. Không thủy trị phục rồi, đại vũ lo lắng cố sức lại khắp nơi ngang ngược, liền đưa đến đỉnh thiên lập địa đặc biệt tấm bia đá lớn, mặt trên khắc lên cố sức trị thủy công dấu vết, gọi bá hạ trở đi, nặng nề bia đá ép tới nó không thể tùy tiện hành tẩu. Mà này bị tô chiết xưng là long quy động vật, cùng cố sức miêu tả rất tương tự, cố sức có một loạt hàm răng, cái khác quy loại là không có, mà long quy cũng nắm giữ một loạt hàm răng. Long quy đầu cũng cùng long đầu rất tương tự, không giống cái khác phổ thông quy loại. Long quy cùng con bị hí bất đồng là, con bị hí quanh năm trở đi bia đá, mà long quy không có. Hơn nữa còn có một chỗ không giống, cái kia chính là long quy toàn thân ngoại trừ con mắt bên ngoài, những địa phương khác đều là màu vàng, liền giống như hoàng kim màu sắc, thập phần trói mắt. Long quy này nhìn lên liền thập phần thô bạo, uy phong lẫm lẫm hơn nữa long quy thành niên thể hình sẽ không nhỏ hơn sunkata lục quy liền ngay cả hình thể lớn nhất lục quy galapago tượng quy cũng là không sánh bằng long quy bất quá riêng là hối đoái long quy này quy chứng liền cần 3 năm điểm tích phân rồi này làm cho tô chiết có chút đau lòng trước đó tô chiết hối đoái kim đầu bế xác quy thời điểm một phiên kim đầu bế xác quy quy chứng cũng chỉ là cần một điểm tích phân mà thôi long quy quy chứng so với kim đầu bế xác quy cần tích phân trọn vẹn lật ra 35 lần bất quá cuối cùng tô chiết vẫn là khẽ cắn môi dùng 3 năm điểm tích phân đổi một viên long quy quy trứng đi ra tô chiết tự nhiên không nỡ bỏ hối đoái ấu thể long quy vậy cần tích phân là tăng gấp bội long quy quy trứng kích cỡ không nhỏ cùng người trưởng thành quả đấm gần như lớn bằng tô chiết cho long quy quy trứng thâu nhập hai điểm thần lực sau sau đó dùng trước đó ấp kim đầu bế xác quy hộp đến ấp long quy đem long quy quy trứng sắp xếp cẩn thận sau tô chiết liền bắt đầu thu dọn bể nước rồi Tô Chiết cũng không biết long quy là thuộc lục quy, vẫn là thuộc thủy quy, bởi vì long quy là một loại liền có thể lấy ở trong nước sinh hoạt, cũng có thể tại lục địa bên trong sinh hoạt quy. Cho nên Tô Chiết liền định tại hậu viện hồ cá bên trong, làm một cái tiểu phù đảo, có thể để cho long quy bò lên phơi nắng. Cái này tiểu phù đảo gần như chiếm hồ cá một nửa diện tích. Có thể quả thực khôi phục Tô Chiết không ít tinh lực, hao tốn không ít tâm tư cơ, mới làm tốt. Mà Tô Chiết cả ngày hôm nay bên trong hơn phân nửa thời gian đều hao tổn ở cái này hồ cá lên riêng là cải tạo cái này hồ cá tài liệu tôi chiết trước trước sau sau tựu ra đi mua nhiều lần tài liệu cuối cùng tôi chiết còn là vào buổi tối suốt đêm gia công cuối cùng mới đem bể nước cho cải tạo được đạt đến trong lòng hắn giáng dấp lúc đó tôi chiết tìm một con trung hoa thảo quy khiến nó trở thành cái bể nước người thứ nhất ở khách một con này trung hoa thảo quy mai rùa tại 6 cm trái phải là trước đây tôi chiết ở trên đường nhặt về lúc đó con này trung hoa thảo quy vẫn là một con thảo quy mầm. Mai rùa vẫn chưa tới 3cm, lúc đó con này trung hoa thảo quy bị tô chiết kiếm về trước đó, cũng đã bị thương, đã sắp gặp tử vong rồi. Con này trung hoa thảo quy bị vật nặng ép đến, mai rùa xuất hiện không nhỏ vết nứt, lúc đó đã thoi thóp. Tô chiết kiếm về mấy ngày sau, cũng không thấy tốt hơn, nếu không phải con này trung hoa thảo quy sinh mệnh lực thật sự là ngoan cường, khả năng sớm đã bị chết. Sau đó tôi chiết đạt được trí tôn hệ thống sau, thử nghiệm dùng trong cơ thể thần lực đi trị liệu trung hoa thảo quy. Kết quả còn thật sự hữu hiệu, con này trung hoa thảo quy lần nữa khôi phục sức sống, mai rùa lên vết nứt cũng tự động khép lại, con này trung hoa thảo quy thật giống như không có thụ thương một dạng. Sau đó tôi chiết đem con này trung hoa thảo quy cứu trở về sau, sau sẽ không có quá mức quản lý nó, chỉ là đem nó thu xếp tại chỉnh lý trong dương, tình cờ liền cho nó ăn một lần đồ ăn. Hiện tại cái này chỉ chúng hoa thảo quy vẫn như cũ xanh long hoạt hổ, thập phần tinh thần, cũng đúng tô chiết thập phần thân mật. Dù sao cái này hồ cá không nhỏ, hiện nay đem long quy cùng trung hoa thảo quy đặt ở cùng một chỗ chăn nuôi, bể nước không gian là thừa sức. Trung hoa thảo quy bị tô chiết bỏ vào trong bể nước sau, liền tận tình bơi lên. Tô chiết suy nghĩ một chút, hắn đem bàn tay vào trong nước, cho thâu nhập 5 điểm thần lực. Cứ như vậy, về sau long quy cùng trung hoa thảo quy tại bỏ thêm thần lực trong nước sinh hoạt tỷ lệ sống sót cũng sẽ tăng mạnh, cực lớn thấp xuống tử vong phiêu lưu. Hơn nữa Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy cũng sẽ bị từng điểm từng điểm cải thiện thể chất. Mang hoạt sau một ngày, Tô Chiết làm cho đầy người đều là bùn đất, bẩn thỉu. Hắn đầu tiên là đi tắm rửa sạch sẽ, sau lại đi rồi lầu hai dự trữ trong phòng. Từ khi Tô Chiết đem phối chế tốt trị liệu nước thuốc đưa đến trường hoa xưởng chế thuốc bên trong sau, thời gian sau này bên trong, Tô Chiết đều không có lại tiến hành phối chế trị liệu nước thuốc. Cho nên mỗi ngày do tô sủng chi ra mà đến tích phân, tô chiết vẫn luôn không có sử dụng tới. Hiện tại tô chiết còn dư lại tích phân gần như còn có 5.000 điểm. Nếu như tô chiết đem những này tích phân, toàn bộ dùng để phối chế trị liệu nước thuốc lời nói, gần như có thể phối chế 5.000ml tả hữu trị liệu nước thuốc rồi. Mà tại trong tháng này số 15 trước đó, tô chiết cần cung cấp 5.000ml trị liệu nước thuốc cho trường hoa xưởng chế thuốc dùng để nghiên cứu, cùng với sinh sản tân dược phẩm. Nửa tháng một lần, mỗi lần 5.000 ml trị liệu nước thuốc là thấp nhất cung cấp số lượng. Chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Tô chiết cung cấp trị liệu nước thuốc, ít hơn 5.000 ml lời nói, liền không thỏa mãn được trường hoa xưởng chế thuốc nhu cầu. Mà ngoại trừ tháng trước bên trong còn dư lại trị liệu nước thuốc bên ngoài, tô chiết tháng này còn chưa có bắt đầu chính thức phối chế trị liệu nước thuốc, tháng trước trong trị liệu nước thuốc cũng chỉ là còn lại 1.200 ml. Tại số 15 trước đó, Tô Chiết còn cần chỉ ít phối chế 4880 không trị liệu nước thuốc mới có thể tập hợp đủ giao cho trường hoa xưởng chế thuốc số lượng. Mà Tô Chiết bây giờ thể chất là 60 điểm, mỗi ngày nhiều nhất có thể dùng 60 điểm tích phân hối đoái thần lực, mỗi một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng tích phân phối chế trị liệu thuốc thủy 6000ml. Cách số 15 giao trị liệu nước thuốc tháng ngày, Tô Chiết chỉ còn dư lại 8 ngày đi phối chế trị liệu nước thuốc. Nếu như tôi Chiết bây giờ còn không bắt đầu phối chế trị liệu nước thuốc lời nói, liền không đuổi kịp tại số 15 thời điểm đem trị liệu nước thuốc giao cho trường hoa xưởng chế thuốc rồi. Tô chiết trong cơ thể thần lực, bình thường, thần lực mỗi một ngày có thể khôi phục 700 điểm khoảng trưng. Này 700 điểm thần lực, tô chiết định dùng trong đó 400 điểm thần lực phối chế ra tốc nước thuốc, dùng để gieo trồng hậu viện cùng sân thượng dược liệu, mà đổi thành bên ngoài 200 thần lực liền dùng đến phối chế trị liệu nước thuốc. Mà ngoài ra còn có 100 điểm thần lực, tô chiết ngoại trừ đến cường hóa tiểu tuyết long cùng tiểu tàng sư các loại, hắn thần lực của nó liền dùng đến để ngừa chưa sẵn sàng chi cần, nói không chắc lại đột nhiên cần dùng đến thần lực địa phương. Dù cho như vậy mỗi ngày đều sẽ lãng phí vài chục điểm thần lực, tô chiết cũng là sẽ không tiếc. Bởi vì vì cuộc sống khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên vẫn là cần lưu lại một chút thần lực, không thể toàn bộ tiêu hao hết. Tô chiết ở tại phòng chứa đồ bên trong, liên tục chế biến 620ml trị liệu nước thuốc sau, mới dừng lại. Hoàn thành nhiệm vụ hôm nay sau, Tô Chiết liền về trong phòng của hắn, hắn đầu tiên là mở máy vi tính ra, tại trên lưới vì chính mình đặt trước cao thiết phiếu vé sau, sau hắn liền trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay, tôi Chiết từ sáng sớm rời giờ giường bắt đầu, chưa ăn cơm thời gian ở ngoài, Tô Chiết sẽ không có nghỉ ngơi qua, bận rộn cả ngày, hiện tại mới rảnh rỗi. Làm một ngày việc chân tay, tôi Chiết nằm xuống không đến bao lâu liền ngủ say như chết rồi. Ngày thứ hai, tôi Chiết trời vừa sáng tựu đứng lên. Bởi vì hôm nay là Tô Chiết cùng Hạ Hà Hàm Nạc ước hẹn thời gian, bọn hắn đã hiệp thương được, hôm nay liền ký kết khang Mỹ sủng vật bệnh viện chuyển nhượng thỏa thuận, cùng với đi công việc tương quan thủ tục. Con này loại lớn việc, Tô Chiết tự nhiên không thể nào biết quên mất, tối ngày hôm qua Tô Chiết tại trước khi ngủ. Tại trên lưới là mình mua cao thiết phiếu vẽ, chính là vì có thể chạy đi cùng Hạ Hà Hàm Nạc ký chuyển nhượng thỏa thuận. Tuy rằng Hạ Hà Hàm Nạc cùng Tô Chiết hai người đều tại Yến Vân Thị bên trong, thế nhưng chuyển nhượng khang Mỹ sủng vật bệnh viện thủ tục vẫn còn cần đi thẩm châu thành phố làm. Cho nên Tô Chiết hôm nay còn cần ngồi cao thiết đi thẩm châu trong thành phố. Ăn bữa sáng sau, Tô Chiết liền trực tiếp lái xe đi chạm xe lửa rồi. Hắn hôm nay dự định, vẫn là cùng trước đó như thế. Ở buổi tối trước đó chạy về Yến Vân Thị bên trong. Tô Chiết rơi xuống cao thiết sau, liền trực tiếp trận một chiếc taxi, chạy đi khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Hôm nay Tô Chiết để Lý Hoa không dùng để chạm xe lửa đón hắn, trực tiếp tại Khang Mỹ sủng vật bệnh viện chờ hắn là được rồi. Chính hắn sẽ ngồi xe đi qua. Làm Tô Chiết đi tới Khang Mỹ sủng vật bệnh viện thời điểm, Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh đã tại cửa vào chờ hắn đến rồi. Tô Chiết nhìn một chút điện thoại di động, phát hiện hắn so với thời gian ước định đến sớm một cái tiểu thuyết khoảng chừng. Bất quá Trương Cảnh Thịnh mang theo Tô Chiết cùng Lý Hoa, đi tới hạ hàm nặc phòng làm việc bên trong sau, Tô Chiết mới phát hiện hạ hàm nặc đã ở trong phòng làm việc chờ bọn hắn rồi. Vốn là Tô Chiết còn tưởng rằng Hạ Hàm Nặc vẫn không có tới, không nghĩ tới Hạ Hàm Nặc so với hắn làm đến còn muốn tìm. Nếu song phương đều đến sớm, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Bọn hắn có thể sớm một chút ký kết chuyển nhượng thỏa thuận rồi, đem chuyển nhượng khang Mỹ sủng vật bệnh viện chuyện này triệt để quy định sẵn xuống, Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc đều rất tình nguyện. Tô Chiết là vì để sớm thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện, tận lực để khang Mỹ sủng vật bệnh viện trở thành căn thứ hai tô sủng chi ra để Khang Mỹ sủng vật bệnh viện có thể sớm một chút vì chính mình cung cấp tích phân. Mà hạ hàm nạc là để sớm đem tô chiết phỉ thúy cho chuyển tới trong tay chính mình, để cho mình có thể bắt đầu đối cái này một khối phỉ thúy gia công thành thành phẩm. Tuy rằng lúc đó tô chiết đã đem phỉ thúy lưu trong tay hạ hàm nạc, thế nhưng hạ hàm nạc cùng tô chiết một ngày không có không có ký chuyển nhượng thỏa thuận, nàng liền không dám đơn giản xử lý phỉ thúy. Dù sao vạn nhất chuyện này xuất hiện biến cố, tô chiết hoặc là hạ hàm nạc trong đó một phương đổi ý rồi, đến lúc đó Hạ Hàm Nạc đi nơi nào tìm khối thứ hai phỉ thúy cho Tô Chiết. Trừ phi Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nạc thật sự ký rồi chuyển nhượng thỏa thuận sau, Hạ Hàm Nạc mới sẽ yên tâm đối phỉ thúy tiến hành gia công. Tuy rằng Hạ Hàm Nạc cùng Tô Chiết đều là hôm nay mới đến Thẩm Châu thành phố, nhưng là trước kia Tô Chiết quyết định thu mua Khang Mỹ sủng vật bệnh viện sau, Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh hai người là có thể chuẩn bị chuyển nhượng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện thủ tục, cụ thể chuyển nhượng thỏa thuận càng là rất sớm chuẩn bị xong, bọn hắn cũng sẽ không hôm nay tạm thời mới đi chuẩn bị chuyển nhượng hiệp nghị. Cho nên hiện tại chỉ cần tô chiết cùng hạ Hà hàm nặc hai người không có cái khác ý kiến lời nói, liền có thể trực tiếp tại chuyển nhượng thỏa thuận lên ký tên rồi. Tô chiết cùng hạ Hà hàm nặc tất cả cầm lấy một phần chuyển nhượng thỏa thuận nhìn lại, cảm thấy không có vấn đề sau, tô chiết cùng hạ Hà hàm nặc liền trực tiếp tại chuyển nhượng thỏa thuận lên ký tên rồi. Sau đó tô chiết thanh toán xong còn dư lại 2 triệu, Thêm vào giá trị 19 triệu phỉ thúy, tô chiết tổng cộng bỏ ra 21 triệu. Từ giờ khắc này, gian phòng này khang mỹ sủng vật bệnh viện triệt để thuộc về tô chiết rồi. Tô chiết cùng Hạ Hà Hàm nặc ký tên sau, Song Phương nắm tay. Lúc này, tô chiết cùng Hạ Hà Hàm nặc đều cảm giác dễ dàng không ít. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã thành chắc chắn, bọn hắn không cần tiếp tục phải sợ sẽ xuất hiện biến cố gì rồi. Hạ Hà Hà Hàm nặc cùng tô chiết chỉ phải chịu trách nhiệm tại chuyển nhượng thỏa thuận ký tên là được rồi. Tiếp đó, cái khác thủ tục chuyển nhượng tự nhiên sẽ có chương cảnh thịnh cùng Lý Hoa hai người sẽ đi theo vào. Bởi vì hạ hàm nặc còn có chuyện khác muốn đi bận bịu cho nên đang cùng tô chiết hàn huyên vài câu sau, liền trực tiếp cáo từ, tô chiết bọn hắn đem hạ hàm nặc đưa đến cửa bệnh viện. Trước lúc ly khai, hạ hàm nặc đứng ở cửa bệnh viện trước, lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm khang mỹ sủng vật bệnh viện, liền trực tiếp ngồi xe rời khỏi. Thời khắc này lên, này khang mỹ sủng vật bệnh viện liền không nữa thuộc về hạ hàm nặc, mà là thuộc về tô chiết đối khang mỹ sủng vật bệnh viện hạ hàm nạc ít nhiều gì vẫn còn có chút không bỏ được, bất quá bây giờ chuyển nhượng cũng là không có biện pháp. hạ hàm nạc lớn nhất hứng thú vẫn là ở thiên nhã cửa hàng châu báu lên. trước đây nàng tiếp thu khang mỹ sủng vật bệnh viện cũng là nghe theo trong nhà sắp xếp. hiện tại thiên nhã cửa hàng châu báu quy mô so với khang mỹ sủng vật bệnh viện phải lớn hơn nhiều, hơn nữa phát triển tiền cảnh cũng là càng thêm tốt. lại tăng thêm hạ hàm nạc cũng không có nhiều như vậy tinh lực đồng thời quản lý Khang Mỹ sủng vật bệnh viện cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu. Khang Mỹ sủng vật bệnh viện cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu hai người này, Hạ Hàm Nặc chỉ có thể lựa chọn một cái. Cho nên Hạ Hàm Nặc tại được của người nhà sau khi đồng ý, liền quyết định bán ra Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, đồng thời còn có thể lợi dụng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện, đem đổi lấy tài chính đến mở rộng Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu nghiệp vụ, bổ khuyết Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu tài chính đường dây. Mà hôm nay Hạ Hàm Nặc có thể cùng Tô Chiết giao dịch dùng khang mỹ sủng vật bệnh viện đổi được, thiên nhã cửa hàng châu báu hiện nay cần nhất xa hoa phỉ thúy, chuyện này đối với hạ hàm nặc tới nói, đã là kết quả lý tưởng nhất rồi. Cho nên hạ hàm nặc hiện tại mặc dù có chút không nỡ bỏ, dù sao nàng đem khang mỹ sủng vật bệnh viện phát triển cho tới bây giờ quy mô, cũng là tiêu hao không ít thời gian cùng tinh lực, thế nhưng hạ hàm nặc lại sẽ không hối hận đem khang mỹ sủng vật bệnh viện chuyển nhượng cho tô chiết. Hạ hàm nặc sau khi rời đi, tô chiết cùng Trương Cảnh Thịnh, cùng với Lý Hoa, một lần nữa trở về hạ hàm nạc phòng làm việc bên trong. Khang nghĩ sủng vật bệnh viện bắt đầu từ bây giờ, đó là thuộc về Tô Chiết, cho nên cái này trong phòng làm việc về sau cũng là do Tô Chiết ở nơi này làm công. Tô Chiết ngồi trên ghế ngồi, bắt đầu cùng Lý Hoa hai người, tuyên bố kế tiếp quyết định của hắn. Thời điểm này rốt cuộc lại tới, Trương Cảnh Thịnh trong lòng rất là căng thẳng. Trương Cảnh Thịnh cảm giác hắn lúc này, thật giống như trước đây hắn vừa mới tốt nghiệp đi ra tìm việc làm, Lần thứ nhất đạt được phỏng vấn tâm tình như thế, lại thấp thỏm lại bất an, cũng mơ hồ có chút chờ mong. Bởi vì Trương Cảnh Thịnh không biết Tô Chiết trong lòng là nghĩ như thế nào, Tô Chiết sẽ xử lý như thế nào khang nghĩ sủng vật bệnh viện, bao quát hắn ở bên trong công nhân viên kỳ cựu. Hơn nữa Trương Cảnh Thịnh cũng không biết Tô Chiết cái này mới đông chủ, đối với hắn có hài lòng hay không. Chính là bởi vì hết thảy đều là không biết bao nhiêu, hết thảy đều là có khả năng, cho nên Trương Cảnh Thịnh trong lòng mới sẽ thấp thỏm bất an. Mà Lý Hoa trong lòng, cũng là rất hy vọng Tô Chiết có thể giữ Trương Cảnh Thịnh lại đến, bởi vì Lý Hoa vừa mới tiếp nhận, rất cần Trương Cảnh Thịnh cùng hắn đồng thời quản lý Khang Mỹ sủng vật bệnh viện. Bất quá kết quả cuối cùng, vẫn là do Tô Chiết chính mình quyết định, dù sao Tô Chiết mới là ông chủ. Khang Mỹ sủng vật bệnh viện nhân viên công tác chức vị tạm thời không thay đổi, công tác đại thể còn là dựa theo dĩ vãng sắp xếp, về phần chi tiết khác biến động, liền do hai người các ngươi thương lượng quyết định, ta liền không nhúng tay vào rồi mà dùng sao lại coi tình huống biến động. Tô Chiết suy nghĩ một chút, nói ra. Khang Mỹ sủng vật bệnh viện kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không có xảy ra vấn đề gì, quy mô là càng lúc càng lớn, cho nên Tô Chiết tạm thời cũng không muốn đi cải biến hắn. Hơn nữa Tô Sủng Chi ra cùng Khang Mỹ sủng vật bệnh viện đều là sủng vật bệnh viện, có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên cũng không cần đi biến động cái gì. Chờ một chút các người đi hướng hết thảy công nhân tuyên bố, bắt đầu từ ngày mai. Khang Mỹ sủng vật bệnh viện tạm thời đình chỉ doanh nghiệp, chuẩn bị trang trí. Hết thảy công nhân bắt đầu từ ngày mai, ngoại trừ thay phiên trách nhiệm công nhân, những thứ khác công nhân đều mang lương nghỉ ngơi. Đợi được trang trí hoàn tất sau, lại đi làm lại. Đơn giản trang trí là được rồi, chủ yếu là đem bệnh viện danh tự đổi thành tô sủng chi ra. Cùng với đem tiền thính cải tạo một cái, hay là bệnh viện về sau cũng sẽ có bán ra sủng vật nghiệp vụ. Đồng thời trương cảnh thịnh y nguyên hay vẫn trong bệnh viện chủ quản, chức vị không thay đổi, chủ phải chịu trách nhiệm quản lý thẩm châu thành phố tô sủng chi gia mà yến vân thị tô sủng chi gia tô chiết để lý hoa cũng xem xét một vị công nhân thăng làm chủ quản phụ trách quản lý yến vân thị tô sủng chi gia về sau hai vị này chủ quản liền do lý hoa phụ trách quản lý đồng thời thẩm châu thành phố tô sủng chi gia một lần nữa doanh nghiệp sau hết thảy công nhân tiền lương cùng phúc lợi đều cùng yến vân thị tô sủng chi gia như thế tô chiết nói rồi trở lên vài điểm sau liền để Trương Cảnh Thịnh cùng Lý Hoa hai người đi làm việc rồi. Làm Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh rời phòng làm việc sau, liền bắt đầu triệu tập công nhân lái về. Làm Khang nghĩ sủng vật bệnh viện công nhân biết rồi, bệnh viện đã chuyển nhượng cho Tô Chiết sau, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tuy rằng hết thảy công nhân viên trong lòng cũng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là chân chính đến giờ phút này rồi, bọn hắn ít nhiều gì vẫn là sẽ khẩn trương. Vạn nhất Tô Chiết cái này mới chủ nhân vừa nhậm chức liền bắt đầu giảm biên chế lời nói, vậy thì phi thường bất hạnh, dù sao hiện tại muốn tìm một phần công việc phù hợp không dễ dàng. Cho dù tô chiết không giảm biên chế, thế nhưng tô chiết hàng tiền lương thấp, hoặc là thủ tiêu các loại phúc lợi, cũng là khang mỹ sủng vật bệnh viện công nhân lo lắng. Bất quá khi Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh tuyên bố hết thảy công nhân công tác chức vị cũng không biến, đồng thời ngày mai bắt đầu ngoại trừ cần thay phiên trách nhiệm công nhân, cái khác công nhân bắt đầu nghỉ, đồng thời còn có chứa tiền lương. Đang nghỉ phép sau, hết thảy công nhân tiền lương và phúc lợi đều sẽ cùng Yến Vân Thị Tô sủng chi ra nhất trí. Làm mấy cái này tin tức tuyên bố ra sau, hết thảy công nhân cũng bắt đầu sôi trào. Thậm chí có một ít so sánh trẻ tuổi công nhân, cũng không nhịn được hoan hô. Hiện tại bọn hắn không chỉ có không cần lo lắng bị từ chức, còn có làm công người tha thiết ước mơ được nghỉ phép kỳ. Hơn nữa không chỉ có tiền lương và phúc lợi cũng sẽ không hạ thấp, tiền lương và phúc lợi còn có thể cùng Yến Vân Thị Tô sủng chi ra nhất trí. Từ khi một ngày kia có một cái công nhân nổ tung sau, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện hết thảy công nhân đều biết rồi, Yến Vân Thị Tô sủng chi ra công nhân đãi ngộ có cỡ nào hấp dẫn người, hết thảy công nhân đều khát vọng đi Tô sủng chi ra công tác. Thế nhưng hiện tại Khang Mỹ sủng vật bệnh viện công nhân, chỉ cần nghỉ ngơi đi làm lại sau, hết thảy đãi ngộ phúc lợi đều sẽ cùng Tô sủng chi ra như thế, này cùng tăng lương là giống nhau, hơn nữa tiền lương vẫn là mức độ lớn chướng, chuyện này với bọn họ tới nói, không thua gì là một cái mộng đẹp xem dưới đáy công nhân cũng bắt đầu có chút đắc ý quên tược thập phần huyên náo trương cảnh thịnh chứa uy nghiêm nói ra tất cả yên lặng cho ta điểm ông chủ cũng nói tất cả những thứ này còn muốn coi tình huống mà định ra nếu như các ngươi về sau không chăm chỉ làm việc lời nói đừng hy vọng có thể bắt được cao đãi ngộ phúc lợi sẽ chướng công tác cũng không giữ được lý hoa cũng đúng cho nên công nhân làm một thủ thế chỉ chỉ mặt trên ra hiệu ông chủ còn ở phía trên phòng làm việc bên trong muốn bọn hắn chú ý một điểm bị trương cảnh thịnh cùng lý hoa cảnh cáo sau công nhân cũng bắt đầu yên tĩnh lại bọn hắn lúc này mới nhớ tới tô chiết còn ở phía trên phòng làm việc bên trong không hề rời đi nếu như bị tô chiết nghe được phía dưới công nhân tại huyên náo có thể sẽ tại tô chiết trong lòng lưu lại ấn tượng xấu đối về sau công tác có thể bất lợi cứ như vậy các công nhân viên cũng không dám lại tùy ý lên tiếng hiện tại bọn hắn nhưng là rất quý trọng này công việc công việc bây giờ khó tìm chớ nói chi là đãi ngộ phúc lợi công việc tốt các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi công tác chăm chú phụ trách lời nói, ông chủ cũng sẽ không keo kiệt, này ta vẫn là rất rõ ràng. Lý Hoa cười nói. Sau Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh lại khai báo vài điểm, an bài xong bệnh viện trang trí trong lúc giá trị lớp công tác, sau liền để công nhân giải tán. Giải tán sau, hết thảy công nhân công tác sau khi, chính là bắt đầu thảo luận. Bọn hắn thảo luận nhiều nhất đương nhiên là mới chủ nhân tô chiết rồi, cùng với bọn hắn cũng bắt đầu ước mơ về sau ngày thật tốt rồi. Tại cao đãi ngộ cao phúc lợi mê hoặc dưới, tôi chết tin tưởng bọn hắn là sẽ cố gắng công tác, cái này cũng là tôi chết mong muốn công nhân. Cùng với dùng tiền lương thấp để công nhân công tác tàn mạn, không phải vậy dùng tiền lương cao hấp dẫn công nhân, để cho bọn họ đều sẽ cố gắng công tác, dùng này bảo vệ công tác. Tiền lương thấp công tác, công nhân đương nhiên là có cũng được mà không có cũng được, chẳng qua lại đi tìm một phần khác. Nhưng mà nếu như tiền lương cao lời nói liền không giống nhau, bọn hắn tuyệt đối sẽ rất quý trọng này công việc bọn hắn lo lắng mất đi công tác. Lời nói như vậy, không cần phải để ý đến Lý Tầng đi giám sát dục, công nhân công tác hiệu suất tự nhiên đều sẽ tăng cao. Tính được lời nói, Tô Chiết cũng sẽ không chịu thiệt, lại như Yến Vân thì Tô sủng chi ra như thế, công nhân đều sẽ rất tự giác đi hoàn thành công việc của mình, không cần Tô Chiết đi bận tâm buồn phiền. Tô Chiết hướng về trong bệnh viện tài khoản đi vào 500 vạn, để bệnh viện có tài chính đi quay vòng, hơn nữa kế tiếp trang trí cùng tuyên truyền cũng là cần dùng đến tiền sau đó tôi chiết liền rời khỏi khang mỹ sủng vật bệnh viện ngồi cao thiết về yến vân thị rồi tôi chiết sau khi về đến nhà liền đi trước nhìn một chút long quy Trứng ấp tình huống tôi chiết xuất hiện long quy Trứng đã bắt đầu xuất hiện phá xác rồi tin tưởng không bao lâu nữa long quy liền sẽ triệt để phá xác mà ra vì tăng nhanh quá trình này tôi chiết hướng về long quy trong trứng lần nữa thâu nhập hai điểm thần lực có tôi chiết thần lực phụ trợ long quy Trứng ấp độ lần nữa thêm mau hơn Tại Tô Chiết nhìn chăm chú, Long Quy trứng mặt ngoài vết nứt càng ngày càng nhiều. Tô Chiết nhìn Long Quy sinh ra, cũng cảm giác rất có ý tứ, liền cũng không có ý định rời đi, dự định ở lại đây xem Long Quy phá xác mà ra, dù sao Tô Chiết tin tưởng quá trình này sẽ không rất lâu. Vỏ trứng nứt ra rồi trình độ nhất định sau, Tô Chiết đã có thể nhìn thấy bên trong tiểu Long Quy rồi, bất quá bởi vì giúp vào một chỗ nguyên nhân, hơn nữa Long Quy mặt ngoài còn có một lớp màng, hết thảy Tô Chiết cũng nhìn đến không rõ ràng lắm. Tô Chiết xuất hiện bên trong Tiểu Long Quy, đang cố gắng dùng đầu đẩy ra mai rùa. Mà ở Tiểu Long Quy nỗ lực, trước tiên của nó chui ra, sau là móng vuốt, cuối cùng cả người tất cả đi ra rồi. Này Tiểu Long Quy nhìn lên cùng trong truyền thuyết cố sức, thật rất giống, Tiểu Long Quy đầu cùng phổ thông Quy thật sự có khác nhau rất lớn. Hơn nữa Tiểu Long Quy vừa sinh ra liền cả người đều là vàng rực rỡ, thập phần chói mắt. Về phần Tiểu Long Quy ánh mắt là màu gì, Tô Chiết hiện tại ngược lại còn không nhìn thấy, bởi vì tiểu long quy ánh mắt không phải vừa sinh ra liền mở ra, muốn qua một đoạn thời gian, tiểu long quy mới sẽ từ từ mở mắt. hiện tại tiểu long quy so với thần thoại miêu tả cố sức ít đi thô bạo, bất quá nó bây giờ nhìn lại rất là đáng yêu, thập phần được người ta yêu thích. tựa hồ vừa nãy tiểu long quy phá xác mà ra, dùng không ít thể lực, nó đi ra sau, liền ở tại phá nát mai rùa bên cạnh, cũng không nhúc nhích, thật giống hao phí tất cả thể lực. tiểu long quy bây giờ đang ở nghỉ ngơi như thế. Tô Chiết thật cũng không lo lắng Tiểu Long Quy sẽ xảy ra chuyện gì, hắn có thể không lo lắng dùng 3 năm điểm tích phân hối đoái Tiểu Long Quy, thân thể sẽ yếu ớt như vậy, hơn nữa Tô Chiết còn dùng qua thần lực cải thiện qua nó. Tô Chiết tin tưởng Tiểu Long Quy sinh mệnh lực tuyệt đối rất mạnh, tỷ lệ sống sót tuyệt đối là trăm Quả nhiên Tiểu Long Quy nghỉ ngơi một lát sau, tự chậm chậm khôi phục sức sống rồi. Nhìn lên con này Tiểu Long Quy cũng không phải an phận quy, con mắt vẫn không có mở to. Liền bắt đầu khắp nơi bò loạn rồi. Tô Chiết cũng không có ngăn cản nó, không có đi quấy giày tiểu Long Quy, nhìn như vậy hắn cũng cảm giác phi thường thú vị. Nếu như không có Tô Chiết thần lực lời nói, tiểu Long Quy chỉ ít cần một ngày mới có thể mở mắt ra. Thế nhưng tiểu Long Quy hấp thu Tô Chiết thần lực sau, không đến bao lâu con mắt liền mở ra. Tiểu Long Quy một đối với con mắt là toàn bộ màu đen. Tại toàn thân màu vàng tôn lên dưới, Tiểu Long Quy đã nhìn lên càng rõ ràng hơn, hơn nữa rất linh động. Tiểu Long Quy mở mắt ra sau, Tại hộp tiếp tục bò một hồi, lại trở về vỏ trứng nơi. Hơn nữa tiểu long quy làm để Tô Chiết không tưởng tượng được sự tình, tiểu long quy nếu mở to miệng, cắn về phía bên cạnh vỏ trứng mảnh vỡ. Mặc dù bây giờ tiểu long quy còn rất nhỏ, mới vừa mới sinh ra, thế nhưng tiểu long quy không có phá xác thời điểm, nó liền đã có hàm răng, hơn nữa còn rất sắc bén, chỉ là một cắn, liền cắn xuống một khối lớn vỏ trứng, bắt đầu say sưa thích thú ăn lên. Chuyện như vậy, để Tô Chiết thập phần bất ngờ hắn không nghĩ tới tiểu long quy nếu đã biết sẽ ăn của mình vỏ trứng tô chiết mở ra sủng vật hối đoái thương thành tìm tới long quy giới thiệu giới diện tô chiết muốn xác nhận một chút là tất cả long quy đều là như thế này vẫn là vẻn vẹn chỉ có tô chiết một con này tiểu long quy mới sẽ ăn của mình vỏ trứng tô chiết lo lắng con này tiểu long quy sẽ xuất hiện biến dị bởi vì hắn không xác thực nhận thức là tốt là xấu bất quá tô chiết nhìn kỹ long quy giới thiệu mới yên lòng nguyên lai hết thảy long quy sau khi sinh đều sẽ vỏ trứng làm làm đồ ăn ăn đi đây là bọn chúng bản năng hơn nữa hết thảy long quy trên căn bản đều thích ăn vỏ trứng đủ loại đủ kiểu vỏ trứng long quy lấy vỏ trứng làm chủ thực đương nhiên long quy tại không tìm được vỏ trứng thời điểm cũng sẽ ăn hắn thức ăn của nó thích hợp long quy thực vật có rất nhiều long quy là ăn tạp tính động vật tại tôi chiết quan tâm xuống một con này tiểu long quy ăn tiếp cận một nửa vỏ trứng mới dừng lại rồi nó có thể là ăn no rồi tiểu long quy sức ăn cũng không nhỏ sau tiểu long quy lại làm một cái để tô chiết hết ý sự tình, nó nếu bắt đầu ở trong đất đào lỗ, tô chiết không nghĩ ra nó vì sao lại đột nhiên đào lỗ. hao tốn không ít thời gian sau, tiểu long quy rốt cuộc đào một cái không nhỏ vũng hố đi ra. Sau tiểu long quy dùng miệng cắn vào còn dư lại vỏ trứng, đem hết thảy vỏ trứng đều kéo hướng về hố nhỏ bên trong. Sau đó lại lần nữa dùng đất đem mai rùa toàn bộ chôn Này làm cho tô chiết tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu long quy vẫn như thế nhỏ, mới vừa vặn phá xác sinh ra, chỉ biết bảo vệ mình đồ ăn rồi, còn có thể đào hầm đem vỏ trứng cho ẩn núp đi. Sau đó để tô chiết giờ khóc giờ cười là, có thể nhỏ long quy lại đào hầm, sau lại trên chôn Trong quá trình này, tiểu long quy hao phí không ít thể lực, thế là mới vừa vặn ăn no tiểu long quy, khả năng đụng của nó lại đói bụng, nó đem vừa mới chôn vỏ trứng, lại cho một lần nữa đào móc ra rồi, lại bắt đầu ăn lên rồi. Này làm cho tô chiết không biết là nói tiểu long quy thông minh được, hay là nói suy nghĩ của nó chuyển không ra. Mới vừa vặn trôn xong vỏ trứng, lại đào móc ra ăn, cái kia trước đó liền làm không cần đào hầm ẩn nấp rồi, quả thực là làm điều thừa. Tiểu Long Quy ngược lại là không biết mình hành vi là ngu xuẩn trẻ trung ngu xuẩn trẻ trung, nó say sưa ngon lành ăn lên vỏ trứng, ăn no sau, nó càng làm còn lại hạ tối hậu một khối vỏ trứng cho một lần nữa trôn. Đợi Tiểu Long Quy làm tốt sau, đang tại nằm sắp lúc nghỉ ngơi. Tô chiết sốt cuộc nhịn không được, đem một con này ngu xuẩn trẻ trung tiểu long quy cho bắt đi ra không cho nó tiếp tục mại manh tiểu long quy bị tô chiết phóng tới trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt nhìn nó có thể là bởi vì tiểu long quy là tô chiết từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái hoặc là bởi vì tiểu long quy hấp thu qua tô chiết thần lực cho nên tiểu long quy cũng không phải e ngại tô chiết bất quá tô chiết từ trong ánh mắt của nó nếu nhìn thấy oan ức hơn nữa tiểu long quy bị tô chiết cầm lên sau còn liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía trong hộp, nó giấu vỏ trứng địa phương. Rõ ràng tiểu long quy không phải không nỡ bỏ ra đời địa phương, mà là nó đối vỏ trứng còn lưu luyến. Tô chiết xem tiểu long quy một bộ ủy khuất dáng dấp, liền đem vỏ trứng tìm cho ra, phóng tới trước mặt nó. Có vỏ trứng sau, tiểu long quy cũng không còn xuất hiện ủy khuất thỏa mãn, nó còn có thể lấy lòng tô chiết, dùng nó nho nhỏ đầu, đi làm phiền tô chiết lòng bàn tay, thập phần tinh linh hơn nữa tiểu long quy không biết là bởi vì sợ lần nữa mất đi vỏ trứng vẫn là đụng của nó lại bắt đầu đói bụng nguyên nhân tiểu long quy tại tô chít lòng bàn tay bên trong chơi một lát sau không đến bao lâu nó lại bắt đầu ăn lên vỏ trứng đến hơn nữa tiểu long quy còn đem cuối cùng một khối vỏ trứng cho ăn được không còn một mống không có chút nào còn lại tô chít vươn ngón tay sờ sờ tiểu long quy đầu tiểu long quy cũng không sợ sẽ không giống những thứ khác quy như thế đem đầu cùng tứ chi thu về trong vỏ rùa mặc cho tô chiết mò đầu của nó cũng không chống cự. cuối cùng tiểu long quy trực tiếp nằm nhòi tại tô chiết lòng bàn tay bên trong, nhắm mắt lại, mặc cho tô chiết mò. tô chiết đem tiểu long quy mang tới hậu viện cá nhỏ trong ao, phóng tới hồ cá trong phù đảo lên, để tiểu long quy cùng trung hoa thảo quy đồng thời sinh hoạt. trước đó tô chiết lo lắng trung hoa thảo quy cùng tiểu long quy còn rất nhỏ, thích ứng không được nước sâu sinh hoạt, cho nên tại cải tạo hồ cá thời điểm, tô chiết còn cố ý tại phù đảo chính giữa khu vực trong là một cái nước cạn khu, mà nước chiều sâu cũng chỉ có 5cm khoảng chừng Lời nói như vậy, Trung Hoa Thảo Quy có thể rất dễ dàng bơi lên phù đảo bên trong. Mà Trung Hoa Thảo Quy bây giờ đang ở này nước cạn trong vùng sinh hoạt, nó cũng sẽ không chủ động bò đến vùng nước sâu bên trong đi. Tô Chiết hiện tại cũng quyết định để Tiểu Long Quy, tại nước cạn trong vùng cùng Trung Hoa Thảo Quy đồng thời nuôi, về sau đợi được chúng nó sau khi lớn lên, lại khiến chúng nó đi vùng nước sâu bên trong. Tiểu Long Quy vừa mới bị Tô Chiết phóng tới Trung Hoa Thảo Quy trước mặt, Trung Hoa Thảo Quy liền hướng Tiểu Long Quy bỏ qua đến. Hiện tại Trung Hoa Thảo Quy giáp bụng đại khái tại 6cm khoảng chừng mà Tiểu Long Quy mặc dù mới vừa mới ấp đi ra chưa bao lâu, thế nhưng ỉ vào tiên thiên ưu thế, Tiểu Long Quy so với Trung Hoa Thảo Quy lớn hơn không ít, Tô Chiết đoán chừng Tiểu Long Quy giáp bụng chỉ ít 8, 9cm khoảng chừng Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy hai con Quy đặt ở cùng một chỗ, tiểu long quy nhìn lên so với trung hoa thảo quy lớn hơn một vòng. Vốn đang một mực lười biếng nằm sấp tiểu long quy, một cảm giác được trung hoa thảo quy tới gần sau, tứ chi lập tức chống lên rồi, cảnh giác nhìn trung hoa thảo quy. Từ khi tô chiết quyết định để tiểu long quy cùng trung hoa thảo quy nuôi cùng nhau sau, hắn lo lắng nhất chính là tiểu long quy cùng trung hoa thảo quy. Không thể hữu hảo sinh hoạt chung một chỗ, mà tiểu long quy cùng trung hoa thảo quy sẽ phát sinh tranh đấu. Tô Chiết lo lắng Tiểu Long Quy sẽ bắt nạt Trung Hoa Thảo Quy, Hiện tại Tô Chiết lo lắng sự tình thật giống liền sắp xảy ra, bất quá Tô Chiết bây giờ còn không có ý định đem bọn họ tách ra. Hắn dự định yên lặng xem biến đổi, trước tiên quan sát một chút, xem Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy có đánh nhau hay không. Sau đó đến lúc đó Tô Chiết lại quyết định, còn có thể hay không thể để Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy đồng thời sinh hoạt. Để Tô Chiết không có nghĩ tới là, kích cỡ nhỏ bé Trung Hoa Thảo Quy dĩ nhiên sẽ xuất thủ trước, Trung Hoa Thảo Quy tới gần Tiểu Long Quy sau liền đem móng vuốt vươn hướng về tiểu long quy. Bất quá tô chiết cho rằng Trung Hoa Thảo Quy đối tiểu long quy cũng không hề ác ý, bởi vì móng của nó nhìn lên cũng không hề xuất cái gì lực, chỉ là từ từ tới gần tiểu long quy, giống như là hướng về tiểu long quy chào hỏi như thế. Để tô chiết giờ khóc giờ cười là, tiểu long quy nhìn thấy Trung Hoa Thảo Quy móng vuốt vươn hướng về nó thời điểm, tiểu long quy cũng không hề phản kháng. Nhìn lên uy phong lẫm lẫm tiểu long quy, ở chính giữa hoa thảo quy hướng về nó rũi thời điểm xuất thủ, nó không có trần chờ chút nào, lựa chọn là lập tức xoay người chạy. Tô Chiết chờ mắt nhìn, tiểu long quy nghĩa vô phản cố vọt vào hồ cá bên trong, tốc độ nó cực kỳ nhanh. Tuyệt đối để Trung Hoa Thảo quy hít khói, tiểu long quy một mực bơi vào nước sâu bên trong, mới yên tâm ngừng lại. Kinh ngạc Tô Chiết nhìn ở tại vùng nước sâu bên trong, không dám bơi xuất thủy mặt tiểu long quy, sẽ xuất hiện kết quả như thế, Tô Chiết trước đó đúng là không có nghĩ tới. Hắn chỉ là lo lắng Tiểu Long Quy sẽ bắt nạt Trung Hoa Thảo Quy, Hiện tại Tô Chiết bắt đầu hối hận, chính hắn biết dùng 3 năm điểm tích phân, hối đoái như thế một con vô dụng quy rồi. Tuy rằng Tô Chiết cũng không phải hy vọng Tiểu Long Quy đi bắt nạt Trung Hoa Thảo Quy, thế nhưng Tiểu Long Quy nếu đã biết, sẽ sợ Trung Hoa Thảo Quy, Trung Hoa Thảo Quy chỉ là đối Tiểu Long Quy rũi ra móng vuốt, muốn cùng Tiểu Long Quy chơi, lại làm cho Tiểu Long Quy sợ đến lập tức chạy không còn bóng, này làm cho Tô Chiết cảm giác thập phần không khoa học a -H. Trước tiên không nói Tiểu Long Quy tiên thiên yêu thế, ấp nở ra đi ra, liền so với Trung Hoa Thảo Quy lớn hơn nhiều như vậy. Riêng là Tiểu Long Quy nắm giữ một bộ sắc bén hàm răng, hơn nữa móng của nó, sức chiến đấu nhìn lên cũng không yếu, quan trọng nhất là Tiểu Long Quy còn có một phó hoàng kim chiến giáp. Tiểu Long Quy sức chiến đấu nhìn lên, chỉ ít so với Trung Hoa Thảo Quy tới nói là tăng cao. Bất kể là lực công kích, vẫn là sức phòng ngự, Tiểu Long Quy đều hẳn là hoàn ngược Trung Hoa Thảo Quy. Bây giờ sẽ xuất hiện này cảnh tượng, chỉ có thể nói rõ tiểu long quy nhát gan sợ phiền phức rồi. Hiện tại tôi chết xem tiểu long quy biểu hiện, chỉ muốn nói với nó, người xứng đáng của người chủng tộc thiên phú sao. Xứng đáng 3 năm điểm thích phân sao. Tiểu long quy tại đáy nước bên trong ngây người một quãng thời gian, phát hiện Trung Hoa Thảo Quy cũng không hề theo tới sau, nó bắt đầu từ từ bơi lên mặt nước. Trung Hoa Thảo Quy vừa nhìn tiểu long quy nổi lên mặt nước sau, lập tức liền xít tới gần. Kết quả tiểu long quy vừa nhìn thấy Trung Hoa Thảo Quy bò lên, lại bị hù đến xuyên vào trong nước cũng không dám nữa lên đây tô chiết chỉ cảm giác không mắt nhìn xuống bất quá hắn xem tiểu long quy ở trong nước tới lui tự nhiên tốc độ không một chút nào được ảnh hưởng hẳn là rất thích hợp tại vùng nước sâu sinh hoạt cho nên tô chiết ngược lại cũng không cần lo lắng tiểu long quy sẽ ở hồ cá xảy ra vấn đề gì rồi tô chiết cũng không có cái gì hứng thú tiếp tục xem tiếp rồi liền không có ý định tiếp tục lưu lại trong hậu viện quan sát tiểu long quy rồi hắn sợ chính mình sẽ càng nhìn xuống càng bị thương sẽ càng tâm thương bản thân đến từ không dễ tích phân. Tô Chiết xoay người đi vào trong phòng khách, tiện tay đem hậu viện môn đóng lại rồi. Tô Chiết để Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy đồng thời chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. dù sao Tô Chiết vừa ý Hoa Thảo Quy đối Tiểu Long Quy cũng không hề ác ý, nó chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cho nên Tô Chiết cũng không cần lo lắng Trung Hoa Thảo Quy thương tổn được Tiểu Long Quy. về phần Tiểu Long Quy sẽ đi bắt nạt Trung Hoa Thảo Quy, Tô Chiết xem Tiểu Long Quy núp ở đáy nước, không dám ra tới dáng dấp. Tô Chiết đoán chừng cái này là không thể nào chuyện sẽ xảy ra rồi, lo lắng cũng chỉ là dư thừa. Như tiểu long quy như vậy quy, đại đa số người sau khi thấy, tuyệt đối sẽ có chiếm thành của mình tâm tư. Ngoại trừ Tô Chiết một con này tiểu long quy bên ngoài, hiện tại bóng là không thể nào lại tìm suốt con thứ hai long quy xuất hiện, bởi vì tiểu long quy vốn cũng không phải là trên địa cầu sinh vật. Đem tiểu long quy tóm ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động cực lớn, chỉ ít có thể so với Tô Chiết bán đấu giá 500 năm nhân xâm núi hấp dẫn người. Bất quá đối với đem tiểu long quy lưu tại hậu viện bên trong, tô chiết cũng không phải sợ sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Bởi vì hậu viện lắp đặt pha lê đều là một hướng nhìn xuyên pha lê, có thể xem đi ra bên ngoài, bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Mà mấy ngày trước mới trùng tu xong sân thượng, lắp đặt pha lê, tô chiết cũng là lựa chọn dùng một hướng nhìn xuyên pha lê. Đồng thời tô chiết còn đồng ý xử lý một chút, để hậu viện cùng sân thượng càng thêm gia tăng rồi bí mật tính, khiến bên ngoài rất khó có thể nhìn thấy bên trong. Cho nên Tô Chiết cũng không lo lắng hậu viện cùng sân thượng gieo trồng tất cả loại dược liệu, cùng với tiểu long quy sẽ bị người phát hiện. Trừ phi có người đi vào trong hậu viện, như vậy dược liệu cùng tiểu long quy mới sẽ bị phát hiện, nếu không, sẽ bị phát hiện khả năng ngược lại là rất nhỏ. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Lý Trường Hoa cho Tô Chiết gọi điện thoại tới, thông báo Tô Chiết, Trường Hoa xưởng chế thuốc hiện nay đã nghiên cứu chế tạo thành công tân dược phẩm, hy vọng Tô Chiết có thể tới trường hoa xưởng chế thuốc một chuyến, đến thương lượng một chút. Lý trường hoa mang tới tin tức, ngược lại là một tin tức tốt, hiện tại rốt cuộc có thành quả đi ra. Cho nên Tô Chiết lập tức liền lái xe chạy đi trường hoa xưởng chế thuốc bên trong, làm Tô Chiết sau khi đến, phát hiện Lưu Hùng cũng tới. Hiện tại Lưu Hùng đối trường hoa xưởng chế thuốc nhưng là rất xem trọng, hắn đối trường hoa xưởng chế thuốc tiền cảnh, chờ mong không có chút nào có thể so với Tô Chiết cùng Lý trường hoa thiếu. Lúc đó nếu không phải Lý Trường Hoa cùng Tô Chiết, đối cổ phần của mình đều không thoái nhược, Lưu Hùng hiện tại mới sẽ chỉ có được Trường Hoa xưởng chế thuốc 5% cổ phần. Nếu có thể lời nói, Lưu Hùng ngược lại là hy vọng có thể đem Tô Chiết cùng Lý Trường Hoa trong tay cổ phần đều thu mua lại đây. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tô Chiết sẽ tiếp tục cung cấp trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa xưởng chế thuốc. Bởi vì hiện tại Trường Hoa xưởng chế thuốc chủ yếu dựa vào là Tô Chiết trị liệu nước thuốc, nếu như Tô Chiết không cung cấp trị liệu nước thuốc cho trường hoa xưởng chế thuốc lời nói, trường hoa xưởng chế thuốc phát triển cũng không có cái gì tốt khách quan, nhiều nhất chỉ là một giữa dược phẩm xưởng gia công mà thôi. Cho nên Tô Chiết trị liệu nước thuốc mới là trọng yếu nhất, cái này cũng là Tô Chiết lúc đó là cái gì có thể chỉ dùng 50 triệu, hãy thu mua sắm trường hoa xưởng chế thuốc 85% cổ phần. Phải biết lúc đó trường hoa xưởng chế thuốc 85% cổ phần, giá trị ít nhất 170 triệu, cũng là bởi vì tô chiết lấy trị liệu nước thuốc trường hoa xưởng chế thuốc làm điều kiện đem đổi lấy trường hoa xưởng chế thuốc cổ phần chính vì như thế lúc đó tô chiết mới có thể chỉ dùng 50 triệu hãy thu mua sắm trường hoa xưởng chế thuốc 85% cổ phần nếu để cho lưu hùng bây giờ chọn lựa lời nói hắn nguyện ý nắm 100 triệu đi ra đổi tô chiết 10% cổ phần thậm chí dùng giá tiền cao hơn để đổi chỉ cần tô chiết đồng ý lưu hùng đều nguyện ý đổi thế nhưng hiện nay là chuyện không thể nào bởi vì tuy rằng trường hoa xưởng chế thuốc tân dược phẩm đến nay vẫn không có đẩy ra thị trường qua, thế nhưng mỗi một lần thí nghiệm kết quả, đều cho Lưu Hùng biết cất giấu trong đó to lớn giá trị cùng tiềm lực. Cho nên Lưu Hùng mới sẽ như vậy quan tâm trường hoa xưởng chế thuốc tiến triển. Dù cho hắn hiện tại chỉ là nắm giữ 5% cổ phần, thế nhưng Lưu Hùng tin tưởng này 5% cổ phần, tại tương lai tuyệt đối có thể vượt qua hắn thành tựu hiện tại, trường hoa xưởng chế thuốc tiền cảnh tuyệt đối sẽ không bằng với hắn Lưu Thị Tập đoàn. Bởi vậy, tại lý trường hoa thông báo tô chiết cùng lưu hùng hiện tại có thể đẩy ra tân dược phẩm sau lưu hùng liền lập tức đình chỉ hắn trong tay lên công tác chạy tới đầu tiên trường hoa xưởng chế thuốc tô chiết sau khi đến lý trường hoa liền đem mới sản xuất ra dược phẩm đặt ở tô chiết cùng lưu hùng trước mặt lưu hùng cùng tô chiết không nghĩ tới lý trường hoa nếu đã biết sẽ một lần lấy ra hai loại tân dược phẩm đi ra hai loại tân dược phẩm ngoại trừ màu sắc bên ngoài nhìn lên giống nhau như đúc cùng trên thị trường phổ thông hình tròn thuốc viên không có khác biệt lớn, chỉ là tân dược phẩm ở bề ngoài, nắm giữ trường hoa xưởng chế thuốc chữ cái nhãn hiệu. Một loại là màu đen, một loại là màu trắng. Này là vừa vặn sản xuất ra tân dược phẩm, cái này màu đen thuốc viên, tác dụng loại là với trên thị trường thuốc ngủ, mà một cái khoản màu trắng thuốc viên, có thể để người ta người dùng nâng cao tinh thần tỉnh não. Tinh lực dồi dào, Lý Trường Hoa cầm lấy thuốc viên, là Lưu Hùng cùng Tô Chiết giới thiệu. Vậy nó hiệu quả như thế nào, có hay không tác dụng phụ?" Lưu Hùng hỏi, đây là dược phẩm nơi quan trọng nhất, có thể không thể qua loa. Nếu như Trường Hoa xưởng chế thuốc đẩy ra tân dược phẩm, hiệu quả cùng trên thị trường cùng khoản dược phẩm không có khác biệt, mà lại có rõ ràng tác dụng phụ lời nói, ai sẽ nguyện ý đi mua Trường Hoa xưởng chế thuốc dược phẩm mà không đi mua đại nhãn hiệu xưởng thuốc sản xuất ra dược phẩm. Lại tăng thêm Trường Hoa xưởng chế thuốc tân dược phẩm bỏ thêm trị liệu nước thuốc đồng thời sinh sản, liền đã chú định tân dược phẩm giá cả sẽ không thấp giá cả vừa không có ưu thế, cho nên khách hàng tuyệt đối không thể nào biết lựa chọn trường hoa xưởng chế thuốc tân dược phẩm, trừ phi tân dược phẩm hiệu quả rất lớn, mà lại không có cái gì tác dụng phụ. Cái này hai khoản tân dược phẩm, hiệu quả không thể so với thị trường bất kỳ một cái cùng loại hình dược phẩm kém, thậm chí hiệu quả muốn gấp mấy lần. Lý trường hoa tổ chức một cái thuyết từ, mới tiếp tục nói, về phần tân dược phẩm tác dụng phụ, gặp thuốc có ba phần độc. Chỉ cần là thuốc liền có tác dụng phụ, chẳng qua là hoặc lớn hoặc nhỏ. Mà cái này hai khoản dược phẩm tác dụng phụ cực nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính, sẽ không làm thương tổn người uống thuốc thân thể, đồng thời còn sẽ từ từ cải thiện người sử dụng thể chất, bất quá tác dụng không rõ ràng. Cuối cùng Lý Trường Hoa tổng kết nói, đây là chúng ta trải qua quá nhiều lần thí nghiệm, nhiều lần phúc tra mới được đi ra kết luận. Cái này tân dược phẩm thành phẩm cùng sản lượng thế nào? Lại định giá Tô Chiết suy nghĩ một chút, hỏi: "Tô huynh để cung cấp trị liệu nước thuốc mỗi 1 ml có thể phối chế 30 mảnh dược phẩm, mà mỗi một mảnh thuốc viên thành phẩm là hai khối. Hiện nay một ngày có thể sinh sản không mảnh, thế nhưng bây giờ nguyên liệu cũng chỉ đủ sinh sản một ngày. Lý Trường Hoa bất đắc dĩ nhìn Tô Chiết một mắt, mới tiếp tục nói, cái này hai khoản dược phẩm định giá tạm thời là hai. 8 khối, đã thông qua xét duyệt, có thể chính thức tại thị trường bán ra. Lý Trường Hoa ý tứ rất rõ ràng, chính là trường hoa xưởng chế thuốc một ngày liền có thể sinh sản ba mảnh thế nhưng tô chiết một tháng cung cấp trị liệu nước thuốc cũng vừa tốt chỉ đủ sinh sản ba mảnh cũng là trường hoa xưởng chế thuốc một ngày sản lượng ta đã đang nghĩ biện pháp tăng cao trị liệu nước thuốc số lượng tin tưởng về sau trị liệu nước thuốc số lượng sẽ từ từ tăng cao tô chiết nói ra hắn hiện tại đã thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện tô chiết hiện tại đã thu mua khang mỹ sủng vật bệnh viện Tô Chiết tin tưởng đến lúc đó khai trương sau, hắn mỗi một ngày tích phân có thể so với hiện tại nhiều gấp đôi. Hơn nữa Khang nghĩ sủng vật bệnh viện quy mô so với tô sủng chi ra lớn, có thể lấy được tích phân tin tưởng cũng sẽ so với tô sủng chi ra nhiều. Hơn nữa đến lúc đó cái này hai khoản tân dược phẩm đẩy ra thị trường sau, tin tưởng cũng sẽ cho tô chiết phản hồi một ít tích phân. Tuy rằng cái này hai khoản tân dược phẩm chủ yếu hiệu quả, không phải trị liệu bệnh tật, mà là khiến người ta có thể yên giấc, cùng khiến người ta nâng cao tinh thần, thế nhưng cái này hai khoản tân dược phẩm còn có cải thiện người sử dụng thể chất hiệu quả, mà người hiện đại thân thể ít nhiều gì sẽ có một ít tiểu bệnh tật. Mà này tân dược phẩm liền sẽ chữa khỏi những này tiểu bệnh tật, tuy rằng không hiệu quả rõ rệt, lấy được tích phân cũng sẽ không nhiều, khả năng sử dụng 100 mảnh dược phẩm, tô chiết cũng không chiếm được một điểm tích phân. Thế nhưng tụ ít thành nhiều, 000 000 không mảnh dược phẩm, tin tưởng có thể để cho tô chiết đạt được không ít tích phân rồi. Cho nên về sau tô triết tích phân chỉ biết càng ngày càng nhiều, cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc cũng sẽ càng ngày càng nhiều, có thể để cho trường hoa xưởng chế thuốc chế tác càng nhiều hơn dược phẩm đi ra. Lòng vòng như vậy dưới, tô chiết tích phân gia tăng tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh. Đương nhiên này hết thảy tất cả, đều là xây dựng ở tô triết thể chất càng ngày càng cao điều kiện tiên quyết, bởi vì chỉ có như vậy, tô triết mới có thể dùng tích phân hối đoái càng nhiều hơn thần lực, dùng để phối chế trị liệu nước thuốc. Hiện nay tôi chiết thể chất mặc dù nhưng đã đạt đến 60 điểm, mỗi ngày có thể dùng tích phân hối đoái 600 không điểm thần lực, thế nhưng y nguyên hay vẫn không thể thỏa mãn trường hoa xưởng chế thuốc nhu cầu. Tô chiết bây giờ còn không thể thư giãn, không thể đình chỉ tăng lên thể chất của hắn. Hắn vẫn như cũ còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện luyện thể thuật, tăng nhanh tăng lên thể chất của hắn. Như vậy tô chiết mới có thể dùng tích phân hối đoái càng nhiều hơn thần lực, không phải vậy dù cho về sau tích phân hơn nhiều, đối trường hoa xưởng chế thuốc cũng không có trợ giúp gì, Tô Chiết cung cấp trị liệu nước thuốc vẫn như cũ không thể thỏa mãn trường hoa xưởng chế thuốc nhu cầu. Bất quá cho dù không phải là vì trường hoa xưởng chế thuốc, Tô Chiết cũng sẽ không đình chỉ tu luyện luyện thể thuật, bởi vì hắn xuất hiện tại tự thân cùng người nhà an toàn, còn không thể đạt được bảo đảm, nhất định phải tăng cao thực lực của mình mới có thể đối mặt không biết uy hát yêu Đối với Lý Trường Hoa đem tân dược phẩm định giá là 2. 8 khối, Lưu Hùng cùng Tô Chiết cũng không có ý kiến. Cái này hai khoản mới thuốc men là trường hoa xưởng chế thuốc, dùng để mở ra dược phẩm thị trường chủ đánh sản phẩm. Định giá quá cao cũng không phải chuyện tốt, dù sao hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc chủ yếu là danh tiếng, tân dược phẩm muốn cho càng nhiều người tiếp thu mới là chuyện tốt. Hơn nữa cái này hai khoản tân dược phẩm lợi nhuận đã không tệ, so với cái khác xưởng chế thuốc dược phẩm, lợi nhuận đã rất cao, này hay là bởi vì tân dược phẩm nắm giữ ưu thế thật lớn, giá cả mới sẽ cao như vậy, nếu không vì tăng cường trường hoa xưởng chế thuốc nhãn hiệu hiệu ứng, này tân dược phẩm lấy giá vốn bán ra đều có khả năng. Trong đó lợi nhuận lớn nhất người, chính là tô chiết rồi. Mỗi sinh sản một mảnh thuốc viên, tô chiết là có thể thu được một. 65 khối, này là dùng để mua sắm trị liệu nước thuốc tiền. Lại tăng thêm tô chiết giữ lấy trường hoa xưởng chế thuốc 85% cổ phần, cho nên trừ đi thành phẩm, mỗi tiêu thụ một mảnh thuốc viên, tô chiết có thể được chia không. 68 khối. Tính toán ra, mỗi tiêu thụ một mảnh thuốc viên, Tô chết là có thể thu lợi 2. 33 khối, đương nhiên đây là không tính trị liệu nước thuốc thành phẩm, mà trị liệu nước thuốc giá trị cũng là nói không rõ. Ngày mai bắt đầu, tân dược phẩm liền sẽ bắt đầu tuyên truyền. Lưu Huynh, ta hy vọng đến lúc đó của ngươi lưu thị tập đoàn. Có thể vì tân dược phẩm mở rộng một cái. Này tự nhiên là không có vấn đề. Trường hoa xưởng chế thuốc dù sao ta cũng có phần, lượng tiêu thụ tốt. Ta mới có thể đạt được càng nhiều hơn lợi nhuận. Lưu Hùng cười nói: "Cái này hai khoản tân dược phẩm, có lẽ tiền kỳ mở rộng dường như khó, thế nhưng dựa vào công hiệu quả, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tại dược phẩm trong thị trường cướp được địa bàn. Mà Lưu thị tiệm thuốc hiện nay thành tựu, trường hoa xưởng chế thuốc dược phẩm độc nhất thay quyền, tin tưởng tương lai trái lại là tân dược phẩm là Lưu thị tiệm thuốc làm tuyên truyền." Lý Trường Hoa cùng Tô Chiết bọn hắn thương lượng tuyên truyền phương án sau, liền giải tán, Lưu Hùng chạy về đi chuẩn bị tân dược phẩm tại Lưu thị tiệm thuốc lên giá công việc mà tô chiết lưu lại, cũng không có tác dụng gì, hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc cũng không có cái gì cần tô chiết làm. Trường hoa xưởng chế thuốc hiện tại chủ yếu nhất công tác, chính là là tân dược phẩm đẩy ra làm tuyên truyền rồi, này tô chiết căn bản không chen tay được. Cho nên đang giải tán sau, tô chiết liền lái xe rời khỏi trường hoa xưởng chế thuốc. Sau khi về đến nhà, tô chiết đi trước lầu hai phòng chứa, phối chế trị liệu nước thuốc, sau đó lại đi đem sân thượng cùng hậu viện dược liệu, đều cho dội lên ra tốc nước thuốc. Sau đó Tô Chít vừa mới đến hồ cá nơi này, vừa ý Hoa Thảo Quy cùng Tiểu Long Quy. Trải qua một buổi tối rèn luyện, Tô Chít phát hiện Tiểu Long Quy cùng Trung Hoa Thảo Quy cảm tình khá hơn nhiều, chỉ ít Tiểu Long Quy không sẽ sợ Trung Hoa Thảo Quy rồi, hai con Quy sống chung một chỗ. Tô Chít cầm một điểm quy lương thực cho Trung Hoa Thảo Quy cùng Tiểu Long Quy ăn, Trung Hoa Thảo Quy đến lúc đó không kén ăn, ăn được rất nhiều. Thế nhưng con này Tiểu Long Quy sẽ không tốt hầu hạ tiểu long quy vừa ý hoa thảo quy ăn quy lương thực, nó cũng ăn một hạt. Sau liền không ăn nữa, tiểu long quy lười biếng nhìn chung hoa thảo quy ăn. Cho nên tô chiết không thể làm gì khác hơn là đi tìm, có hay không mặt khác cho tiểu long quy ăn thực vật. May là sáng sớm hôm nay thời điểm, An Hân đã làm nhiều lần trứng chim cút làm bữa sáng, bây giờ còn còn lại không ít. Thế là tô chiết cầm một ít trứng chim cút đến hậu viện, đem vỏ trứng lột ra đến, cho tiểu long quy ăn, mà hắn ăn bên trong trứng, phân công hợp tác. Tiểu Long Quy vừa nhìn thấy vỏ trứng, liền lập tức chạy tới, cắn khối tiếp theo, ăn được say sưa ngon lành, xem ra Long Quy xác thực thích ăn vỏ trứng. Đột nhiên Tiểu Long Quy tốt như nghĩ tới điều gì, nó liếc mắt nhìn tại ăn quy lương thực Trung Hoa Thảo Quy. Sau đó dùng miệng ngậm một khối lớn vỏ trứng, bỏ đến Trung Hoa Thảo Quy bên cạnh, Tiểu Long Quy đem vỏ trứng đặt ở Trung Hoa Thảo Quy trước mặt, thật giống ra hiệu cho Trung Hoa Thảo Quy ăn. Tô Chiết cũng không biết Tiểu Long Quy là ở lấy lòng Trung Hoa Thảo Quy, hay là muốn đem thứ tốt chia sẻ cho đồng bạn, bất quá người trước khả năng khá lớn. Tiểu Long Quy có thể đem thích ăn nhất thực vật, phân cho Trung Hoa Thảo Quy ăn, xem ra là hạ quyết tâm thật lớn. Bất quá Trung Hoa Thảo Quy không để ý đến Tiểu Long Quy, tiếp tục ăn nó quy lương thực. Tiểu Long Quy cho rằng Trung Hoa Thảo Quy không nhìn thấy ăn ngon vỏ trứng, thế là sẽ đem vỏ trứng ngậm lên, đưa tới Trung Hoa Thảo Quy trước mặt để Trung Hoa Thảo Quy ăn. Trung Hoa Thảo Quy khả năng cảm giác vỏ trứng trở ngại đến nó ăn quy lương thực rồi dùng móng vuốt đẩy ra, tiếp theo sau đó ăn nó quy lương thực, một chút mặt mũi cũng không cho tiểu long quy, phụ tiểu long quy một mảnh hào tâm. Có thể nhỏ long quy cảm giác được lòng tự ái của mình trong chăn hoa thảo quy thương tổn tới, thế là nó yên lặng ngậm lên vỏ trứng, bỏ đến bên trong góc, chính mình một mình ăn vỏ trứng. Để tô chiết nhìn cảm giác hết sức buồn cười, này tiểu long quy ngược lại là cổ linh tinh quái, hơn nữa còn có của mình tiểu tâm tình. Mặc dù nhỏ long quy trong chăn hoa thảo quy thương tổn được tâm, thế nhưng không có chút nào ảnh hưởng nó thèm ăn, có thể nói là hóa bi phẫn thành sức ăn. Tô chiết lột thật nhiều cái trứng chim cút vỏ trứng, mới khiến cho tiểu long quy ăn no. Này tiểu long quy có thể ở trong nước ăn đồ ăn, cũng có thể tại lục địa ăn đồ ăn, một điểm đều không có ảnh hưởng. Không giống Trung Hoa Thảo Quy như thế, muốn ở trong nước mới sẽ mở thực. Ăn uống no đủ tiểu long quy, đối chuyện vừa rồi rất nhanh sẽ quên mất, ăn một lần no bụng liền lập tức bỏ đến Trung Hoa Thảo Quy nơi này. Tô chiết cho tiểu long quy cùng trung hoa thảo quy đều phân biệt độ vào cường hóa thần lực, trung hoa thảo quy chỉ có thể hấp thu một điểm cường hóa thần lực, hơn nữa tiểu long quy nếu có thể chọn vẹn hấp thu ba điểm cường hóa thần lực. Hơn nữa tô chiết cảm giác tiểu long quy hấp thu ba điểm cường hóa thần lực, còn không phải cực hạn của nó, so với tiểu tuyết long hấp thu cường hóa thần lực còn nhiều hơn, xem ra hối đoái tiểu long quy cần ba năm điểm tích phân, cũng không phải là không có đạo lý. Đến Vu tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư, Tô Chiết cũng không có quên, để Tiểu Tuyết Long cũng hấp thu 3 điểm cường hóa thần lực, hai con tiểu tàng sư cũng chỉ là từng người hấp thu 2 điểm. Liền ngay cả Sun Kata Lục Quy, Tô Chiết cũng làm cho nó hấp thu 2 điểm cường hóa thần lực. Đây là Tô Chiết hiện tại mỗi ngày đều sẽ làm lượng công việc, bởi vì hắn không đơn thuần muốn tăng lên chính mình thực lực, còn muốn đem trong nhà sủng vật thực lực đều cho đề cao lên. Lời nói như vậy, dù cho Tô Chiết không ở nhà thời điểm, trong nhà một khi xuất hiện nguy hiểm, những này sủng vật cũng có thể bảo vệ an hân cùng bảo bảo các nàng. Audio điện tử võ tấn bền Buổi tối, Lý Hoa phát ra một phần khang Mỹ sủng vật bệnh viện trang trí dự toán danh sách cho Tô Chiết. Tô Chiết đại thể nhìn một chút danh sách, cảm giác thật hợp lý, cũng không có vấn đề gì, liền trực tiếp thông qua được một cái phần trang trí dự toán danh sách, để Lý Hoa buông tay đi làm. Dựa theo Lý Hoa cho trang trí tiến triển dự tính, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện bắt đầu từ ngày mai trang trí, nhiều nhất cần 10 ngày thời gian, Khang Mỹ sủng vật bệnh viện là có thể trùng tu xong, đồng thời một lần nữa doanh nghiệp. Dù sao Khang Mỹ sủng vật bệnh viện cũng chỉ là nho nhỏ cải biến, ngoại trừ đem cửa khẩu bảng hiệu đổi thành sủng vật nhà, những địa phương khác biến hóa không lớn, cho nên trang trí cũng sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Tô chiết để Lý Hoa giám sát tốt trang trí tiến triển, không nên làm lỡ kỳ hạn công trình, tận lực sớm một chút để Khang Mỹ sủng vật bệnh viện một lần nữa doanh nghiệp cùng Lý Hoa thương lượng xong khang Mỹ sủng vật bệnh viện sự tình sau, Tô Chiết liền bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi. Tô Chiết hiện tại y nguyên hay vẫn không cách nào thỏa mãn trường hoa sưởng chế thuốc nhu cầu, mặc dù hắn bây giờ thể chất là 60 điểm, mỗi ngày nhiều nhất có thể dùng 600 điểm tích phân hối đoái 600 không thần lực, có thể chế biến ra 600 ml trị liệu nước thuốc. Thế nhưng 600 ml trị liệu nước thuốc đối với trường hoa sưởng chế thuốc bây giờ quy mô tới nói, còn là xa xa không đủ, chỉ là như muối bỏ biển. Cho dù Tô Chiết đem mỗi một ngày tự thân khôi phục thần lực, dùng để phối chế trị liệu nước thuốc cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc, chỉ là như muối bỏ biển. Hơn nữa Tô Chiết tự thân thần lực còn có hắn tác dụng của nó, tình cờ một hai lần vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng cũng không thể dài hạn cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc. Bởi vì Tô Chiết tự thân thần lực, cần dùng đến phối chế ra tốc nước thuốc, dùng để gieo trồng dược liệu. Cho nên dù cho hiện tại Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật có thể dùng tuyết liên hoa thay thế, hắn đã không cần dùng thần lực tu luyện luyện thể thuật rồi. Thế nhưng y nguyên hay vẫn không thể cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc. Đồng thời tôi chết hiện tại mỗi ngày đều muốn dùng thần lực. Cường hóa tiểu tuyết long chúng nó, tăng lên thực lực của bọn họ. Trong khoảng thời gian này, trường hoa xưởng chế thuốc đối trị liệu nước thuốc nhu cầu vẫn không có rõ ràng như vậy. Bởi vì lúc trước trường hoa xưởng chế thuốc đều chỉ là ở vào nghiên cứu chế tạo tân dược phẩm trạng thái, cũng không hề sinh sản dược phẩm của chính mình chỉ là giúp cái khác xưởng chế thuốc gia công mà thôi, cho nên cũng không cần rất nhiều số lượng dùng đến trị liệu nước thuốc, chỉ là nghiên chế thời điểm, sẽ tiêu hao một ít trị liệu nước thuốc. Thế nhưng hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc đã thành công nghiên cứu chế tạo tốt tân dược thưởng thức. Hơn nữa còn là hai loại tân dược phẩm. Hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc sắp đẩy ra hai loại tân dược phẩm, chính thức tại dược phẩm thị trường tiến hành tiêu thụ. Tôi Chiết tin tưởng trường hoa xưởng chế thuốc lấy trị liệu nước thuốc sản xuất tân dược phẩm, một khi đẩy ra dược phẩm thị trường sau, tuyệt đối sẽ trong thời gian rất ngắn, bị thị trường tiếp nhận, đến lúc đó tân dược phẩm lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không kém. Mà bây giờ lấy trường hoa xưởng chế thuốc quy mô, một ngày sản lượng có thể sinh sản xuất không mảnh tân dược phẩm. Thế nhưng tôi chức hiện tại bình quân một ngày, mới cung cấp 350ml trị liệu nước thuốc cho trường hoa xưởng chế thuốc. 350ml trị liệu thuốc Trường hoa xưởng chế thuốc tối đa cũng chỉ có thể sinh sản xuất không mảnh khoảng trừng chỉ là phát huy trường hoa xưởng chế thuốc 1 phần 30 năng lực sản xuất. Này là cực kỳ lãng phí sản năng tỷ lệ lợi dụng, cũng không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Hiện tại tân dược phẩm tiền kỳ còn không có gì độ nổi tiếng, cho nên đoán trường tiền kỳ dược phẩm lượng tiêu thụ sẽ không cao. Lấy tô chiết tháng trước cung cấp trị liệu nước thuốc, thêm vào hiện tại hắn mỗi ngày chế biến trị liệu nước thuốc còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, thế nhưng đoán chừng thời gian này sẽ không quá dài. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, tôi chiết hiện tại mới sẽ bước thiết tăng lên thể chất, tăng cao tích phân hối đoái thần lực số lượng. Nếu không, cho dù Khang Mỹ sủng vật bệnh viện bắt đầu doanh nghiệp sau, có thể để cho Tô Chiết thu được càng nhiều hơn tích phân, thế nhưng thể chất không đủ Tô Chiết, cũng chỉ là nhìn tích phân lại không thể lợi dụng, không thể dùng đến hối đoái thần lực. Hơn nữa cho dù Tô Chiết không vì trường hoa sưởng chế thuốc phát triển cân nhắc, hắn cũng muốn lo lắng chỗ tối kẻ địch, sẽ bất cứ lúc nào tìm tới cửa. Tuy rằng Tô Chiết bây giờ thể chất đã là 60 điểm, so với lúc trước cùng mặt nạ bóng đen vật lộn thời điểm, thể chất đề cao 4 điểm. Đối với lúc trước, Tô Chiết hiện tại vô luận là lực phòng ngự, hay là sức mạnh, cùng với tốc độ, đều tăng lên không ít. Cho nên hiện tại để bây giờ Tô Chiết chính diện đi mặt đối mặt có lời của bóng đen, hắn tuyệt đối sẽ không lại như lần trước chật vật như vậy, lấy trọng thương một cái giá lớn bước lui mặt nạ bóng đen hơn nữa lần trước hay là bởi vì mặt nạ bóng đen đối tô chiết thực lực chân thật phán đoán sai lầm mặt nạ bóng đen nếu bất cần mới sẽ bị tô chiết đả thương mà lựa chọn rút lui hiện tại tô chiết có lòng tin lấy ưu thế tuyệt đối sức mạnh áp chế lại mặt nạ bóng đen chỉ ít sẽ đứng ở thế bất bại thế nhưng tô chiết lo lắng nhất là mặt nạ bóng đen còn có cái khác giúp đỡ so với mặt nạ bóng đen thực lực còn cao hơn giúp đỡ cho dù cùng mặt nạ bóng đen thực lực tương đương mặt nạ bóng đen một khi cùng những người khác liên hợp lại Tô Chiết vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Cho nên Tô Chiết mới sẽ như vậy cấp bách tăng cao thực lực, vì trường hoa xưởng chế thuốc phát triển là trong đó một cái nguyên nhân. Tô Chiết tăng cao thực lực càng nhiều hơn vẫn là vì để cho mình có năng lực tự vệ, hắn muốn thực lực của mình tăng lên tới có ưu thế tuyệt đối. Dù cho đối phương có nhiều người hơn nữa, Tô Chiết cũng phải có bảo vệ người ở bên cạnh thực lực. Tô Chiết tăng lên thực lực mình đồng thời, cũng đang cường hóa tiểu tuyết long đợi sủng vật. Hơn nữa Tô Chiết còn ở trong nhà bố trí phòng ngự biện pháp, lời nói như vậy, cho dù Tô Chiết rời nhà, cũng sẽ không khiến An Hân các nàng rơi vào nguy hiểm. Lần này tu luyện luyện thể thuật, Tô Chiết y nguyên hay vẫn đi hậu viện, đào một chút nhân sâm cùng tuyết liên hoa, dùng để tu luyện. Đem nhân sâm cùng tuyết liên hoa toàn bộ rửa sạch sẽ sau, Tô Chiết ăn một miếng nhân sâm sau, liền bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi. Tô Chiết hôm nay cũng không hề trực tiếp dùng thần lực tu luyện luyện thể thuật, mà là lựa chọn tuyết liên hoa để thay thế thần lực. Lời nói như vậy, mặc dù sẽ tiêu hao đại lượng tuyết liên hoa, nhưng là đồng thời Tô Chiết có thể tiết kiệm dưới không ít thần lực. Nếu như bị hắn tu luyện của nó người biết Tô Chiết như vậy dùng tuyết liên hoa đến tu luyện, nhất định sẽ nói Tô Chiết là đúng tuyết liên hoa lãng phí cực đại lớn. Đối với hắn tu luyện của nó người, là tuyệt đối không thể như Tô Chiết như vậy tu luyện, bởi vì Tô Chiết phương pháp tu luyện thật sự là quá xa xỉ, đồ dùng chất cùng niên đại cũng không thấp nhân sâm cùng tuyết liên hoa đồng thời tu luyện, ngoại trừ tô chiết, lại có bao nhiêu cái người tu luyện đã tiêu hao lên. Cho dù có đầy đủ tài nguyên dùng để tu luyện, thế nhưng ai lại cam lòng như thế phô trương lãng phí. Thế nhưng tô chiết cùng phổ thông người tu luyện không giống nhau, hắn dùng nhân sâm cùng tuyết liên hoa đồng thời tu luyện, không chỉ có tốc độ tu luyện đề cao rất nhiều, hơn nữa còn tỉnh không ít thần lực. Những này tỉnh xuống thần lực, nếu như tô chiết toàn bộ dùng để gieo trồng nhân sâm cùng tuyết liên hoa lời nói, thu hoạch nhất định sẽ so với tô chiết tu luyện tiêu hao nhân sâm cùng tuyết liên hoa, muốn nhiều hơn. Cho nên tô chiết lựa chọn như vậy tu luyện mới là hợp lý nhất, lại có thể gia tốc tăng lên tốc độ tu luyện, cũng sẽ không làm lỡ dược liệu gieo trồng, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Từ khi tô chiết thể chất đạt đến 60 điểm sau, dù cho tô chiết hữu dụng nhân sâm đến phụ trợ tu luyện, nhưng là tốc độ tu luyện của hắn rõ ràng so với trước kia chậm rất nhiều tu luyện một buổi tối, Tô Chiết thể chất cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá một điểm, thể chất đạt đến 6 một điểm. Mặc dù bây giờ Tô Chiết tốc độ tu luyện, so với cái khác người tu luyện, đã muốn nhanh hơn rất nhiều lần rồi. Thế nhưng Tô Chiết đã quen hiệu suất cực cao tốc độ tu luyện, hắn đã không thỏa mãn hiện nay tốc độ tu luyện rồi. Nếu như trước đó Tô Chiết không có phát hiện nhân sâm có thể tăng cao tốc độ tu luyện lời nói, cho dù bây giờ tốc độ tu luyện chậm nữa, hắn cũng chỉ có thể làm đến nơi đến chốn tu luyện. Hiện tại Tô Chiết đã biết nhân sâm có thể phụ trợ tu luyện sau, một khi tốc độ tu luyện chậm lại, hắn liền phải nghĩ biện pháp đem tốc độ tu luyện một lần nữa cho đề cao lên rồi. Một cách tự nhiên, Tô Chiết đầu tiên nghĩ đến bắt đầu từ nhân sâm vào tay, bởi vì Tô Chiết là hấp thu nhân sâm chuyển biến mà đến nhiệt khí, đến cường hóa thân thể mà đạt đến tu luyện mục đích. Này cho tới nay, Tô Chiết tu luyện dùng nhân sâm đều là thuộc về niên đại 30 năm, bởi vì tại Tô Chiết thể chất không có đạt đến 60 điểm trước đó, hắn cũng đã nếm thử dùng niên đại cao hơn nhân sâm đến tu luyện. Nhưng là trừ 30 năm trở xuống nhân sâm bên ngoài, cái khác vượt qua 30 năm nhân sâm, tô chiết cũng không thể lợi dụng. Bởi vì niên đại cao nhân sâm chuyển hóa nhiệt khí rất cuồng bạo, tuy rằng hiệu quả có thể so với 30 năm một cái nhân sâm được, thế nhưng tô chiết cũng rất khó có thể hấp thu đến hắn nhiệt khí, đại đa số nhiệt khí sẽ tiêu tán mất. Tô chiết chỉ có thể hấp thu trong đó một phần rất nhỏ nhiệt khí, tính như vậy, tô chiết sử dụng niên đại cao nhân sâm tu luyện, không chỉ là lãng phí nhân sâm, hơn nữa Tô Chiết tu luyện hiệu suất. Ngược lại sẽ so với dùng 30 năm trở xuống nhân sâm tu luyện càng thêm thấp. Hơn nữa vượt qua 30 năm nhân sâm, chuyển hóa nhiệt khí, đối Tô Chiết thân thể thương tổn rất lớn, cuồng bạo nhiệt khí sẽ phá hư Tô Chiết thân thể. Chính là bởi vì Tô Chiết lựa chọn niên đại cao hơn nhân sâm đến tu luyện, sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất, không chỉ có không sẽ tăng lên tốc độ tu luyện, hơn nữa còn sẽ thương tổn thân thể. Cho nên Tô Chiết mới sẽ bỏ qua biết dùng 30 năm trở lên nhân sâm tu luyện, vẫn luôn dùng 30 năm hoặc là càng thấp hơn niên đại nhân sâm tiến hành tu luyện. Thế nhưng hiện tại cái này 30 năm nhân sâm, đối Tô Chiết hiệu quả đã càng ngày càng nhỏ, Tô Chiết tốc độ tu luyện từ từ chậm lại. Cho nên hôm nay Tô Chiết muốn lần nữa thử nghiệm dùng vượt qua 30 năm nhân sâm tu luyện. Nếu như vẫn là cùng trước kia đồng dạng lời nói, Tô Chiết liền sẽ bỏ qua ý nghĩ này, chân thật dùng 30 niên nhân tham tu luyện, dù cho tu luyện hiệu quả chậm lại, cũng không có cách nào. Nhưng mà nếu như một khi hữu dụng, đối tô chiết tốc độ tu luyện có trợ giúp lời nói, về sau tô chiết liền sẽ dùng người có tuổi phần nhân sâm tu luyện. Thế là tô chiết chạy đến trong hậu viện, chọn một gốc niên đại tiếp cận 40 năm nhân sâm, thận trọng đào móc ra, tận lực không phá hỏng đến nhân sâm dễ cây. Bởi vì nếu như tô chiết phát hiện vẫn không có hiệu quả, gốc cây này nhân sâm hắn còn có thể tiếp tục tại trong hậu viện loại. Tôi chiết cắt xuống một khối nhỏ, rửa sạch sẽ sau bỏ vào trong miệng. Sau đó tôi chiết lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, đến hấp thu nhân sâm nhiệt khí. Cái này một khối nhân sâm tại luyện thể thuật ảnh hưởng, rất nhanh sẽ chuyển hóa thành một luồng nhiệt khí, tôi chiết lập tức vận hành luyện thể thuật cấp tốc một cái cỗ nhiệt khí. Rất lâu, trong cơ thể một cái cỗ nhiệt khí rốt cuộc tiêu tán mất, tôi chiết ánh mắt không khỏi xuất hiện một luồng ý cười. Lần này hiệu quả tôi chiết rất hài lòng, tuy rằng này một khối nhỏ nhân sâm chuyển hóa nhiệt khí hơn nửa đều tiêu tan ở trong không khí, Tô Chiết còn đến không kịp hấp thu. Thế nhưng lấy này nhiệt khí hiệu quả, Tô Chiết mặc dù chỉ là hấp thu một số ít nhiệt khí, thế nhưng đã so với trước kia tu luyện hiệu suất muốn tốt rất nhiều rồi. Hơn nữa tương đối trước đó tới nói, Tô Chiết thân thể đã có thể thích ứng cuồng bạo nhiệt khí, một cái cỗ nhiệt khí đối Tô Chiết thương tổn, đã tại Tô Chiết có thể phạm vi chịu đựng bên trong. Đương nhiên Tô Chiết cũng không thể một lần dùng quá nhiều người tham gia, không phải vậy nhân sâm chuyển hóa đi ra ngoài nhiệt khí, Tô Chiết không chỉ không khống chế được, không có thể hấp thu, trái lại còn có thể đối Tô Chiết thân thể tạo thành thương tổn. Mỗi một lần Tô Chiết chỉ có thể ăn một điểm nhân sâm, sau đó đợi hấp thu xong mới có thể tiếp tục dùng. Tô Chiết đã xác nhận này 40 năm nhân sâm, đối tu luyện của hắn có trợ giúp sau, hắn liền đem nhân sâm mang trở về phòng tu luyện. Lợi dụng 40 năm nhân sâm đến tu luyện, hắn tốc độ tu luyện, Tô Chiết đã rất hài lòng. Đương nhiên Tô Chiết cũng không là không có suy nghĩ qua dùng niên đại cao hơn nhân sâm tu luyện, thế nhưng hiện tại Tô Chiết lấy hắn 6 một điểm thể chất, hấp thu 40 năm nhân sâm chuyển hóa nhiệt khí, đã rất miễn cưỡng, là thân thể hắn hiện nay có thể tiếp thu mức cực hạn. Dùng niên đại cao hơn nhân sâm tu luyện, hắn nhiệt khí nhất định sẽ càng thêm cuồng bạo, Tô Chiết đến lúc đó không chỉ không hấp thu được, còn có thể bị nhiệt khí phá hoại thân thể. Bách hại không một ích sự tình, Tô Chiết đương nhiên sẽ không đi làm, cho nên Tô Chiết bây giờ còn chưa có hứng thú đi thử nghiệm dùng niên đại cao hơn nhân sâm tu luyện. Bởi vì bây giờ tốc độ tu luyện, Tô Chiết còn rất hài lòng. Hay là đợi được tốc độ tu luyện lần nữa hạ xuống được, hoặc là Tô Chiết thể chất có cao hơn sau khi đột phá, Tô Chiết mới sẽ suy xét thử nghiệm dùng niên đại cao hơn nhân sâm tu luyện. Tô Chiết đem tu luyện dùng nhân sâm, niên đại từ 30 năm đổi thành 40 năm sau, Tô Chiết tu luyện hiệu suất cực lớn tăng cao, thậm chí hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng lên. Cùng trước đó thể chất 60 điểm đột phá đến 61 điểm, sử dụng thời gian tương đồng, thế nhưng lần này Tô Chiết lại chọn vẹn tăng lên 2 điểm, thể chất của hắn hiện tại đạt đến 63 điểm. Dùng niên đại 40 năm nhân sâm tu luyện, hiện tại cái này tốc độ tu luyện rõ ràng cho thấy tăng lên trên diện rộng. Vốn là Tô Chiết còn cần tiếp tục tu luyện đi xuống, bất quá hắn nhìn một chút thời gian đã muộn rồi, lại tăng thêm Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật thời gian lâu như vậy, thân thể cũng có chút huệ hoài cho nên cũng đành phải thôi, chỉ có thể ngày mai tu luyện lại. Hiện tại Tô Chiết tu luyện cũng không thoải mái, sinh ăn nhâm sâm cùng tuyết liên hoa, cảm giác trong đó cũng không hơn gì, chỉ ít Tô Chiết sẽ không thích cái mùi này. Nhưng là vì thực lực, Tô Chiết cũng chỉ đành nhịn được. Hơn nữa nhân sâm chuyển hóa nhiệt khí đều rất cuồng bạo, sẽ không giống tuyết liên hoa chuyển hóa nhiệt khí như thế ôn hòa, tuy rằng nhiệt khí tại Tô Chiết phạm vi chịu đựng đến, thế nhưng nhiệt khí tại Tô Chiết trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, cũng là rất khó chịu. Nhưng là vì thực lực, Tô Chiết cũng chỉ đành nhịn được hơn nữa tu luyện luyện thể thuật cũng là đối thân thể rất lớn rèn luyện cũng không dễ dàng trong quá trình tu luyện cũng khổ cực từ tô chiết chảy mồ hôi cũng có thể thấy được đến rồi phòng của hắn nhưng là mở ra điều hòa đồng thời hơi lạnh vẫn là mở tối đa thế nhưng mỗi một lần tu luyện tô chiết vẫn là sẽ mồ hôi đầm đìa toàn thân ướt đẫm bởi vì lúc trước lúc tu luyện tô chiết tựu ra rất nhiều mồ hôi liền quần áo đều ướt hiện tại rất không thoải mái cho nên cho dù hôm nay tô chiết đã tắm thế nhưng bây giờ đang ở nghỉ ngơi trước đó, Tô Chiết vẫn là cầm quần áo đi sông tới cái tắm nước lạnh mới trở về phòng nghỉ ngơi. Khoảng cách Tô Chiết lần trước đi trường hoa xưởng chế thuốc đã qua 5 ngày rồi. Sáng sớm, Tô Chiết sau khi ăn xong bữa sáng sau, liền trực tiếp lái xe đi tới gần nhất lưu thị tiệm thuốc. Bởi vì hôm nay là trường hoa xưởng chế thuốc đem nghiên cứu chế tạo thành công hai khoản tân dược phẩm, đẩy ra thị trường tiến hành tiêu thụ ngày thứ nhất. Hiện nay trường hoa xưởng chế thuốc mới thuốc men là do lưu thị tập đoàn độc nhất thay quyền, hơn nữa tạm thời vẫn chỉ là tại Yến Vân Thị lưu thị trong tiệm thuốc bán ra, cho nên hiện tại chỉ có thể ở Yến Vân Thị lưu thị trong tiệm thuốc, năng lực mua được trường hoa xưởng chế thuốc tân dược phẩm. Cho nên tô chiết mới sẽ đến lưu thị tiệm thuốc, hắn phải nhốt sót một cái tân dược phẩm tiêu thụ tình huống. Làm người như vậy không cũng chỉ có tô chiết một người, trong đó lưu hùng cùng lý trường hoa, cùng với trường hoa xưởng chế thuốc cấp lãnh đạo, đều từng người đi tới lưu thị tiệm thuốc chỉ bất quá bọn hắn cùng Tô Chít lựa chọn không phải cùng một nhà lưu thị tiệm thuốc, mà là không giống địa phương chi nhánh. Bởi vì cái này hai khoản tân dược phẩm đối Trường Hoa xưởng chế thuốc tới nói rất trọng yếu, đây là Trường Hoa xưởng chế thuốc lợi dụng trị liệu nước thuốc sản xuất nhóm đầu tiên tân dược phẩm, bọn hắn phải nhốt sót tân dược phẩm có thể hay không bị đại chúng tiếp thu. Tại một ngày kia Lý Trường Hoa tuyên bố tân dược phẩm nghiên cứu chế tạo thành công, đồng thời còn đem muốn đẩy xuất thị trường sau, Lưu Hùng liền lập tức trở về đến Lưu thị tập đoàn chuẩn bị. Bởi vì mới thuốc men là lưu thị tập đoàn độc nhất thay quyền, bây giờ còn cần nhờ hắn lưu thị tiệm thuốc làm mở rộng. Lưu Hùng là thân thân nếm thử qua tân dược phẩm, bởi vì Lưu Hùng mỗi ngày phải xử lý rất nhiều chuyện, cho nên hắn mỗi ngày đều là uể oải không thể tả, lại tăng thêm quản lý lớn như vậy Lưu thị tập đoàn, hắn cũng có không ít áp lực. Cho nên buổi tối Lưu Hùng là thường thường mất ngủ không ngủ được, thường thường muốn dựa vào thuốc ngủ mới có thể vào ngủ, hơn nữa thuốc ngủ hiệu quả càng ngày càng kém. Cho nên Lưu Hùng chỉ có thể tăng cao phân lượng hơn nữa lưu hùng cho dù sử dụng thuốc ngủ sau có thể dựa vào thuốc ngủ tác dụng ngủ sau nhưng là thứ hai thiên rời giường lưu hùng vẫn là cảm giác hỗn loạn rất không thoải mái dài hạn sử dụng thuốc ngủ lưu hùng đã có thể rất rõ ràng cảm thấy thuốc ngủ tác dụng phụ đối thân thể hắn làm thương tổn đồng thời hắn chứng mất ngủ cũng càng ngày càng nghiêm trọng thế nhưng lưu hùng hiện tại đã không thể thoát khỏi thuốc ngủ rồi không sử dụng thuốc ngủ lưu hùng căn bản là không cách nào ngủ mà tình huống như vậy tại năm ngày trước rốt cuộc đổi cái nhìn. Năm ngày trước, Lý Trường Hoa tại Lưu Hùng trước mặt lấy ra nghiên cứu chế tạo tốt tân dược phẩm, đồng thời vì bọn họ giới thiệu hắn tác dụng. Bởi vì Lưu Hùng bị hại nặng nề, cho nên lúc đó hắn mới sẽ đặc biệt quan tâm dược phẩm hiệu quả cùng tác dụng phụ. Sau đó tại về trước khi đi, hắn và Tô Chiết đều cầm mấy hộp dược phẩm mang về. Tô Chiết bởi vì người trong nhà đều không cần sử dụng đến thuốc này phẩm, cho nên một mực thả ở nhà cũng không hề sử dụng tới mà Lưu Hùng cùng ngày trở lại tập đoàn sau, liền lập tức bắt đầu sắp xếp công tác cùng với xử lý các loại văn kiện. Không đến bao lâu, Lưu Hùng liền cảm giác mình thập phần mệt mỏi, không chịu nổi. Thế là Lưu Hùng đã nghĩ thử một chút tân dược phẩm tác dụng. Hắn biết trong đó một cái đánh thức thần dược mảnh dược phẩm, liền là có thể làm người tiêu chịu uể oải, khôi phục thể lực. Lúc đó hắn liền ăn một mảnh tỉnh thần thuốc viên, dự định thử một chút hiệu quả. Không đến bao lâu, dược vật liền bắt đầu tạo nên tác dụng hắn cảm giác mình thân thể uể oải chậm rãi biến mất rồi, cũng rất tinh thần, thể lực càng là dồi dào, Lưu Hùng lập tức liền một lần nữa tập trung vào công tác. Hơn nữa tỉnh thần thuốc viên xác thực cùng Lý Trường Hoa nói như thế, hiệu quả rõ ràng, thế nhưng tác dụng phụ lại rất nhỏ, dù sao Lưu Hùng là không có cảm giác đến bất kỳ tác dụng phụ. Cái khác cùng loại hình dược phẩm, một khi dược lực biến mất rồi, người sử dụng sẽ lập tức cảm giác được mệt nhọc, so với uống thuốc trước còn muốn uể oải, hơn nữa còn có cái khác bất lương phản ứng. Thế nhưng tỉnh thần thuốc viên là sẽ không như vậy, dược lực của nó vừa bắt đầu đã bị người sử dụng hấp thu đi, tỉnh thần thuốc viên là trực tiếp bổ sung người sử dụng thể lực, như vậy liền sẽ không xuất hiện dược lực biến mất, người sử dụng sẽ càng thêm mệt mỏi tình huống, hơn nữa tỉnh thần thuốc viên cũng sẽ không ảnh hưởng đến người sử dụng thần trí. Sử dụng tỉnh thần thuốc viên lưu hùng, phát hiện mình công tác hiệu suất so với thường ngày phải nhanh hơn rất nhiều. Mà buổi tối hôm đó về nhà lúc nghỉ ngơi, Lưu Hùng cũng không giống như ngày thường sử dụng thuốc ngủ, mà là sử dụng mặt khác một cái dược phẩm miên tất linh. Tình thần thuốc viên hiệu quả thần kỳ, để Lưu Hùng đối miên tất linh cũng tràn đầy không nhỏ tự tin. Mà miên tất linh xác thực không làm Lưu Hùng thất vọng, hiệu quả so với tình thần thuốc viên là không kém bao nhiêu. Từ khi Lưu Hùng bắt đầu mất ngủ sau, sử dụng Nguyên tất linh hắn, tối hôm nay là lần đầu tiên ngủ cái an giấc, một đêm ngủ tới hừng đông. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lưu Hùng chỉ cảm giác tinh thần sáng láng, sẽ không giống thường ngày dùng thuốc ngủ như thế, cả người hỗn loạn. Này mấy ngày kế tiếp, đầu ba ngày, Lưu Hùng đều có sử dụng miên tất linh đến ngủ. Nhưng đã đến ngày thứ tư sau, hắn phát hiện đã mình coi như không sử dụng miên tất linh, cũng có thể bình yên đi ngủ. Mà mỗi lần công tác mệt mỏi thời điểm, Lưu Hùng đều sẽ ăn một miếng tỉnh thần thuốc viên nhắc tới thần tỉnh não. Chính là bởi vì Lưu Hùng tự thể nghiệm tân dược phẩm, đồng thời từ đó được lợi không cạn, cho nên Lưu Hùng bây giờ là phi thường xem trọng trường hoa xưởng chế thuốc, đối sắp đẩy ra tân dược phẩm càng thêm có tự tin. Thế là Lưu Hùng liền quyết định để Lưu Thị tập đoàn dưới cờ hết thảy tiệm thuốc, kế tiếp toàn lực mở rộng tỉnh thần thuốc viên cùng Nguyên Tất Linh. Thế nhưng quyết định này của hắn, tại trong phòng họp nói ra sau, lại là nhận lấy không nhỏ trở ngại. Bởi vì Lưu Thị tập đoàn cái khác cao tầng bên trong, không ít người đều cho rằng Lưu Thị tập đoàn bây giờ còn chưa cần thiết, đối một cái thị trường còn không công khai tân dược phẩm, chả giá nhiều như vậy tài nguyên. Ít nhất phải đợi được Tỉnh thần thuốc viên cùng nguyên tất linh bị thị trường chân chính tiếp thu sau, có độ nổi tiếng cùng lượng tiêu thụ, lại căn cứ tình huống thực tế đến quyết định đối Tỉnh thần thuốc viên cùng nguyên tất linh tuyên truyền cường độ. Đối với có người sẽ không đồng ý, Lưu Hùng cũng sớm có dự liệu được. Dù sao Lưu thị tập đoàn không phải Lưu Hùng một người độc đại, không thể tất cả mọi người sẽ mù quáng đi theo Lưu Hùng, tập đoàn tất cả quyết sách đều là lợi ích là điều kiện chủ yếu, cái khác đều là hư. Đối với những thứ này người phản đối, Lưu Hùng cũng không có tâm tư đi sóng phí nước bọt, đem bọn họ thuyết phục. Hắn tại trong hội nghị, trực tiếp đem tỉnh thần thuốc viên cùng Nguyên Tất Linh cho lấy ra. Sau đó Lưu Hùng vì bọn họ đơn giản giới thiệu tỉnh thần thuốc viên cùng Nguyên Tất Linh, hai khoản dược phẩm tác dụng, hơn nữa còn để cho bọn họ đem dược phẩm đều mang về thử một chút, cuối cùng liền trực tiếp tuyên bố giải tán. Mà ở ngày thứ hai bên trong, Lưu Hùng lại lần nữa triệu tập hết thầy cao tầng mở hội, hắn lần nữa tại trong hội nghị đưa ra cái phương án này, lần này sẽ không có người lại có thêm ý kiến phản đối, toàn bộ nhất trí thông qua. Dù sao những người này có thể làm được lưu thị tập đoàn cao tầng, cũng không là kẻ vô dụng, chỉ ít ánh mắt của bọn họ cũng không tệ lắm. Những người này có tự thể nghiệm, đều tin tưởng tỉnh thần thuốc viên cùng miên tất linh cái này hai khoản tân dược phẩm, tuyệt đối rất nhanh sẽ ở đồng loại dược phẩm trong thị trường, cướp được không nhỏ số định mức, lượng tiêu thụ tiền cảnh là phi thường khả quan. Lưu Hùng sở dĩ kiên trì như vậy muốn Lưu thị tiệm thuốc mở rộng Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh, hắn là Trường Hoa xưởng chế thuốc cổ đông một trong là trong đó một cái nguyên nhân này không mang theo như vậy. Mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lưu Hùng phi thường xem trọng Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh lượng tiêu thụ. Mặt khác Lưu Hùng tuy nhiên đã đại biểu Lưu thị tập đoàn cùng Trường Hoa xưởng chế thuốc ký kết thay quyền thỏa thuận. Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh cái này hai khoản dược phẩm đều vì Lưu thị tập đoàn độc nhất thay quyền hơn nữa về sau trường hoa xưởng chế thuốc đẩy ra sản phẩm mới, đều phải ưu trước tiên nghĩ lưu thị tập đoàn là độc nhất thay quyền. Thế nhưng không có nghĩa lưu thị tập đoàn có thể một mực an gối không lo, làm trường hoa xưởng chế thuốc độc nhất thay quyền. Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa ký kết độc nhất thay quyền thỏa thuận là có thời hạn, bọn hắn cũng chỉ là ký kết 3 năm. Một khi hợp đồng thời hạn vừa đến, Trường Hoa xưởng chế thuốc có quyền không tiếp tục để Lưu Thị Tập đoàn tiếp tục thay quyền tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh mà bây giờ là Trường Hoa xưởng chế thuốc đẩy ra sản phẩm mới, cần phải mượn Lưu thị tiệm thuốc vì đó mở rộng. Nếu như Lưu thị tiệm thuốc không có tận lực là sản phẩm mới mở rộng lời nói, sợ là sẽ phải tại lý Trường Hoa cùng Tô Chiết trong lòng Lưu lại ấn tượng xấu. Tại sản phẩm mới vừa mới đẩy ra không có độ nổi tiếng thời điểm, Lưu thị tập đoàn không vì hắn làm tuyên truyền. Đến lúc đó đợi được Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh lượng tiêu thụ để lúc thức dậy, Lưu thị tập đoàn trở lại là sản phẩm làm tuyên truyền. Đã là chuyện không có ý nghĩa rồi, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu như Lưu Hùng dứt bỏ hắn là Lưu thị tập đoàn chủ tịch thân phận này, chỉ là lấy trường hoa xưởng chế thuốc cổ đông một trong lập trường suy tính lời nói. Lưu Hùng là sẽ không đem cái khác sản phẩm mới cũng giao cho Lưu thị tập đoàn thay quyền, sẽ chỉ làm Lưu thị tập đoàn thay quyền tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh. Đồng thời thay quyền thỏa thuận thời gian vừa đến kỳ lời nói, Lưu Hùng tuyệt đối sẽ lựa chọn đem Lưu thị tập đoàn độc nhất quyền đại lý thu hồi lại không cho lưu thị tập đoàn tiếp tục thay quyền trường hoa xưởng chế thuốc bất kỳ sản phẩm. Thế giới này không có không làm mà hưởng, muốn lấy được, tổng phải trả giá thật lớn. Lưu Hùng sẽ nghĩ như vậy lời nói, tin tưởng Lý Trường Hoa cùng Tô Chiết cũng đều như vậy làm. Hơn nữa Lưu Hùng chỉ có được Trường Hoa xưởng chế thuốc 5% cổ phần, quyền lên tiếng không sánh được Tô Chiết cùng Lý Trường Hoa, một khi Trường Hoa xưởng chế thuốc không cho Lưu Thị Tập đoàn thay quyền sản phẩm mới, đồng thời còn muốn thu hồi Lưu Thị Tập đoàn độc nhất quyền đại lý lời nói, Lưu Hùng là không có năng lực, cũng không có lý do gì ngăn cản. Lưu Thị Tập đoàn tiền kỳ không giao bỏ tài nguyên đầu tư trường hoa xưởng chế thuốc, nghĩ tại trường hoa xưởng chế thuốc có thể lợi nhuận thời điểm. Đáp cái xe tiện lợi là chuyện không thể nào, cho nên Lưu Hùng mới sẽ như vậy cực lực để Lưu Thị Tập đoàn là tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh làm mở rộng tuyên truyền. Mục đích đúng là để trường hoa xưởng chế thuốc về sau, hết thảy sản phẩm độc nhất quyền đại lý cũng có thể ưu trước tiên nghĩ Lưu Thị Tập đoàn tuy rằng tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh hiện tại mới vừa vặn đẩy ra dược phẩm thị trường. Không có bất kỳ độ nổi tiếng, tại tiền kỳ cần dựa vào lưu thị tiệm thuốc làm mở rộng. Nhưng là dựa vào rời đi tân dược phẩm hắn rõ ràng tác dụng. Cùng với cực nhỏ tác dụng phụ, tin tưởng rất nhanh liền sẽ bị thị trường tiếp thu. Mà lưu thị tập đoàn làm trường hoa xưởng chế thuốc độc nhất thay quyền, đến lúc đó tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh nhất định sẽ ngược lại, kéo lưu thị tiệm thuốc cái khác dược phẩm tiêu thụ công trạng, đồng thời cũng sẽ tăng cao lưu thị tiệm thuốc độ nổi tiếng trở thành đôi bên cùng có lợi liên quan với điểm này lưu thị tập đoàn hết thảy cao tầng đều cùng rõ ràng cho nên xuất hiện tại đương nhiên sẽ không có người phản đối lưu thị tiệm thuốc chủ đầy tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh hai khoản dược phẩm rồi tôi chít đi tới một gian lưu thị trong tiệm thuốc bắt đầu quan sát tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh tiêu thụ tình huống gian phòng này cửa tiệm thuốc để một tấm triển lãm bàn mà ở trên bàn chính là tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh đại tống thám tử tư ớt. Hơn nữa cái bàn hai bên đều có quảng cáo bản, giới thiệu dược phẩm tác dụng, hơn nữa còn có nhân viên cửa hàng ở xung quanh phái phát dược phẩm quảng cáo tuyên truyền giấy. Tô Chiết khẽ dựa gần triển lãm bàn, tiệm thuốc nhân viên cửa hàng lập tức là Tô Chiết giới thiệu tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh. Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh giá cả đều là một mảnh 3 Năm khối, một hộp 10 mảnh 34 khối. Rất hợp lý giá cả, lợi nhuận cũng không cao, dù sao dược phẩm xuất xưởng giá đều phải hai tám khối. Nhìn người rất nhiều, thế nhưng thực tế mua người cũng rất ít. Cứ việc không ít người trong lòng cũng có chút động tâm, thế nhưng tân dược phẩm ít nhiều gì có chút không yên lòng, cho nên mới do dự không quyết định, không dám mua. Tô Chiết đi vào trong tiệm thuốc, tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh cái này hai khoản dược phẩm, đều đặt ở tiệm thuốc bắt mắt nhất khay chứa đổ lên, khách hàng vừa tiến đến, nhìn thấy đầu tiên đến chính là tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh. Tại tiệm thuốc ở một đoạn thời gian không ngắn nữa sau, Tô Chiết mới rời khỏi lưu thị tiệm thuốc. Rất rõ ràng, tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh này ngày thứ nhất tiêu thụ tình huống rất không lý tưởng, tuy rằng tiệm thuốc chủ lực đề cử, thế nhưng hỏi dò rất nhiều người, tại cuối cùng mua người lại thật rất ít. Bởi vì tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh cũng không phải đơn thuốc thuốc, cho nên khách hàng không cần đi tìm thầy thuốc khai căn, cũng có thể trực tiếp tại tiệm thuốc mua sắm, khả năng cũng là nguyên nhân này, mới có người mua sắm. Không phải vậy hiện tại nào có bệnh viện biết tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh, tự nhiên không thể mở ra đơn thuốc đến rồi. Gian phòng này tiệm thuốc lượng tiêu thụ, để tô chiết trong lòng ít nhiều gì có hơi thất vọng. Bất quá cái này cũng là có thể lý giải, dù sao trường hoa xưởng chế thuốc không phải là cái gì nổi danh nhãn hiệu, hơn nữa tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh vẫn là ngày đầu tiên lên giá, sẽ có như vậy tiêu thụ tình huống đúng là có thể lý giải không chỉ là tô chiết tới gian phòng này lưu thị tiệm thuốc những địa phương khác lưu thị tiệm thuốc tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh tiêu thụ tình huống đều là như thế này này đều tại lý trường hoa cùng lưu hùng trong dự liệu bọn hắn cũng không hy vọng xa vời tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh sẽ ở ngày thứ nhất bên trong tiêu thụ phi thường nóng này sản phẩm mới vẫn còn cần thời gian thử thách mới có thể để thị trường tiếp thu này ngày thứ nhất tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh lượng tiêu thụ nhiều cùng ít lý trường hoa cùng lưu hùng cũng không phải rất quan tâm Bọn hắn chân chính quan tâm là nhóm đầu tiên mua khách hàng, sử dụng cảm thụ. Bởi vì lần này Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh lên giá tiêu thụ, thời gian so sánh vội vàng, vẫn không có chuẩn bị chu toàn, liền đẩy ra tiếp thu thị trường khảo nghiệm. Tin tưởng kế tiếp quảng cáo tuyên truyền sẽ để cho Tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh tiêu thụ tình huống có chỗ cải thiện. Hơn nữa Lưu Hùng đã đại biểu Lưu thị tập đoàn bắt đầu liên hệ tất cả bệnh viện lớn để bệnh viện cũng bán ra tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh, đặt ngang hàng làm thuốc một dặm vuông. Chỉ cần tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh tại tiền kỳ bên trong đứng vững bước chân, về sau liền sẽ thoải mái rất nhiều. Dựa vào tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh rõ rệt hiệu quả, nhất định sẽ gây nên thị trường chú ý. Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng tin tưởng, sử dụng tới tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh người, lần thứ hai mua sắm cùng loại hình dược phẩm lời nói, tuyệt đối sẽ nhận định tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh. Hơn nữa những này sử dụng qua người, còn có thể giới thiệu cho thân bằng hảo hữu, truyền miệng, tin tưởng rất nhanh tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh liền sẽ đánh ra thành tựu đến. Đây là Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đối tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh tự tin. Nhiệt môn đối tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh tiêu thụ tình huống có hiểu một chút sau, Tô Chiết cũng không có cái gì hứng thú tiếp tục xem tiếp rồi, hắn liền lái xe về nhà. Hiện tại ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tạm thời cũng chỉ là tại Yến Vân Thị bán ra, Đồng thời vẫn chỉ là lưu thị tiệm thuốc mới có thể mua được. Sau đó Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa sẽ bắt đầu chậm rãi đem Tỉnh Thần Thuốc Viên cùng Ngủ Tất Linh đẩy ra những thành thị khác bên trong, đồng thời mở ra bệnh viện cửa ải, để bệnh viện cũng cùng một chỗ bán ra Tỉnh Thần Thuốc Viên cùng Ngủ Tất Linh. Dù sao bệnh nhân đều là so sánh tin tưởng lời của thầy thuốc, mà không phải tin tưởng tiêu thụ thương hoặc là người chế tạo lời nói. Đặc biệt như thuốc ngủ bên trong dược phẩm, người bình thường cũng không dám chính mình tùy tiện dùng thuốc ngủ. Hơn nữa thuốc ngủ là thuộc về đơn thuốc thuốc, còn cần y sinh mở ra mới có thể lấy tại tiệm thuốc mua được, cho nên bình thường y sinh đề cử thuốc ngủ, tiêu thụ mới là tốt nhất. Ngủ tất linh tiêu thụ vẫn còn cần y sinh đề cử, cho nên mở ra bệnh viện là chuyện khó tránh khỏi. Trong xã hội hiện đại, mất ngủ nhân số chiếm rất lớn tỷ lệ, mất ngủ nguyên nhân rất nhiều, bị mất ngủ hành hạ người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người bởi vì mỗi ngày không thể thật tốt ngủ một giấc mà khổ não. Những này mất ngủ người ở trong, đã có không ít người cần ỉ lại thuốc ngủ các loại dược phẩm mới có thể vào ngủ rồi, cho nên hiện tại thuốc ngủ loại hình dược phẩm thị trường rất lớn. Xuất hiện tại trên thị trường thuốc ngủ có rất nhiều loại, thế nhưng đều không ngoại lệ tác dụng phụ đều rất rõ ràng, đồng thời dài hạn sử dụng thuốc ngủ sẽ sinh ra tính ỉ lại, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu. Uống lâu dài thuốc ngủ người sẽ sử dụng trí nhớ cùng trí lực hạ thấp, uống lâu dài thuốc ngủ có thể làm cho trí nhớ cùng trí lực hạ thấp một ít thuốc ngủ thành nghiện người tính cách cũng sẽ dần dần phát sinh thay đổi trở nên tình cảm lạnh nhạt hoặc tính khí táo bạo thường là việc nhỏ phát giận ích kỷ cố chấp làm cho gia đình quan hệ căng thẳng bất hòa dùng dùng thuốc ngủ đưa tới giấc ngủ cùng bình thường giấc ngủ không trọn vẹn tương đồng giấc ngủ lúc thường thường ác mộng nhiều cũng có đúng giờ sớm tỉnh cùng ban ngày thích ngủ hiện tượng đối thể lực cùng tinh lực khôi phục đều bất lợi cho nên có nhiều người hơn bởi vì lo lắng thuốc ngủ tác dụng phụ dù cho dài hạn mất ngủ cũng không dám sử dụng. Mà bây giờ trường hoa xưởng chế thuốc sắp đẩy ra hai khoản tân dược phẩm. Trong đó một cái ngủ tất linh chính là chủ yếu nhằm vào mất ngủ dược phẩm. Ngủ tất linh hiệu quả cực kỳ rõ ràng, hơn nữa tác dụng phụ cực kỳ tiểu. Thậm chí có thể nói là không có tác dụng phụ, đồng thời người sử dụng cũng sẽ không đối ngủ tất linh sản sinh tính ỉ lại. Một cái khoản ngủ tất linh cùng cái khác thuốc ngủ không giống, sử dụng ngủ tất linh người sẽ rất nhanh tiến vào giấc ngủ, thế nhưng người sử dụng cùng bình thường giấc ngủ không hề khác gì nhau. Mà không phải như phổ thông thuốc ngủ như thế sẽ khiến người rơi vào trạng thái hôn mê, cho nên ngủ tất linh thì sẽ không có cái khác thuốc ngủ tác dụng phụ. Đồng thời ngủ tất linh còn sẽ từ từ cải thiện người sử dụng thể chất, dài hạn sử dụng ngủ tất linh người, hay là có thể để cho thân thể thoát ly á khỏe mạnh. Như vậy sản phẩm một khi bị người đoạt được biết, nhất định sẽ có mua sùng. Về phần mặt khác một cái dược phẩm tỉnh thần thuốc viên tác dụng, cũng sẽ không thua ngủ tất linh. Trong xã hội hiện đại, sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh đồng thời. Bất kể là công tác, vẫn là học tập áp lực cùng cường độ cũng càng lúc càng lớn, khiến rất nhiều người đều cảm giác được to lớn cảm giác vô lực, cảm giác mệt mỏi. Mà tinh thần thuốc viên chính là là loại người này chuẩn bị. Bởi vì giấc ngủ không đủ, dẫn đến không có tinh thần, bởi vì từng công tác với mệt nhọc mà khiến thân thể uể oải không thể tả, tình thần thuốc viên cũng có thể sẽ giải quyết vấn đề thế này. Cái khác đồng loại hình hiệu quả rõ ràng dược vật, đều là chủ yếu kích phát người sử dụng tiềm lực, là người sử dụng tạm thời tính trừ đi thân thể huệ oải. Loại thuốc này vật hiệu quả tuy rằng rõ ràng, thế nhưng đều là trị ngọn không trị gốc, đồng thời đối người sử dụng thân thể thương tổn rất lớn, hơn nữa một khi dược lực mất đi hiệu lực lời nói, người sử dụng sẽ cảm giác càng thêm uể oải mệt nhọc. Mà tình thần thuốc viên liền không giống nhau, nó hiệu quả sẽ không thua những dược vật khác, thế nhưng là không có hắn thuốc của nó tác dụng phụ. Tình thần thuốc viên là trực tiếp bổ sung người sử dụng thể lực, Thật giống như người sử dụng trải qua nghỉ ngơi thật tốt, mà khôi phục thể lực như thế, sẽ không xuất hiện người sử dụng tại dược lực một mất hiệu quả, thân thể liền sẽ so với trước kia càng thêm mệt mỏi tình huống. Bất kể là Tỉnh thần thuốc viên, vẫn là Ngủ Cất Linh, đều là lượng tiêu thụ rất lớn dược phẩm. Cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ đầu tiên đẩy ra Ngủ Cất Linh cùng Tỉnh thần thuốc viên, cái này hai khoản thuốc men là Trường Hoa xưởng chế thuốc dùng để mở ra dược phẩm thị trường chủ đánh sản phẩm. Hôm nay là trường hoa xưởng chế thuốc sản phẩm mới tiêu thụ ngày thứ nhất, cũng là tô chiết cung cấp trị liệu nước thuốc thời gian. Trong mấy ngày này, tô chiết gấp đuổi chậm đuổi, đồng thời tại thể chất chậm chậm tăng lên dưới tình huống, tô chiết về phần tại 7 ngày quyên góp đủ 5.000ml trị liệu nước thuốc, mà tô chiết hồi đoái tích phân cũng chỉ là còn lại 2.400 điểm. Cho nên tô chiết tại đi qua lưu thì tiệm thuốc sau, về nhà một lần liền đem này 5.000ml trị liệu nước thuốc, cho chuyển tới trên xe, sau đó lái xe đi tới trường hoa xưởng chế thuốc bên trong. Tô Chiết trước đó cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc, ngoại trừ lưu lại một ít nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới cần thiết dùng trị liệu nước thuốc sau, những thứ khác trị liệu nước thuốc toàn bộ đều bị trường hoa xưởng chế thuốc sinh sản thành ngủ tất linh, cùng tình thần thuốc viên rồi, tổng cộng là 000 000 không mảnh. Hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc bên trong đã không có trị liệu nước thuốc, dùng để sinh sản tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh rồi, cho nên tôi chiết hôm nay mới sẽ gấp với đem trị liệu nước thuốc đưa tới. Đây là tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh bây giờ lượng tiêu thụ còn không thể đề cao, cho nên tổ chiết trị liệu nước thuốc mới miễn cưỡng có thể cung cấp được với. Hơn nữa trường hoa xưởng chế thuốc hiện tại chủ yếu sinh sản nghiệp vụ, vẫn là vì cái khác xưởng chế thuốc gia công. Không phải vậy chỉ dựa vào tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh lời nói, trường hoa xưởng chế thuốc hết thảy công nhân đều không có hoạt kiền, sớm liền nghỉ về nhà. Cho dù tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh bây giờ lượng tiêu thụ tăng lên, thế nhưng tô chiết trị liệu nước thuốc vẫn là mỗi lần cung cấp nhiều như vậy lời nói, cũng vô dụng, vẫn là không cách nào thỏa mãn trường hoa xưởng chế thuốc sản lượng. Lý trường hoa cùng Lưu Hùng đều không cần lo lắng tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh lượng tiêu thụ, cũng không lo lắng sản phẩm mới sẽ thất bại, chỉ là lo lắng tô chiết trị liệu nước thuốc không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc không mấu chốt nhất liền tại tô chiết trị liệu nước thuốc lên, xuất hiện tại không cách nào rất nhiều số lượng cung cấp trị liệu nước thuốc, là hạn chế trường hoa xưởng chế thuốc phát triển lớn nhất trở ngại. Không có tô chiết trị liệu nước thuốc, dù cho thị trường đối tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh nhu cầu to lớn hơn nữa, trường hoa xưởng chế thuốc sinh sản sản lượng lại cao hơn, cũng là không có bất kỳ tác dụng, cuối cùng vẫn là quyết định với tô chiết có thể cung cấp bao nhiêu trị liệu nước thuốc, những thứ khác đều là nói xuông. Tô chiết trải qua mấy ngày nay tu luyện luyện thể thuật, thể chất đã đạt đến 68 điểm. Tại hồi đoái tích phân sung túc dưới tình huống, Tô chiết mỗi ngày có thể vì trường hoa xưởng chế thuốc, phối chế 680 ml trị liệu nước thuốc, một tháng đại khái có thể cung cấp 20.000 ml tả hữu trị liệu nước thuốc cho trường hoa xưởng chế thuốc sinh sản dược phẩm. Nhiệt môn buổi tối, tiếp cận hừng đông lúc 1 giờ, Tô chiết còn đang tu luyện luyện thể thuật. Tô chiết một mực kiên chỉ đến đem thể chất tăng lên tới 69 điểm thời điểm, mới đình chỉ tu luyện luyện thể thuật, hắn tắm một cái sau, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi tu luyện thời gian dài như vậy, Tô Chiết đã thập phần mệt mỏi, không đến bao lâu liền ngủ rồi. Đang ngủ đến nửa đêm thời điểm, từ nơi sâu xa Tô Chiết thật giống nghe được cửa sổ bên trong truyền đến dị thanh. Tâm xanh cảnh giác hắn, buồn ngủ nhất thời hoàn toàn không có. Trong bóng tối, Tô Chiết nhìn thấy một cái bóng đen từ cửa sổ bên trong nhảy vào đến, đồng thời còn hướng về hắn vào tới, tốc độ rất nhanh. Tô Chiết không có bất kỳ trần chờ, trực tiếp một cái vươn mình, tránh đi bóng đen may là tô chiết phản ứng nhanh bóng đen công kích chỉ là đánh ở trên giường tô chiết cũng không có bị thương tổn bất quá động tác của hắn hơi có chút chật vật mà tránh né ra tô chiết lập tức liền hướng về bóng đen đánh tới mà lúc này tô chiết cũng thấy rõ người tới cùng lần trước như thế đối phương vẫn là mang mặt nạ hơn nữa thân hình cũng cùng một ngày kia mặt nạ bóng đen rất tương tự hẳn là liền là cùng một người không thể nghi ngờ mặt nạ bóng đen một đòn thất thủ cũng không có kinh hoàng lập tức xoay người đối phó tô chiết chỉ là mặt nạ bóng đen mới vừa cùng tô chiết một dao thủ lên liền giật nảy cả mình hắn dưới mặt nạ lông mày không khỏi chăm chú nhíu lại bởi vì mặt nạ bóng đen phát hiện trong thời gian thật ngắn tô chiết thực lực tăng lên đã như vậy cấp tốc cùng lần trước so với tô chiết thực lực nếu cách biệt lớn như vậy nếu như là lúc trước tô chiết mặt nạ bóng đen hiện tại có niềm tin tuyệt đối đem tô chiết đánh bại lần trước mặt nạ bóng đen sẽ bị tô chiết đả thương cũng là bởi vì hắn đối tô chiết thực lực tính toán sai lầm nhất thời không cẩn thận mới sẽ bị Tô Chiết đả thương. Mà lúc đó Tô Chiết cũng không dễ chịu. Mà mặt nạ bóng đen lần trước cùng Tô Chiết giao thủ. Bị Tô Chiết làm cho chạy chối chết, một mực bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, quyết định muốn đánh bại Tô Chiết. Mà lúc đó mặt nạ bóng đen đào tẩu sau, cũng suy nghĩ minh bạch hắn thất bại nguyên nhân, cho nên tại chữa khỏi vết thương sau, mặt nạ bóng đen liền không nhịn được tìm đến Tô Chiết báo thù. Vốn là lần này mặt nạ bóng đen có đầy đủ tự tin, đánh bại Tô Chiết cho nên mặt nạ bóng đen mới sẽ chọn phá cửa sổ mà vào, trực tiếp thức tỉnh Tô Chiết. Bởi vì mặt nạ bóng đen muốn ở ngoài sáng lên đánh thắng Tô Chiết, mà không phải bây giờ đang ở chỗ tối hạ độc thủ. Nhưng là bây giờ mặt nạ bóng đen một loại Tô Chiết giao thủ lên. Hắn liền hối hận lựa chọn của mình, hắn không nghĩ tới bây giờ Tô Chiết sẽ so với lần trước thực lực cách biệt lớn như vậy. Trước đó Tô Chiết sức mạnh tuy lớn, thế nhưng cũng chỉ là cùng mặt nạ bóng đen không phân như nhau, mà tô chiết lớn nhất thế yếu chính là tranh đấu kinh nghiệm không đầy đủ. Mà mặt nạ bóng đen có thể lợi dụng điểm này, khiến cho chính mình đứng ở thế bất bại. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là thành lập tô chiết thực lực, cùng mặt nạ bóng đen không sai biệt lắm dưới tình huống, mặt nạ bóng đen mới sẽ có đầy đủ tự tin đánh bại tô chiết, mà nếu như hai người thực lực cách biệt quá lớn lời nói, ưu thế này liền không tồn tại nữa. Mà bây giờ tô chiết, vô luận là lực lượng, hay là tốc độ đều so với trước kia mạnh một đại lễ mặt nạ bóng đen ưu thế cũng không tồn tại nữa, Tô Chiết không lại sẽ bị mặt nạ bóng đen đè xuống đánh. Hôm nay Tô Chiết sẽ không lại như lần trước như vậy uất ức, phải mạo hiểm liều mạng trọng thương mới đem mặt nạ bóng đen bước lui. Trước đó Tô Chiết mặt đối mặt có bóng đen thời điểm, thể chất của hắn chỉ có 56 điểm, mặt đối mặt có bóng đen căn bản không có ưu thế. Mà bây giờ trải qua nhiều ngày như vậy tu luyện, đồng thời tại tối hôm nay Tô Chiết thể chất vừa vặn đột phá đến 69 điểm. Tôi Chiết thể chất đề cao 13 điểm, không vẻn vẹn chỉ là con số lên biến hóa, đồng thời tăng lên còn có tô chiết sức mạnh, tốc độ cùng với cường độ thân thể. Hiện tại bất kể là mặt khác, tô chiết đều so với mặt nạ bóng đen mạnh hơn không ít, duy nhất thế yếu, chính là tranh đấu không đủ kinh nghiệm mặt nạ bóng đen phong phú, thế nhưng tại thực lực tuyệt đối dưới, điểm ấy thế yếu cũng rất nhanh bị tô chiết đền bù. Mà bây giờ mặt nạ bóng đen cũng chỉ có thể ỉ vào của mình kinh nghiệm thực chiến tương đối phong phú, chiêu thức khó lường, mới miễn cưỡng có thể cùng tô chiết đọ sức một trận, thế nhưng lấy tình huống bây giờ dưới mặt nạ bóng đen bị thua cũng chỉ là về thời gian vấn đề hiện tại mặt nạ bóng đen đã có trốn chạy tâm tư chỉ bất quá so với tô chiết chăm chú buộc hắn mới không có cơ hội chạy trốn mặt nạ bóng đen hiện tại đã mất đi lòng tin hắn đã hoàn toàn không chắc chắn có thể đánh thắng tô chiết rồi hắn hiện tại chỉ muốn tìm một cơ hội đào tẩu nếu không thời gian càng lâu lại càng đối diện có bóng đen bất lợi lại kéo dài xuống mặt nạ bóng đen lo lắng hôm nay có thể sẽ tại cắm ở tô chiết trong tay cho dù không thể trốn thoát mặt nạ bóng đen ít nhất cũng phải cùng tô chiết rời đi khoảng cách như vậy hắn mới có thể chuyển bại thành thắng bởi vì mặt nạ bóng đen còn có hậu thủ không có suất chỉ là so với tô chiết chăm chú buộc hắn không tìm được cơ hội mà thôi đúng lúc này phân tâm mặt nạ bóng đen bị tô chiết tìm tới cơ hội một quyền đánh vào trên ngực của hắn tô chiết quả đấm uy lực cũng không yếu lúc trước thời điểm mặt nạ bóng đen cũng không dám gắng đón đỡ tô chiết quả đấm bất kể là lần trước còn là hôm nay mặt nạ bóng đen đều là chủ yếu né tránh làm chủ không dám đi tiếp tô chiết phong mang cái này cũng là lần trước tô chiết có thể bước lui mặt nạ bóng đen một trong những nguyên nhân bởi vì bị tô chiết đánh chúng hậu quả cũng không nhẹ lấy tô chiết lần trước sức mạnh mặt nạ bóng đen đều không chịu nổi huống chi là bây giờ thực lực mức độ lớn tăng lên tô chiết ngực đã chúng tô chiết một quyền tại chỗ mặt nạ bóng đen tự liên tiếp lui vài bước, hắn chỉ là cảm giác ít hầu ngòn ngọt, ngọt, liền biết rõ bản thân mình lần này bị thương không nhẹ rồi. Tô Chiết thừa thắng truy kích, hướng về mặt nạ bóng đen vào tới. Mặt nạ bóng đen không để ý tới thương thế của mình, cũng mượn cơ hội này cùng Tô Chiết rời đi khoảng cách. Làm Tô Chiết xông đến đây thời điểm, mặt nạ bóng đen đối với hắn là một cái hư chiêu, mà kinh nghiệm thực chiến không đủ phong phú Tô Chiết, liền tin là thật, tránh đi mặt nạ bóng đen hư chiêu, mà lùi về sau vài bước. Mặt nạ bóng đen thừa cơ hội này, xoay người chạy hướng về cửa vào bên trong. Vốn là mặt nạ bóng đen là muốn thừa cơ hội này chạy đi, chỉ tiểu tuyết long cũng tại lúc này bị bọn hắn tranh đấu đưa tới sự chú ý, khi thấy mặt nạ bóng đen chạy ra tô chiết căn phòng thời điểm, lập tức liền hướng về mặt nạ bóng đen vào tới. Tiểu tuyết long đánh về phía mặt nạ bóng đen, móng vuốt hướng về hắn gãi đi qua. Nhất thời không có phòng bị mặt nạ bóng đen, ngực nhất thời bị tiểu tuyết long lưu lại mấy cái vết máu. Có thể tiểu tuyết long trung quy không phải mặt nạ bóng đen đối thủ, bị lửa giận công tâm mặt nạ bóng đen một quyền cho đánh bay ra ngoài. Vốn là mặt nạ bóng đen còn muốn tiếp tục công kích tiểu tuyết long, nhưng là vào lúc này tô chiết cũng đuổi tới. Mặt nạ bóng đen căn bản không phải là đối thủ của tô chiết, bất đắc dĩ chỉ có thể tránh né mũi nhọn, xoay người chạy trốn. Vốn là mặt nạ bóng đen là dự định thừa dịp tô chiết còn chưa kịp đuổi theo, chạy đi. Bây giờ bị tiểu tuyết long một trở ngại, đã làm trễ nãi thời gian, tô chiết đã đuổi theo. Mặt nạ bóng đen hiện tại đã không có thời gian đi phá cửa mà ra, thế là hắn theo cầu thang chạy lên lầu 2. Nhiệt môn tô chiết vừa chạy ra khỏi phòng, liền thấy tiểu tuyết long bị mặt nạ bóng đen một quyền đánh bay ra ngoài. Thế là tô chiết vội vàng hướng về tiểu tuyết long chạy đi, hắn lo lắng tiểu tuyết long có chuyện. Bất quá may là tiểu tuyết long trải qua tô chiết thần lực nhiều lần cường hóa, kháng đánh năng lực đã không yếu, Tuy rằng bị mặt nạ bóng đen đánh đổ, nhưng là vì không có bị đánh tới chỗ yếu trên cơ thể vị trí, cho nên chỉ là bị trúc thương nhẹ. Rất nhanh, Tiểu Tuyết Long liền chính mình bò lên, lần nữa đuổi theo mặt nạ bóng đen. Mà tại đây lúc, mặt nạ bóng đen cũng bỏ xuống Tiểu Tuyết Long, chạy lên thang lầu đi. Tô Chiết giật nảy cả mình, vội vàng đuổi theo, bởi vì An Hân cùng An Huyên còn tại lầu hai bên trong nghỉ ngơi. Nóng ruột dưới, Tô Chiết tốc độ lần nữa nhanh thêm mấy phần thế nhưng tô chiết vẫn là chậm một điểm khi hắn chạy tới thời điểm mặt nạ bóng đen đã phá tan an hân căn phòng môn đồng thời rất nhanh cưỡng ép ở an hân làm tô chiết đi tới an hân căn phòng lúc mặt nạ bóng đen đã vững vàng trói lại an hân cổ không để cho nàng có thể chạy trốn để tô chiết thay đổi sắc mặt chính là mặt nạ bóng đen một cái tay dùng để cưỡng ép an hân cái tay còn lại lại vẫn cầm một cây súng lục đồng thời còn chỉ vào an hân đầu đứng lại cho ta không phải vậy đừng quái súng của ta hỏa mặt nạ bóng đen hô bởi vì an hân còn tại mặt nạ bóng đen trong tay hơn nữa mặt nạ bóng đen trong tay còn có thương tô chiết nhất thời cũng không dám manh động lo lắng mặt nạ bóng đen sẽ bởi vậy thương tổn được an hân cho nên tô chiết chỉ có thể nghe mặt nạ lời của bóng đen đứng ở cửa vào tiến cũng không được thối cũng không xong người chớ làm loạn người đến cùng muốn làm gì tô chiết giơ tay lên ra hiệu chính mình sẽ không xuất thủ ta muốn giết chết ngươi có thể không Mặt nạ bóng đen điên cười như điên nói, mà hắn chỉ vào an hân thủ thương, cũng rời về phía tô chiết, chỉ vào tô chiết. Tô chiết, người đi mau, cứ kệ ta, an hân đối với tô chiết hô, nàng hiện tại trong lòng tuy rằng rất sợ sệt. Thế nhưng nàng cũng rất rõ ràng, mặt nạ bóng đen sẽ không bỏ qua nàng và tô chiết, nếu như tô chiết hiện tại không trốn đi lời nói, hay là tô chiết cùng nàng đều sẽ mất mạng. Người cầm miệng cho ta, có tin hay không ta cho người mãi mãi cũng không mở miệng được mặt nạ bóng đen uih Yota nói đồng thời hắn trói lại an hân cổ thủ càng ngày càng dùng sức mà an hân cũng từ từ cảm giác được nghẹt thở càng ngày càng thở không thông mặt nạ bóng đen còn thật sự sợ xề tô chiết sẽ bởi vậy trốn ra khỏi phòng một khi an hân không có thể dùng để uih iota tô chiết lời nói trong tay hắn thủ thương đối tô chiết uih lực đều sẽ giảm nhiều bởi vì lấy mặt nạ bóng đen thương pháp muốn muốn đánh chúng tốc độ cực nhanh tô chiết độ khó không nhỏ hắn không có chút tự tin nào Mặt nạ bóng đen hiện tại cũng bắt đầu mơ hồ hối hận rồi, hắn hối hận chính mình vừa nãy tại Tô Chiết lúc nghỉ ngơi. Tại sao không trực tiếp đối Tô Chiết nổ súng, lúc đó Tô Chiết tuyệt đối không thể tránh đi. Trước đó mặt nạ bóng đen sở dĩ không có đối với Tô Chiết nổ súng, là vì mặt nạ bóng đen đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, cho rằng Tô Chiết căn bản không phải là đối thủ của chính mình, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Hơn nữa nếu như mặt nạ bóng đen nổ súng lời nói, tiếng súng cũng sẽ khiến cho chu vi hộ gia đình chú ý cho nên mặt nạ bóng đen mới sẽ chọn phá cửa sổ mà vào cùng tô chiết tranh đấu mà không phải trực tiếp nổ súng. thế nhưng để mặt nạ bóng đen không nghĩ tới là tô chiết có thể trong thời gian thật ngắn đem thực lực tăng lên nhanh như vậy một sao thủ lên mặt nạ bóng đen liền biết mình đã không phải là đối thủ của tô chiết rồi nhưng khi lúc hắn muốn đối mặt tô chiết từng bước ép sát muốn cầm súng đi ra cũng không có cách nào cuối cùng cho mặt nạ bóng đen tìm tới cơ hội thoát ly chiến đấu vốn là lúc đó mặt nạ bóng đen là muốn trực tiếp trốn chạy. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ bị tiểu tuyết long đi ra quấy nhiễu, mà làm chế nãi thời gian, bất đắc dĩ, mặt nạ bóng đen hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể trước chạy lên lầu 2. Kết quả chạy đến lầu 2 mặt nạ bóng đen, trực tiếp phá tan an hân cửa phòng, cũng đang tô chiết truy trước khi đến cương ép ở an hân, tới nay uy hát yêu ta tô chiết, khiến hắn không dám manh động. Người buông nàng ra, ta để đổi nàng, dù sao mục tiêu của ngươi là ta, chớ làm tổn thương vô tội. Tô Chiết nói ra, mặt nạ bóng đen cũng không biết An Hân cùng Tô Chiết quan hệ, hắn chỉ biết là An Hân là Tô Chiết mời bảo mẫu, cho nên cũng không dám cam đoan Tô Chiết sẽ vì An Hân mà hy sinh chính mình tính mạng. Vì để tránh cho Tô Chiết không quan tâm An Hân an nguy, chính mình một người đào tẩu. Mà một khi An Hân không có thể dùng để uy hát yêu ta Tô Chiết, không thể để cho Tô Chiết ra tay có chỗ băn khoăn lời nói, mặt nạ bóng đen đen sẽ không có cách nào nắm chắc có thể hạn chế Tô Chiết, cho nên mặt nạ bóng đen quyết định không chậm trễ thời gian nữa, trước hết giết Tô Chiết. Liền ở mặt nạ bóng đen quyết định thời điểm nổ súng, hắn cảm giác cổ của mình đột nhiên tê dần, thật giống bị đâm đến như thế. Hơn nữa mặt nạ bóng đen còn cảm giác mình trong nháy mắt bên trong, mất đi tất cả khí lực, trói lại an hân thủ, cũng không tự chủ nới lòng, mất đi khí lực mặt nạ bóng đen thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Mà Tô Chiết cũng thừa dịp thời điểm này, hướng về mặt nạ bóng đen bên này vào tới mặt nạ bóng đen tại ngã xuống thời điểm còn không hết hy vọng, ôm chết cũng muốn kéo một người chôn cùng ý nghĩ, tiêu hao hết cuối cùng một chút sức lực, đối với cách hắn gần nhất an hân nả một phát súng. Tô Chiết cũng nhìn thấy mặt nạ bóng đen hành vi, tại mặt nạ bóng đen đối với an hân thời điểm nổ súng, hắn lấy tốc độ cực nhanh chạy đến an hân trước mặt, dùng thân thể là an hân chặn lại rồi đạn. Thật bất hạnh, Tô Chiết trúng đạn vị trí là nơi ngực của hắn rồi. Tiên huyết rất nhanh liền chảy ra, nhiễm đỏ tô chiết quần áo. Tô Chiết nhìn xuống ngực đau nhức ý, đi tới mặt nạ bóng đen bên người, đầu tiên là cầm lấy rơi trên mặt đất thủ thương. Sau đó Tô Chiết dùng thương chỉ vào mặt nạ bóng đen, xác nhận mặt nạ bóng đen đã rơi vào hôn mê sau, hắn mới vươn tay ra, lấy ra mặt nạ bóng đen mặt nạ. Quả nhiên không ra Tô Chiết suy đoán, mặt nạ bóng đen liền là trước kia bị Tô Chiết phá hủy âm mưu nhạc chính lâm. Tô Chiết lúc đó tại vạch trần nhạc chính lâm âm mưu sau, liền một mực phòng bị nhạc chính lâm có một ngày sẽ trở về trả thù, hiện tại quả nhiên không ra tô chiết dự liệu nhạc chính lâm xác thực không sẽ như vậy mà đơn giản vòng qua tô chiết dù sao nếu không phải tô chiết lời nói hắn lúc đó cũng đã thành công không có ai sẽ hoài nghi hắn cũng là bởi vì nhạc chính lâm tô chiết mới sẽ bắt đầu có trở nên mạnh mẽ trái tim xác nhận nhạc chính lâm đã không có uy hát yêu ta sau tô chiết xoay người đối với sắc mặt trắng bệnh an hân nhẹ khẽ cười nói không phải sợ không sao rồi phiền phức giúp ta gọi xe cứu thương ta muốn đi bổ huyết thời điểm này tô chiết vì an ủi an hân để an hân có thể nhẹ lòng một ít còn mở ra một cái rất lạnh chuyện cười nói xong đầy mặt đổ mồ hôi tô chiết liền lại cũng chống đỡ không nổi nữa hắn hôn mê bất tỉnh bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân tô chiết môi đã bắt đầu trắng bệch ý thức cũng từ từ bắt đầu mơ hồ an hân thấy tô chiết té xỉu sau càng là kinh hoàng luống cuống nàng vội vàng đỡ lấy tô chiết để tô chiết dựa vào ở trên người nàng cuối cùng An Hân biết hiện tại đã không thể chậm chế thời gian nữa, Tô Chiết chảy nhiều máu như vậy, chẳng mấy chốc sẽ không chịu được. An Hân tìm tới điện thoại, đầu tiên là gầy gọi điện thoại cầu cứu, sau đó lại báo động. Sau đó An Hân lấy tay che Tô Chiết vết thương, để máu chảy chậm một chút. Nàng không đứng ở Tô Chiết tai vừa nói chuyện, không cho Tô Chiết ngủ thiếp đi, nàng sợ sẽ Tô Chiết sẽ liền vĩnh viễn ngủ rồi. An Hân nước mắt không ngừng chảy xuống, nhỏ ở Tô Chiết trên mặt. Tô Chiết ý thức theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mơ hồ, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xanh. hơn nữa hắn cảm giác mình càng ngày càng lạnh. may là an hân có thể để cho tô chiết cảm thấy một ít nhiệt độ. không có chuyện gì, đừng khóc, ta chỉ là muốn ngủ một cái, liền một cái, rất nhanh sẽ tỉnh. tô chiết suy yếu nói ra, tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ. tô chiết hiện tại chỉ cảm giác rất khốn mệt chết đi, rất muốn ngủ một hồi. không thể ngủ, tô chiết, người tỉnh lại đi, người cùng lời ta nói được không? An Hân biết Tô Chiết nếu như vậy ngủ lời nói, rất có thể liền sẽ mất đi ý thức. An Hân, người biết không, người để ta nghĩ tới Vũ Hình rồi, ta nhớ rõ lúc ấy lần thứ nhất thấy đến Vũ Hình thời điểm, nàng cũng giống như ngươi, cùng ta không ngừng nói chuyện. Tô Chiết cười nói, hắn biết An Hân dụng ý, thế là hắn cường chống suy yếu, cùng An Hân nói chuyện. Lần thứ nhất, An Hân không rõ, Vũ Hình là Tô Chiết muội muội, hắn làm sao sẽ nói lần thứ nhất thấy đến Tô Vũ Hình, lẽ nào tô chiết mất máu quá nhiều, hiện tại bắt đầu nói mê sảng rồi. Đúng, ta nhớ rõ lúc ấy ta 8 tuổi, bị người coi như tiểu thâu, suýt chút nữa bị người đánh chết, sau đó là vũ hình đã cứu ta, để ta có nhà, không cần tiếp tục phải một người ở bên ngoài lang thang. Ngươi là cô nhi sao? An Hân giật mình, nàng không nghĩ tới tô chiết còn sẽ có như vậy trải qua, nàng vẫn cho là tô vũ hình là tô chiết em gái ruột, bởi vì bọn họ cảm tình thật sự là quá tốt rồi. Không có bị vũ hình mang nhà họp thời điểm, ta là cô nhi, thế nhưng vũ hình mang ta sau khi về nhà cũng không phải là rồi, bởi vì ta có nhà, có cha mẹ, còn có một cái muội muội, ta cũng không phải là cô nhi. tô chiết rất lạc quan, cũng không có bởi vì là cô nhi mà tự ti. cái kia cha mẹ ruột của ngươi, an hân không nhịn được hỏi, thế nhưng nói ra khỏi miệng sau, nàng liền bắt đầu hối hận rồi, bởi vì nàng sợ sẽ gây nên tô chiết chuyện thương tâm của cha mẹ ruột của ta, ta không nhớ rõ có lẽ là chết rồi đi không phải vậy bọn hắn làm sao sẽ không quan tâm ta đây này đối tám tuổi trước ký ức ta không hề có một chút ấn tượng thậm chí ngay cả tên của mình đều quên hay là ta nguyên bản cũng không có danh tự ta lúc đó nguyện vọng lớn nhất đó là có thể ăn được một bữa cơm no nếu như tại lúc rét lạnh có thể có một nơi sưởi ấm cái kia chính là mong mỏi quá lớn rồi là vũ hình đã cứu ta là cha mẹ để ta có yên ổn sinh hoạt để sự sống của ta không lại là một người qua hay là những câu nói này đã giấu ở tô chiết trong lòng đã lâu rồi hôm nay bị an hân lấy ra lên sau hắn không nhịn được toàn bộ khuynh thuật cho an hân nghe hay là liền tô chiết chính mình cũng không biết nói rồi nhiều như vậy hắn chỉ là theo bản năng nói cho an hân nghe tô chiết đi qua cố sự an hân càng nghe tiếp càng là không ngừng được nước mắt cấp cứu trung tâm hiệu suất rất cao không đến bao lâu liền phái tới xe cứu thương sau đó xe cảnh sát cũng theo mà tới thế là nhân viên cứu cấp đầu tiên là là tô chiết cầm máu sau đó lại cùng nhân viên cảnh vụ, đem tô chiết cùng nhạc chính lâm đồng thời đưa lên xe cứu thương, An Hân cũng đi theo xe cứu thương đồng thời đi tới gần nhất bệnh viện. Đã đến bệnh viện sau, tô chiết rất nhanh liền được đưa vào bệnh viện trong phòng giải phẫu, y sinh chuẩn bị bắt đầu vì tô chiết làm giải phẫu. Sau đó, An Hân liền tại cửa phòng giải phẫu chờ đợi. Cảnh sát cũng chờ đợi tại bên ngoài phòng giải phẫu mặt, là An Hân lấy khẩu cung. Trong lòng một mực lo lắng tô chiết An Hân, tâm thần không yên, Đối mặt cảnh sát hỏi dò, cũng chỉ là theo bản năng vấn đáp. Kỳ thực An Hân đối với chuyện này biết cũng không nhiều, nàng lúc đó chính ở trong phòng lúc nghỉ ngơi, Nhạc Chính Lâm đột nhiên xông tới. Đồng thời còn dùng thương cương ép nàng, sau Tô Chiết liền theo đuổi vào. Cuối cùng Nhạc Chính Lâm không biết nguyên nhân gì, đột nhiên mất đi khí lực ngã xuống rồi, bất quá tại cuối cùng thời điểm, Nhạc Chính Lâm đối An Hân nổ súng, là Tô Chiết tại thời khắc sống còn dùng thân thể vì nàng ngăn trở đạn. An Hân biết rõ liền chỉ có nhiều như vậy nàng cũng không có ẩn giấu. An Hân đem biết rõ sự tình toàn bộ đã nói cảnh sát, những thứ khác manh mối, nàng cũng không rõ ràng. Đối với cảnh sát những vấn đề khác, tỷ như nhạc chính lâm ý đổ động cơ, bình thường thời điểm, có không có đắc tội người các loại vấn đề, An Hân cũng không hề có một chút manh mối. Bất đắc dĩ, cảnh sát không thể làm gì khác hơn là đợi được tô chiết, hoặc là nhạc chính lâm sau khi tỉnh lại, hay là mới có thể biết chuyện ngọn nguồn rồi. Bất quá những cảnh sát này chỉ ít biết rồi nhạc chính lâm là nhân vật nguy hiểm, hiện tại đã đem nhạc chính lâm cho khống chế lại, phòng ngừa hắn chạy trốn. Trải qua dài rằng giặc chờ đợi, bệnh viện cửa phòng giải phẫu rốt cuộc mở ra, An Hân vội vàng chạy tới. Lần giải phẫu này rất thành công, bất quá còn nếu qua tối hôm nay mới có thể xác nhận bệnh nhân phải chăng thoát khỏi nguy hiểm kỳ, mời các người tại quãng thời gian này không nên quấy rầy bệnh nhân. Y sinh câu nói sau cùng là đối với cảnh sát bên cạnh nói vốn là lần giải phẫu này, y sinh là không chắc chắn có thể đem Tô Chiết cứu trở về. Bởi vì Tô Chiết trôi mất rất nhiều máu, hơn nữa hắn trúng đạn vị trí, cách vị trí trái tim rất gần, cho nên lần này giải phẫu độ khó rất lớn. Vị này mổ chính y sinh vốn là cũng cho rằng không cứu lại được Tô Chiết rồi, cuối cùng Tô Chiết dựa vào ngoan cường ý chí chiến đấu, cùng với thân thể cường hãn tố chất, vẫn cứ chống đỡ đi qua, vượt qua lần này cửa ải khó. Nếu như Tô Chiết chỗ bị thương lại thiên một chút, hắn liền cứu không trở lại, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Cảnh sát bên cạnh nghe được lời của thầy thuốc, nhỏ giọng lầm bẩm một câu, ta là cảnh sát, cũng không phải hắc bạch vô thường, cũng không phải phải chết, làm sao sẽ khả năng đi quấy dày bệnh nhân. Tuy rằng cảnh sát âm thanh rất nhỏ giọng, nhưng là vẫn bị mổ chính y sinh nghe được, hắn nói ra, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, ta đi trước. Nói xong mổ chính y sinh liền rời đi, mà tô chiết cũng bị đưa đến trong phòng bệnh quan sát. Sau an hân ở lại trong phòng bệnh, bồi tiếp tô chiết mà hai cảnh sát cũng không hề rời đi, bất quá cũng không có đi vào phòng bệnh, một mực chờ đợi ở ngoài phòng bệnh mặt. Về phần nhạc chính lâm, đang bị y sinh cứu tỉnh, liền lập tức bị cảnh sát khống chế lại rồi. Bệnh viện tạm thời còn không xác định nhạc chính lâm vì sao lại té xỉu nguyên nhân, bất quá đã biết nhạc chính lâm trên cổ lưu có sinh vật độc tố, là khiến nhạc chính lâm té xỉu nguyên nhân chủ yếu. Sinh vật độc tố có hai loại xương pháp, theo thứ tự là sinh vật độc cùng thiên nhiên độc tố sinh vật độc là do các loại sinh vật động vật thực vật vi sinh vật sinh ra có độc vật chất là trời nhưng độc tố thiên nhiên độc tố là chỉ sinh vật khởi nguồn cũng không có thể tự phục chế có độc hóa học vật chất bao quát động vật thực vật vi sinh vật sinh ra đối những sinh vật khác vật chủng có độc hại tác dụng các loại hóa học vật chất thế nhưng bệnh viện bây giờ còn không xác định nhạc chính lâm sinh vật độc tố là thuộc về một loại nào sinh vật tuy rằng bệnh viện còn không tìm ra nhạc chính lâm trên người sinh vật độc tố là làm sao tới Bất quá bây giờ chỉ ít đã có thể xác định, nhạc Chính Lâm đã không có những thứ khác nguy hiểm. Một loại sinh vật độc tố chỉ là sẽ cho người trong thời gian ngắn thân thể trong nháy mắt vô lực, đồng thời bởi vậy sẽ đã hôn mê, thế nhưng đối thân thể thương tổn không lớn. Hơn nữa loại sinh vật này độc tố cũng không cần tiến hành cái gì trị liệu, tại hiệu lực sau khi đi qua, người liền sẽ chủ động tỉnh lại, đồng thời sẽ từ từ khôi phục thể lực, sau khi tỉnh lại cũng sẽ có nguy hiểm gì. Cho nên tại nhạc Chính Lâm sau khi tỉnh lại, Cảnh sát liền lập tức đem Nhạc Chính Lâm khống chế lại, đồng thời đem hắn áp trở về trong cục công an, chuẩn bị tiến hành thẩm tra. Đã đến cục công an sau, đối mặt nhân viên cảnh vụ kiểm tra, Nhạc Chính Lâm tự nhiên sẽ không nói thật rồi, hắn chỉ là tùy tiện biên cái cớ, dự định lừa gạt. Bất quá cảnh sát cũng không phải ngốc, đương nhiên sẽ không thật sự cứ như vậy tin tưởng Nhạc Chính Lâm chuyện ma quỷ, hơn nữa Nhạc Chính Lâm cũng không cách nào giải thích súng lục của hắn nguồn gốc. Thế nhưng vui cười chính hiện tại không nói ra lời nói thật lựa chọn cùng cảnh sát rằng con nữa. Cảnh sát nhất thời cũng nắm nhạc chính lâm không có cách nào, chỉ có thể đem nhạc chính lâm trước tiên nhốt lại, lại mặt khác đi tìm chứng cứ, trở lại đem nhạc chính lâm định tội. Nhạc chính lâm tự nhiên biết lần này mình lành ít giữ nhiều, thì không cách nào trốn tránh đi qua, lần này nhạc chính lâm xem như là tải tại tô chiết trên tay rồi. Nhạc chính lâm có thể khẳng định, tô chiết hiện tại đã biết rồi hắn bộ mặt thật rồi, nghĩ đến lăng nhất chấn cũng chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Đối với Nhạc Chính Lâm dám giả mạo Lăng Nhược Tuyết ân nhân cứu mạng, đồng thời còn giáp tâm bất lương muốn khống chế Lăng Nhược Tuyết, bất kể như thế nào, Lăng Nhất Chấn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Nhạc Chính Lâm. Hơn nữa Nhạc Chính Lâm chuyên môn đặt bẫy để hãm hại Lăng Nhược Tuyết, định dùng huyết linh mê hoặc đan đến khống chế Lăng Nhược Tuyết, lấy đạt đến mục đích, tuyệt đối không phải vẻn vẹn vì tiền đơn giản như vậy, cho nên Lăng Nhất Chấn tin tưởng Nhạc Chính Lâm sau lưng nhất định sẽ có người chỉ điểm, bọn hắn mục đích thực sự là cả Lăng gia lăng nhược tuyết chỉ là một cái trong đó quân cờ mà thôi bởi vậy lăng nhất trấn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bức nhạc chính lâm nói ra hậu trường kẻ chủ mưu nhưng là bất kể như thế nào nhạc chính lâm cũng sẽ không đem người ở sau lưng hắn nói ra hắn không có nói có lẽ còn có thể giữ được tính mạng còn có thể ở trong mục tham sống sợ chết nhạc chính lâm biết một khi hắn đem kẻ điều khiển sau hậu trường khai ra lời nói hắn tin tưởng chính mình dù cho hiện tại có thể tránh được tội danh thế nhưng kẻ điều khiển sau hậu trường chắc chắn sẽ không buông tha hắn, sẽ để cho nhạc chính lâm chết oan chết uổng. Hơn nữa bởi vì không có chứng cứ, đến lúc đó nhạc chính lâm lời nói, không những đối với kẻ điều khiển sau hậu trường cấu bất thành uy hát yêu ta, ở bề ngoài lăng nhất chấn cũng không cách nào đối kẻ điều khiển sau hậu trường làm cái gì. Hơn nữa lần này bất luận nhạc chính lâm cuối cùng có thể hay không tẩy thoát tội danh, lăng nhất chấn đều sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bởi vậy nhạc chính lâm đang bị nắm đến cục cảnh sát thời điểm, trong lòng liền đã sớm quyết định chủ ý. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn cũng sẽ không đem kẻ điều khiển sau hậu trường nói ra, hắn phải gánh dưới hết thảy tội danh. Lần này nhạc chính lâm cũng chỉ có thể tính tự nhận xui xẻo rồi, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thêm lần tải tại tô chiết trên tay. Lần đầu tiên thời điểm, cũng là bởi vì tô chiết vạch trần nhạc chính lâm. Hắn dự mưu khống chế lăng nhược tuyết sự tình mới sẽ bại lộ, khiến cho hắn không thể không đào tẩu. Mà lần thứ hai, nhạc chính lâm tìm cơ hội trả thù tô chiết cuối cùng chẳng những không có đắc thủ trái lại chính mình chủ quan mà chịu đến vết thương không nhẹ cuối cùng nhạc chính lâm vẫn là lang bái mà chạy mà tối hôm nay nhạc chính lâm càng là không may cho hắn tìm tới cơ hội cưỡng ép an hân để tô chiết không dám manh động thế nhưng liền ở nhạc chính lâm dự định nổ súng bắn chết tô chiết thời điểm không biết nguyên nhân gì nhạc chính lâm tại thời khắc quan trọng nhất thân thể sẽ đột nhiên mất đi khí lực thậm chí cuối cùng còn mất đi ý thức nếu không Nhạc Chính Lâm cũng sẽ không rơi xuống như thế tình trạng, nếu như không phải tạm thời xuất hiện biến cố, Nhạc Chính Lâm lúc đó cũng đã đắc thủ, hiện tại khả năng đã thành công bỏ trốn. Tuy rằng Nhạc Chính Lâm hiện tại còn không biết, lúc đó hắn vì sao lại đột nhiên mất đi khí lực, thế nhưng Nhạc Chính Lâm tin tưởng tuyệt đối là bởi vì Tô Chiết nguyên nhân, tuy rằng hắn không biết Tô Chiết dùng là thủ đoạn gì. Nếu không, tuyệt đối không thể trùng hợp như vậy, khi hắn muốn được tay thời điểm, lại đột nhiên mất đi khí lực. Đồng thời còn đã hôn mê, đây tuyệt đối cùng Tô Chiết có quan hệ. Cho nên Nhạc Chính Lâm tin tưởng Tô Chiết là khắc tinh của hắn, gặp phải Tô Chiết chỉ có thể coi là tự nhận xui xẻo rồi. Bất quá Nhạc Chính Lâm nhớ rõ lúc ấy hắn tại mất đi ý thức, còn hướng về An Hân nả một phát súng, hắn cuối cùng nhìn đến hình ảnh chính là Tô Chiết xông lại giúp An Hân đỡ được, lập tức Nhạc Chính Lâm liền hoàn toàn mất đi ý thức, đối chuyện phát sinh phía sau không biết gì cả. Làm Nhạc Chính Lâm khôi phục ý thức sau, cũng đã tại trong bệnh viện cho nên hắn hiện tại cũng không biết hiện tại Tô Chiết sống hay chết. Nếu như Tô Chiết đã bị chết lời nói, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Nếu như Tô Chiết mạng lớn không chết được lời nói, nhạc chính lâm phát thệ mình tuyệt đối sẽ không lại đi gây sự với Tô Chiết, bởi vì hắn đã không có tự tin đi đối phó Tô Chiết rồi. An Hân một đêm không ngủ, nàng một mực tại trong phòng bệnh, làm bạn tại Tô Chiết bên người chờ đợi, không hề rời đi qua phòng bệnh một bước. Nàng ngồi ở bên cạnh, một mực yên lặng lặng yên nhìn nằm ở trên giường bệnh Tô Chiết, con mắt rất lâu mới sẽ nháy một cái. Tô Chiết nhất thời không tỉnh, An Hân trong lòng liền một mực tâm thần không yên, không cách nào đem nhất theo tâm tư buông lòng, hắn lo lắng Tô Chiết bệnh tình lại đột nhiên xuất hiện chuyển biến xấu. An Hân cũng coi như nhận thức Tô Chiết thời gian không ngắn nữa rồi, nhưng mà nếu như tối ngày hôm qua không phải Tô Chiết chính mình lời nói ra. An Hân khả năng vĩnh viễn đều sẽ không biết, Tô Chiết khi còn bé nguyên lai còn có một đoạn như vậy không muốn người biết trải qua. An Hân biết Tô Chiết khi còn bé lưu lạc đầu đường thời điểm, khẳng định chịu không ít khổ. Hơn nữa Tô Chiết khi còn bé còn bị người oan uổng thành tiểu thâu, còn thiếu chút nữa bị người đánh chết trải qua, tin tưởng đối Tô Chiết tới nói, nhất định là rất khó quên mất. Tuy rằng tối ngày hôm qua Tô Chiết nói được rất là nhẹ nhàng, chỉ là một câu mang qua, không có quá nhiều đi đến nói chuyện đã xảy ra. Thế nhưng An Hân biết, ngay lúc đó trải qua khẳng định để Tô Chiết chịu đến ảnh hưởng rất lớn, một cái 18 tuổi hài tử, liền có cái này dạng trải qua, nhất định là rất khắc cốt minh tâm. Hay là Tô Chiết hiện tại tính cách hơi hơi quái gở, đồng thời còn không thích cùng người xa lạ giao lưu, cũng là chịu đến khi còn bé ảnh hưởng. An Hân từ Tô Chiết bình tĩnh trong giọng nói, nghe được lòng chua xót. Nguyện vọng lớn nhất càng là có thể ăn một bữa cơm no, mong mỏi quá lớn chính là có cái che gió che mưa địa phương, hay là đối một số người tới nói, quang sống sót cũng đã đem hết toàn lực, vậy còn có tinh lực theo đuổi quá nhiều. So với Tô Chiết, An Hân đột nhiên cảm giác được của mình tuổi ấu thơ đã rất hạnh phúc, tuy rằng nàng lúc còn rất nhỏ, mẫu thân liền đã qua đời rồi, thế nhưng chí ít nàng còn có phụ thân, còn có muội muội ở bên người. Mà Tô Chiết lại là một người lẻ lo hưu quạnh ở bên ngoài lang thang, ăn được no bụng chính là Tô Chiết nguyện vọng lớn nhất rồi. Lúc đó nhạc chính lâm cầm súng cưỡng ép ở An Hân thời điểm, trong lòng nàng đã tuyệt vọng. Nhưng là An Hân không nghĩ tới Tô Chiết cuối cùng sẽ chọn lưu lại, mà không phải mình một người thoát đi gian phòng hay là đại đa số người gặp phải tình huống như vậy, đều sẽ chọn trước tiên chạy trốn đi, mà không phải lưu lại đồng thời đồng sinh cộng tử. Dù sao tình huống lúc đó lưu lại ý nghĩa không lớn, cũng chỉ là giúp đỡ nhiều một cái mạng. Hơn nữa An Hân cũng chỉ là tô chiết trong nhà bảo mẫu, đổi lại những người khác là tô chiết lời nói, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn trước tiên bảo vệ tính mạng của mình trước tiên. Tô chiết lúc đó không muốn rời đi, trái lại hy vọng dùng chính mình đi đổi An Hân, lúc đó An Hân trong lòng ngoại trừ cảm động ở ngoài, càng nhiều hơn chính là sốt ruột, lo lắng Tô Chiết sẽ bởi vậy bị này bất chắc, lưu lại cùng nàng đồng thời không công mất mạng. Làm nhạc chính lâm cầm súng chỉ vào Tô Chiết thời điểm, An Hân phát hiện mình lòng của nếu đã biết, sẽ so với trước kia sợ sệt, làm An Hân nhìn thấy nhạc chính lâm ngón tay đã chuẩn bị kéo súng ngắn cỏ súng lúc, trái tim của nàng liền triệt để rối loạn. Lúc đó An Hân cũng định liều mạng đi vai nhạc chính lâm, để nhạc chính lâm không cách nào nổ súng. Hay là như vậy sẽ để cho nhạc chính lâm trước tiên đem nàng giết, nhưng là như thế này hay là có thể vì Tô Chiết tranh thủ một tia cơ hội, chuyển bại thành thắng. An Hân đã chuẩn bị kỹ càng lấy mạng của mình đổi Tô Chiết mệnh, bởi vì nàng cho là mình thua thiệt Tô Chiết nhiều lắm, cho nên An Hân liền định dùng tính mạng để báo đáp Tô Chiết. Nhưng là liền ở An Hân dự định biến thành hành động thời điểm, nàng không có nghĩ tới sự tình xảy ra, nhạc chính lâm nếu đã biết, sẽ đột nhiên buông nàng ra, đồng thời còn ngã xuống trên đất. Bởi vậy An Hân cứ như vậy thoát ly nhạc chính lâm cưỡng ép, thế nhưng nàng còn chưa có bắt đầu may mắn chính mình tránh được một kiếp thời điểm, nhạc chính lâm sẽ ở trước khi hôn mê, còn không hết hy vọng đối với nàng nả một phát súng. Mà ngay tại lúc này, Tô Chiết cũng vọt tới, tại bước ngoặt cuối cùng. Tô Chiết lựa chọn dùng thân thể là an hân đỡ đạn. Mà chúng đạn Tô Chiết, không để ý tới mình thương thế, mà là cường chống đi trước xác nhận còn có thể bị nguy hiểm hay không, sau Tô Chiết còn ngược lại. Để an ủi an hân, làm cho nàng không cần sợ hãi. Lúc đó An Hân nước mắt liền không ngừng được chảy ra, làm Tô Chiết tại trước mặt nàng muốn té xỉu thời điểm. Nàng cảm giác thiên thật giống lập tức sụp xuống, trong lòng nàng rất khó chịu, rất khó vượt qua. Cái cảm giác này, trước đó An Hân chỉ trải qua một lần, chính là mẫu thân nàng qua đời thời điểm. Nhưng là vì lúc đó An Hân còn nhỏ, vẫn không rõ sinh ly tử biệt hàm nghĩa, cho nên ký ức cũng không phải rất sâu sắc. Bây giờ Tô Chiết lần nữa làm cho nàng thể hội sinh ly tử biệt nàng chỉ cảm giác lòng của mình bên trong rất thống khổ, thật giống lòng như đau cắt như thế. Chờ đợi tại tô chiết bên cạnh An Hân, mỗi khi nhớ tới tối ngày hôm qua tình cảnh, nước mắt của nàng liền không nhịn được chảy ra. PNXS nàng đối chuyện xảy ra tối hôm qua, tâm còn có sợ hãi. Nàng không phải sợ sệt nhạc chính lâm, mà là tô chiết tại trước mặt nàng ngã xuống tình cảnh, thập phần sâu sắc. Làm cho nàng sợ sệt tô chiết sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Dù cho nửa đêm hôm qua thời điểm, y sinh nói tô chiết đã trên căn bản thoát khỏi nguy hiểm kỳ rồi, chỉ cần thuốc tê dược lực đã qua sau đó sẽ tỉnh lại, thế nhưng An Hân y nguyên hay vẫn lo lắng. Cho nên thẳng đến hưởng đông, An Hân con mắt cũng không có bế một hồi, nghỉ ngơi một chút, một tấc cũng không rời canh giữ ở tô chiết bên cạnh, bất cứ lúc nào chiếu cố tô chiết. Làm trời sáng rõ thời điểm, tô chiết ngón tay đầu tiên là giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Tô chiết sau khi tỉnh lại, ý thức còn có chút mơ hồ, hắn một lúc cũng không có nhớ tới chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là cảm giác mình cả người không có khí lực, mà khi hắn nhận ra được băng bó cẩn thận ngực mơ hồ làm đau, mới bắt đầu nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua rồi. Tô Chiết xem gian phòng trang sức, phát hiện hắn hiện tại hẳn là tại bệnh viện trong phòng bệnh. Tô Chiết ngấm lại cũng đúng, hắn tối ngày hôm qua trúng đạn rồi, không thể còn để ở nhà, nhất định sẽ bệnh viện làm giải phẫu. Hơn nữa Tô Chiết vào lúc này cũng phát hiện bên cạnh An Hân, hắn chú ý tới An Hân ánh mắt lúc này đỏ chót, hơn nữa mũi cũng có chút đỏ lên, Tô Chiết nghĩ đến An Hân hẳn là toàn bộ buổi tối đều không có nghỉ ngơi, hơn nữa còn bởi vì lo lắng hắn, mà đã khóc không ít lần, nghĩ tới đây, Tô Chiết trong lòng không khỏi có chút cảm động, trong lòng cảm giác ấm vô cùng. Làm An Hân phát hiện Tô Chiết sốt cuộc tỉnh rồi sau, nước mắt lại lần nữa không hăng hái chảy ra, bất quá lần này An Hân là vì vui sướng. Sau đó An Hân nhớ tới, còn muốn cho y sinh qua tới kiểm tra Tô Chiết, cho nên vội vàng đi ra ngoài kêu thầy thuốc. Y sinh sau khi đến, là Tô Chiết kiểm tra rồi một lần thân thể, nói Tô Chiết hiện tại đã không có nguy hiểm gì rồi, hảo hảo tính dưỡng là được rồi, sau liền rời đi. Tô Chiết để An Hân đem điện thoại di động của hắn lấy tới, sau đó hắn gọi điện thoại cho Dư Hiên Hạo, đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho hắn. Tô Chiết để Dư Hiên Hạo đi thông báo Lăng Nhất chấn dù sao chuyện này là bởi vì Lăng ra lên, Tô Chiết cũng chỉ là không công bị tai bay vạ gió, nhạc chính lâm xét đến cùng hay là muốn giao cho lăng gia xử lý. Y sinh rời đi không đến bao lâu, chờ đợi tại bệnh phòng cảnh sát bên ngoài liền vào được, bắt đầu vì tô chiết lấy khẩu cung, bọn hắn hy vọng tô chiết có thể nói suốt một ít so sánh đầu mối hữu dụng, tỉ như nhạc chính lâm trước đó phải chăng cùng tô chiết từng có xung đột, hoặc là không phải có lợi ích liên quan. Tô chiết nói ăn nhạc chính lâm trước sau đã tới hai lần rồi, lần thứ nhất tô chiết ở ngoài cửa phát hiện nhạc chính lâm, cuối cùng tô chiết đuổi theo cùng hắn đánh một hồi, cuối cùng vẫn là để nhạc chính lâm đào tẩu. Lần thứ hai liền là tối ngày hôm qua, Tô Chiết tại lúc nghỉ ngơi, nhạc chính lâm đột nhiên từ trong cửa sổ chạy vào, cùng Tô Chiết phát sinh tranh đấu. Tiếp lấy nhạc chính lâm chạy lên lầu 2, cưỡng ép ở An Hân đến Uy Yota Yêu Ta Tô Chiết. Thế nhưng không biết cái gì bệnh viện, nhạc chính lâm đột nhiên ngã trên mặt đất, thế nhưng tại cuối cùng thời điểm nhạc chính lâm vẫn là nả một phát súng, khiến Tô Chiết trúng đạn đến cùng. Sau đó An Hân liền kêu xe cứu thương, cũng báo cảnh sát, chi sau chuyện đã xảy ra, cũng không cần Tô Chiết nói. Tô Chiết cũng không có nói ra, Nhạc Chính Lâm trước đó cũng đã cùng hắn có xung đột, đồng thời chuyện này còn liên quan đến Yến Vân thị bí thư thị ủy lên. Cho nên Tô Chiết chỉ nói là hắn hoài nghi Nhạc Chính Lâm là tên trộm, bởi vì Nhạc Chính Lâm lần thứ nhất tới cửa trộm đồ không được, cho nên liền ghi hận trong lòng, tại ngày hôm qua lúc buổi tối, mang theo thương sông vào Tô Chiết nhà, dự định trả thù Tô Chiết. Bởi vì Tô Chiết nhận thức là những chuyện này vẫn là giao cho Lăng Nhất chấn bọn hắn đi xử lý là được rồi, hắn không muốn lại tham dự vào. Là Tô Chiết lấy khẩu cung cảnh sát hơi đau đầu, tuy rằng Tô Chiết cung cấp manh mối biên hân muốn tỉ mỉ rất nhiều, thế nhưng vị này cảnh sát trước sau cho rằng sự tình không có Tô Chiết nói tới đơn giản như vậy, nhạc chính lâm cũng không phải muốn trộm đồ đơn giản như vậy. Trong lúc này khẳng định còn có một chút hắn không biết sự tình, nếu không, vậy tiểu thâu nào dám như thế cản rỡ, hơn nữa nhạc chính lâm còn có bản lĩnh có một thanh súng thật, thế nhưng hiện tại tô chiết đều đã nói như vậy vị này lấy khẩu cung cảnh sát tạm lúc cũng không có biện pháp mặc dù bây giờ như vậy chứng cứ cũng đầy đủ định nhạc chính lâm tội nhưng là cảnh sát còn là có chút không vừa ý audio điện tử võ tấn bền vị này cảnh sát để tô chiết nếu như muốn lên còn có cái khác đầu mối thời điểm để tô chiết lập tức thông báo bọn hắn hiệp trợ giúp bọn hắn phá án đối với cái này yêu cầu tô chiết tự nhiên là trước tiên đồng ý rồi lại nói sau đó vị này cảnh sát là tô chiết lục tốt khẩu cung sau, liền rời khỏi bệnh viện, trở lại bên trong cuộc báo cáo tình huống. Đợi cảnh sát rời đi phòng bệnh sau, An Hân liền để tô chiết nằm trước nghỉ ngơi, nàng đi bệnh viện căng tin mua chút bữa sáng cho tô chiết ăn. An Hân đi rồi, tô chiết nhìn mình băng bó cẩn thận vết thương, xem ra hắn hiện tại ít nhất muốn tại trong bệnh viện này cho ở thêm mấy ngày rồi. Bởi vì lấy tô chiết bây giờ thương thế đến xem, mấy ngày nay hắn là không cần nghĩ có thể tu luyện luyện thể thuật càng đừng nói dùng tam thất đến khôi phục thương thế. Dù sao bất kể là nhân sâm, vẫn là tuyết liên hoa, cùng với tam thất chuyển hóa thành nhiệt khí, điều kiện tiên quyết cũng là cần Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật. Nếu không, là không thể chuyển hóa thành nhiệt khí, đối Tô Chiết không có hiệu quả. Mà Tô Chiết hiện tại cũng không cách nào tu luyện luyện thể thuật, không phải vậy sẽ dính dáng đến vết thương. Cho nên Tô Chiết chỉ có thể chờ đợi đến thương thế khá hơn một chút mới có thể tu luyện luyện thể thuật, lấy luyện thể thuật đem tam thất chuyển hóa thành nhiệt khí đến khôi phục vết thương hiện tại tô chiết không thể làm gì khác hơn là ở tại trong bệnh viện tuy rằng tô chiết rất không thích bệnh viện nơi này bất quá cũng là không có biện pháp không đến bao lâu an hân liền từ bệnh viện trong phòng ăn trở về rồi an hân mua một bát cháo cho tô chiết ăn vốn là tô chiết là muốn chính mình ăn thương thế hắn địa phương là ngực cũng không phải hai tay cho nên vẫn là có thể chính mình ăn bất quá an hân không đồng ý bởi vì tô chiết mới vừa vặn làm xong giải phẫu nàng sợ sẽ liên lụy đến tô chít vết thương cho nên an hân muốn tự tay này tô chít ăn điểm tâm muốn an hân uy tô chít còn là có chút ngượng ngùng bất quá an hân kiên trì hơn nữa tô chít cảm giác mình là một người nam nhân cũng không phải nhăn nhăn nhó nhó hẳn là hào phóng điểm hơn nữa tô chít sống động thủ thời điểm vết thương xác thực sẽ đau đớn cho nên không thể làm gì khác hơn là để an hân đút hắn ăn an hân động tác rất cẩn thận mới đầu tô chít còn có chút ngượng ngùng bất quá rất nhanh tô chiết liền bị an hân thần tình nghiêm túc hấp dẫn nhất thời cũng quên mất thật không tiện sao chính là đến phiên an hân ngượng ngùng bị tô chiết thẳng tắp nhìn chăm chú vào không biết tô chiết bây giờ khẩu vị là bị nuôi điêu hay là bởi vì hắn bị thương nguyên nhân cảm giác bệnh viện phòng ăn cháo bình thản vô vị cho nên không có gì khẩu vị nguyên bản cảm giác rất đói tô chiết chỉ là tại ăn non nửa chén sau cháo liền không đói bụng ăn nữa rồi an hân ta một người ở nơi này là được rồi, người đi về nghỉ trước. Tô Chiết xem An Hân biểu hiện có chút tiểu tụy, nghĩ đến nhất định là bởi vì mệt muốn chết rồi. Hơn nữa một buổi tối đều không có chập mắt. Không có chuyện gì, ta không mệt. An Hân lắc lắc đầu nói ra, nàng không yên lòng Tô Chiết một người ở nơi này. Đúng, người đi về nghỉ ngơi trước đi, Tô Chiết nơi này có ta là được rồi, muộn chút người trở lại là được rồi. Đúng lúc này, Dư Hiên Hạo vừa vặn xuất hiện. Ta ăn không quen bệnh viện phòng ăn đồ vật, người đi về nghỉ sau lại mang ít đồ cho ta ăn là được rồi không cần sớm như vậy tới trở về đi thôi tốt vậy ta muộn chút trở lại làm phiền ngươi an hân cuối cùng đối với dư hiên hạo nói ra vốn là an hân còn không muốn rời đi bất quá tô chiết ăn không quen bệnh viện phòng ăn đồ ăn cho nên nàng mới sẽ đồng ý trở lại trên đường cẩn thận một chút tô chiết nói ra đợi an hân sau khi rời đi dư hiên hạo làm được tô chiết bên cạnh cười nói bạn gái sao không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Ai, mạng của ta tại sao không có người tốt như vậy, có như thế một cái lớn lên đẹp đẽ, rồi hướng người tốt như vậy bằng hữu bình thường. Dư Hiên Hạo lắc đầu thở dài. Nếu không, người tới thử một chút chúng đạn tư vị. Tô Chiết nắm Dư Hiên Hạo không có biện pháp. Ta đùa giỡn, người bây giờ không có sao chứ. Tạm thời không chết được, mạng của ta không phải là ngắn như vậy. Vậy thì tốt, người yên tâm, chuyện này ta đã nói cho chú nghe xong, hắn sẽ xử lý tốt, nhạc chính lâm không có kết quả tốt. Dư Hiên Hạo đàng hoàng trịnh trọng nói ra. Chuyện này, đã chuyện không liên quan đến ta, các ngươi xử lý như thế nào cũng có thể, đúng rồi, của ngươi thanh lang ngao thế nào rồi. Vậy còn có nói, ta nuôi khẳng định là vô cùng tốt, tương lai khẳng định nhỏ hơn ngươi tuyết long còn lợi hại hơn. Nói đến thanh lang ngao lên, Dư Hiên Hạo liền phi thường tự hào, hắn cho là hắn thanh lang ngao là tốt nhất. Thật sao? ngươi cũng đừng khoe khoang khoác lác nha tô chiết cười nói ta nói đương nhiên là lời nói thật rồi thảm ta quên này thanh lang ngao ăn điểm tâm dư hiên hạo nói đến một nửa đột nhiên khẩn trương bởi vì dư hiên hạo đột nhiên nhớ tới hắn biết tô chiết bị thương hơn nữa còn là bởi vì lăng ra quan hệ bị thương cho nên lúc đó nhận được tin tức sau dư hiên hạo lập tức liền tới rồi bệnh viện xem tô chiết rồi mà hôm nay hắn vẫn không có này thanh lang ngao ăn điểm tâm hiện tại thanh lang ngao có thể là bảo bối của hắn mỗi một bữa đều là dư hiên hạo tỉ mỉ chuẩn bị mà hôm nay thanh lang ngao đến bây giờ còn không có ăn điểm tâm không phải do dư hiên hạo không khẩn trương dư hiên hạo hoang mang hoảng loạn tìm lấy điện thoại ra dự định dặn dò trong nhà công nhân này một cái thanh lang ngao thế nhưng dư hiên hạo nhớ tới bởi vì mỗi một bữa đều là hắn tự tay này thanh lang ngao ăn cho nên hiện tại thanh lang ngao chỉ nhận dư hiên hạo một luồng người những người khác cho thực vật cũng sẽ không ăn Bình thường thanh lang ngao như vậy là để Dư Hiên Hạo rất kiêu ngạo, ít nhất chứng minh rồi thanh lang ngao đã tán đồng hắn. Thế nhưng nhưng bây giờ để Dư Hiên Hạo nhức đầu, bởi vì hắn không đi trở về lời nói, thanh lang ngao là sẽ không ăn đồ ăn. Nhưng là bây giờ Dư Hiên Hạo đã đồng ý, phải ở chỗ này chiếu cố tô chiết. Hắn không thể tới không đến bao lâu liền rời đi đi, lời nói như vậy, cũng quá không có nghĩa khí rồi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Dư Hiên Hạo liền rơi vào trong hai cái khó này rất khó lựa chọn. Tô Chiết xem Dư Hiên Hạo bộ dáng, cũng đoán được hắn hiện tại trong lòng đang lo lắng thanh lang ngao, cho nên liền làm đưa ra để Dư Hiên Hạo trở lại quên đi. Nhưng là như người vậy, ta tại sao có thể đi ra a hát? Dư Hiên Hạo tuy rằng rất muốn trở về, thế nhưng Tô Chiết hiện tại bị thương, hắn trở lại cũng sẽ không an lòng. Không có chuyện gì, ta cũng không phải sắp chết, hơn nữa người ở nơi này cũng không giúp đỡ được, huống hồ nơi này còn có hộ sĩ, có việc ta tìm hộ sĩ hỗ trợ là được rồi. Dư Hiên Hạo cho rằng Tô Chiết nói rất có lý, thế là hắn ra ngoài tìm đến bệnh viện viện trưởng, để viện trưởng đi sắp xếp hai người y tá sang đây xem Tô Chiết. Gian phòng này bệnh viện đó là thuộc về Dư gia, hiện tại Dư gia đại thiếu gia ra mở miệng chuyện phân phó, viện trưởng tự nhiên không dám chống đối rồi. Người viện trưởng này vị trí, hắn vẫn không có ngồi bao lâu, cũng không muốn nhanh như vậy liền xuống. Cho nên Dư Hiên Hạo một dặn dò, bệnh viện viện trưởng lập tức liền an bài hai người y tá lại đây chuyên môn phụ trách chiếu cố tô chiết có hai người y tá đến chuyên môn chiếu cố tô chiết dư hiên hạo mới hoàn toàn yên tâm rời đi bệnh viện sau đó hoang mang hoảng loạn chạy trở về chiếu cố hắn thanh lang ngao rồi nhiệt môn tô chiết cười khổ nhìn dư hiên hạo rời đi hắn không nghĩ tới dư hiên hạo rời đi trước còn có thể lưu một nan để cho hắn các ngươi đi làm công việc của mình là được rồi không cần phải để ý đến ta có việc ta sẽ gọi ngươi nhóm là được rồi Tô Chiết đối với hai người y tá nói ra, hắn rất không quen hai cái người xa lạ tới chiếu cố hắn. Không có chuyện gì, công việc của chúng ta chính là chiếu cố ngươi, đây là viện trưởng chỉ thị, ngươi có chuyện gì nói với chúng ta một tiếng là được rồi trong đó một cái hộ sĩ nói ra. Hai cái này hộ sĩ đối thân phận của Tô Chiết rất hiếu kỳ, không biết Tô Chiết vì sao lại chúng đạn, hơn nữa còn có thể để cho viện trưởng chuyên môn phái các nàng tới chiếu cố Tô Chiết, xem ra Tô Chiết bối cảnh thật không đơn giản, hoặc là chỉ ít cũng là nhận thức viện trưởng, không phải vậy viện trưởng cái kia sẽ đích thân sắp xếp các nàng tới chiếu cố Tô Chiết. Tô Chiết cũng không nghĩ tới Dư Hiên Hạo đi thì đi rồi, còn muốn tự cho là thông minh, cho hắn tìm hai người y tá lại đây, Tô Chiết thật là không quen cùng người xa lạ trung đụng. Hiện tại khiến hắn từ chối cũng không phải, không cự tuyệt cũng không phải. Bất đắc dĩ, Tô Chiết chỉ có thể để hai người y tá cho lưu lại, chính hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tô Chiết bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua, hiện tại hắn cũng không nhịn bắt đầu có chút sợ bởi vì tối ngày hôm qua tình hình thực sự quá nguy hiểm chỉ cần hơi bất cần một chút hay là tô chiết cùng an hân hai người cũng phải chết ở nhạc chính lâm trong tay may là tại bước ngoặt cuối cùng tô chiết lá bài tẩy phát sinh tác dụng tối ngày hôm qua nhạc chính lâm lại đột nhiên mất đi khí lực cũng không phải ngẫu nhiên trùng hợp nhạc chính lâm đoán xác thực không sai hắn lại đột nhiên mất đi khí lực cùng ý thức chính là bái tô chiết ban tặng lá bài tẩy này tô chiết là đã sớm an bài tốt chỉ bất quá khi đó tôi chiết chỉ là vì phòng bị mà thôi không nghĩ tới tại lúc khẩn cấp quan trọng phát huy tôi chiết tác dụng không tưởng tượng nổi tại tôi chiết lần thứ nhất đi thẩm châu thành phố ngày thứ nhất bởi vì lúc đó hắn lo lắng rời nhà sau an hân các nàng để ở nhà không an toàn lo lắng các nàng sẽ phát sinh nguy hiểm thế là tôi chiết tại lúc rời đi liền ở nhà bố trí một ít thủ đoạn hy vọng có thể dùng để bảo vệ an hân các nàng như vậy tôi chiết mới có thể an tâm đi thẩm châu thành phố làm việc sau đó nhạc chính lâm lại đột nhiên mất đi khí lực duyên cớ chính là tô chiết bố trí thủ đoạn gây ra đó tô chiết chính mình cũng không nghĩ tới những thủ đoạn này tại tối ngày hôm qua sẽ phát sinh kỳ hiệu cứu tô chiết cùng an hân lúc đó khiến nhạc chính lâm đột nhiên mất đi khí lực là một loại côn trùng là tô chiết tại sủng vật hối đoái thương thành dị thú bên trong hối đoái đi ra ngoài loại dị thú này danh tự là đế vương ong hình thái cùng ong bắp cầy rất tương tự đế vương ong là một loại động vật ăn thịt là dựa vào săn mồi hại trùng cùng cái khác một ít ong mật mà sống. Những này đế vương ong bản thân cũng là đối môi trường tự nhiên cùng sinh thái kiến thiết hữu ích côn trùng, bởi chúng nó thường thường lấy bên trong vùng rừng rậm các loại hại trùng là săn mồi đối tượng, bởi vậy đối phòng chống rừng rậm nạn sâu bệnh có tác dụng rất lớn. Đế vương ong cho người thấy mà sinh sợ, dài chừng 8 mm, tua vòi, cánh cùng phụ lễ màu da cam, thân thể đen nhánh tỏa sáng, có hoàng đường vân cùng thành đôi lấm tấm. Đế vương ong nhìn lên so với ong bắp cầy nhỏ rất nhiều, cái khác đều rất là tương tự. Bởi vì đế vương ong thân hình dù sao tiểu, cho nên rất khó gây nên người chú ý, bởi vậy đế vương ong bí mật tính rất mạnh. Hơn nữa đế vương ong tốc độ phi hành rất nhanh, so ra cái khác ong mật tốc độ muốn chí ít nhanh hơn gấp đôi, hơn nữa phi hành trong quá trình cũng sẽ không giống cái khác ong mật như thế. Có rõ ràng vụ ông âm thanh, đế vương ong phi hành sẽ không phát ra âm thanh, lại tăng thêm có có rất lớn bí mật tính, cho nên thường thường khiến người ta phiền phức vô cùng. Bình thường đế vương ong sẽ không chủ động đi công kích người, bất quá lãnh địa của bọn nó ý thức rất mạnh, một khi lãnh địa xuất hiện cái khác động vật lời nói, đế vương ong đều sẽ đi xua đuổi. Nhưng mà nếu như là ngươi xuất hiện trước tại trên lãnh địa lời nói, đế vương ong thì sẽ không phát động tấn công. Có thể cùng ngươi sống chung hòa bình. Cái này cũng là tôi chiết lựa chọn đế vương ong một trong những nguyên nhân, lời nói như vậy, đế vương ong thì sẽ không công kích An Hân các nàng trái lại có thể mượn đế vương ong sinh hoạt tập tính, dùng tới bảo vệ an hân các nàng. Bất quá đế vương ong lựa chọn lãnh địa thời điểm, bình thường đều là lựa chọn không có cái khác động vật địa phương. Thế nhưng tô chiết hối đoái đi ra ngoài đế vương ong. Tự nhiên là nghe theo tôi chiết an bài, hơn nữa chỉ muốn đối phương không để cho đế vương ong cảm thấy uy hát yêu ta, đế vương ong cũng sẽ không chủ động đi công kích người. Đế vương ong nọc độc người thời điểm cũng không đau, chỉ hơi hơi sẽ khiến người ta cảm thấy tê liệt đế vương ong thân hình mặc dù nhỏ, thế nhưng đế vương ong độc tố lại là rất lợi hại. Một con đế vương ong cũng đủ để cho một luồng người trưởng thành trong nháy mắt mất đi tất cả khí lực, đồng thời liền ý thức cũng sẽ mất đi, mà hiệu quả này kéo dài chừng một ngày. Tuy rằng một con đế vương ong sẽ không đối người sản sinh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nếu như đồng thời bị 10 chỉ trở lên đế vương ong nọc độc đến, người bình thường bình thường sẽ có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Liền ngay cả nhạc chính lâm một cái người tu luyện cũng gánh không được đế vương ong độc tố, đang bị đế vương ong nọc độc đến sau, liền lập tức đã hôn mê rồi, hơn nữa trọn vẹn hôn mê mấy tiếng mới tỉnh lại. Chính là bởi vì đế vương ong độc tố thần kỳ như vậy, tôi chức cuối cùng mới sẽ chọn đế vương ong tới bảo vệ an hân bọn hắn. Hồi đoái một con phổ thông ong mật cũng chỉ là cần một điểm thích phân mà thôi, thế nhưng đế vương ong lại cần hai điểm thích phân mới có thể đổi được một con. Lúc đó tôi chiết đổi 15 con, thu xếp ở nhà các góc. Đế vương ong độc tố tuy rằng rất lợi hại, bất quá đáng tiếc là đế vương ong cùng cái khác ong mật có một chút tương đồng nơi. Cái kia chính là đế vương ong nọc độc người sau, không lâu cũng sẽ chết đi, thông thường đế vương ong một đời nhiều nhất nọc độc một lần, chỉ có số rất ít đế vương ong, tại nọc độc người sau có thể tiếp tục sinh tồn xuống. Tôi chiết tại trước khi ngủ, lén lén đổi hai chỉ đế vương ong đi ra. Bởi vì đế vương ong thân hình rất nhỏ, cho nên rất khó bị người phát hiện, hơn nữa thêm vào tốc độ phi hành rất nhanh. Cho nên cái này hai chỉ đế vương ong đang bay ra Tô Chiết trong tay lúc Trong phòng bệnh hai người y tá đều không có chú ý tới Tô Chiết hối đoái này hai chỉ đế vương ong Chính là dự định phòng bị hắn tại lúc nghỉ ngơi Có người gây bất lợi cho hắn Chỉ cần người chung quanh không để cho đế vương ong cảm thấy định ý Đế vương ong là sẽ không đi công kích người Mà một khi có người gây bất lợi cho Tô Chiết lời nói Cái này hai chỉ đế vương ong liền đầy đủ làm cho đối phương ăn chút đau khổ Liền giống như nhạc chính lâm như thế có hai chỉ đế vương ong ở xung quanh giò xét tô chiết cũng có thể an tâm nghỉ ngơi một chút bị thương tô chiết thật giống đặc biệt dễ dàng khốn như thế tỉnh ngủ không đến bao lâu hắn lại cảm thấy đến bị nhốt cho nên tại đổi hai chỉ đế vương phong hậu ong chúa tô chiết liền rất nhanh ngủ rồi mà bệnh viện viện trưởng chuyên môn an bài hai người y tá thấy tô chiết đang nghỉ ngơi cũng không dám lên tiếng quấy dày tô chiết để tránh khỏi đánh thức tô chiết công việc như vậy để hai người y tá làm mừng rỡ thanh nhàn Tô Chiết hiện tại chuyện gì cũng không cần hai người y tá, chỉ cần tại trong phòng bệnh nhìn Tô Chiết là được rồi. Nhiệt môn Tô Chiết cùng một cảm giác trực tiếp ngủ thẳng sắc trời biến thành đen, hắn mới tỉnh lại. Vừa mở ra mắt, Tô Chiết chính là đầu tiên nhìn thấy An Hân. Tô Chiết lần này ngủ được quá thâm trầm, cho nên hắn cũng không biết An Hân lúc nào tới. Mà trước đó bệnh viện viện trưởng phái tới hai người y tá, Tô Chiết nhưng không có tại trong phòng bệnh đã gặp các nàng, có thể là bởi vì An Hân tới nguyên nhân đi, dù sao Tô Chiết cũng không có chuyện gì muốn hai người y tá làm, hắn cũng không cần các nàng chiếu cố. Hiện tại An Hân đến rồi, nếu như các nàng còn tại ở tại trong phòng bệnh không có việc gì lời nói, liền có vẻ đang lười biếng, cho nên khả năng chính vì như vậy nguyên nhân mà rời đi trước. Đói bụng rồi sao, nếu không ăn trước điểm cháo chứ? An Hân thấy Tô Chiết sau khi tỉnh lại, hỏi, để An Hân tới đút chính mình ăn, Tô Chiết vẫn là cảm giác không quá quen thuộc, rất thật không tiện bất quá An Hân vẫn cứ kiên trì, Tô Chiết cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên Tô Chiết tự nhiên kiên trì để An Hân đút, hắn để sớm kết thúc loại này lúng túng tình cảnh, chỉ có thể tận lực ăn nhanh một chút. Tương đối bệnh viện phòng ăn đồ ăn, Tô Chiết còn là ưa thích ăn An Hân nấu cháo, hắn cảm giác khẩu vị cực kỳ tốt, liên tiếp ăn hai tô lớn mới dừng lại. An Hân ngoại trừ nấu cháo bên ngoài, còn mặt khác nhịn nước canh lại đây, đợi Tô Chiết ăn xong cháo sau, nàng liền múc một chén canh cho Tô Chiết. Là cá chích súp, canh rất nồng, trắng nón nồng đặc, hãy cùng sữa bò sắc như thế, tô chiết vẫn không có ăn liền nghe nói hương vị. An Hân làm cá chích súp, chẳng những không có mùi tanh, hơn nữa chất thịt mềm mại, tư vị tiên đậm đặc. Cứ việc tô chiết vừa nãy ăn hai tô lớn cháo rồi, đã rất no rồi, thế nhưng tại nghe thấy được súp hương vị sau, tô chiết khẩu vị mở ra, hắn liên tiếp uống ba chén canh mới cảm thấy mỹ mãn. Ăn uống no đủ sau, tô chiết nằm trên giường không đến bao lâu, hắn đã nghĩ đi toilet, khả năng mới vừa súp uống quá nhiều, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn rất gấp. Thế là Tô Chiết lấy tay chống đỡ mặt sau, muốn từ giường đứng lên. An Hân nhìn thấy Tô Chiết động tác sau, vội vàng tới đỡ ở hắn. Nói ra, người muốn làm gì sự tình, ta tới giúp ngươi làm. Không phải, ta nghĩ đi đi nhà vệ sinh, ta có thể tự mình đi rồi. Tô Chiết lúng túng nói, loại chuyện này, An Hân còn thật sự không cách nào thay thế Tô Chiết đi hoàn thành. Vậy ta dìu ngươi đi an hân hai cái tay đỡ lấy tô chiết nói ra bất đắc dĩ tô chiết không thể làm gì khác hơn là để an hân đỡ cùng đi may là tô chiết ở trong phòng bệnh liền có độc lập phòng vệ sinh tô chiết không cần chuyên môn chạy đi ra bên ngoài đợi được cửa phòng vệ sinh lúc tô chiết thật không tiện nói ra chính ta đi vào là được rồi ta vẫn không có như vậy yếu đuối mong manh an hân lúc này cũng cảm thấy rất thật không tiện nàng một mực cúi đầu thật không tiện đến xem tô chiết an hân cũng biết tô chiết nói không sai chính mình không thích hợp cùng Tô Chiết đi vào chung phòng vệ sinh. Thế là An Hân từ từ buông tay ra, xác định Tô Chiết mình có thể đứng vững sau, mới hoàn toàn buông tay ra. Để Tô Chiết chính mình đi vào phòng vệ sinh. Hay là người bình thường như Tô Chiết chịu đến như thế thương nặng, cho dù có thể may mắn nhặt về tính mạng, cũng không khả năng tại ngày thứ hai là có thể xuống giường. Thế nhưng Tô Chiết cùng người bình thường không giống nhau, bởi vì hắn bây giờ thể chất là 69 điểm, liền sắp đột phá đến 70 điểm rồi mà một cái bình thường thành niên thể chất của con người nhiều nhất 10 điểm, có thể đạt đến 10 điểm 10 tỷ lệ rất nhỏ, đại đa số người trưởng thành thể chất đều là tại 7 điểm 9 điểm khoảng trưng. Tô chiết thể chất là phổ thông người trưởng thành 7 lần. Cho nên hắn bây giờ thân thể năng lực hồi phục rất mạnh, sinh mệnh lực cũng so với người bình thường ngoan cường rất nhiều. Cho nên tô chiết hiện tại tuy rằng bị thương, thế nhưng hắn cũng không cần an hân 24 giờ chiếu cố, chuyện bình thường, tô chiết dựa vào chính mình cũng có thể làm được, chỉ bất quá tại trong thời gian ngắn. Còn không thể làm một ít kịch liệt động tác. Tô Chiết tiến vào toilet thuận tiện sau, đi ra sau, An Hân lại đỡ hắn về trên giường nghỉ ngơi. An Hân, người đi về trước đi, chờ một chút chậm liền không an toàn rồi. Tô Chiết nói ra, hắn nhìn đồng hồ cũng không sớm, liền để An Hân đi về trước. Muộn như vậy trở về lời nói, An Hân một người nữ sinh cũng không an toàn. Tối hôm nay ta không trở về, ta lại ở chỗ này gác đêm. An Hân lắc lắc đầu, nói ra. Không cần, ta chính mình một người ở nơi này là được rồi, người đi về trước đi, ngày mai lại tới là được rồi. Tiểu Huyên hai ngày nay nghỉ, ta làm cho nàng muộn thượng khán bảo bảo, cho nên ta ở lại chỗ này nhìn ngươi, không có chuyện gì. An Hân vẫn là bướng bỉnh lắc đầu. Tô Chiết thấy An Hân nói như vậy, biết nàng sẽ không đồng ý trở về, cũng không tiện nói cái gì nữa rồi. An Hân cùng Tô Chiết hai người đều là lời nói tương đối ít người, hơn nữa hai người cũng rất ít có đơn độc chung đụng cơ hội, cho nên chọn một cái buổi tối, hai người cũng không nói lời gì, có chút nặng nề. Tô Chiết để An Hân hướng về bệnh viện thuê một tấm trồng chất ghế tựa, làm cho nàng lúc buổi tối, có một nơi có thể nằm nghỉ ngơi một chút. Tấm này trồng chất ghế tựa liền đặt ở giường bệnh bên cạnh, như vậy An Hân cũng thuận tiện chiếu cố Tô Chiết. Sắc trời tối rồi sau, An Hân tắt đèn, liền nằm ở trồng chất ghế tựa, bắt đầu nghỉ ngơi tuy rằng tô chiết cùng an hân hai người đều nhắm mắt lại bất quá hai người lúc này đều không có ngủ không có bất kỳ buồn ngủ tô chiết là tại lúc ban ngày đã ngủ một ngày hiện tại hắn tinh thần đặc biệt đủ một điểm cơn buồn ngủ đều không có bất quá tô chiết biết nếu như hắn hiện tại không ngủ an hân cũng sẽ không nghỉ ngơi cho nên liền làm bộ ngủ rồi mà trong lòng suy nghĩ chuyện an hân hiện tại cũng là không buồn ngủ một lát sau an hân cho rằng tô chiết ngủ rồi liền lén lút mở mắt ra xoay người nhìn chăm chú vào Tô Chiết. Bởi vì trong phòng đã tắt đèn nguyên nhân, chỉ có ngoài cửa sổ chiếu vào nguyệt quang, để gian phòng đã có được một tia sáng, sẽ không đưa tay không thấy được năm ngón. Trong phòng điểm ấy nguyệt quang, cũng chỉ là để an hân chỉ là đại khái thấy rõ Tô Chiết mặt đường viên, về phần muốn nhìn rõ một điểm, là không thể hy vọng, thế nhưng an hân đã cảm giác rất đủ hài lòng. An Hân nhìn chăm chú vào tô chiết rất lâu, ánh mắt một mực không hề rời đi qua tô chiết thân ảnh của chính là cái này nhìn lên còn hơi hơi non nớt lại như một cái chàng trai người nhìn lên rất rộng rãi nam sinh trong lòng nhưng lại không biết giấu bao nhiêu cay đắng khiến người ta rất thương tiếc chính là cái này nam sinh sửa an hân vận mệnh nếu như không phải nam sinh này lời nói an hân cũng không biết nàng và muội muội bây giờ sẽ là cái dạng gì thế nhưng an hân biết nếu như nàng không có gặp phải tô chiết lời nói nàng khả năng mãi mãi cũng sẽ không giống như bây giờ hài lòng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn chỉ cần tô chiết tại bên cạnh nàng, nàng liền sẽ cảm thấy an tâm, sẽ không không có phương hướng cảm giác. Lúc đó An Hân bị nhạc chính lâm dùng thương cưỡng ép ở, mới đầu trong lòng nàng thật là sợ hãi, là không biết làm sao. Thế nhưng tại tô chiết sau khi đi vào, An Hân lại đột nhiên cảm nhận được an tâm, lại như tìm tới người tâm phúc như thế, trong lòng thật giống đột nhiên có một cỗ sức mạnh thần bí, nàng vẫn như cũng bị nhạc chính lâm thương chỉ vào, thế nhưng nàng cũng không lại sợ hãi rồi hoặc là nói lúc đó An Hân trong lòng vẫn là rất sợ hãi, chỉ bất quá nàng cũng không phải lo lắng, chính mình sẽ chết tại nhạc chính lâm trong tay, mà là sợ sẽ Tô Chiết cũng sẽ gặp phải bất chắc. Sau đó Tô Chiết dùng thân thể là An Hân đỡ đạn, tại trước mặt nàng ngã xuống một khắc đó, An Hân cảm giác mình cực kỳ bi thương, trong lòng nàng cũng theo đồng thời phá nát như thế. Nếu như có thể để cho An Hân lựa chọn, nàng tình nguyện chúng đạn người, là nàng, mà không phải Tô Chiết đến vì nàng đỡ đạn nhìn thấy người ở bên cạnh rời đi cảm thụ của mình là rất khó chịu loại này khó chịu thậm chí so với tử vong còn còn đáng sợ hơn bởi vì nó sẽ khiến người điên cuồng sẽ để cho thống khổ cả đời sẽ dần vặt ngươi cả đời loại này cảm thụ tại an hân khi còn bé mẫu thân tại trước mặt nàng qua đời thời điểm an hân liền cảm thụ qua một lần mà bây giờ tô chiết lại làm cho nàng một lần nữa trải qua một lần hơn nữa càng thêm ghi lòng tạc dạ càng thêm khó quên loại này khiến người ta thống khổ tư vị thẳng đến tô chiết tại an hân sau khi tỉnh lại, mới biến mất không còn tâm hơi. Hay là chỉ có đã đến mất đi một khắc đó, người mới sẽ thấy rõ lòng của mình, thấy rõ trong lòng người chân chính quan tâm người. Cũng là tô chiết tại an hân trước mặt ngã xuống thời điểm, an hân mới biết, nguyên lai like tô chiết đã bất trì bất giác lưu trong lòng nàng rồi, không thể rời bỏ rồi, tô chiết đã là an hân trong lòng không thể thay thế người rồi. Trong bóng tối, an hân dựa vào yếu ớt nguyệt quang, một mực nhìn chăm chú vào tô chiết. Nàng xem cực kỳ lâu, nhưng thật giống như Vĩnh Viễn xem không qua như thế. An Hân nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới nàng và Tô Chiết hồi ức. Tại An Hân bị sốt thời điểm, là Tô Chiết chiếu cố của nàng, hơn nữa còn tự mình làm một phần cơm rang trứng cho nàng ăn. Sau đó, An Hân kế Mẫu Tạ Xuân Hương muốn cướp đi An Huyên chữa bệnh tiền. Lúc đó tiền này là cho An Huyên cứu mạng dùng tiền, mà Tạ Xuân Hương là dự định cầm làm của nàng tiền cờ bạc. Mà An Hân các nàng cha ruột An Điền chẳng những không có ngăn cản tạ Xuân Hương, trái lại còn giúp tạ Xuân Hương, để An Hân đem này cứu mạng tiền cho nàng kế mẫu. Lúc đó An Hân chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, nàng không nghĩ tới An Điền sẽ như vậy nhu nhược, nghe theo tạ Xuân Hương tất cả lời nói, khiến hắn làm cái gì thì làm cái đó, mà đối nữ nhi của hắn lại bỏ mặc Là tô chiết tại An Hân tuyệt vọng nhất thời điểm, dũng cảm đứng ra, làm cho nàng cảm nhận được một tia ấm áp, làm cho nàng biết còn có người quan tâm của nàng cuối cùng tại An Huyên xuất viện thời điểm, chịu đến y sinh lưu ý ngăn cản, dẫn đến trong quá trình xảy ra một ít bất ngờ. Mà cuối cùng điên cuồng lưu ý lúc đó cầm đao giải phẫu, dự định gây bất lợi cho An Hân thời điểm, là Tô Chiết đứng ra là An Hân chặn hạ dao găm, cuối cùng Tô Chiết thủ còn bị thương. Mỗi khi nhớ tới chuyện này thời điểm, An Hân đều có chút tự trách, bởi vì nàng lúc đó cũng có chút quái sai Tô Chiết, cho rằng Tô Chiết lúc đó muốn cho An Huyên chữa bệnh, là không nỡ bỏ tiền trị bệnh, mới khiến cho An Huyên xuất viện không biết tôi chiết là vì giúp an huyên chữa bệnh mới khiến cho nàng xuất viện nếu như không có tôi chiết lời nói an huyên bệnh đến bây giờ khả năng đều vẫn không có chữa khỏi nào sẽ như hiện tại như thế khỏe mạnh tôi chiết toàn tâm toàn ý muốn giúp các nàng mà lúc đó an hân lại không tin hắn cho nên hiện tại an hân mỗi khi nhớ tới đều sẽ trách tự trách mình mà lần này tôi chiết lại lần nữa cứu an hân một mạng càng là suýt chút nữa đến mệnh cũng không có tôi chiết cứu an hân hai lần bị hai lần thương, hơn nữa còn giúp An Hân nhiều như vậy, này làm cho An Hân không biết làm sao mới có thể báo đáp Tô Chiết. An Hân cũng nhớ tới lúc đó uống rượu say Tô Chiết, lúc đó lơ đắng cưỡng hôn nàng, này làm cho An Hân hiện tại nhớ tới, mặt đều còn có chút nóng lên. Nàng nghĩ cùng Tô Chiết ở giữa từng tí từng tí, bất chi bất giác liền thất thần. Làm An Hân lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện có một đôi tràn đầy nụ cười con mắt nhìn chăm chú vào nàng, này làm cho sắc mặt nàng lập tức đỏ lên hơn nữa rất nóng rất nóng an hân vội vàng chuyển người qua đi nhắm mắt lại không còn dám đến xem tô chiết lòng của nàng bây giờ nhảy đến rất nhanh bởi vì tô chiết phát hiện nàng đang trộm nhìn hắn để an hân hiện tại không dám đi đối mặt tô chiết tô chiết vốn là cho rằng đã qua lâu như vậy an hân cũng đã ngủ rồi cho nên liền định chơi một chút điện thoại di động giải buồn chỉ là không có nghĩ đến vừa quay đầu lại liền nhìn thấy an hân vẫn nhìn hắn cũng không có ngủ cho nên liền để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó An Hân hốt hoảng động tác cũng làm cho Tô Chiết cảm giác An Hân rất đáng yêu. Một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn để Tô Chiết tâm tình không khỏi du nhanh hơn không ít. Ngày thứ hai làm Tô Chiết tỉnh ngủ sau nhưng không có phát hiện An Hân thân ảnh của. liền ở Tô Chiết hơi nghi hoặc một chút thời điểm An Hân bưng bồn rửa mặt đi vào. Nguyên lai like An Hân là ra ngoài nấu nước nóng cho Tô Chiết rửa mặt súc miệng sau đó An Hân lại đựng cháo cho Tô Chiết ăn. Này làm cho Tô Chiết càng thêm trong lòng nghĩ không thông, bởi vì tối ngày hôm qua An Hân mang tới cháo cùng súp đều cho hắn đã ăn xong, không có còn dư lại. Mà bây giờ An Hân thịnh cho Tô Chiết cháo, cũng không như là từ bệnh viện trong phòng ăn mua, càng giống là An Hân tự mình làm, hơn nữa An Hân còn chuẩn bị súp cho Tô Chiết. Vậy thì để Tô Chiết không hiểu, An Hân ở nơi nào nấu cháo cùng nấu canh? Đây là người tự mình làm sao? Tô Chiết hỏi. Ừm, vừa nãy người tại lúc nghỉ ngơi, ta đi trở về một chuyến. An Hân gật đầu một cái nói, này làm cho tôi chiết giật mình. An Hân phải nhiều dậy sớm đến, mới có thể đi trở về làm tốt cháo, nấu tốt súp, sau đó lại mang đến bệnh viện cho hắn ăn. Đồng thời liền nước nóng đều giúp tôi chiết chuẩn bị xong. Tối ngày hôm qua An Hân vốn là rất muộn mới bắt đầu ngủ, cứ như vậy, trên căn bản An Hân tối ngày hôm qua chưa ngủ. Sao bao lâu, liền thức dậy chuẩn bị. Tôi chiết ăn xong cháo. An Hân liền cầm chén ra ngoài bên ngoài giặt sạch. Đúng lúc này, trong phòng bệnh có người ở bên ngoài gõ gõ cánh cửa. Làm phòng bệnh cửa sau khi được mở ra, người tiến vào lại là Tô Chiết không có nghĩ tới. Người này chính là thiên nhã cửa hàng châu báu tổng giám đốc Hạ Hàm Nặc, trước đó đem khang Mỹ sủng vật bệnh viện chuyển nhượng cho Tô Chiết Hạ Hàm Nặc. Tô Tiên Sinh, người thân thể hiện tại thế nào rồi? Hạ Hàm Nặc đem nhất theo giỏ trái cây phóng tới trong hộp tủ, đối với Tô Chiết nói ta đã tốt hơn rất nhiều, cảm tạ quan tâm. Tô Chiết không biết Hạ Hàm Nặc làm sao sẽ biết hắn chịu thương nằm viện sự tình, trước đó hắn cũng không hề nói cho Hạ Hàm Nặc biết rõ, này làm cho trong lòng hắn rất kỳ quái, không nghĩ ra. Vậy thì tốt, sáng sớm thời điểm, ta vừa vặn tới nơi này xem bằng hiếu, lại không nghĩ tới sẽ ở trong bệnh viện nhìn thấy Tô Tiên Sinh, chẳng qua là lúc đó người tại ăn điểm tâm, cho nên ta sẽ không có tiến tới quấy giày Tô Tiên Sinh rồi. Hạ Hàm Nặc là Tô Chiết giải thích nghi hoặc nguyên lai like chỉ là trùng hợp mà thôi còn có tô tiên sinh ngươi lần trước nhịn đau cắt thịt phỉ thúy hiện tại đã làm tốt sản phẩm cho nên ta liền dẫn theo một khối chuẩn bị đưa cho tô tiên sinh không nghĩ tới sẽ như vậy xảo hôm nay lại ở chỗ này gặp phải tô tiên sinh hạ hàm nặc từ túi sách bên trong lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho tô chiết sau khi mở ra tô chiết phát hiện bên trong là một cái do phỉ thúy điêu khắc thành dây chuyền nhiệt môn nạ à hàm nặc mang tới dây chuyền làm công rất tinh xảo, lại tăng thêm nguyên liệu là dùng chính dương lục pha lê trùng phỉ thúy. Cho nên Tô Chiết tuy rằng sẽ không biết dây chuyền giá trị thực sự, thế nhưng chỉ ít hắn cũng biết này dây chuyền khẳng định có giá trị không nhỏ, này phỉ thúy đã thuộc về hạ tiểu thư, ta như thế nào không biết xấu hổ nhận lấy, hạ tiểu thư ngươi vẫn là cầm lại đi, ý tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Tô Tiên Sinh, ngươi là chướng mắt này dây chuyền, vẫn không có làm bạn của tôi. Hạ Hàm nặc nói thật. Làm sao biết chứ, ta không là nghĩ như vậy, chỉ là này dây chuyển quá quý trọng, ta không tốt nhận lấy. Tô Chiết vội la lên. Vậy thì tốt, Tô Tiên sinh ngươi yên tâm, này dây chuyển không đáng giá bao nhiêu tiền. Hơn nữa của ngươi phỉ thúy, còn giúp ta bận rộn, ngươi liền nhận lấy A AH. hát. Vậy thì cảm ơn hạ tiểu thư rồi, Tô Chiết không có từ chối nữa rồi, trực tiếp đem dây chuyển nhận lấy đến. Hạ hàm nặc nhìn một chút thời gian, nói ra, Tô Tiên sinh, ta còn có chuyện, tự đi trước rồi, lần sau trở lại xem tô tiên sinh. Được, hạ tiểu thư đi làm chuyện của chính mình là được rồi. Hạ hàm nặc đứng dậy đi tới cửa bên, lại đột nhiên xoay người lại, cười nói, tô tiên sinh, người này nuôi ngọc ba năm ngọc nuôi một đời người, này dây truyền thường thường mang cũng là không sai. Nói sau, hạ hàm nặc liền rời đi phòng bệnh rồi. Hạ hàm nặc đi rồi, tô chiết nhất thời cũng không biết đem này dây truyền để ở nơi đâu được. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đeo tại trên cổ. Này dây chuyền, Tô Chiết vuốt cảm giác thập phần bóng loáng nhẵn nhụi, cảm xúc rất tốt, hắn đặt ở trên ngực, cũng không khó chịu, trái lại thật thoải mái, cho nên liền làm một mực mang được rồi. Trong thời gian này, y sinh lại đây phòng bệnh, là Tô Chiết kiểm tra rồi thân thể, đồng thời là Tô Chiết thay đổi thuốc. Buổi trưa, An Hân rời đi bệnh viện, lại chạy trở về nấu cơm. Tô Chiết một người ở tại trong bệnh viện không có việc gì, cả ngày nằm ở trên giường bệnh, cảm giác thập phần nhàm chán, rất muốn rời đi bệnh viện đi về nhà hơn nữa an hân vì hắn, cả ngày chạy tới chạy lui, một khắc đều dỗi rảnh không tới, để tô chiết rất thật không tiện. Bất quá tô chiết cũng biết hôm nay xuất viện là chuyện không thể nào. Hắn bây giờ còn không cách nào tu luyện luyện thể thuật, còn cần bệnh viện đến trị liệu thương thế của hắn, cho nên hắn hiện tại tạm thời còn không thể rời đi bệnh viện. An Hân làm tốt sau khi ăn xong, mang một chút lại đây bệnh viện cho Tô Chiết ăn. Đợi cơm nước xong xuôi sau, An Hân đi tìm một tấm xe đẩy lại đây, đem tô chiết nâng lên xe đẩy, sau đó đem tô chiết đẩy ra trong phòng bệnh. An Hân đẩy xe lăn, đem tô chiết mang tới bệnh viện lục hóa đái bên trong, để tô chiết hóng mắt một chút, hô hấp một cái bên ngoài không khí mới mẻ, đồng thời còn có thể thuận tiện phơi nắng mặt trời. Tại trong phòng bệnh đã ngốc phiền tô chiết đi ra sau. Tâm tình đặc biệt khoan khoái, hơn nữa lúc này Thái Dương cũng không phải mãnh liệt như vậy, thân thể bị phơi vẫn là thật thoải mái. Cứ như vậy, An Hân bồi tiếp tô chiết ở bên ngoài phơi hơn một giờ thái dương, mới đem tô chiết đẩy trở về phòng bệnh bên trong. đã đến ngày thứ hai, bởi vì An Huyên đã đi trường học, cho nên An Hân liền đem bảo bảo đồng thời mang đến trong bệnh viện bồi tiếp tô chiết. Kaka, ca ca, ngươi làm sao ngã bệnh? Bảo bảo bò lên trên trên giường bệnh, tại tô chiết bên vừa hỏi. Bởi vì Kaka ca ca bình thường không có rèn luyện thân thể, mà buổi tối lúc ngủ lại đá chăn, cho nên liền ngã bệnh. Bảo bảo ngươi liền không thể làm như vậy nha. Không phải vậy bảo bảo cũng sẽ sinh bệnh, muốn tới bệnh viện uống thuốc tiêm. Tô Chiết cười nói, bảo bảo không nên đánh châm, tiêm rất đau. Bảo bảo cùng đại đần quy mỗi ngày đều có rèn luyện nha, cho nên bảo bảo là sẽ không sinh bệnh. Bảo bảo cũng không có đá chăn, là bị tử không ngoan, chính mình chạy xuống giường. Tô Chiết bị bảo bảo lời nói chọc cười, nguyên lai bảo bảo cái chăn còn sẽ tự mình trốn. Hơn nữa bảo bảo mỗi ngày cái gọi là rèn luyện, chính là ngồi ở sun kata lục quy trên lưng. Để Sun Kata Lục Quy mang theo nàng khắp nơi bò, hoặc là để Sun Kata Lục Quy lôi kéo xe của nàng đi. Bảo bảo như vậy liền trở thành chính mình có rèn luyện thân thể. Bất quá bảo bảo có Tô Chiết người ca ca này, cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra bệnh, muốn tới bệnh viện tiêm uống thuốc, bởi vì Tô Chiết thần lực chính là tốt nhất thần đan thần dược. Hôm nay có bảo bảo làm bạn, Tô Chiết ngược lại cũng sẽ không như chi hai ngày trước nhàm chán như vậy rồi. Cùng bảo bảo cùng nhau chơi đùa trò chơi nhỏ. Tại bệnh viện thời gian trong ngược lại là đã qua rất nhanh. Buổi tối tôi chiết để An Hân mang Bảo Bảo đi về nghỉ, tối hôm nay liền không dùng tại trong bệnh viện cùng hắn rồi. Bởi vì có Bảo Bảo tại, tại trong bệnh viện cũng không thích hợp, cho nên tối hôm nay An Hân liền cũng không có kiên trì để lại, mang theo Bảo Bảo về nghỉ ngơi. Tại An Hân cùng Bảo Bảo về trước khi đi, tôi chiết để An Hân về đến nhà sau gọi điện thoại cho hắn. An Hân cùng Bảo Bảo đi rồi nửa giờ sau, An Hân liền gọi điện thoại lại đây báo cho Tô Chiết, các nàng đã đến nhà, để Tô Chiết yên tâm. Bởi vì Tô Chiết vừa nãy uống thuốc quan hệ, cho nên hắn rất sớm đã có cơn buồn ngủ rồi, dù sao cũng là không có việc gì, cho nên Tô Chiết tối hôm nay rất sớm rồi nghỉ ngơi. Đào mắt, Tô Chiết liền ở trong bệnh viện ở trọn vẹn 5 ngày. Hiện tại Tô Chiết cảm giác thương thế của hắn trên căn bản đã không có gì đáng ngại rồi, hắn hiện tại có thể bắt đầu thử nghiệm tu luyện luyện thể thuật, đến khôi phục thương thế. Bởi vì Tô Chiết tại trong bệnh viện tu luyện luyện thể thuật rất không tiện, lại tăng thêm này 5 ngày bên trong, an hân vì Tô Chiết, nhưng là bệnh viện cùng trong nhà chạy tới chạy lui, không có gì thời gian nghỉ ngơi, cho nên hắn liền quyết định hôm nay xuất viện. Bởi vậy Tô Chiết liền dự định đi làm thủ tục xuất viện, kết quả tại làm lý thủ tục xuất viện thời điểm, Tô Chiết lại chịu đến hắn y sĩ trưởng quấy nhiễu. Tô Chiết y sĩ trưởng không đồng ý, Tô Chiết sớm như vậy tựu ra viện, bởi vì Tô Chiết bị thương nặng như vậy, còn cần tại bệnh viện quan sát một quãng thời gian mới có thể khiến hắn xuất viện. đương nhiên tô chiết y sĩ trưởng không phải giống như lưu ý dắp tâm bất lương, mà là từ thầy thuốc góc độ, chân thực là tô chiết thân thể cân nhắc. tô chiết cùng y sinh khuyên can đủ đường, nói rồi rất lâu, y sinh cũng không đồng ý tô chiết xuất viện. tuy rằng trong mấy ngày này, tô chiết thân thể thương thế khôi phục rất nhanh, thế nhưng y sinh vẫn là không yên lòng tô chiết nhanh như vậy tựu ra viện, khuyên bảo không có kết quả tô chiết, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Dư Hiên Hạo. Để Dư Hiên Hạo giúp hắn nghĩ biện pháp, khiến hắn hôm nay là có thể xuất viện. Bởi vì cái này bệnh viện là Dư Hiên Hạo nhà mở, tôi Chiết tin tưởng Dư Hiên Hạo tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Dư Hiên Hạo tại nhận được tôi Chiết điện thoại, cùng với yêu cầu sau, hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Dư Hiên Hạo biết Tô Chiết bản thân mình liền biết trị bệnh, hơn nữa thủ đoạn rất cao minh mà lăng nhược tuyết chính là tô chiết từ trong quỷ môn quan, mạnh mẽ cứu trở về. Cho nên Dư Hiên Hạo đối tô chiết y thuật là rất có lòng tin, cũng không có đi hỏi tô chiết tại sao phải nóng lòng xuất viện. Bởi vì Dư Hiên Hạo biết tô chiết tại trong bệnh viện, khả năng vẫn không có tô chiết chính mình trị liệu hiệu quả tốt. Bởi vậy Dư Hiên Hạo tại nhận tô chiết điện thoại sau, liền lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện viện trường, khiến hắn đi xử lý chuyện này. Y sĩ trưởng thật sự là rất cố chấp rồi, bất luận Tô Chiết nói cái gì, đều không cho phép Tô Chiết hôm nay xuất viện, dù cho Tô Chiết nguyện ý bảo đảm sau khi xuất viện, hắn có bất kỳ việc cũng không cùng bệnh viện cùng y sinh có quan hệ, thế nhưng y sĩ trưởng vẫn là không đồng ý Tô Chiết xuất viện. Tô Chiết không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi Dư Hiên Hạo tin tức tốt rồi. Tô Chiết cho Dư Hiên Hạo gọi điện thoại không đến bao lâu, rất nhanh bệnh viện viện trưởng liền chạy tới Tô Chiết trong phòng bệnh. Bác sĩ Vương, ngươi làm sao không cho Tô Tiên sinh công việc thủ tục xuất viện, Viện trưởng đi tới phòng bệnh sau, đối với bác sĩ Vương hỏi. Vừa nãy này hoàng viện trưởng tại nhận được Sư hiên hảo điện thoại sau, là đã ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bởi vì cái này lần trước viện trưởng, liền là bởi vì hắn làm thầy thuốc nhi tử, lạm dụng chức quyền, không cho bệnh nhân công việc thủ tục xuất viện, ngăn cản bệnh nhân xuất viện mới cuối cùng hạ vị. Đương nhiên đây cũng là bởi vì lần trước viện trưởng cùng con trai của hắn, bình thường cũng là không sạch sẽ nguyên nhân, mới sẽ bị đồng thời giải quyết. Thế nhưng này Hoàng Viện Trưởng vẫn là lo lắng cho mình cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ, cho nên tại nhận được Dư Hiên Hạo chỉ thị sau, lập tức liền chạy tới. Hoàng Viện Trưởng, bởi vì Tô Tiên sinh thân thể, bây giờ còn không thích hợp xuất viện, còn cần tại nằm viện quan sát một quãng thời gian. Bác sĩ Vương không nghĩ tới, chuyện này nhanh như vậy liền truyền tới Viện Trưởng trong tai. Bác sĩ Vương, ý tốt của người ta chân thành ghi nhớ, xin người yên tâm, ta sẽ đối thân thể của mình chịu trách nhiệm. Tô Chiết vội vàng nói người xem tô tiên sinh đều đã nói như vậy bác sĩ vương người vẫn để cho tô tiên sinh đi công việc thủ tục xuất viện hiện tại liền viện trưởng đều nhúng tay chuyện này bác sĩ vương cũng không tiện lại tiếp tục kiên trì không cho tô chiết xuất viện bất quá hắn cuối cùng vẫn lại yêu cầu tô chiết làm tiếp nhiều một lần kiểm tra mới có thể khiến hắn xuất viện hôm nay có thể xuất viện là tốt lắm rồi cho nên tô chiết cũng không có cự tuyệt nữa rồi chẳng qua liền lãng phí nữa có chút thời gian được rồi tuy rằng này kiểm tra theo tô chiết không chút nào tác dụng Tô Chiết nghe theo vương lời của thầy thuốc, làm một cái toàn thân kiểm tra rồi, lấy ra báo cáo cho bác sĩ vương xem sau. Mới rốt cục cho phép hắn xuất viện. Tại làm lý thủ tục xuất viện, kết toán tiền thuốc thang thời điểm, Tô Chiết mới biết nguyên lai dư hiên hạo đã. Giúp hắn toàn bộ ngạch chi trả tiền thuốc men rồi, bệnh viện đem Tô Chiết được viện tiền thế chấp toàn bộ trả lại. Tô Chiết cũng không có từ chối, dù sao lần này hắn sẽ trúng đạn bị thương, cũng là bởi vì lang ra mà gây ra đó. Mà Dư Hiên Hảo hỗ trợ chi trả tiền thuốc men, cũng là việc nên làm, cho nên Tô Chiết yên tâm thoải mái, không có cảm giác đến thua thiệt ai. Tô Chiết cùng An Hân các nàng trận một chiếc taxi, ngồi xe đi về nhà. Mới vừa vừa về đến nhà, Tiểu Tuyết Long liền lập tức chạy tới nghênh tiếp hắn, mà Tiểu Tuyết Long mặt sau không ngoài dự tính đi theo hai con tiểu tàng sư. Những tiểu tử này trong mấy ngày này đều không có nhìn thấy Tô Chiết. Đã rất tưởng niệm hắn, cho nên Tô Chiết vừa xuất hiện, liên lập tức chán ở bên cạnh hắn không rời đi. tô chiết đầu tiên là là tiểu tuyết long kiểm tra một chút thân thể, lúc đó tiểu tuyết long bị nhạc chính lâm đánh một quyền. tô chiết lo lắng tiểu tuyết long bởi vậy bị thương, may là nhạc chính lâm lúc đó là tạm thời ra quyền, chưa dùng tới toàn lực, hơn nữa cũng không có đụng tới tiểu tuyết long chỗ yếu, cho nên tiểu tuyết long cũng không có bị thương gì, hiện tại đã hoàn toàn được rồi. tô chiết sờ sờ tiểu tuyết long đầu, sau đó khiến chúng nó chính mình đi chơi, sau đó tô chiết đi tới trong hậu viện. Trong mấy ngày này, tuy rằng Tô Chiết đều tại trong bệnh viện, không có thời gian chiếu cố dược liệu, thế nhưng An Hân mỗi ngày đều sẽ đến hậu viện cùng lầu ba sân thượng bên trong quản lý. Hơn nữa mỗi ngày đều biết dùng Tô Chiết chế biến ra tốc nước thuốc, cho những dược liệu này dội lên. Cho nên mấy ngày nay dược liệu sinh trưởng tình huống, vẫn là rất không tệ. Sau đó Tô Chiết đi tới hậu viện hồ cá bên trong, Trung Hoa Thảo Quy cùng Tiểu Long Quy, cái này hai chỉ quỷ lười đang tại tắm nắng, thoải mái ngủ trưa, Tô Chiết đến rồi cũng không biết, Tô Chiết tiến đi lấy vỏ trứng gà, sau đó đặt ở Tiểu Long Quy trước mặt. Lúc này Tiểu Long Quy ánh mắt tuy rằng vẫn là nhắm, không có mở ra, thế nhưng cái mũi nhỏ giật giật, thật giống tại nghe thấy mùi vị, cuối cùng há mồm ra cắn một khối nhỏ, bắt đầu ăn. Mặc dù nhỏ Long Quy ăn vỏ trứng gà, thế nhưng vẫn như cũ vẫn chưa có tỉnh lại, vẫn là nhắm mắt lại đang ngủ. Tiểu Long Quy ăn cái thứ nhất sau, còn muốn cắn nhiều hơn một khối, nhưng là Tô Chiết đã đem vỏ trứng gà cầm đi. Tiểu Long Quy đối với không khí cắn nhiều lần, mới tỉnh ngộ lại. Bởi vì ăn không được vỏ trứng gà rồi, Tiểu Long Quy mới bắt đầu mở mắt ra, đánh tính ra tìm vỏ trứng gà. Vừa mới tỉnh ngủ Tiểu Long Quy, còn có chút mơ hồ, đứng đấy rung đùi đắc ý một hồi lâu, mới phấn chấn lên. Làm Tiểu Long Quy phát hiện Tô Chiết, đồng thời nhìn thấy Tô Chiết cầm trong tay vỏ trứng gà thời điểm, liền lập tức hướng về Tô Chiết bỏ đã tới. Tô Chiết cũng không có sâu Tiểu Long Quy khẩu vị liền trong tay vỏ trứng gà đưa cho Tiểu Long Quy ăn. Kết quả không nghĩ tới Tiểu Long Quy bắt được vỏ trứng gà sau, liền lập tức xoay người chạy rồi, không thèm để ý Tô Chiết. Thế là, Tô Chiết vươn tay ra, đem Tiểu Long Quy tìm đưa tới tay. Mới đầu Tiểu Long Quy còn có chút dẫy ruộng, hơn nữa Tiểu Long Quy khí lực còn không nhỏ. Bất quá khi nó phát hiện Tô Chiết sẽ không cướp đi hắn vỏ trứng gà sau, liền tùy ý Tô Chiết rồi, không phản kháng nữa rồi, chỉ là cố lấy ăn của mình vỏ trứng gà. Tô Chiết đại khái đánh giá coi một cái tiểu long quy trọng lượng, phát hiện tiểu long quy sinh trưởng tốc độ vẫn là thật mau, nặng không ít, hơn nữa thể hình nhìn lên cũng so với vừa ra đời thời điểm lớn hơn không ít. Thế là Tô Chiết đi lấy đem mấy các màn hình thước, dự định là tiểu long quy số lượng một cái lớn nhỏ. Tiểu long quy ra đời một ngày kia bên trong, Tô Chiết cũng dùng mấy các màn hình thước số lượng qua một lần, lúc đó tiểu long quy giáp bụng độ dài là. Tô Chiết đem tiểu long quy cuốn tới, vẫn như cũng dùng thước xếp số lượng nó giáp bụng quá trình này tiểu long quy không hề có một chút dẫy ruộng, dù cho thân thể bị tô chiết cuốn tới, cũng không có phản ứng chút nào, vẫn như cũng chỉ là cố lấy ăn vỏ trứng gà, 10 phần kẻ tham ăn một cái. Bất quá tiểu long quy cũng xứng đáng kẻ tham ăn cái danh xưng này, không chỉ lực giận dữ rất nhiều, liên thể hình cũng lớn hơn không ít. Lần này tô chiết số lượng tiểu long quy giáp bụng là, 10 ngày thời gian trong, trọn vẹn dài, không trách long quy thành niên thể hình có thể lỗi lớn gala khăn ca tư lục quy rồi như vậy sinh trưởng tốc độ rất nhanh sẽ có thể đạt đến. Là tiểu long quy số lượng thật dài độ sau, Tô Chiết liền độ vào 3 điểm cường hóa thần lực cho tiểu long quy, cường hóa thân thể của nó. Cũng không biết có phải hay không là Tô Chiết ảo giác, bởi vì Tô Chiết phát hiện tiểu long quy đang hấp thu cường hóa thần lực sau, thân thể nếu so với trước kia muốn nhỏ đi một chút. Tô Chiết để chứng minh chính mình không có nhìn lầm, lần nữa dùng thước xếp số lượng tiểu long quy giáp bụng, Quả nhiên giáp bụng lần này xác thực so với trước kia nhỏ một chút điểm, số lượng đồng dạng địa phương, hiện tại chỉ có 11cm rồi, tô chiết số lượng nhiều lần vẫn là như vậy. Hấp thu cường hóa thần lực sau tiểu long quy, so với không có hấp thu cường hóa thần lực thời điểm, giáp bụng nhỏ, tuy rằng không phải rất rõ ràng, rất dễ dàng liền sơ sót. Audio điện tử võ tấn bền Trước đó tô chiết cũng không biết, tiểu long quy đang hấp thu cường hóa thần lực sau, thân thể sẽ thu nhỏ lại, hắn một mực không có chú ý tới phương diện này lên. Bất quá tiểu long quy hấp thu cường hóa thần lực sau, tuy rằng thân thể sẽ so với trước kia co lại nhỏ hơn một chút, thế nhưng tiểu long quy sức mạnh cùng tốc độ, cường độ thân thể đều sẽ có rõ ràng tăng cường. Cho nên tô chết ngược lại không lo lắng tiểu long quy hấp thu cường hóa thần lực sau, sẽ xảy ra vấn đề gì. Mà này thu nhỏ lại thân thể tác dụng phụ, tô chết xem không chỉ không có ảnh hưởng gì, còn giúp tô chết bận rộn. Bởi vì tiểu long quy sinh trưởng tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, tiểu long quy chỉ là ra đời 10 ngày thời gian trong, liền chọn vẹn dài ra 2,4 cm, nhưng mà này còn không phải tiểu long quy nhanh nhất sinh trưởng tốc độ. Hiện tại tiểu long quy còn nhỏ, đợi được nó đại lúc 1 giờ, sinh trưởng tốc độ lại sẽ tăng lên rất cao. Dựa theo tiểu long quy bây giờ sinh trưởng tốc độ mà tính, không tốn thời gian dài, trong hậu viện liền không có không gian chứa được tiểu long quy rồi cho nên hiện tại tiểu long quy hấp thu cường hóa thần lực thân thể sẽ thoáng thu nhỏ lại vừa vẫn có thể ức chế một cái tiểu long quy sinh trưởng tốc độ từ ở một phương diện khác xem vậy cũng là một chuyện tốt rồi đem tiểu long quy thả lại hồ cá phù đảo bên trong để chính nó đi ăn vỏ trứng gà tô chiết đem trung hoa thảo quy bắt lại cũng vì nó số lượng một cái độ dài trung hoa thảo quy sinh trưởng tốc độ so với tiểu long quy tới nói liền có vẻ chậm rất nhiều mười ngày này Trung Hoa Thảo Quy thân dài cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó. Tô Chiết cũng làm cho Trung Hoa Thảo Quy hấp thu một điểm cường hóa thần lực, bất quá Trung Hoa Thảo Quy cũng không hề giống như Tiểu Long Quy, Trung Hoa Thảo Quy hấp thu cường hóa thần lực sau. Thân thể cũng sẽ không thu nhỏ lại, vẫn như cũng không có gì thay đổi. Xem ra cũng không phải hết thảy quy đều cùng tiểu long quy như thế. Sẽ xuất hiện thân thể thu nhỏ lại tình huống, ít nhất Trung Hoa Thảo Quy cùng Sun Kata Lục Quy đều sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tô chiết đầu tiên là là trong nhà hết thảy sủng vật, thay phiên dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa một phen sau, sau đó hắn đi hậu viện hái được 1.37 sau. Tô chiết đem những này vừa mới hái xuống tam thất, dùng nước trong rửa sạch sau, cho mang tới trong phòng của hắn. Đem cửa phòng đóng lại sau, tô chiết liền bắt đầu lợi dụng những này tam thất tu luyện luyện thể thuật rồi. Tuy rằng hôm nay tô chiết nhất định phải xuất viện, thế nhưng không có nghĩa thương thế của hắn đã được rồi chỉ bất quá bởi vì tô chiết dùng tam thất phụ trợ luyện thể thuật, thường thế tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều, cho nên tô chiết mới không muốn bên trong ở tại bệnh viện. mấy ngày nay thân thể suy yếu để tô chiết rất không quen, làm cái gì đều rất không tiện. nếu không phải mấy ngày trước tô chiết thân thể còn không thích hợp tu luyện luyện thể thuật, hắn đã sớm xuất viện. nào sẽ đợi cho tới hôm nay mới công việc thủ tục xuất viện. tô chiết cắn xuống một miệng lớn tam thất, sau đó lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật hấp thu đem tam thất dược lực chuyển hóa thành nhiệt khí. Vừa mới bắt đầu tu luyện luyện thể thuật thời điểm, bởi vì luyện thể thuật động tác tương đối có chút kịch liệt, cho nên mỗi một cái động tác đều sẽ dính dáng đến tô chiết vết thương, đau đến tô chiết ra không phải đổ mồ hôi đi ra. Bất quá tô chiết cắn răng nhịn xuống cảm giác đau, kiên trì tu luyện luyện thể thuật. Theo tam thất tại tô chiết trong cơ thể bị luyện thể thuật chuyển hóa nhiệt khí, đồng thời còn bị luyện thể thuật dẫn dắt đến tô chiết miệng vết thương, tô chiết mới bắt đầu nhẹ lòng một ít tuy rằng tô chiết vết thương vẫn như cố thỉnh thoảng phát ra đau đớn một hồi thế nhưng ấm áp nhiệt khí thời khắc làm dịu tô chiết vết thương hai người rằng có tiêu tan dưới cũng làm cho tô chiết không có thống khổ như vậy từ xuất viện sau khi về đến nhà ngoại trừ vừa mới bắt đầu cùng với tiểu tuyết long cùng tiểu long quy chúng nó một lúc sau đó tô chiết liền đi vào gian phòng có tam thất phụ trợ luyện thể thuật trị liệu thương thế mãi cho đến bảo bảo đến trong phòng gọi tô chiết ăn cơm tối tô chiết mới dừng lại Bất quá tại ăn cơm tối sau, Tô Chiết lại lập tức đi vào gian phòng, bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Bởi vì thân thể bị thương cảm giác suy yếu, để Tô Chiết rất không quen, cho nên hắn phải tận lực đem thương thế chữa khỏi, một lần nữa nắm giữ mạnh mẽ thân thể. Thẳng đến hừng đông hai điểm nhiều thời điểm, lấy xuống tam thất đều tiêu hao hết sau, Tô Chiết mới ngừng lại. Tu luyện cả ngày, Tô Chiết cũng cảm giác sức cùng lực kiệt rồi, lúc này Tô Chiết thương thế cũng khá thất thất bát bát, hiện tại có thể phát huy ra bình thường tám thành thực lực, không có lúc trước cảm giác suy yếu rồi. Cho nên Tô Chiết liền định hiện tại nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tiếp tục tu luyện luyện thể thuật rồi. Tô Chiết tắm rửa sạch sẽ, liền sẽ gian phòng nằm rồi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tô Chiết đã rời giường. Lúc này sắc trời vẫn không có hoàn toàn sáng, Tô Chiết rửa mặt sau, cũng không ngay lập tức tu luyện luyện thể thuật. Mà là mang theo tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư, mang theo chúng nó suốt đi tản bộ, hô hấp một cái không khí mới mẻ. Mấy ngày nay, bởi vì Tô Chiết bị thương nằm viện, mà An Hân muốn chiếu cố Tô Chiết quan hệ, cho nên Tiểu Tuyết Long cùng hai con tiểu tàng sư đều một mực ở nhà, cũng không có đi ra. Bất kể là chó ngao Tây Tạng, vẫn là tàng sư đều là thuộc về yêu thích vận động động vật, mấy ngày nay một mực chưa hề đi ra, Tô Chiết đoán chừng chúng nó sắp buồn bực hỏng rồi. Cho nên Tô Chiết liền thừa dịp hiện tại mang theo Tiểu Tuyết Long cùng Tiểu Tàng Sư, đi ra đi tản bộ một chút, khiến chúng nó đi ra vận động một chút, chính mình cũng hảo tại bên ngoài hoạt động gân cốt một cái. Trước đây tôi Chiết mang Tiểu Tuyết Long đi ra đùa thời điểm, một có cơ hội, Tiểu Tuyết Long đều sẽ giặt ra chân, ở trên không trong đất thỏa thích chạy. Bất quá từ có hai con Tiểu Tàng Sư sau, Tiểu Tuyết Long sẽ không có như vậy tận hứng rồi. Bởi vì Tiểu Tuyết Long cần muốn tùy thời tùy chỗ bồi bạn hai con Tiểu Tàng Sư, không khiến chúng nó chạy mất, đồng thời cũng trông giữ chúng nó, khiến chúng nó không có cơ hội gặp phải nguy hiểm. Cứ như vậy, tiểu tuyết long đi ra liền không có gì thú vị, hơn nữa ngược lại sẽ bình thường càng thêm mệt mỏi một điểm. Bởi vì cái này hai con tiểu tàng sư, không có chút nào an phận, tổng là ưa thích khắp nơi chạy loạn. Quan trọng nhất là hai con tiểu tàng sư, còn yêu thích tách ra chạy đi. Để tiểu tuyết long tùy thời tùy khắc cũng không thể dừng lại, nhất định phải tùy thời tùy chỗ chú ý tiểu tàng sư, một khi phát hiện chúng nó đi ra sau, liền nhất định phải tới đem chúng nó ngậm trở về. Tô Chiết xem tiểu tuyết long như vậy, chính nó căn bản không có chơi cơ hội, lời nói như vậy, Tô Chiết mang tiểu tuyết long đi ra tản bộ, cũng là mất đi ý nghĩa. Vốn là Tô Chiết mang tiểu tuyết long đi ra chơi, cũng là vì để tiểu tuyết long có thể vận động, có thể để cho tiểu tuyết long đi ra thỏa thích chạy. Thế là Tô Chiết tiến lên, đem hai con tiểu tàng sư mang tại bên cạnh mình, ra hiệu tiểu tuyết long để chính nó ra ngoài chơi. Tiểu tuyết long tại xác nhận hai con tiểu tàng sư tại Tô Chiết bên người, sẽ không chạy mất sau, mới bắt đầu về phía trước chạy lên hai con tiểu tàng sư vốn cũng muốn đi theo tiểu tuyết long cùng đi có thể là vì có tô chiết ở nguyên nhân chúng nó chạy không thoát chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn tiểu tuyết long chạy sau đó hai con tiểu tàng sư bắt đầu nhẹ nhàng cắn tô chiết ống quần để tô chiết chú ý chúng nó sau liền bắt đầu đối tô chiết mại manh rồi hai con tiểu tàng sư chỉ dùng chân sau chống đỡ thân thể cùng nhau đứng lên hy vọng tô chiết có thể thả chúng nó rời đi khiến chúng nó có thể đi cùng tiểu tuyết long đồng thời chạy nhiệt môn tô chiết nhìn đến thú vị càng thêm không muốn thả cái này hai chỉ tinh nghịch quỷ rời khỏi. Thế là Tô Chiết quyết định thừa dịp hiện tại, huấn luyện một chút hai con tiểu tàng sư, dạy chúng nó đứng thẳng, ngồi xuống, nằm sấp, cùng với thân thủ, những này đơn giản mệnh lệnh. Hai con tiểu tàng sư rất thông minh, lại tăng thêm lại phối hợp Tô Chiết, cho nên rất nhanh sẽ học xong một ít động tác đơn giản, rõ ràng Tô Chiết chỉ lệnh, thậm chí hai con tiểu tàng sư còn học xong giả chết. Tô Chiết để hai con tiểu tàng sư, đồng thời xếp hàng đứng thẳng sau đó đối với chúng nó từng cái làm một cái nổ súng thủ thế. Sau hai con đứng yên tiểu tàng sư, cùng nhau ngã trên mặt đất giả chết. Màu đen tiểu tàng sư còn thành thật một chút, chúng đạn sau, liền ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Mà màu trắng tiểu tàng sư động tác liền tương đối nhiều một chút, chúng đạn sau, còn ô hô vài tiếng sau, mới ngã trên mặt đất, hơn nữa còn sẽ giấy ruộng sau một thời gian ngắn mới sẽ chết đi, biểu diễn thiên phú 10 phần, để Tô Chiết không thể không cho điểm cái khen, màu trắng tiểu tàng sư thật sự là quá biết đoạt màn ảnh rồi. Tô Chiết cùng hai con tiểu tàng sư đùa bất diệt nhạc hồ, chúng nó cũng không có muốn chạy ra ý nghĩ, thành thành thật thật đi theo Tô Chiết bên người. Thẳng đến tiểu tuyết long chạy đủ, Tô Chiết mới mang theo chúng nó về nhà, sau đó cho tiểu tuyết long cùng màu trắng tiểu tàng sư chuẩn bị bữa sáng. Đương nhiên Tô Chiết cũng sẽ không quên tiểu long quy cùng Trung Hoa Thảo Quy, cùng với Sun Kata Lục Quy. Tô chiết cho Sun Kata Lục Quy chuẩn bị đồ ăn là một đại bàn cây du mạch món ăn cùng cà rốt, hai thứ này đồ ăn, Sun Kata Lục Quy đều rất thích ăn. Sau tô chiết cho Trung Hoa Thảo Quy thực vật vẫn là quy lương thực, thêm một mảnh rau dưa. Mà tô chiết nấu cho mình mấy cái trứng gà, coi như thức ăn của mình, mà hắn vỏ trứng gà chính là tiểu long quy thực vật rồi. Cũng là bởi vì vì tiểu long quy, tô chiết hôm nay mới sẽ quyết định bữa sáng ăn trứng gà, chính là vì để tiểu long quy có vỏ trứng gà ăn. Chờ chúng nó toàn bộ ăn uống no đủ sau, tôi chiết lại dùng cường hóa thần lực, giúp chúng nó cường hóa thân thể. Sau đó tôi chiết hái một chút tam thất, lại trở về trong phòng bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi. Tam thất phối hợp luyện thể thuật chuyển hóa nhiệt khí, dùng để trị liệu thương thế. Hiệu quả rất tốt. Tại buổi trưa, tôi chiết cuối cùng đem lần này thương thế toàn bộ chữa lành, thực lực cũng hoàn toàn khôi phục. Thậm chí tôi chiết chúng đạn vị trí liền vết tích đều không hề lưu lại thật giống như Tô Chiết không có chúng thương qua như thế. Chữa khỏi thương sau, Tô Chiết cho Lý Trường Hoa gọi điện thoại, tìm hiểu một chút gần nhất xưởng chế thuốc tình huống, cùng với ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên hai loại dược phẩm tiêu thụ tình huống. Ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm xưởng ra sự tình. Gần nhất rất bận sao, Lý Trường Hoa cười nói, từ ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên ra thị trường sau, hắn và Lưu Hùng mỗi một ngày đều chú ý lượng tiêu thụ, cùng với an bài làm sao đẩy ra rộng rãi, mà Tô Chiết mấy ngày nay đều không có đến hiểu rõ qua tình huống. Rất hiển nhiên, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng hai người cũng không biết Tô Chiết bị thương sự tình, nếu không. Cũng sẽ không không đến bệnh viện nhìn một chút Tô Chiết. Ta mấy ngày nay xác thực có chút bận bịu bất quá trong xưởng có người cùng Lưu Huynh là được rồi. Tô Chiết cười nói, hắn cũng không tính nói ra hắn chịu thương nằm viện sự tình, không có ý nghĩa gì. Sau, Lý Trường Hoa nói với Tô Chiết một cái xưởng chế thuốc tình huống, trường hoa xưởng chế thuốc mấy ngày nay ngược lại là giống như quá khứ, chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó, vẫn như cũ chủ yếu vì cái khác xưởng chế thuốc gia công làm chủ. Trường hoa xưởng chế thuốc cũng không phải là lợi nhuận, chỉ cần có thể thanh toán công nhân tiền lương là được rồi. Mà ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên hai loại dược phẩm tiêu thụ tình huống, tại Yến Vân Thị ra thị trường ngày thứ nhất, lượng tiêu thụ xác thực rất ít, dù cho lưu thị tiệm thuốc ra sức mở rộng dưới, vẫn không có cái gì thấy hiệu quả. Bất quá tại ngày thứ hai bắt đầu, ngủ cất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tuyên truyền chính thức bắt đầu sau, lượng tiêu thụ liền bắt đầu chuyển tốt. Ngày thứ hai bên trong, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đầu tiên là để Yến Vân Thị qua báo chí tuyên truyền ngủ cất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, sau lại bắt đầu tại đài truyền hình phát ra quảng cáo. Bởi vì cái này chút tại bắt đầu nghiên cứu chế tạo ngủ cất linh cùng tỉnh thần thuốc viên thời điểm, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng liền bắt đầu chuẩn bị, cho nên lần này chính thức bắt đầu sau, động tác của bọn họ liền rất nhanh rồi. Những này quảng cáo để ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, tại Yến Vân Thị bên trong từ từ có không nhỏ độ nổi tiếng, tiến vào tầm mắt của người bên trong. Hơn nữa tại nhóm đầu tiên thử nghiệm ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên sau, đều hiểu ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên hiệu quả, mà những người này đa số thành khách hàng quen, đều sẽ tiếp lấy trở lại mua được dùng. Hơn nữa những người này còn sẽ chủ động là thân bằng hảo hữu giới thiệu, để càng nhiều người nhận thức ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên. Một truyền mười, mười 10 truyền một trăm, ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên rất nhanh sẽ tại Yến Vân Thị bên trong, tiêu thụ lái tới. Trong mấy ngày kế tiếp, lượng tiêu thụ là hiện lên bao nhiêu thức gia tăng. Trong năm ngày này, ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên đã tính gộp lại tiêu thụ 5.000 không phần, tuy rằng lượng tiêu thụ nhìn lên không nhiều. Thế nhưng Yến Vân Thị chỉ là một người khẩu hơn một triệu thành thị, mà ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên cái này hai khoản mới ra thị trường dược phẩm, 5 ngày bên trong liền ở Yến Vân Thị tiêu thụ 5.000 phần, đã là rất không tệ thành tích. Chí ít Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cũng đã rất hài lòng, bất cứ chuyện gì cũng không thể một bước lên trời, từng bước từng bước tiếp tục đi, cơ sở mới sẽ ổn. Mà ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên cái này hai khoản tân dược phẩm, 5 ngày bán ra 5.000 phần, đã là một cái rất tốt mở đầu. Đồng thời vào hôm nay bên trong, Lưu Hùng cũng đã thông Yến Vân Thị Bệnh viện, trên căn bản Yến Vân Thị chính quy bệnh viện đều đồng ý, ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tại bọn hắn nhà thuốc bên trong lên giá tiêu thụ. Những này bệnh viện sẽ để cho trước tiên thử nghiệm tiêu thụ một cái, nhìn một chút bệnh nhân phản hồi sau, mới sẽ quyết định phải chăng tiếp tục tiêu thụ, cùng với đối với bệnh nhân đề cử cường độ. Hơn nữa hai ngày nữa sau, ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên cũng sẽ ở phụ cận mấy tòa thành thị bên trong tiêu thụ, cùng với làm tuyên truyền. Trường hoa xưởng chế thuốc hiện nay xem ra, hết thảy đều hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển. Cuối cùng Lý Trường Hoa cũng đưa ra Trường Hoa xưởng chế thuốc hiện nay vấn đề lớn nhất, chính là tô chiết trị liệu nước thuốc cung cấp phân lượng, căn bản vô pháp thỏa mãn Trường Hoa xưởng chế thuốc nhu cầu. Tuy nhiên tại tiền kỳ Trường Hoa xưởng chế thuốc, tổng cộng sản xuất ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên 000 000 không mảnh, sau đó mấy ngày trước tô chiết đưa đi 5000ml trị liệu nước thuốc, còn có thể tái sản xuất suốt 1 năm 000 000 mảnh ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên. Tuy nhiên tại ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên gộp lại tổng cộng có 4 năm không mảnh, nhìn lên rất nhiều, thế nhưng hiện tại ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, tin tưởng rất nhanh này 4 năm không mảnh, chẳng mấy chốc sẽ bị thị trường tiêu hóa hết. Cho nên Lý Trường Hoa hy vọng tô chiết tận lực, đem trị liệu nước thuốc cung cấp cho Trường Hoa xưởng chế thuốc, đồng thời để tô chiết đem trị liệu nước thuốc số lượng cho đề cao một chút, đồng thời Lưu Hùng cũng là cái này ý tứ. Bởi vì hiện tại trị liệu nước thuốc số lượng mới là ngăn lại trường hoa xưởng chế thuốc phát triển chỗ mấu chốt, những thứ khác, vấn đề cũng không lớn, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cũng có thể nghĩ biện pháp đi giải quyết. Trị liệu thuốc vấn đề nước, Tô Chiết tự nhiên biểu thị hiện tại chính đang nghĩ biện pháp giải quyết. Liên quan với trị liệu nước thuốc, Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa căn bản vô pháp cho Tô Chiết cung cấp trợ giúp, Tô Chiết chỉ có thể dựa vào chính mình đi nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Chiết kết thúc cùng Lý Trường Hoa trò chuyện, điện thoại di động của hắn còn chưa kịp thu lại, liền có mới có điện, là Tô Sủng Chi ra Lý Hoa đánh tới. Tô Tổng, Sủng vật bệnh viện xuất hiện đang sửa chữa đã chính thức kết thúc công việc, Sủng vật bệnh viện hậu thiên là có thể bình thường buôn bán. Lý Hoa đã mang đến cái tin tức tốt này, Tô Chiết ngàn đợi ngàn các loại, hiện tại rốt cuộc đợi được Sủng vật bệnh viện khai trương. Tô Chiết cùng Lý Hoa nói, đến lúc đó có thời gian, hắn liền sẽ thẩm châu thành phố một chuyến, đi nhìn một chút Sủng vật bệnh viện. Mà nếu như Tô Chiết có chuyện làm lỡ lời nói, cũng không có quan hệ, sủng vật bệnh viện tất cả như thường lệ vận hành. Cùng Lý Hoa khai báo một ít chuyện sau, Tô Chiết liền cúp điện thoại, bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, chuẩn bị tăng cao thực lực của hắn. Tô Chiết đào một gốc nhân sâm, dùng để tu luyện luyện thể thuật. Bây giờ Tô Chiết thể chất đạt đến 69 điểm, tại nhạc chính lâm đột kích thời điểm, Tô Chiết cũng là dựa vào hắn 69 điểm thể chất, lấy sức mạnh tuyệt đối, để nhạc chính lâm không thể chống đỡ được. Bất quá Tô Chiết độ tu luyện lại lần nữa chậm lại, hiện tại thể chất muốn tăng lên một điểm, so với lúc trước muốn khó hơn rất nhiều. Cho dù Tô Chiết hữu dụng nhân sâm phụ trợ luyện thể thuật tu luyện, cũng giống như vậy. Tô Chiết cũng nghĩ tới dùng niên đại cao hơn nhân sâm đến tu luyện, cũng là toàn thân đã nếm thử. Thế nhưng lấy Tô Chiết thể chất, cũng chỉ là chịu đựng dùng 40 năm người hai bên tham gia dược lực. Mà cao hơn 40 năm nhân sâm chuyển hóa nhiệt khí, Tô Chiết hiện nay còn không cách nào khống chế ở dùng để tu luyện luyện thể thuật hoặc là cần tôi chiết thể chất đạt đến mức độ nhất định, mới có thể vận dụng niên đại cao hơn nhân sâm đi. Cho nên dù cho xuất hiện đang tu luyện độ chậm lại, tôi chiết cũng không hề dùng niên đại cao hơn nhân sâm tu luyện, vẫn là trước sau như một dùng 40 năm nhân sâm tu luyện thể thuật. Tại màn đêm buông xuống thời điểm, tôi chiết thực lực rốt cuộc lần nữa tăng lên, thể chất đạt đến 70 điểm. Trải qua đơn giản kiểm tra, tôi chiết hiện tại có thể dơ lên 90 ô ký lô vật nặng hắn bây giờ khí lực đã suốt người bình thường rất nhiều lần rồi. Nếu như chỉ từ tô chiết bề ngoài xem, tuyệt đối không nhìn ra tô chiết bạo lực. Bởi vì tô chiết thân thể nhìn lên cũng không cường tráng, thậm chí còn hơi hơi gầy yếu. Nói tô chiết là tiểu bạch kiểm, có lẽ có dạng người tin, thế nhưng nói tô chiết là đại lực sĩ lời nói, nếu như không có tháo ra tô chiết, đoán chừng thì sẽ không có người tin tưởng. Tại thể chất đạt đến 70 điểm sau, tô chiết tự đình chỉ tu luyện luyện thể thuật rồi. Sau, Tô Chiết đi ra khỏi phòng, đi tới lầu 2 phòng chứa bên trong, phối chế phối chế trị liệu nước thuốc. Trong mấy ngày này, Tô Chiết từ Tô Sủng Chi ra lấy được 26 U điểm tích phân, mà Tô Chiết nguyên bản còn sót lại 2.400 điểm tích phân. Mà lần này ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, tổng cộng cho Tô Chiết đã mang đến 200 điểm tích phân. Toàn bộ cộng lại lời nói, Tô Chiết liền có 5.200 điểm tích phân rồi. Tuy rằng trong 5 ngày này, ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên hai loại thuốc viên, tổng cộng tiêu thụ không ô mảnh. Thế nhưng không có nghĩa này bán ra không ô mảnh ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, đều cho người toàn bộ sử dụng. Đoán chừng hiện tại nhiều nhất dùng chỉ là bị tiêu hao một nửa mà thôi. Hơn nữa ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên hai loại dược vật, một loại là trị liệu mất ngủ, tăng cao giấc ngủ chất lượng, mà một loại khác thuốc men là bổ sung thể lực, tiêu trừ thân thể mệt mỏi. Hai loại hiệu quả trị liệu đều không thể cho tô chiết thu được bất kỳ tích phân, chỉ là bởi vì ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên còn có cải thiện người sử dụng thân thể hiệu quả, mà đại đa số người thân thể đều ít nhiều gì có chút ít bệnh tật, trên căn bản đều là á khỏe mạnh. Mà ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên sẽ trị liệu những này thân thể bệnh tật, cho nên mới có thể để cho tô chiết thu được tích phân. Nhưng là vì hiệu quả trị liệu cũng không rõ ràng, cần thời gian dài sử dụng, thân thể bệnh tật mới sẽ được với cải thiện. Cho nên tuy rằng ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tổng cộng bán ra không ô mảnh, thế nhưng Tô Chiết cuối cùng mới đã nhận được 200 điểm tích phân. Đại khái mỗi bị người tiêu hóa 100 mảnh khoảng chừng, Tô Chiết có thể đạt được một điểm tích phân. Hiện tại Tô Chiết thể chất là 70 điểm, mỗi một ngày có thể dùng 70 ô điểm tích phân hối đoái 7.000 điểm thần lực. Tô Chiết dừng lại ở phòng chứa bên trong tiêu hao 70 ô điểm tích phân, tổng cộng chế biến 7.000 ml trị liệu nước thuốc sau, hắn mới rời khỏi phòng chứa, trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Tô Chiết cho Trung Hoa Thảo Quy cùng Tiểu Long Quy cho ăn thời điểm, cảm giác hậu viện hồ cá vẻn vẹn chỉ nuôi hai con rùa nhỏ, ngược lại cũng có chút lãng phí không gian, hơn nữa cũng có vẻ Trung Hoa Thảo Quy cùng Tiểu Long Quy rất cô đơn. Thế là tôi Chiết mở ra sủng vật hối đoái thương thành, lựa chọn dị thú, lần nữa dùng 3 năm điểm tích phân đổi một con Long Quy trứng đi ra. Sau đó tôi Chiết trực tiếp cho một cái viên Long Quy trứng thâu nhập 5 điểm thêm thần lực, cùng với hai điểm cường hóa thần lực, trợ Long Quy trứng ấp. Một cái viên long quy trứng có tô chiết năm điểm thêm thần lực trợ giúp, ấp thời gian đại đại co lại giảm rất nhiều, tô chiết vừa mới đặt ở trong đất, long quy trứng xác liền bắt đầu xuất hiện vết nứt. Mà đang tại ăn đồ ăn chung hoa thảo quy cùng tiểu long quy nhìn thấy một cái viên long quy trứng, đều hết sức tò mò, đều bò tới, vây quanh một cái viên long quy trứng. Đương nhiên làm kẻ tham ăn tiểu long quy, dù cho trong lòng lại hiếu kỳ, cũng sẽ không quên thức ăn của nó, trong miệng nó ngậm vỏ trứng gà. Mặc dù nhỏ long quy ánh mắt nhìn chăm chú vào long quy trứng, thế nhưng miệng của nó không ngừng lại, không ngừng ăn vỏ trứng gà. Tô chiết vừa ý hoa thảo quy cùng tiểu long quy đều không có thương hại long quy trứng ý tứ, chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới sẽ lại gần, tới gần long quy trứng, cho nên tô chiết liền yên tâm để chung hoa thảo quy cùng tiểu long quy ở bên cạnh quan sát, chưa hề đem chúng nó đánh đuổi. Rất nhanh, một con nho nhỏ long quy liền ở tô chiết nhìn chăm chú, không có bao nhiêu thời gian, liền phá xác mà ra rồi. Mà con này tân sinh tiểu tiểu Long Quy, nhìn lên cùng lúc trước tiểu Long Quy không có gì không giống nhau, vừa sinh ra cả người đều là màu vàng óng, thể hình cũng không kém nhiều. Chỉ bất quá một con này tân sinh tiểu tiểu Long Quy, so sánh an phận một ít, không có chạy loạn khắp nơi. Mà sau khi sinh, vừa mở mắt, tiểu tiểu Long Quy liền bắt đầu ăn nó vỏ trứng rồi, cùng tô chiết trước đó trước tiên hối đoái đi ra ngoài tiểu Long Quy tập tính giống nhau như đúc. Đúng lúc này, ở bên cạnh ăn vỏ trứng gà tiểu Long Quy, nhìn thấy mới mẻ long quy vỏ trứng, liền không nhịn được rồi. Tiểu long quy bỏ lại trong miệng vỏ trứng gà, sau đó lấy cực nhanh độ sông lại, nhanh ngậm lên một khối long quy vỏ trứng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Tô chiết bởi vì không nghĩ tới tiểu long quy sẽ đi đoạt tiểu tiểu long quy vỏ trứng, cho nên nhất thời ngược lại bị tiểu long quy thực hiện được rồi, cho nó tha đi một khối lớn long quy vỏ trứng. Mà vốn là chính đang hưởng thụ thức ăn tiểu tiểu long quy, một nhìn mình long quy vỏ trứng cho tiểu long quy cướp đi, nhất thời tiến vào trạng thái nổi khùng. Nhiệt môn mặc dù nhỏ long quy thể hình, so với tiểu tiểu long quy phải lớn hơn rất lớn, nhưng là nho nhỏ long quy lại không có chút nào sợ nó, vì đoạt lại thức ăn của mình, đối tiểu long quy đuổi tận cùng không buông. Đáng tiếc chung quy tiểu long quy trước tiên sinh ra chiếm không nhỏ ưu thế, lại tăng thêm cũng đã hấp thu không ít cường hóa thần lực, cho nên tốc độ so ra tiểu tiểu long quy muốn nhanh hơn rất nhiều. Cho nên cho dù tiểu tiểu Long Quy đã đem hết toàn lực đuổi theo, nhưng là vẫn không đuổi kịp tiểu Long Quy rồi. Tiểu tiểu Long Quy dù sao còn nhỏ, không có chạy bao lâu liền bắt đầu mệt mỏi, tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng là nho nhỏ Long Quy vẫn như cũ không buông tha nó Long Quy vỏ trứng, thế tất yếu đuổi trở về. Tô Chiết thật sự là không nhìn nổi rồi, tiểu Long Quy làm là huynh trưởng, không chiếu cố tiểu tiểu Long Quy coi như xong, còn bắt nạt tiểu tiểu Long Quy, đoạt thức ăn của nó. Thế là không vừa mắt Tô Chiết ra tay rồi, bất luận tiểu long quy tốc độ nhanh hơn nữa cũng không khả năng thoát được tô chiết lòng bàn tay tô chiết đưa tay liền đem tiểu long quy bắt được đem trong miệng nó cắn vào vỏ trứng cho lấy ra bất quá tiểu long quy tại long quy vỏ trứng bị tô chiết nắm trước khi đi vẫn là cho nó cắn xuống một khối nhỏ đồng thời rất nhanh sẽ ăn vào trong miệng này tiểu long quy vô lại cử chỉ tô chiết cũng lấy nó không có cách nào tô chiết đoạt lại long quy vỏ trứng sau liền đưa cho tiểu tiểu long quy tiểu tiểu long quy vừa bắt được long quy vỏ trứng, lập tức liền tha đi chạy, đồng thời còn đem hết thảy long quy vỏ trứng cho ngập đến bên trong góc, mới bắt đầu ăn lên, đồng thời còn bất cứ lúc nào chú ý tiểu long quy nhất cử nhất động, phòng ngừa nó trở lại đoạt long quy vỏ trứng, liền giống như để phòng cướp như thế. Bất quá tô chiết cũng không cho tiểu long quy gần thêm nữa tiểu tiểu long quy, vạn nhất long quy cũng phải cần đem mình vỏ trứng ăn thịt, nếu như bị tiểu long quy ăn, tiểu tiểu long quy xảy ra vấn đề gì sẽ không tốt lúc này trung hoa thảo quy đi tới tiểu tiểu long quy bên người mà vốn là rất quan tâm thức ăn của mình tiểu tiểu long quy ở chính giữa hoa thảo quy tới gần sau liền lập tức dùng đầu của nó đem một khối long quy vỏ trứng cho đẩy lên trung hoa thảo quy trước mặt cho trung hoa thảo quy ăn tiểu tiểu long quy thật giống tại lấy lòng trung hoa thảo quy như thế đem long quy vỏ trứng tiến phụng cho trung hoa thảo quy vậy thì để tôi chiết nghĩ không thông tại sao bất kể là tiểu long quy, còn là nho nhỏ long quy đều hình như rất sợ trung hoa thảo quy như thế, dù cho chính mình thích ăn nhất vỏ trứng cũng có thể nhường cho trung hoa thảo quy ăn. Muốn nói long quy loại động vật này nhát gan sợ phiền phức, cũng không phải rất chuẩn xác, ít nhất tô chiết ngoại trừ thấy chúng nó lấy lòng trung hoa thảo quy cho rằng, đối với những khác động vật đều là xa cách, càng đừng nói sợ. Tô chiết cũng đem tiểu long quy nắm tiến trong phòng khách, mà tiểu long quy cũng sẽ không sợ tiểu tuyết long chúng nó, thậm chí có thể cùng hai con tiểu tàng sư cùng nhau chơi đùa đồng dạng là quy loại tiểu long quy đối trung hoa thảo quy là theo lệnh mà làm thế nhưng đối tiểu long quy đúng thể hình đại nó gấp mấy chục lần sun kata lục quy lại chưa từng có sợ qua thậm chí tiểu long quy còn thường thường bò lên trên sun kata lục quy chính lưng lột xác lên chơi mà thử qua bò đến sun kata lục quy trên đầu làm mưa làm gió một con nhỏ long quy là như thế này hiện tại tiểu tiểu long quy cũng là như thế này Tô Chiết liền không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên nho nhỏ Long Quy đem Long Quy vỏ trứng để cho một điểm cho Trung Hoa Thảo Quy ăn, thế nhưng Trung Hoa Thảo Quy rất rõ ràng đối vỏ trứng các loại đồ ăn, hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là người một cái tiểu ly khai rồi. Trung Hoa Thảo Quy vừa đi ra, tiểu tiểu Long Quy liền lập tức ăn lên Long Quy vỏ trứng, xem nơi rất xa tiểu Long Quy chảy nước miếng. Bất quá có Tô Chiết quấy nhiễu, tiểu Long Quy là đừng nghĩ có thể ăn vào, cho nên chỉ có thể ăn nó vỏ trứng gà rồi vốn là long quy ăn còn dư lại long quy vỏ trứng sẽ tìm một chỗ trôn sau đó đợi được lần sau khi đói bụng ăn nữa bất quá bây giờ có tiểu long quy ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm tiểu tiểu long quy long quy vỏ trứng là không thể nào trôn được rồi bởi vì chỉ cần tiểu tiểu long quy vừa đi ra tiểu long quy liền lập tức sẽ lại đây đào đến ăn cho nên tiểu tiểu long quy căn bản không yên tâm thế là nó chỉ có thể toàn bộ ăn đi tiểu tiểu long quy ăn no rồi liền ở bên cạnh nghỉ một lát sau đó chờ một lúc ăn nữa, thẳng đến đem hết thải long quy vỏ trứng cho sau khi ăn xong. Tiểu tiểu long quy mới yên tâm đi ra. Đợi tiểu tiểu long quy ăn xong long quy vỏ trứng sau, tô chiết cầm đem thước xếp lại đây là tiểu tiểu long quy số lượng giáp bụng độ dài. Rất nhanh, trải qua tô chiết nhiều lần chắc lượng dưới, kết quả là đi ra, này một con nho nhỏ long quy giáp bụng độ dài là. Cùng tiểu long quy vừa ra đời thời điểm gần như lớn bằng. Bất quá Tô Chiết chú ý tới tuy nhiên nho nhỏ Long Quy cùng Tiểu Long Quy rất giống, thế nhưng ánh mắt của bọn họ là không giống với. Tiểu Long Quy ánh mắt là toàn bộ màu đen, mà Tiểu Tiểu Long Quy lại là màu tím đậm, những địa phương khác ngược lại là như thế. Tuy nhiên nho nhỏ Long Quy mới vừa đồ ăn bị Tiểu Long Quy đoạt lấy một lần, bất quá đúng là không có thủ dai, rất nhanh sẽ đem chuyện vừa rồi quên mất, chạy đến Tiểu Long Quy bên người chơi. Mà Tiểu Long Quy tuy rằng vừa nãy vô lại một điểm bất quá bây giờ ngược lại là có chút huynh trưởng dáng vẻ, mang theo tiểu tiểu long quy bỏ tới bỏ lui. Hơn nữa tiểu long quy cùng tiểu tiểu long quy đều có một cái cùng chung mục tiêu, chính là ở trong hoa thảo quy tùy tùng, hai con rồng quy, một lớn một nhỏ đi theo chung hoa thảo quy mặt sau, tình cảnh nhìn lên có chút khôi hài, dù sao chung hoa thảo quy so với chúng nó tới nói, thể hình tiểu rất nhiều. Tô Chiết vừa ý hoa thảo quy cùng hai con tiểu long quy, đồng thời bình yên vô sự, cũng không hề phát sinh cái gì chiến đấu sau, Tô Chiết cũng yên lòng rời khỏi, sau đó mang tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư ra ngoài tàn bộ. Sau khi trở về, Tô Chiết ngốc ở trong phòng, bắt đầu sắp xếp thẩm châu thành phố Tô Sủng Chi ra sự tình. Vốn là Tô Chiết tại ý định thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện trước đó, vẫn không có cân nhắc tốt phải trang bán ra sủng vật, hay là không có bán ra sủng vật nghiệp vụ cũng là khả năng. Dù sao Yến Vân Thị trong Tô Sủng Chi ra, Tô Chiết cũng rất ít hối đoái sủng vật đi ra bán, đến bây giờ cũng chỉ là hối đoái qua hai tốp sủng vật, tổng cộng cộng lại không tới 50 con, thế nhưng này 50 con sủng vật lại làm cho Tô Chiết thu được hơn 60 triệu. Mà bây giờ Tô Chiết cũng không có lại dùng tích phân hối đoái sủng vật, tại Tô Sủng Chi ra bán ra. Tô Sủng Chi ra hiện tại chủ yếu vẫn là làm sủng vật chữa bệnh làm chủ, cái khác nghiệp vụ thật không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên bình thường thời điểm, Tô Sủng Chi ra cũng sẽ theo bên ngoài thu mua một ít tinh phẩm sủng vật, sau đó Tô Chiết có lúc cũng sẽ tới, dùng thần lực bồi dưỡng một cái những này thu mua sủng vật, sau đó lại đối ngoại bán ra, kiếm lấy không nhỏ lợi nhuận. Mà thẩm châu thành phố sủng vật bệnh viện, vốn là tô chiết thấy khang Mỹ sủng vật bệnh viện vốn là không có bán ra sủng vật nghiệp vụ, lại tăng thêm bên cạnh còn có một giữa cửa hàng thú cưng, cho nên tô chiết liền không có ý định lại để cho tô sủng chi ra chi nhánh, bán ra sủng vật rồi, nhiều nhất chỉ là tình cờ bán ra vài con sủng vật. Tận lực tránh khỏi cùng bên cạnh cửa hàng thú cưng cạnh tranh, không nên đoạt người khác chuyện làm ăn, dù sao Tô Chiết Thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện, đều chỉ là vì Thu được tích phân, những thứ khác đối với hắn đều không trọng yếu. Thế nhưng Tô Chiết Tại gặp phải hảo kiện cái này cửa hàng thú cưng ông chủ sau, ý nghĩ của hắn liền bắt đầu cải biến. Hảo kiện đã bị Tô Chiết đã đánh vào trong lòng danh sách đen bên trong, bởi vì tìm đường chết hảo kiện một lần lại một lần tại Tô Chiết trước mặt thanh thú hạn cuối, khiến hắn không thể nhịn được nữa. Tại Tô Chiết cùng hạ hàm nạc ký kết thời khắc sống còn, Hạo Kiện còn chạy đến quấy rối, lúc đó cũng đã chọc giận Tô Chiết. Nếu Hạo Kiện không muốn Tô Chiết dễ chịu, Tô Chiết cũng sẽ không khiến hắn dễ chịu. Vốn là Tô Chiết là không có ý định để Thẩm Châu thành phố Tô sủng chi ra chi nhánh, kinh doanh sủng vật nghiệp vụ, tất cả dựa theo Khang Mỹ sủng vật bệnh viện trước kia nghiệp vụ tiến hành, là trị liệu cùng hộ lý sủng vật làm chủ. Bởi vì vốn là Tô Chiết là không muốn cùng bên cạnh cửa hàng thú cưng ác ý cạnh tranh, hắn không muốn vô duyên vô cớ đi đoạn người khác tài lộ, cho nên bản ý của hắn là để tô sủng chi ra chi nhánh lấy thu được tích phân làm chủ. Thế nhưng hiện tại tô chiết ý nghĩ không giống nhau, hắn muốn cho chi nhánh kinh doanh sủng vật nghiệp vụ, đem hạo kiện cửa hàng thú cưng chuyện làm an toàn bộ đi gấp qua, để hạo kiện không sống yên lành được. Thế là tô chiết tại thu mua khang Mỹ sủng vật bệnh viện sau, liền để Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh hai người đi thu mua một ít tinh phẩm sủng vật. Hiện tại Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh đều liên hệ rồi không ít sủng vật chăn nuôi thương, thu được không ít tinh phẩm sủng vật khởi nguồn, tin tưởng những này sủng vật trải qua bồi dưỡng sau, rất nhanh sẽ có thể đối với bên ngoài bán ra. Đương nhiên Tô Chiết chỉ là để sủng vật bệnh viện trong kinh doanh xa hoa sủng vật, bởi vì cao cấp xa hoa sủng vật lợi nhuận mới là lớn nhất. Vì để cho lợi nhuận sử dụng tốt nhất, cũng vì hấp dẫn càng nhiều hơn khách hàng. Tô Chiết chính mình tự mình làm một chút cho sủng vật ăn thực phẩm phụ, dự định để sủng vật bệnh viện đem những này thực phẩm phụ lẫn vào những này sủng vật chủ thực bên trong, cho những này thu mua được tinh phẩm sủng vật ăn. Những này thực phẩm phụ nguyên liệu đều là rất phổ thông. Thế nhưng để tô chiết trà trộn một chút thần lực tại thực phẩm phụ bên trong, cứ như vậy. Những này thực phẩm phụ sẽ không bình thường. Sủng vật ăn những này thực phẩm phụ sau, ngoại trừ thể chất sẽ càng thêm tốt bên ngoài, cũng sẽ càng thêm cơ linh hoạt bát. Lời nói như vậy, những này sủng vật cũng sẽ càng thêm dễ dàng tiếp thu huấn luyện, rất được người ta yêu thích, tin tưởng sẽ hấp dẫn đến không ít người nguyện ý mua lại. Mà Tô Chiết cũng sẽ hối đoái một ít sủng vật đi ra, lũng đoạn phụ cận bên trong cao cấp sủng vật thị trường, để hạo kiện hối tiếc không kịp. Thế là Tô Chiết để Tô Sủng Chi ra phái tới một chiếc động vật xe vận tải. Sau đó lại mở ra sủng vật hối đoái thương thành, bắt đầu xem lướt qua một cái các loại sủng vật. Bởi vì Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh Thu mua sủng vật, đại đa số đều là bên trong đại hình sủng vật, tỉ như như mèo cùng chó bên trong sủng vật, cho nên tôi Chiết liền loại bỏ hối đoái bên trong cỡ lớn sủng vật, mà là lựa chọn một ít thân hình so sánh nhỏ sủng vật, tỉ như như thể hình so sánh nhỏ quy loại, sủng vật trồn các loại động vật. Ngoài ra, tôi Chiết còn đổi một loại thể hình so sánh lớn 6 quy, Angonoka tượng quy. Angonoka tượng quy thuộc 6 quy khoa động vật, là hoàn toàn ăn cỏ tính, chủ yếu là phân bố tại Madagascar đảo Tây Bắc Bộ. Quen thuộc nghỉ lại với khô giáo nhiệt đới thảo nguyên hoặc bờ biển phụ cận thảo nguyên bụi cây hoàn cảnh. Angonoka tướng quy lớn nhất giáp trưởng có thể đạt đến 44. 6 cm, giáp lưng hiện lên rõ rệt mái vòng hình dáng, màu vàng sẫm truy lá chắn. Sơn lá chắn là màu xanh đậm, mỗi một duyên lá chắn tiền duyên cũng có màu nâu đen hình tam giác vằn, có một viên hầu lá chắn đặc biệt đột xuất. Angonoka tướng quy giáp lưng nhô lên cao vút hiện lên hình cầu, màu sắc hiện lên màu nâu nhạt, mỗi khối A cộng có rõ ràng vòng tuổi. Giống được Angonoka tướng quy hình thể lớn hơn giống cái, thành niên giống được Angonoka tượng quy bình quân độ dài là 414. 8 mm, bình quân thể trọng là 10, 3 kg, giống cái bình quân độ dài là 37 ô, 1 mm, bình quân nặng đến 8, 8 kg, đều cần 30 năm trở lên năng lực hoàn toàn chín mùi. Giống cái Angonoka tượng quy mỗi cái sinh sôi này nở mùa có thể dưới 36 trái trứng. Mùa mưa ấp, ấp kỳ 17 ô 30 ô thiên. Khi chúng nó từ tổ bên trong chui ra mặt đất thời điểm, liền bắt đầu hoàn toàn độc lập mà sinh sống. Angonoka tướng quy số lượng cực kỳ ít ỏi, trải qua thống kê, hiện nay hoang dại số lượng không gặp qua 400 chỉ, 20-14 năm toàn cầu tổng thể số lượng tại 60 U chỉ khoảng chừng, đa số là ấu thể, bởi vậy Angonoka tượng quy giá cả đắt giá. Angonoka tướng quy tại sủng vật hối đoái thương thành hối đoái giá cả cũng không cao, hai điểm tích phân liền có thể hối đoái một viên Angonoka tượng quy trứng. Thế là tôi chiết đổi 10 viên Angonoka tượng quy trứng, tốn mất 20 điểm tích phân. Sau đó tôi chiết cho này 10 viên Angonoka tượng quy chứng, đều thâu nhập thêm thần lực, sau đó phóng tới hậu viện hồ cá phù đảo lên, bởi vì phù trên đảo có đất, có thể dùng để ấp Angonoka tượng quy chứng. Khi này 10 viên Angonoka tượng quy chứng xuất hiện tại phù đảo lên lúc, tiểu long quy cùng tiểu tiểu long quy lập tức xít tới gần, mà trung hoa thảo quy đối với cái này cũng không có hứng thú gì, vẫn là lười biếng tại trong vùng nước cạn ngâm trong bồn tắm, thoải mái tắm nắng. Tô Chiết không cho Tiểu Long Quy cùng Tiểu Tiểu Long Quy tới gần Angonoka tượng quy trứng, để tránh khỏi khiến chúng nó quấy rầy đến Angonoka tượng quy trứng ấp trạng thái, cho nên chúng nó chỉ có thể ở nơi xa nhìn xa xa. Có Tô Chiết thêm thần lực, những này Angonoka tượng quy trứng chỉ là mấy phút, liền toàn bộ ấp đi ra. Này 10 chỉ vừa mới ấp đi ra ngoài Tiểu Angonoka tượng quy, thể hình cũng chỉ có quả bi sắt một kích cỡ tương đương. Làm 10 con nhỏ Angonoka tượng quy đều ấp đi ra sau, Tô Chiết cũng sẽ không ngăn cản Tiểu Long Quy cùng Tiểu Tiểu Long Quy xít tới gần rồi. Mà Tiểu Long Quy cùng Tiểu Tiểu Long Quy vừa được đến giải phóng, liền lập tức vào tới, bất qua chúng nó đều đối Tiểu Angonoka tượng quy đều không có hứng thú, mà là bắt đầu tranh đoạt lên Tiểu Angonoka tượng quy vỏ trứng. Bởi vì Angonoka tượng quy cũng không ăn của mình vỏ trứng, cho nên Tô Chiết cũng không có ngăn cản Tiểu Long Quy cùng Tiểu Tiểu Long Quy, tùy ý chúng nó tha đi quy vỏ trứng rồi. Tiểu Long Quy cùng tiểu tiểu Long Quy đều không có lập tức bắt đầu ăn, mà là đều từng người lựa chọn trong một góc hẻo lánh, sau đó đem Angonoka tượng quy vỏ trứng cho ngậm đến góc này bên trong. Tiểu Long Quy chiếm thể hình cùng sức mạnh, cùng với độ đều so với tiểu tiểu Long Quy lớn ưu thế, cướp nhiều nhất. 10 viên Angonoka tượng quy vỏ trứng, tiểu Long Quy chọn vẹn đoạt 6 viên, mà tiểu tiểu Long Quy chỉ là đoạt 4 viên quy trứng mà thôi. Này hay là bởi vì tiểu tiểu Long Quy chiếm mình chọn địa bàn so với tiểu long quy càng thêm tới gần quy chứng ưu thế, mới có thể cướp được 4 viên quy trứng, nếu không, tiểu tiểu long quy cùng tiểu long quy tranh lệch sẽ càng gia tăng hơn. Tiểu long quy cùng tiểu tiểu long quy, đem những này Angonoka tượng quy quy vỏ trứng chia của được rồi sau, liền bò tới bên trong góc, ăn bọn chúng vỏ trứng đi rồi, hoàn toàn không có đi lý Angonoka tượng quy, không để mắt đến Angonoka tượng quy tồn tại. Tô Chiết cũng không có đi quản tiểu long quy cùng tiểu tiểu long quy, chúng nó không tới càng tốt hơn, miễn được lại đây làm phá hoại. Sau đó Tô Chiết bắt đầu dùng sức mạnh hóa thần lực, cường hóa Angonoka tượng quy thể chất, mỗi một con đều dùng hai điểm cường hóa thần lực. Cuối cùng Tô Chiết dùng thêm thần lực, để này 10 chỉ Angonoka tượng quy nhanh lớn lên. Này 10 chỉ Angonoka tượng quy đi ngang qua hấp thu Tô Chiết ra tốc thần lực, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, thể hình từ mắt thường tốc độ rõ rệt liên tục tăng trưởng. Bởi vì Tô Chiết cho mỗi một con Angonoka tượng quy, đưa vào gia tốc thần lực, số lượng đều là không giống với, cho nên này 10 chỉ Angonoka tượng quy thể hình bây giờ là có lớn có nhỏ, khác biệt rất lớn. Bởi vì Tô Chiết cũng không muốn để 10 chỉ Angonoka tượng quy, thể hình đều giống nhau đại. Bởi vì có chút yêu quy người yêu thích rùa lớn, cũng có chút yêu thích chính mình từ nhỏ đem quy nuôi đến lớn, cho nên Tô Chiết mới khiến cho 10 chỉ Angonoka tượng quy lớn nhỏ đều không giống nhau, có thể thỏa mãn các loại người yêu cầu. Tô Chiết đợi 10 chỉ Angonoka tượng quy, đem trong cơ thể gia tốc thần lực đều hấp thu sạch sẽ sau, sau đó tôi Chiết tìm đến thước xếp vì chúng nó số lượng giáp bụng độ dài. Này 10 chỉ Angonoka tượng quy bên trong, trong đó 4 chỉ hấp thu gia tốc thần lực ít nhất, cho nên bọn chúng giáp bụng độ dài chỉ có 8cm đến 9cm trong lúc đó. Mà đổi thành bên ngoài hấp thu gia tốc thần lực tương đối nhiều một chút 4 chỉ Angonoka tượng quy, bây giờ giáp bụng độ dài đã có 15 đến 18cm giữa, không chênh lệch nhiều gấp đôi. Hơn nữa cuối cùng hai con Angonoka tượng quy hấp thu ra tốc thần lực nhiều nhất, thể hình cũng là lớn nhất, mà tôi chiết thẻ thước dài nhất chỉ là có thể số lượng 20cm, vượt qua 20cm độ dài liền không thể được số lượng rồi. Mà cái này hai chỉ Angonoka tượng quy giáp bụng độ dài đều vượt qua 20cm, cho nên tôi chiết không thể làm gì khác hơn là tìm đến thước cuộn vì chúng nó số lượng giáp bụng độ dài. Kết quả rất mau ra đến rồi, trong đó một con Angonoka tượng quy giáp bụng độ dài là mà một con khác Angonoka tượng quy giáp bụng độ dài là hai con giáp bụng cách biệt, chênh lệch không lớn. Mà này lớn nhất hai con Angonoka tượng quy, thể hình so với nhỏ nhất Angonoka tượng quy lớn hơn gấp đôi còn không hết. Vẹn vẹn từ mặt ngoài nhìn, cái này hai chỉ Angonoka tượng quy thể hình đều không khác mấy lớn bằng. Ngoại trừ này 10 chỉ Angonoka tượng quy bên ngoài, tô chiết từ sủng vật hối đoái thương thành hối đoái cái khác sủng vật, hắn cũng hữu dụng ra tốc thần lực phụ trợ bọn chúng sinh trưởng cùng với dùng cường hóa thần lực, đến cường hóa thể chất của bọn nó. Khiến chúng nó càng thêm khỏe mạnh. Tô chiết từ sủng vật hối đoái thương thành hối đoái những này sủng vật. Đều là nên chủng loại bên trong yếu tố nhất cá thể, phẩm tương cũng là tiếp cận hoàn mỹ. Cho nên tô chiết cũng không cần lo lắng bán không tới tốt giá cả. Tô chiết lần này tổng cộng tại sủng vật hối đoái trong thương thành, đổi gần như 100 con sủng vật đi ra, rất nhiều loại loại hình. Bất quá lần này tô chiết hối đoái sủng vật, đều là thuộc về thể hình khá là nhỏ sủng vật. Cho nên những này sủng vật hối đoái tích phân cũng không cao, mỗi một con sủng vật hối đoái giá cả đều tại 1 đến 5 điểm tích phân khoảng chừng này gần như 100 con sủng vật, cũng chỉ là dùng đi tô chiết 400 điểm không tới tích phân. Mà đối với những thứ này sủng vật có thể bán ra giá cả, này 400 điểm tích phân liền không coi vào đâu, tính giá so rất cao. Nơi này gần như 100 con sủng vật, đều là tô chiết dự định đưa đi cho thẩm châu thành phố tô sủng chi ra bên trong tiến hành bồi dưỡng, sau đó tiến hành bán ra. Tin tưởng những ngày sủng vật vừa đến tô sủng chi ra, sau đó lại trải qua tuyên truyền, tin tưởng tuyệt đối có thể rất nhanh hấp dẫn đến sủng vật kẻ yêu thích chú ý bên trong. Do đó để tô sủng chi ra tại Thẩm Châu thành phố khai hỏa độ nổi tiếng, để càng nhiều người biết tô sủng chi ra. Mà những này cực phẩm sủng vật, lại tăng thêm lý hoa cùng trương cảnh thịnh thu mua mà đến tinh phẩm sủng vật, tại trong thời gian ngắn, cho dù không cách nào lũng đoạn Thẩm Châu thành phố cao cấp xa hoa sủng vật thị trường, thế nhưng tại tô sủng chi ra chỗ ở trong phạm vi nhỏ, tiến hành lũng đoạn là không có vấn đề. Những này sủng vật mang đến sung kích, ảnh hưởng lớn nhất chính là ở bên cạnh hạo kiện cửa hàng thú cưng, tuyệt đối để hạo kiện cửa hàng thú cưng lợi ích tổn thất lớn nhất. Nếu như tô chiết dài hạn cung cấp sủng vật cho tô sủng chi ra lời nói, hạo kiện cửa hàng thú cưng liền không dùng lại nghĩ trong kinh doanh cao cấp sủng vật rồi. Tô chiết cường hóa tốt những này sủng vật sau, sủng vật nhà phái tới sủng vật xe vận tải, cũng đến đến cửa chính khẩu sùng vật này xe vận tải đều là cố ý tô sủng chi ra cải tạo chuyên môn dùng để vận tải sùng vật hiện nay tô sủng chi ra nắm giữ 3 chiếc sùng vật xe vận tải tuy nhiên tại chỉ là phái tới một chiếc bất quá tô chiết hôm nay hối đoái sùng vật đều là thể hình khá là nhỏ động vật cho nên một chiếc sùng vật xe vận tải cũng đã đủ rồi tô chiết cùng tô sủng chi ra công nhân viên đồng thời đem sùng vật này toàn bộ cho đưa lên xe vận tải bên trong đồng thời tô chiết còn đem làm sùng vật chuẩn bị thực phẩm phụ cũng cùng nhau cho chuyển tới trên xe đồng thời đưa tới. đợi sủng vật toàn bộ đều đưa lên sủng vật xe vận tải sau, chiếc này xe vận tải liền lái đi. lần này sủng vật xe vận tải nơi cần đến là thẩm châu thành phố tô sủng chi gia chi nhánh. đợi sủng vật xe vận tải lái đi sau, tô chiết liền gọi điện thoại cho lý hoa, trả lại một tấm sủng vật danh sách cho hắn, khiến hắn an bài xong những này sủng vật. tô chiết mỗi một lần mang tới sủng vật, đều là có giá trị không nhỏ, cho nên lý hoa tự nhiên không dám chế nải rồi lập tức liền bắt đầu bắt tay vì những này sủng vật đến làm sắp xếp. Sáng ngày thứ hai, Tô Chiết ngồi lên rồi đi tới Thẩm Châu thành phố Cao Thiết bên trong. Mà lần này đường đi, đi theo Tô Chiết cùng đi người, còn có An Hân cùng Bảo Bảo, cùng với An Huyên. Bởi vì hôm nay vừa vặn là thứ bảy, mà An Huyên trường học nghỉ, cho nên Tô Chiết liền làm cho các nàng cùng theo một lúc đến rồi, làm cho các nàng đừng cứ mãi ở nhà, có lúc đi ra đi một chút cũng là rất lựa chọn không tồi. Mà hôm nay tôi Chiết đến Thẩm Châu thành phố, ngoại trừ mang an hân các nàng sang đây xem một cái tô sủng chi ra chi nhánh ở ngoài, hắn hôm nay còn mặt khác dẫn theo 5.000ml trị liệu nước thuốc lại đây. Này 5.000ml trị liệu nước thuốc đều là vì Thẩm Châu thành phố tô sủng chi ra chuẩn bị, để tô sủng chi ra dùng đến trị liệu sủng vật lên, Tô Chiết cũng nhờ vào đó có thể từ đó thu được tích phân. Cái này cũng là Tô Chiết thu mua khang nghĩ sủng vật bệnh viện nguyên nhân duy nhất, dựa vào sủng vật bệnh viện kiếm tiền chỉ là thứ yếu mà thôi. Bởi vì trị liệu nước thuốc cùng nước như thế vô sắc vô vị, kiểm tra cũng chỉ là cùng nước không có gì khác nhau, cho nên thông qua cao thiết kiểm an cũng không có vấn đề gì. Tô Chiết vừa đến Tô Sủng Chi ra, liền cầm trong tay trị liệu nước thuốc giao cho Lý Hoa, để Lý Hoa tiến hành sắp xếp. Hiện tại cái này một gian sủng vật bệnh viện bảng hiệu đã thay đổi, không còn là khang Mỹ sủng vật bệnh viện, mà là chuyển thành Tô Sủng Chi ra rồi. Hôm nay là Tô Sủng Chi ra ngày thứ nhất khai trương, có không ít người cùng công ty vào hôm nay, cho tô sủng chi ra đưa tới lãng hoa. Trong đó liền có hạ hàm nặc, ngoài ra còn có cái khác trước đây khang Mỹ sủng vật bệnh viện thương nghiệp cung ứng. Bởi vì hiện tại khang Mỹ sủng vật bệnh viện chuyển thành tô sủng chi ra, những này thương nghiệp cung ứng tự nhiên cần cùng tô sủng chi ra trước tiên tạo mối quan hệ, để tránh khỏi tô sủng chi ra cho đổi thành cái khác nhà thương nghiệp cung ứng, không lại hợp tác với bọn họ. Mà tô chiết cảm thấy khang Mỹ sủng vật bệnh viện trước kia thương nghiệp cung ứng, vẫn là thực lực coi như không tệ, mà Khang Mỹ sủng vật bệnh viện cùng những này thương nghiệp cung ứng, hợp tác lâu như vậy cũng không có xảy ra vấn đề gì. Đồng thời Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh hai người cũng kiến nghị, để tô sủng chi ra hiện tại trước tiên không đổi thương nghiệp cung ứng, cho nên hiện tại tô sủng chi ra vẫn là cùng trước đây Khang Mỹ sủng vật bệnh viện thương nghiệp cung ứng tiếp tục hợp tác. Cho nên hiện tại cái này chút thương nghiệp cung ứng, tại tô sủng chi ra ngày thứ nhất khai trương doanh nghiệp thời điểm, đưa lên lãng hoa đến chúc mừng tô sủng chi ra cũng là chuyện rất bình thường rồi thân, mắt nhanh, đại lượng tiểu thuyết miễn phí xem. Ngoại trừ bảng hiệu cùng nhãn hiệu thay đổi ở ngoài, hiện tại bệnh viện trong đại sảnh cũng đã bị đổi thành sủng vật triển lãm khu, cùng khách hàng quan sát tham tuyển. Bởi vì Khang Mỹ sủng vật bệnh viện trước đó cũng cân nhắc qua kinh doanh sủng vật nghiệp vụ, cho nên phòng khách đang sửa chữa thời điểm, cũng là dựa theo cửa hàng thú cưng cách thức thiết kế. Chỉ bất quá sau đó không biết nguyên nhân gì, dẫn đến Khang Mỹ sủng vật bệnh viện không có kinh doanh sủng vật Thế nhưng cửa hàng thú cương nội tình đã lưu lại, cho nên tô sủng chi ra lần này sửa chữa, cần cải biến địa phương cũng không nhiều, bởi vậy tô sủng chi ra năng lực trong thời gian ngắn như vậy trùng tu xong, một lần nữa doanh nghiệp. Hiện tại sủng vật triển lãm trong vùng, ngoại trừ lý hoa cùng trương cảnh thịnh thu mua được sủng vật bên ngoài, còn có tô chiết ngày hôm qua từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái sủng vật, sủng vật xe vận tải đã đưa đến, hiện tại hối đoái sủng vật cũng có không ít tại sủng vật triển lãm trong vùng. Những này tại sủng vật triển lãm khu sủng vật, phần lớn là thuộc về á thành thể, hoặc là thành thể sủng vật, chỉ có vài con sủng vật là ấu thể. Bởi vì tại triển lãm khu sủng vật, đều là tô sủng chi ra bây giờ chuẩn bị bán ra sủng vật. Bất quá lần này lý hoa bán ra sách lược, cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Những này tại triển lãm khu sủng vật cũng không phải một lần thành giao, đều sẽ có một cái tương đối thấp giá rẻ, sau đó do khách hàng ra giá, cuối cùng người trả giá cao được. Mà triển lãm chu kỳ là 7 ngày đến 15 ngày đều có, triển lãm chu kỳ thời gian trong, do Tô Sủng chi ra tiếp tục tiến hành bồi dưỡng huấn luyện. Mà triển lãm chu kỳ đã đến giờ sau đó liền do ra giá cao nhất khách hàng thu được một con này sủng vật. Cùng bán đấu giá có chút tương tự, bất quá chu kỳ tương đối dài một điểm. Đương nhiên vì phòng ngừa có mấy người loạn ra giá cách, cuối cùng lại không mua tình huống. Khách hàng trước hết thanh toán ra giá 20%. Nếu như triển lãm chu kỳ qua đi trong 3 ngày khách hàng chưa có tới thanh toán còn dư lại ngạch chống lời nói, liền đại biểu khách hàng từ bỏ một con này sủng vật, một lần nữa do tô sủng chi ra tiến hành triển lãm bán đấu giá. Thế nhưng khách hàng trước đó thanh toán tiền đặt cọc, tô sủng chi ra là sẽ không trả hàng, coi như phí bồi thường vi phạm hợp đồng, để dùng đến bồi thường tô sủng chi ra tổn thất. Đương nhiên nếu như khách hàng lo lắng triển lãm chu kỳ qua đi trong vòng 3 ngày, bị chuyện khác làm trễ nãi. Không có thời gian tới lời nói, cũng có thể xuất hiện ở giá sau, trực tiếp trước đó thanh toán giá tổng cộng là. Lời nói như vậy, một cái vị khách hàng cuối cùng đấu giá được sủng vật lời nói, tô sủng chi ra sẽ vì vị khách hàng này bảo lưu trông giữ một con này sủng vật, tại trong vòng 7 ngày miễn phí là vị khách hàng này trông giữ hộ lý sủng vật, thế nhưng qua thời gian, liền sẽ dựa theo tô sủng chi ra giá cả tính toán. Đợi được vị khách hàng này rảnh rỗi đã tới, trở lại tiến hành kết toán, cùng với đem sủng vật lĩnh đi nếu như một cái vị khách hàng tại thanh toán xong giá tổng cộng là sau, thế nhưng cuối cùng cũng không phải hắn đập đến, tại triển lãm sau khi kết thúc, Tô Sủng Chi ra sẽ đem tiền trả lại cho khách hàng. Tô Sủng Chi ra tiếp thu bán ra phương thức, hấp dẫn không ít người hứng thú, hơn nữa Tô Sủng Chi ra ra giá rẻ cũng là tương đối thấp. Tô Sủng Chi ra giá rẻ là thấp hơn giá thị trường 40%, tỷ như giá thị trường ít nhất giá trị 10.000 sủng vật, mà Tô Sủng Chi ra giá rẻ cũng chỉ là 60.000 khoảng chừng mà thôi cho nên nguyên bản không ít tâm tư bên trong liền có mua sắm sủng vật ý nguyện người, đang nhìn đến như vậy bán ra phương thức. Đều dồn dập tại tô sủng chi ra ra giá, có thể lấy giá rẻ cách mua được những này đáng yêu mê người sủng vật. Tự nhiên là tốt nhất, nếu như không mua được cũng không có quan hệ, dù sao cuối cùng tô sủng chi ra là sẽ trả lại tiền đặt cọc. Thế nhưng tô sủng chi ra cũng không cần lo lắng sẽ bởi vậy lỗ vốn, bởi vì vốn là tinh phẩm sủng vật liền tương đối ít rồi, thị trường là thuộc về có tiền cũng không thể mua được, bao nhiêu sủng vật kẻ yêu thích cầm tiền, lại không mua được thỏa mãn trong lòng yêu cầu sủng vật, cho nên không cần lo lắng cuối cùng giá sau cùng sẽ thấp. Từ hiện tại triển lãm khu sủng vật giá cả liên tục tăng lên, cũng có thể thấy được điểm này, rất hiển nhiên lần này Lý Hoa lựa chọn sách lược phi thường thành công. An hân các nàng chính mình đi tới triển lãm khu quan sát đủ loại đủ kiểu sủng vật, mà tô chiết đi tới thuộc về phòng làm việc của hắn bên trong. Không đến bao lâu, Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh cũng tới tô chiết phòng làm việc bên trong, hướng về tôi Chiết báo cáo hôm nay Tô Sủng Chi ra doanh nghiệp tình huống. Tuy rằng hôm nay chỉ là Tô Sủng Chi ra khai trương ngày thứ nhất, nhưng là dòng người số lượng rất tốt, đạt đến tất cả mọi người trong lòng mong muốn. Tuy nhiên đại đa số người là bị sủng vật triển lãm khu hấp dẫn tới, thế nhưng đến làm sủng vật chữa bệnh, hoặc là làm chăm sóc khách hàng là không ít. Cái này chủ yếu được lợi từ khang Mỹ sủng vật bệnh viện, trước đó cơ sở nội tình được, có không ít khách quen cũng nguyên nhân, cho nên mới tại ngày thứ nhất thời điểm, liền có không ít người đến tô sủng chi ra, là sủng vật của bọn hắn chữa bệnh làm hộ lý. Dù sao hiện tại tô sủng chi ra ngoại trừ sủng vật triển lãm khu bên ngoài, cũng không có những thứ khác tuyên truyền. Tô sủng chi ra sủng vật trị liệu chăm sóc giá cả, cũng sẽ không so với cái khác sủng vật bệnh viện thấp. Tô sủng chi ra tại không có cái khác mánh lưới dưới tình huống, ngày thứ nhất có thể có nhiều như vậy khách hàng đến, cũng đã là rất không tệ. Đợi Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh rời phòng làm việc sau, Tô Chiết bắt đầu suy nghĩ phải nên làm như thế nào mới có thể để Tô Sủng Chi ra tại Thẩm Châu trong thành phố, càng thêm có độ nổi tiếng. Hiện tại Tô Sủng Chi ra bởi vì được lợi bên trong sủng vật triển lãm khu tinh phẩm sủng vật, ngắn ngủn trong một ngày, tại phụ cận một vùng bên trong có không ít độ nổi tiếng, thế nhưng Tô Chiết vẫn là không thỏa mãn, hắn muốn Tô Sủng Chi ra tại toàn bộ Thẩm Châu trong thành phố đều có cực lớn độ nổi tiếng. Tô Chiết muốn cho Thẩm Châu trong thành phố tất cả mọi người đang nghĩ đến cho sủng vật chữa bệnh, hoặc là làm chăm sóc thời điểm, cùng với mua sắm sủng vật thời điểm, ngay đầu tiên liền nghĩ đến tô sủng chi ra. Lấy hiện tại sủng vật triển lãm khu sủng vật, hay là tô sủng chi ra trải qua thời gian dài kinh doanh, có thể đạt đến tô chiết mục tiêu. Thế nhưng hiện tại tô sủng chi ra tạm thời vẫn là không cách nào làm đến một điểm này, cho nên tô chiết muốn mặt khác muốn những biện pháp khác đến hấp dẫn người chú ý. Mà bây giờ tô sủng chi ra có trị liệu nước thuốc phụ trợ, trị liệu sủng vật năng lực, tại Thẩm Châu thành phố hết thảy sủng vật trong bệnh viện, tin tưởng đứng hàng đầu là không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng chuyện này chỉ có thể là tô sủng chi ra tích lũy danh tiếng, từ từ để càng nhiều người lựa chọn tô sủng chi ra đến trị liệu sủng vật, cũng không thể tại trong thời gian ngắn hấp dẫn đến càng nhiều người đến tô sủng chi ra. Mà tô chiết cũng không muốn cùng cái khác sủng vật bệnh viện ác ý cạnh tranh, thông qua hạ thấp giá cả đến hấp dẫn khách hàng. Cho nên hiện tại Tô Chiết rõ ràng không cách nào từ một điểm này tới tay, đến tuyên truyền Tô Sủng Chi ra rồi, vậy hắn chỉ có thể từ Tô Sủng Chi ra sủng vật triển lãm trong vùng ra tay. Mà sủng vật triển lãm khu hấp dẫn nhất khách hàng địa phương, đơn giản chính là bên trong đủ loại đủ kiểu tinh phẩm sủng vật. Nếu như Tô Chiết muốn tại trong thời gian ngắn, để Tô Sủng Chi ra độ nổi tiếng tăng lên rất cao lời nói, từ sủng vật phương diện này bên trong ra tay là lại thích hợp cực kỳ được rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 10